Chương 4667 Làm một cú Nguồn Mê truyện audio com Thiên khuynh địa phúc thời điểm Lê Hoa Động thiên thiên địa bình chướng ầm vang phá toái Giữa bầu trời kia Một đạo cái khe to lớn hiện ra Bốn bóng người đứng sóng vai Như bốn đầu ác long từ đám mây thò đầu ra sọ Lê Hoa cung trên quảng trường Dương Khai ngước đầu nhìn lên Ánh mắt tại bốn người kia trên thân từng cái đảo qua Lão ẩu tóc trắng xóa kia đánh qua một lần quan hệ Hạ Lâm Lan nói nàng tự xưng cưu bà bà Tâm tính ác độc, làm việc tàn nhẫn, lai lịch không người biết được, phóng nhãn toàn bộ phá toái thiên, cũng là sớm nhất một nhóm tới đây ẩn cư khách ở, tối thiểu nhất, Hạ Lâm Lan năm đó lại tới đây mai danh ẩn tích thời điểm, cái này kêu bà bà liền đã tại. Nam tử trung niên kia gọi là Tông Chính, tự hồ cùng thanh sương vực Tông Môn nào đó có chút quan hệ, bất quá không ai có thể chứng thực. Mỹ phụ nhân Trúc Linh Sang tính tình phóng đảng, trai lơ vô số, cho dù là ở trong phá toái thiên cũng là có tiếng xấu, bất quá thất phẩm khai thiên tu vi lại là thực sự, không ai dám có nửa điểm khinh thường tết tóc xung thiên pháo tử dạ đồng tử cũng không biết tu cái gì tà công tu vi càng là cao thâm càng là phản lão hoàng đồng đừng nhìn một thân cùng cái tiểu hài tử giống như phấn điêu ngọc trác thiên chân vô tà kỳ thật thích nhất ăn gan người nhất là nữ tử chi lá gan mỗi lần có người đắc tội hắn kết quả đều là sống không bằng chết hắn có vô số loại phương pháp để cho địch nhân trơ mắt nhìn xem chính mình ăn gan tươi mới kia cuối cùng không thể không cầu hắn cho một thống khoái trong phá toái thiên không có trật tự cùng đạo nghĩa có chỉ là nắm đấm cùng lực lượng nơi này rồng rắn lẫn lộn tàn ô nạp cấu, phản phất toàn bộ ba nghìn thế giới âm u đều hội tụ ở đây. Minh Vương Thiên hứa vọng từng nói với Dương Khai qua, cái này phá toái thiên A, à, nước đục đây. Dương Khai lúc ấy không có quá cảm thấy sợ, nhưng mà bây giờ lại là thân có trải nghiệm, lúc này mới nhìn thấy phá toái thiên một góc của băng sơn liền như thế cảnh tượng, nếu là thấy được toàn cảnh lại sẽ như thế nào. Bốn vị thượng phẩm cường thế xâm nhập lê hoa động thiên, ánh mắt trong nháy mắt dừng lại trên người Dương Khai, từng cái con mắt sáng lên, rõ ràng đều đã biết cái kia thiên địa tuyền bị Dương Khai thu lấy luyện hóa, bây giờ chỉ cần ai được dương khai, liền có cơ hội trở thành cái kia thiên địa tuyền chủ nhân. Trên đời này có thể làm cho thượng phẩm khai thiên động tâm bảo vật không nhiều, có thể làm cho bọn hắn đã sinh đã tử càng không nhiều hơn, càng không tứ trụ tuyệt đối là một trong số đó. Chỉ cần có được càng không tứ trụ, vô luận là nghênh địch hay là nuôi nhốt sinh linh, đều có được trời ưu ái ưu thế, nếu không có có lực hấp dẫn cực lớn này, bốn vị này bằng mặt không bằng lòng thượng phẩm khai thiên cũng không trở thành liên thủ tới đây. Dương Khai nhấc chân trên mặt đất nhẹ nhàng chà chà, nhếch miệng cười một tiếng, có khách đến, tặng lễ. Lê Hoa Cung một trận vù vù, ngay sau đó, Lê Hoa động thiên thiên địa vĩ lực điên cùng hướng trong Lê Hoa Cung tràn vào, chỉ một thoáng, Lê Hoa Cung hành cung bí bảo này, kim là toàn bộ Lê Hoa động thiên trung tâm phản phất hóa thành một cái động không đấy. Trong Lê Hoa động thiên, xanh biết cỏ cây trong nháy mắt tàn lụi, thiên địa càng là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ Lê Hoa động thiên thế giới vĩ lực đều là tại ngắn ngủi trong ba hơi tràn vào Lê Hoa Cung, dẫn đến cái này nguyên bản sức sống tràn trề càng không động thiên hóa thành một mảnh tử địa. Thương ý cường thịnh thời điểm, lê hoa cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp hướng bốn vị khách không mời mà đến kia đánh tới. Bốn người kia vừa mới phá vỡ lê hoa động thiên thiên địa bình chướng, vừa mới nhìn thấy dương khai mục tiêu của chuyến này này, vừa tuôn ra mừng rỡ phấn chấn chi niệm, biến cố cứ như vậy đột nhiên phát sinh. Dù là bốn người bọn họ đều là thượng phẩm, trong lúc nhất thời cũng khó làm phản ứng. Trúc Linh sang hoa dung thất sắc, duyên dáng gọi to nói. Hạ Lâm là người điên rồi. Cứu bà bà, tông chính cùng tử dạ đồng tử đồng dạng sắc mặt đại biến, to lớn kinh hỉ trong nháy mắt hóa thành kinh hãi, chỉ cảm thấy can đảm run rẩy dữ dội. Không khác, ở trong cuộc chiến tưởng tượng của bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ đều khó có khả năng xuất hiện một mạng này, đây là Hạ Lâm Lan được ăn cả ngã về không khủng bố một kích, cũng là hội tụ toàn bộ Lê Hoa Động Thiên tất cả lực lượng một kích. Lê Hoa Động Thiên là tối thiểu nhất bác phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại càng không động thiên, lấy Hạ Lâm Lan bản sự, mặc dù có thể điều động cái này Lê Hoa Động Thiên thiên địa vĩ lực, chiếm cứ một chút địa lợi nên địch, nguyên bản cũng là không cách nào phát huy ra nơi đây địa lợi toàn bộ ưu thế. Bởi vì nàng không tin thông thương đạo. Lê Hoa Động Thiên chủ nhân tin thông thương đạo, sau khi chết ở chỗ này lưu lại đại lượng thương đạo đạo ngấn, không người lĩnh hội tự nhiên không cách nào đạt được y bác truyền thừa của hắn. Nếu như đem Lê Hoa Động Thiên so sánh một thanh trường kiếm mà nói, vậy chỉ bằng vào hạ lâm lan chi năng xác thực có thể cầm kiếm nên địch, lại không biện pháp để lợi kiếm này ra khỏi vỏ, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều có thể có dương khai phụ tá liền không giống với lúc trước dương khai trước đây tận nhiếp lê hoa động thiên thương đạo đạo ngấn mặc dù đến nay vẫn không có lĩnh hội hoàn toàn đủ để cho lê hoa cung thanh trường kiếm này ra khỏi vỏ hai người hợp lực thôi động lê hoa động thiên tất cả lực lượng một kích này so ra kém lê hoa động thiên chủ nhân khi còn sống một kích nhưng cũng siêu việt thất phẩm khai thiên có thể thi triển cấp độ đây là trót vào toàn bộ lê hoa động thiên tất cả lực lượng một kích cũng là duy nhất một kích đây chính là làm một cú đối với chuyện này Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan trước đây sinh ra nghiêm trọng khác nhau. Hạ Lâm Lan cảm thấy hai người chiếm cứ địa lợi ưu thế, không cần thiết quả quyết như vậy, đem tất cả lực lượng đều ký thác vào trên một kích này. Dù sao một kích này nếu là không cách nào kiến công mà nói, hai người kia địa lợi ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì, còn không bằng đem Lê Hoa Động Thiên làm chiến trường, ở chỗ này cùng địch đến tranh đấu, có lẽ còn có thể chiếm thượng phong, để địch đến biết khó mà lui. Dương Khai đương nhiên không đồng ý, cùng nàng dựa vào lý lẽ biện luận, nhau nhau có thế hung, kém chút đánh nhau tần phấn bọn người ở tại một bên nhìn hoảng sợ run sợ một mặt là dương khai đảm lượng to lớn cảm thấy chấn kinh một mặt là nhà mình cung chủ nhượng bộ cảm thấy không hiểu dương khai có ý tứ là hạ lâm lan mượn nhờ địa lợi ưu thế một người có thể định đối phương một nửa không thành vấn đề chính mình mượn nhờ lê hoa cung hành cung bí bảo này để tần phấn bọn người ở tại trong đó chủ trì phụ trợ đối đầu một cái thất phẩm cũng không thành vấn đề nhưng người ta tới bốn cái còn thừa lại một nửa ai tới đối phó lâu dài tranh đấu phía dưới nếu là phân không ra thắng bại lê hoa động thiên nội tình đồng dạng sẽ tiếp tục giảm bớt một khi giảm bớt tới trình độ nhất định vậy địa lợi ưu thế liền không còn là ưu thế chủ động cũng sẽ hóa thành bị động đến lúc đó hai người nhất định là muốn chạy trốn cùng này như vậy còn không bằng một lần là xong hạ lâm lan chính mình cũng không muốn làm như thế người đến kia hiển nhiên cũng không có khả năng nghĩ tới chỗ này cái này có thể đánh đối phương một cái suất kỳ bất ý vận khí tốt có lẽ có thể trực tiếp chém giết trong đó một hai người Dết gà dọa khỉ những người còn lại cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình ta biết ngươi không nở nơi này, nhưng nơi đây ngàn vạn sinh linh đã an trí thỏa đáng, cũng tránh lo âu về sau, mà lại ngươi nơi này đã bại lộ, coi như lần này tương lai địch đánh lui, lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Nơi này ngươi thủ không được. Lúc ấy ở trong lê hoa cung, Dương Khai lời nói thấm thiế. Hạ Lâm Lan làm sao không biết đạo lý này, tại trong phá toái thiên này ẩn cư, trọng yếu nhất chính là cái gì? Một là tu vi cường đại, hai là không muốn người biết cứ điểm. Nàng năm đó lưu lạc phá toái thiên, hao phí tới tận thời gian ngàn năm mới cơ duyên xảo hợp tìm tới cái này lê hoa đồng thiên nhập chủ trong đó cái kia cưu bà bà tông chính trúc linh sang tử dạ đồng tử cái nào không có chính mình cứ điểm bí ẩn những chỗ ẩn thân này ngoại nhân là căn bản không có khả năng biết được phá toái thiên bên ngoài võ giả căn bản là không có cách tưởng tượng những người này đối tự thân cứ điểm mức độ bảo mật bởi vì một khi có chỗ để lộ bí mật không chỉ chính mình ở trong phá toái thiên cừu gia sẽ tìm tới cửa vậy các đại đồng thiên phúc địa cường giả có lẽ đều sẽ tìm tới cửa đây không phải không có vết xe đổ, trước kia nhất liền có thượng phẩm khai thiên bị thua thiệt như vậy, bị đồng thiên phúc địa cường giả truy tung đến ẩn thân chỗ, kết quả người ta gọi một đoàn thượng phẩm khai thiên đồng môn, trực tiếp phá vỡ thiên địa bình chướng, đem trốn ở trong đó người cầm đi. Lần trước Hạ Lâm lan ra ngoài, tự phó đã đầy đủ chú ý cẩn thận, lại không biết vì sao vẫn là bị người theo dõi, lúc này mới dẫn đến nơi đây bị người vây công. Tốt xấu nàng không phải người toàn cơ bắp, bị Dương Khai thuyết phục đằng sau, liền đồng ý kế hoạch của hắn. Lê Hoa cung hào quang tỏa sáng, thương ý khắp động trời, cái này toàn bộ hành cung bí bảo giống như đều hóa thành một thanh tuyệt thế trường thương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng bốn người kia đánh tới. Hội tụ toàn bộ lê hoa động thiên lực lượng và khí thế, đem bọn hắn bốn người một mực khóa chặt. Bốn người sắc mặt đại biến, như cha mẹ chết, hữu tâm trốn chạy, nhưng căn bản trốn không được, trong bụng chỉ đem hạ lâm lan mắng tổ tông 18 đời, tông chính gầm thét một tiếng. Muốn sống liền liên thủ ngăn cản hắn cũng không nghĩ tới hạ lâm lan lại kiên quyết đến tận đây, nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không tin vào cưu bà bà lời nói đến chuyến vũng nước đục này, đây quả thực là tai bay và gió a. đang khi nói chuyện, hắn đã thôi động tự thân thế giới vĩ lực, toàn lực xuất thủ. cưu bà bà, trúc linh sang, tử dạ đồng tử ba người cũng biết giờ phút này không phải lưu thủ thời khắc, tại tông chính thoại âm rơi xuống đằng sau, đồng dạng không chút nghĩ ngợi thôi động tự thân lực lượng. chỉ một thoáng, bảy tám kiện vẫn như thành đồng phòng hộ bí bảo bị tế ra, vắt ngang tại bốn người phía trước tại sao đông đảo bí bảo kia từng đạo phòng hộ bí thuật càng bị thôi động đứng lên bốn người trước người quan mang lấp lóe phản phất đắp lên từng bức dày đặt vách tường lê hoa cung lôi kéo thật dài quan vĩ như nộ lông ra biển nó vốn là một kiện hành cung bí bảo dùng rất nhiều công năng làm một thể có cực kỳ cường đại sát thương giờ phút này lại hội tụ toàn bộ lê hoa động thiên thiên địa vĩ lực như vậy ngang nhiên một kích có thể xưng đáng sợ phóng tầm mắt nhìn tới lê hoa cung mặt ngoài đã bao phủ lên một tầng thương hình ý vị mắt trần có thể thấy, đứng tại lê hoa cung trên quảng trường Dương Khai, càng là cảm giác trước đó mạnh thu hút thể nội chưa kịp luyện hóa hấp thu thương đạo đạo ngấn cùng lê hoa cung tức tức cộng minh. Vô luận là lê hoa cung hay là thương đạo đạo ngấn, đều vốn thuộc về lê hoa cung chủ nhân trước, giữa lẫn nhau có thế có cộng minh này tự nhiên chẳng có gì lạ. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, đưa tay tại trước mặt hư nắm, phản phất cầm trong tay lê hoa cung tuyệt thế trường thương này, trước mặt liền có ngàn vạn địch, cũng có thể một thương phá đi. Vô tận hào hùng sông lên đầu, Dương Khai lưỡi rực rỡ sắm mùa xuân, quát chói tai một tiếng. Dết. Dưới một thương, bảy tám kiện bí bảo giống kia như giấy đồng dạng, nhào nhào phá toái ra, bí bảo đằng sau, tầng tầng trùng trùng điệp điệp phòng hộ bí thuật kia cũng không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt xé rách. Bốn bóng người con diều đồng dạng ngã bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi, khí tức quể oải. Lê Hoa cung trực tiếp ở này thiên địa bình chướng đụng lên ra một cái cự đại lỗ thủng, lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng. Chương 4668 Đào Vong Mê truyện audio lê hoa động thiên nội tình bị rút lấy không còn toàn bộ động thiên hóa thành một mảnh tử địa liên đới lê hoa cung trung tâm này đều đã kiên quyết ngoi lên sông ra là lấy tại dưới lực chấn động to lớn kia toàn bộ động thiên ầm vang sụp đổ ra trong hư không khối lớn khối nhỏ linh châu phá toái trống rỗng xuất hiện bốn phương tám hướng kích xạ cùng nhau xuất hiện còn có bốn đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từng cái bị thương trên mặt một mảnh lòng còn sợ hãi cái kia thương thế nghiêm trọng nhất tông chính càng là nửa người đều bị đánh nát miệng vết thương có thể thấy rõ thể nội nhúc nhích nội tạng. Cũng không phải nói tông chính tu vi không bằng ba người khác, chỉ là vận khí của hắn kém cỏi nhất, tiếp nhận cái kia khủng bố một kích công kích nhiều nhất. Đây chính là hao hết lê hoa động thiên tất cả lực lượng một kích, mặc dù không bằng bác phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, cũng không phải thất phẩm có thể tùy tiện chống lại. Đau đớn kịch liệt để tông chính sát mặt nhăn nhó giữ tận, cũng quyết thôi động lực lượng bao lấy vết thương, ngăn cản máu tươi chảy xuôi, càng từ trong tiểu càng khôn của mình lấy ra bó lớn linh đang dịu dược, ăn hạt đậu đồng dạng nhét vào trong miệng chỗ ngực bỗng nhiên đau xót, phía sau một cổ nguy hiểm khí cơ giống như rắn độc đem hắn cắn chết. Tông chính thân thể trong nháy mắt cứng nhắc tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp lòng ngực chỗ một cái hài đồng giống như tay nhỏ, thấu thể mà ra. Tông chính trong nháy mắt nổ đom đóm mắt, cắn răng gầm thét. Tử già lão quỷ. Phía sau hắn, như bóng dáng đồng dạng dáng hắn tử già đồng tử nhất miệng cười một tiếng. Bị thương nặng như vậy, cũng đừng có kéo dài hơi tàn, ta đưa ngươi đoạn đường. Mơ tưởng. Tông chính gầm thét nhưng mà bị tử dạ thừa dịp bất ngờ đánh lén chiếm cứ tiên cơ càng thêm thân phụ trọng thương lại đâu còn có cơ hội phản kháng hắn thoại âm rơi xuống thời điểm tử dạ đồng tử thế giới vĩ lực đã thôi động như giang hà lao nhanh đồng dạng rót vào trong cơ thể hắn thúc gãy mất sinh cơ của hắn tử dạ tay sợ mó từ tông chính thể nội móc ra một bộ đẫm máu tươi mới gan để vào bên miệng miệng lớn cắn xé một mặt sảng khoái như ngày mùa hè uống băng cách đó không xa cưu bà bà cùng trúc linh sang hai người đem một màn này để ở trong mắt đều là thần sắc đạm mạc thờ ơ tại phá toái thiên nơi này trở mặt so lật sách nhanh nhiều chuyện lấy vừa rồi nếu không phải tông chính thụ thương nặng nhất đổi lại là trong hai người bọn họ bất kỳ một cái nào chỉ sợ xui xẻo chính là các nàng tông chính thụ thương nặng như vậy đã không có sức tái chiến chớ nói tử dạ đồng tử thừa cơ thống hạ sát thủ chính là tử dạ không làm các nàng hai người cũng sẽ động một chút tâm tư đường đường thất phẩm khai thiên như vậy bỏ mình bất quá cùng trung phẩm hạ phẩm khai thiên khác biệt chính là tông chính dù chết nhưng hắn tiểu càng không thế giới nhưng không có lập tức sụp đổ ngược lại ở tại sau khi chết bỗng nhiên có vào đem thi thể hút vào trong đó ẩn nấp trong hư không không thấy tâm hơi từ xưa đến nay cái kia bởi vì thượng phẩm khai thiên vẫn lạc mà để lại càng không phúc địa cùng càng không động thiên đều là như thế tới chỉ cần chủ nhân khi còn sống tiểu càng không không có nhận quá kịch liệt trùng kích không có không thể xóa nhòa tổn thương chủ nhân bỏ mình đằng sau tiểu càng không đều sẽ có rất lớn trình độ bảo lưu lại tới tông chính sau khi chết lưu lại không thể nghi ngờ là một chỗ càng không phúc địa một bộ thất phẩm khai thiên gan đối với tử dạ đồng tử tới nói thế nhưng là vật đại bổ không lớn thời gian qua một lát liền đã bị hắn nguyên lành vào bùng hắn lau đi khóe miệng bên cạnh máu tươi nguyên bản bởi vì thụ thương mà uể oải khí tức đã vững vàng xuống tới quay đầu hướng lê hoa cung biến mất phương hướng nhìn lại tử dạ đồng tử nói cưỡng ép thôi động toàn bộ càng không động thiên lực lượng mặc dù có cái kia lâm lang cung làm trung chuyển hạ lâm lan giờ phút này tất nhiên cũng không dễ chịu cơ hội mất đi là không trở lại ta muốn đuổi theo hai vị ý như thế nào Cư bà bà cùng Trúc Linh sang liếc nhau, cũng hơi gật đầu, chốc lát, ba đạo thân ảnh cấp tốc trời đi. Về phần tông chính sau khi chết lưu lại càng không phúc địa mặc dù cũng là đồ tốt, chỉ cần phá khai thiên địa bình chướng liền có thể đạt được tông chính cả đời cất giữ, nhưng mặc kệ tông chính có bao nhiêu đồ tốt, đối với càng không tứ trụ một trong thiên địa tuyền tới nói, hay là kém rất nhiều. Tại thiên địa tuyền cùng càng không phúc địa ở giữa cân nhắc, ba người tự nhiên là càng hy vọng đạt được thiên địa tuyền. Bất quá cái này càng không phúc địa ẩn nấp vị trí, ba người vô luận là ai đều đã yên lặng ghi lại, chỉ chờ ngày sau có cơ hội, liền đến đây tìm tòi. Trong lê hoa cung, Dương Khai miệng mũi chảy máu, Hạ Lâm lan sắc mặt tái nhật. Chính như tử giả đồng tử lời nói, cưỡng ép thôi động toàn bộ lê hoa đồng thiên lực lượng, đúng là to lớn phụ tải, nếu là Hạ Lâm lan một người thúc giục nói, giờ phút này nàng khẳng định đã không có sức tái chiến. Cũng may có Dương Khai gánh vác áp lực mới khiến cho nàng không có chật vật như vậy, bất quá yên nguyên cần tu dưỡng khôi phục, lê hoa cung tạm thời liền do Dương Khai khống chế, Giờ này khắc này, Dương Khai không gì sánh được may mắn chính mình lúc trước nhất niệm phía dưới cưỡng ép nhiếp thủ trong lê hoa động thiên thương đạo đạo ngấn, nếu không cái kia nồng đậm thương đạo đạo ngấn chỉ sợ cũng muốn toàn bộ lãng phí, dù sao bây giờ lê hoa động thiên chỉ sợ đều đã sụp đổ, không còn tồn tại. Bây giờ mặc dù chạy ra lê hoa động thiên, nhưng cũng không thể phớt lờ, thiên địa tuyền lực hấp dẫn quá lớn, cái kia bốn vị thượng phẩm khai thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà phá toái thiên chỗ thị phi này, tự nhiên cũng không nên ở lâu. Một bên phân tâm điều khiển Lê Hoa Cung, Dương Khai khoanh chân tu dưỡng, thần niệm thăm dò vào tự thân trong tiểu càng khôn, điều tra ngàn vạn sinh linh kia tình huống. Hơn ngàn vạn sinh linh tiến vào tiểu càng khôn, bây giờ bất quá mặc dù mới ngắn ngủi mấy ngày công phu, nhưng ở những đế tôn cảnh kia trấn an dưới, lòng người đã dần dần ổn định lại, mà ngàn vạn người cũng phân tán thành mấy chục phát, có tại nguyên chỗ khai thác cây cối các đá, dựng phòng ốc, có lặng lội đường xa di chuyển, tiến về nơi khác tìm kiếm phù hợp định cư chỗ. Mỗi một đợt nhân mã ít thì mấy vạn, nhiều thì mười mấy vạn, đều có một vị đế tôn cảnh dẫn đầu đây cũng là dương khai trước đó cùng những cái kia đế tôn cảnh võ giả đã phân phó, dù sao ngàn vạn nhân khẩu hội tụ một chỗ, thực sự không thích hợp sinh tồn phát triển, cho nên tại đem bọn hắn thu nhập tiểu càng không về sau, dương khai liền đối với những đế tôn cảnh kia tận tâm chỉ bảo một phen, muốn mỗi người bọn họ lĩnh một số người phân tán định cư. Bây giờ xem ra, những này đế tôn cảnh làm coi như không tệ. Đường dài di chuyển không thể nghi ngờ hao phí công phu, trong đám người trẻ có già có, còn có rất nhiều người mang nhà mang người, hành trình chậm chạp, dương khai tâm thần khẽ động, thiên địa vĩ lực bay tới, đem cái kia từng lớp từng lớp phân tán di chuyển đám người trong nháy mắt na di đến khắp nơi thích hợp định cư chi địa. Tiểu Càng Khôn là hắn tiểu Càng Khôn, làm loại sự tình này tự nhiên không uổng phí công phu gì. Ngắn mũi kinh ngạc đằng sau, lĩnh đội các đế tôn cảnh rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nhào nhào đối với bầu trời ông quyền hành lễ, biểu đạt cảm ơn, chợt liền bắt đầu chủ trì định cư công việc. Quan sát một lát, Dương Khai trong lòng không hiểu mừng rỡ. Ngày nghỉ thời gian, trong tiểu càng khôn của mình, chắc chắn xuất hiện mấy chục cái to to nhỏ nhỏ nhân khẩu nhốn nháo thành trì đợi những người này an ổn xuống đằng sau cũng không biết sẽ cho chính mình tiểu càng khôn mang đến biến hóa như thế nào mà lại hắn tiểu càng khôn so với người bên ngoài tiểu càng khôn không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp sinh tồn bởi vì hắn năm đó luyện hóa một hành chi lực là bất lão thụ tinh hoa sinh cơ cực kỳ nồng đậm tại trong tiểu càng khôn của hắn mặc kệ trồng trọc vật gì đều sẽ có cực tốt mọc chẳng những linh thực như vậy liền ngay cả những lão nhân rất nhiều gần đất xa trời kia tại tiến vào hắn tiểu càng khôn đằng sau đều tỏa ra bình thường khó gặp hồng nhuận phân phất hào quang. Trong tiểu càng không đại nhật treo cao, sau một ngày, mặt trời lặn phía tây, trăng tròn dâng lên. Cảnh tượng bực này, tại người khác trong tiểu càng khôn là không tồn tại, phóng nhãn càng khôn mênh mông này, chỉ sợ cũng là duy nhất một phần này. Khi ánh trăng thanh lãnh kia như thủy ngân trút xuống thời điểm, Dương Khai bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức rơi vào trong trầm tư. Cả người càng là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích ly kỳ cảm ngộ, trong ốc, các loại tinh diệu hỏa hoa thoáng hiện. Ẩn ẩn dường như đã nhận ra cái gì chính mình trong lúc Lơ đãng coi nhẹ cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo, thật giống như trước mặt phủ một tầng tờ giấy mỏng, rõ ràng đâm một cái liền phá, hết lần này tới lần khác đâm chi không được. Dương Khai trong lòng gấp như trong nhiệt hỏa con kiến. Người đang làm cái gì? Một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên tại Dương Khai bên tai bên cạnh vang lên, trong nháy mắt đem hắn từ trong loại trạng thái huyền diệu kia tách rời ra. Trong Lê Hoa cung, bây giờ chẳng những có hắn tự nhiên còn có Hạ Lâm Lan cùng Tần Phấn mấy vị khai thiên cảnh. Tần Phấn bọn người từ khi thấy hắn cùng Hạ Lâm Lan chung đụng phương thức đằng sau, liền không dám ở trước mặt hắn có chỗ lỗ mãn, gia hỏa này ngay cả cung chủ đều không sợ chút nào, há lại sẽ để ý mấy người bọn hắn. Cho nên dám như thế chất vấn hắn, ngoại trừ Hạ Lâm Lan, lại không người bên cạnh. Bị Hạ Lâm Lan đánh gãy loại cảm ngộ kia, Dương Khai một bụng nổi nóng, mặc dù còn không có nghĩ rõ ràng trong đầu của mình sắp đụng tới suy nghĩ đến cùng là cái gì, nhưng Dương Khai lại có thể khẳng định, ý nghĩ này tuyệt đối cực kỳ trọng yếu đè xuống lửa giận dương khai hướng bên cạnh nhìn lại chính gặp hạ lâm lan tức giận nhìn mình chằm chằm ngươi muốn đem ta đưa đến đi đâu lúc trước nàng đang khôi phục cho nên đem lê hoa cung giao cho dương khai khống chế ai ngờ gia hỏa này thế mà thôi động lê hoa cung thẳng tắp hướng phá toái thiên bên ngoài phi đi hạ lâm lan tự nhiên tức giận không nhẹ dương khai nhíu nhíu mày dường như ý thức được hạ lâm lan vì sao như vậy nổi nóng mở miệng giải thích thiên địa tuyền đã bại lộ phá toái thiên đã không thể ở nữa mà lại lê hoa Đồng thiên cũng đã hủy đi, ngươi không có đất dung thân, lưu tại nơi này là chuyện vô bổ. Hư không vực bên kia ta có một chỗ địa bàn, rất an toàn, ta có thể cam đoan, đến bên kia không ai sẽ đánh ngươi chủ ý, ngươi cũng không cần lại như bây giờ như vậy mai danh ẩn tích. Cam đoan. Hạ Lâm Lan cười lạnh cuốn quyết, ngươi lấy cái gì cam đoan? Nói miệng không bằng chứng, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết, tin được ta đi với ta một chuyến. Hạ Lâm Lan cả giận. Đây không phải vấn đề có tin được hay không, ngươi là không biết chúng ta những người này tình cảnh. Ta như rời đi phá toái thiên, động thiên phúc địa kia nhất định phải tới bắt ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đỡ nổi. Dương khai nhíu mày không thôi. Các ngươi những người này đến cùng là thế nào đắc tội động thiên phúc địa kia? Hạ Lâm Lan cả giận nói. Ta làm sao biết? Ta tu hành đến nay, chưa bao giờ cùng các đại động thiên phúc địa người gợi lên xung đột, thế nhưng là tại tấn thăng thất phẩm đằng sau, những người kia liền tìm tới ta, cũng không biết muốn làm gì, người ta lực đại thế hùng, ta phản kháng không được chỉ có thể chạy trốn tới cái này phá toái thiên kéo dài hơi tàn, bây giờ nhờ ngươi ban tặng, ngay cả chỗ ẩn thân đều đã không có, ngươi còn muốn ta dê vào miệng cập. Muốn đi kia cái gì hư không vực chính ngươi đi, không cần tính cả ta. Chương 4669 Gió nổi mây phun Nguồn Mê truyện audio com Nói như vậy lấy, Hạ Lâm Lan liền tiếp trưởng Lê Hoa cung quyền khống chế, thôi động Lê Hoa cung gãy hướng một chỗ khác. Quay đầu trở về phong hiểm quá lớn, cứ bà bà bọn người khẳng định theo đuôi ở phía sau nếu là trực tiếp quay đầu trở về rất có thể sẽ gặp phải một trận ác chiến dương khai chần chờ một chút đứng lên nói nếu như thế vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngã đi bây giờ đã tạm thời thoát khốn ỷ vào không gian pháp tắc mà nói chưa hẳn không có cơ hội thoát khỏi cái kia bốn vị thượng phẩm khai thiên truy kích hạ lâm lan hừ lạnh nói chỗ ẩn thân của ta bởi vì ngươi mà hủy bây giờ ở trong phá toái thiên ta không nhà để về ngươi phủi mong một cái lại muốn bỏ đi hay sao trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế dương khai thẳng nhiên nói vậy ngươi muốn như thế nào hạ lâm lan hận hận theo dõi hắn cắn răng nói ngươi không phải tinh thông không gian pháp tắc sao cái này phá toái thiên còn nhiều ẩn nấp ở trong hư không càng không động thiên cùng càng không phúc địa ngươi chừng nào thì có thể giúp ta tìm tới một cái lúc nào mới có thể đi dương khai lắc đầu nói cho dù ta tinh thông không gian pháp tắc muốn tìm được cái kia ẩn nấp càng không động thiên hoặc là càng không phúc địa cũng không dễ dàng thật như vậy dễ dàng tìm tới địa phương, sớm bị người phát hiện. Huống chi, cứu bà bà đám người mục tiêu nguyên bản là ta, người ta mỗi người đi một ngã mà nói, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Mà ta chỉ cần chạy ra phá toái thiên, lượng cái kia cứu bà bà mấy người cũng không dám truy sát đi ra, vẹn toàn đôi bên sự tình, ngươi cần gì phải ngăn cản. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Khai lại làm sao không biết Hạ Lâm Lan còn băng khoăn cái kia thiên địa tuyền. Một ngày không được thiên địa tuyền, nàng lại sao cam tâm để cho mình rời đi đối với nàng mà nói, lần tổn thất này thực sự không nhỏ, ẩn thân Lê Hoa Động Thiên bị hủy, còn gánh chịu lấy bị người đuổi giết phong hiểm, nếu là có thể đạt được thiên địa tuyền mà nói, tự nhiên có thể đền bù. Ta mặc kệ. Hạ Lâm Lan quyết tâm muốn đem Dương Khai lưu lại, ngươi nếu một lòng muốn đi, liền đừng trách ta trở mặt không quen biết. Không thể nói lý. Dương Khai giận không thể nuốt. Hạ Lâm Lan nhoảng miệng cười, khiêu khích nhìn qua hắn. Thì tính sao? Dương Khai hận không thể một quyền nệnh ở trên gương mặt kia, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau trừng nhau nửa ngày, Dương Khai không thể không bại bên dưới trận xuống tới, thỏa hiệp nói. Nói xong, giúp ngươi tìm tới một chỗ nơi ẩn thân, ta liền rời đi, đến lúc đó ngươi như còn dám ngăn cản, chính là liều mạng lưỡng bại câu thương ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Hạ Lâm Lan chưa kịp trả lời, liền bỗng nhiên biến sắc, quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tới thật nhanh. Trong hư không kia, ba đạo lưu quan chạy nhanh đến, mặc dù còn tại cùng xa vị trí, nhưng hiển nhiên là cưu bà bà bọn người, người còn chưa tới, mấy đạo thần thông đã xa xa oanh kích mà tới. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người liếc nhau, riêng phần mình thôi động lực lượng, mặc dù không có thương nghị, cũng rất là tâm hữu linh tê một người điều khiển Lê Hoa cung cấp tốc trốn chạy, một người điều khiển phòng hộ đại trận, chống cự thần thông oanh kích mà đến kia, màn sáng lấp lóe phía dưới, Lê Hoa cung kịch liệt chấn động, hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phá toái thiên chỗ sâu bỏ chạy, cứ bà bà bọn người theo đuổi không bỏ. Dương Khai nhịn không được chửi ầm lên nếu không phải ngươi cải biến phương hướng bọn hắn như thế nào lại nhanh như vậy đuổi theo hạ lâm lan hừ lạnh nói là chính ngươi không cùng ta thương nghị liền tự tiện làm chủ rời đi bây giờ nhưng lại đến trách ta làm nam nhân chẳng lẽ ngay cả một chút đảm đương đều không có dương khai cắn răng không nói lê hoa cung trốn chạy tốc độ mặc dù không chậm nhưng muốn thoát khỏi cưu bà bà bọn người làm sao nó gian nan sau đó một tháng thời gian hai nhóm nhân mã một đuổi một chạy cũng không biết xâm nhập phá toái thiên bao nhiêu trong vòng vàng dặm mà tại trong vòng một tháng này, một tin tức ở trong phá toái thiên lang truyền nhanh chóng, dẫn phát sóng to gió lớn. Càng không tứ trụ một trong thiên địa tuyền hiện thế, là một cái lục phẩm khai thiên đoạt được, bây giờ người này chính ở trong Tây hạ lâm lang, ngay tại phá toái thiên nơi nào đó đào vong. Toàn bộ phá toái thiên oanh động. Càng không tứ trụ, cỡ nào thần diệu đồ vật, mặc dù còn không đến thiên địa chí bảo cấp độ, nhưng đối khai thiên cảnh tới nói, lại là so thiên địa chí bảo còn muốn quý giá. Lần trước có càng không tứ trụ hiện thế tin tức, hay là ba ngàn năm trước đó, một lần kia là huyền cơ ngư hiện thế, vì tranh đoạt cái kia huyền cơ ngư, toàn bộ phá toái thiên gió nổi mây phun, vô số ẩn nấp không ra thượng phẩm khai thiên nhau nhau xuất quan, tham dự tranh đoạt, việc này kéo dài rộng đã trăm năm thời gian, huyền cơ ngư cũng mấy lần thay chủ, cuối cùng làm một vị bác phẩm khai thiên đoạt được, cuối cùng mới hết thảy đều kết thúc, mà tại trong trăm năm rung chuyển này, phá toái. Thiên chết đi thượng phẩm khai thiên liền chừng mười vị nhiều. Cho nên khi thiên địa tuyền hiện thế tin tức truyền đi đằng sau, kinh lịch 3.000 năm trước trận kia rung chuyển hạo kiếp lão nhân cũng không khỏi có chút lo lắng, 3.000 năm trước hạo kiếp, hôm nay chẳng lẽ lại muốn tái diễn. Mà tin tức này tại người hữu tâm thôi động khuếch tán phía dưới, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ phá toái thiên, từng cái ẩn nấp càng không động thiên hoặc là càng không phúc địa môn hộ mở rộng, từng vị thực lực cao thâm thượng phẩm khai thiên từ chính mình ẩn cư chi địa đi ra, như trong núi mãn, trong sông giao, dẫn thân vào đến trong phá toái thiên, quấy một phương phong vân. Trong lê hoa cung, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đều là sắc mặt khó coi. Hai người vốn cho là chỉ cần thoát khỏi cưu bà bà đám người truy kích, liền có thể an ổn vô sự, phá toái thiên lớn như vậy, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một nơi trốn, cưu bà bà bọn người cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng tìm tới tung tích của bọn hắn. Đợi cho mấy chục trên trăm năm đằng sau, cưu bà bà bọn người mất đi kiên nhẫn, đầu ngọn gió cũng liền đi qua, đến lúc đó hai người liền có thể lần nữa lộ diện. Trên thực tế, hai người tại hao phí thời gian nửa tháng, cùng cưu bà bà bọn người lục đục với nhau đằng sau, xác thực đem bọn hắn hất ra lê hoa cung giấu ở trong một chỗ linh châu phá toái nước chảy bèo trôi hướng phá toái thiên chỗ sau phi đi ai ngờ an ổn không đến 10 ngày công phu bỗng nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện một vị thượng phẩm khai thiên không nói một lời liền đối với lê hoa cung cường thế xuất thủ người này lấy sức một mình chống lại lê hoa cung tự nhiên không có chiếm được tiện nghi gì lại là ép dương khai cùng hạ lâm lan chỉ có thể tiếp tục trốn chạy từ đó về sau hai người tự hồ thành phá toái thiên chuột chạy qua đường mặc kệ trốn đến nơi nào đều là người người kêu đánh mấu chốt nhất là người xuất thủ không thiếu thất phẩm khai thiên tồn tại. Giờ này khắc này, liền có một nhóm ba người theo đuôi tại Lê Hoa cung đằng sau, ra sức truy kích. Hạ Lâm Lan mặt giận dữ, nguyên bản hướng phía trước bỏ chạy Lê Hoa cung bỗng nhiên quay đầu, chỉ hướng hậu phương kia ba người đánh tới, ba người kia nguyên bản xa xa suýt tại Lê Hoa cung đằng sau, chợt thấy một lần cảnh này từng cái đều hoàn toàn biến sắc, trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quan phân hướng ba cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ba người đều chỉ bất quá là ngũ phẩm khai thiên, Lê Hoa cung xem xét khí thế hung hung, bọn hắn nào dám dừng lại vì gia tăng hy vọng chạy trốn, ba người thậm chí không tiếc phân tán ra tới. Nhưng mà một cổ lực lượng vô danh bỗng nhiên đem ba người bao phủ, để bọn hắn thân hình bỗng nhiên cứng tại nguyên địa, phản phất bốn phía không gian đều động lại. Lê Hoa cung va chạm mà qua, ba người trong nháy mắt bạo là huyết vụ. Hạ Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi. Ba cái ngũ phẩm cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, đơn giản không biết mùi vị. Dết nhỏ, và muốn đi ra, còn không mau đi. Dương Khai khẽ quát một tiếng, Lê Hoa Cung lần nữa quay đầu, nhanh như điện chớp. Một lát sau, một bóng người từ đằng xa lướt đến, tại ba người kia bỏ mình chi địa thoáng dừng lại, sắc mặt tái nhợt, thân hình lắc lư truy kích mà đi. Ba người kia đều là đệ tử học tập theo hắn, ngũ phẩm khai thiên mặc dù tu vi không coi là nhiều cao, nhưng bồi dưỡng cũng thực không dễ, bây giờ cùng nhau bị giết, tự nhiên để hắn tức giận. Bất quá nếu là có thể đạt được cái kia thiên địa tuyền, chớ nói chết ba cái đệ tử, chính là môn hạ đệ tử chết hết, đó cũng là đáng giá nhất định là cưu bà bà bọn người truy kích không được đem tin tức khuếch tán ra đoạn đường này đi tới chúng ta đụng phải thượng phẩm khai thiên liền có bảy tám người nhiều từng cái đều xem người ta như thù khấu tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn xong đời dương khai trầm giọng nói hạ lâm lan bộ ngực chập trùng phun ra một ngụm trọc khí nghĩ không ra bọn hắn lại sẽ như thế làm việc trên thực tế dương khai trước đó cũng lo lắng qua cưu bà bà bọn người có thể hay không đem thiên địa tuyền tin tức tiết lộ ra ngoài bất quá hạ lâm lan lại khẳng định những người kia chỉ cần còn muốn đạt được thiên địa tuyền liền sẽ đem tin tức này che đậy xuống tới há lại sẽ để người bên ngoài biết được nhưng mà bọn hắn liền thật làm như vậy nếu không hai người cục diện như thế nào như vậy bị động dưới mắt tình cảnh này đơn giản chính là bị toàn bộ phá toái thiên cường giả truy sát chuyện cho tới bây giờ cho dù dương khai muốn rời khỏi phá toái thiên cũng không thể nào có trời mới biết phía sau có bao nhiêu thiên la địa võng đang chờ hắn, cùng hạ lâm lan một đạo, bằng vào lê hoa cung mà nói, gặp được cường địch còn có thể chống cự một hai, nhưng nếu là thật rơi vào cái nào đó thường phẩm khai thiên trong hũ, cho dù hắn tinh thông không gian pháp tắc cũng chưa chắc có cơ hội trốn chạy. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, một đường truy kích mà đến cưu bà bà ba người cũng là sắc mặt tái nhợt, phá toái thiên trong khoảng thời gian gần nhất này gió nổi mây phun, ba người cảm động lây từng cái bình thường ngay cả mặt cũng khó khăn đến thấy một lần lão quái vật nhau nhau xuất quan mà lại đều tại hướng một cái phương hướng truy kích lấy chẳng những những lão quái vật này xuất quan, nó môn hạ các đệ tử cũng đều tung lưới đồng dạng gắn ra ngoài, phá toái thiên mấy ngàn năm không có náo nhiệt như vậy qua. đầm nước đục này, phản phất bị người bỏ ra một tảng đá lớn, bị quấy càng đục. trong khi truy kích, ba người ánh mắt giao hội, lẫn nhau trong mắt đều là ngờ vực vô căn cứ chi sắc. cứu bà bà hừ lạnh một tiếng. các ngươi hai cái ít cầm loại ánh mắt này nhìn ta, lão thân một người cô đơn, cho dù muốn đối ngoại truyền lại tin tức, cũng không có cái gì phương pháp, cho nên thiên địa tuyên sự tình tuyệt không phải lão thân tiết lộ, ngược lại là hai vị. Tử gia đồng tử hừ lạnh nói, tự nhiên cũng không phải ta, ta hận không thể đem bọn ngươi hai cái cũng đã giết, như thế nào lại đi cáo tri người bên ngoài. nói như vậy lấy, âm trầm hướng Trúc Linh sang nhìn lại. nghe nói Trúc Đại tỷ cùng Khô Viêm Thần Quân quan hệ không tệ, trong miệng hắn Khô Viêm Thần Quân, thế nhưng là toàn bộ phá toái thiên số ít mấy vị bác phẩm khai thiên một trong, mặc dù mọi người cũng có thể xưng Thần Quân nhưng khô viêm thần quân không thể nghi ngờ uy danh ở bên ngoài người này cũng là phá toái thiên công nhận vài tôn đại năng một trong cho nên cưu bà bà vừa nghe nói khô viêm thần quân đại danh tràn đầy nhăn nheo mặt mò cũng không nhìn được hiển hiện vẻ sợ hãi trúc linh sang người này trời sinh tính phóng đảng trai lơ vô số bất quá tư sắc xác thực không tầm thường dáng người cũng cực kỳ có liệu phá toái thiên đều truyền ngôn nữ nhân này cùng khô viêm thần quân quan hệ thật không minh bạch bất quá không ai chứng thực qua liền ngay cả trúc linh sang cùng khô viêm thần quân hai người chính mình cũng chưa từng thừa nhận chương 4670. Triệu Nghĩa. Nguồn. Mê truyện audio com Đối với Trúc Linh Sang cùng khô viêm thần quân nhân vật bực này mà nói, không phủ nhận chẳng khác nào là biến tướng thừa nhận, cho nên tại trong phá toái thiên này, mượn nhờ khô viêm thần quân uy danh, Trúc Linh Sang mặc dù không phải bác phẩm, cũng là vô cùng có phân lượng nhân vật. Tông chính. Trúc Linh Sang bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cứu bà bà cùng tử dạ đồng tử nao nao. Nghe nói tông chính trước kia từng chiếm được một kiện bảo vật, có chết thay hiệu quả, bây giờ xem ra, nghe đồn kia có thể là thật. Biết thiên địa tuyền tin tức cũng chỉ có bọn hắn mấy vị, Hạ Lâm Lan cùng cái kia lục phẩm khai thiên sẽ không tự mình chút lấy cực khổ, chủ động tiết lộ dạng này thiên đại bí mật, ba người bọn hắn cũng không có tiết lộ, vậy chỉ có một khả năng, tông chính không chết, phá toái thiên gió nổi mây phun này đều là hắn quấy lên. Hắn mặc dù có bảo vật chết thay kia, tại tử dạ đồng tử đánh lén bên dưới bảo toàn tính mệnh, nhưng khẳng định cũng là thụ thương không nhẹ, đã vô lực lại tham dự tranh đoạt thiên địa tuyền, nếu như thế, dứt khoát không bằng đem tin tức khuếch tán ra, chính mình không chiếm được thiên địa tuyền cũng không thể để tử dạ đồng tử bọn người chiếm tiện nghi tử dạ đồng tử sắc mặt lập tức có chút vi diệu cư bà bà nhìn có chút hả hê nhìn hắn đắc tội một cái đồng phẩm giai cường giả cũng không phải cái gì chuyện đùa còn lại là loại sinh tử đại thù kia nếu như tông chính thật không chết mà nói sau hôm đó tử dạ đồng tử coi như đến có chỗ đề phòng có trời mới biết cái kia tông chính lúc nào sẽ tới tiền thù trả thù cư bà bà xác thực một người cô đơn tiết lộ dạng này bí mật ra ngoài đối với nàng mà nói không có nửa điểm chỗ tốt mà Trúc Linh Sang cùng cái kia khô viêm thần quân cấu kết, nếu thật hữu tâm tiết lộ, chỉ cần tìm cơ hội cáo tri khô viêm thần quân liền có thể, như thế nào lại gây toàn bộ phá toái thiên mọi người đều biết. Cho nên bây giờ tình huống này có thể là Trúc Linh Sang lời nói, tông chính cũng chưa chết, thiên địa tuyền tin tức cũng là hắn tiết lộ ra ngoài. Giống như hai đồng đồng dạng tử dạ đồng tử không khỏi có chút đau răng, lúc ấy chỉ lo truy kích hạ lâm lan cùng cái kia lục phẩm khai thiên, cũng chưa kịp đi điều tra tông chính sau khi chết lưu lại càng không phúc địa, nếu là lúc ấy chú ý điều tra nói liền có thể xác định tông chính đến cùng sống hay chết bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì người đều đắc tội cũng không thể gặp lại tông chính thời điểm cho hắn chịu nhận lỗi dù sao tất cả mọi người là thất phẩm tử dạ đồng tử cũng không sợ cái kia tông chính cùng lắm thì đến lúc đó dưới tay phân sinh tử lướt gấp trên đường trúc linh sang bỗng nhiên dừng lại thân hình cứu bà bà cùng tử dạ đồng tử cùng nhau quay đầu nhìn nàng trúc linh sang gỡ xuống bên tai mái tóc mở miệng nói thiên địa tuyền tin tức đã bị tiết lộ toàn bộ phá toái thiên đều bị khiên động, chúng ta ba người liên thủ tiếp cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đơn độc hành động, có lẽ còn có cơ hội lấy hạt dẻ trong lò lửa, cáo từ trước. Nói như vậy lấy, Trúc Linh Sang liền thay đổi phương hướng, hướng một cái hướng khác phi đi. Cứu bà bà cùng tử dạ đồng tử hai người nhìn chầm chầm bóng lưng của nàng, yên lặng không nói, cũng không trở ngại cản chi ý, một hồi lâu, tử dạ đồng tử mới cười nhạo một tiếng. Nữ nhân này sợ là đi tìm nàng nhân tình đi. Cứu bà bà thản nhiên nói. Có thể lý giải. Nàng vốn muốn tìm cơ hội độc chiếm thiên địa tuyền kia, cho nên mới che che giấu giấu không thông báo Khô Viêm thần quân, nhưng hôm nay tin tức như là đã khuếch tán ra, Khô Viêm thần quân tất nhiên đã biết được, nàng tự biết mình coi như thật được thiên địa tuyền, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi xuống Khô Viêm thần quân trong tay, tự nhiên sẽ làm việc như vậy. Bà bà nói thế nào? Tử Dạ đồng tử quay đầu trông lại. cứu bà bà cười nói, lão thân tuổi rất cao, nên hưởng phúc đều đã hưởng, đời này cũng không có gì tốt tiếc núi, thiên địa tuyền loại bảo vật này, tự nhiên là muốn tranh một chuyến nếu có thể đắc thủ, tấn thăng bác phẩm là không có hy vọng, có thể sống lâu một chút thời đại, nhìn xem cái này phá toái thiên phong cảnh cũng là tốt. Tử giả đồng tử gật đầu, mỉm cười nói. Bà bà tâm tính không sai, nếu như thế, vậy ta liền bồi bà bà đi một chuyến, hai người chúng ta liên thủ, nếu thật có thể đến thiên địa tuyền kia, sau đó lại phân thuộc về. Tốt. Hai người đơn giản vài câu, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Phá toái thiên chỗ sâu, kịch chiến càng hàm, từng đạo thần thông bí thuật quan mang nở rộ, thiên địa vĩ lực quét sạch phía dưới, lê hoa cung vướng trái vướng phải quan mang cùng thiểm đoạn đường này bỏ chạy dương khai cùng hạ lâm lan chỗ gặp phải cường địch số lượng không ít bất quá ỷ vào lê hoa cung mặc dù có thượng phẩm khai thiên cản đường cũng có thể đem đánh lui tiếp tục trốn chạy nhưng mà lần này vận khí lại là chẳng ra sao cả phụ cận lại có ba vị thượng phẩm đang tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn bị trong đó một vị dây dưa phía dưới hai vị khác cũng cấp tốc chạy đến một trận đại chiến như vậy bộc phát lê hoa cung cấm chế đại trận hư hao vô số phòng hộ chi năng cùng ngã một mảng lớn chờ đến thật vất vả phá vây mà đi thời điểm, Lê Hoa Cung đã bị đánh trách tung tóe, gần như sụp đổ. Hạ Lâm Lan đau lòng sắc mặt trắng bệch, có lẽ cũng là tiêu hao không nhẹ nguyên nhân. Tần phấn mấy người càng là biểu lộ sợ hãi, bọn hắn vẫn luôn đợi ở trong Lê Hoa Đồng Thiên tu hành trưởng thành, sẽ rất ít ra ngoài, lúc nào tao ngộ qua loại cục diện hung hiểm này, chưa bao giờ nghĩ tới nhóm người mình sẽ có một ngày lại sẽ bị toàn bộ phá toái thiên cường giả truy sát. Lê Hoa Cung giữ không được. Dương Khai biểu lộ vẫn còn lạnh nhạt, dù sao không phải lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này, tu hành đến nay, to to nhỏ nhỏ chiến sự vô số, không biết bao nhiêu lần thân ở trong tuyệt cảnh, xa không nói, liền nói gần nhất một lần, tại hạ lâm lan đám người truy kích bên dưới cũng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, luận ứng đối loại tình huống này kinh nghiệm, dương khai sau bất luận kẻ nào đều muốn kinh nghiệm phong phú. Một lần nữa mà nói, Lê Hoa cung tất hủy, cái này dù sao cũng là một kiện hành cung bí bảo, cũng là Lê Hoa thần quân di sản, trước nhận lấy đi. Dương Khai khuyên giải nói, Hạ Lâm Lan khoanh chân ngay tại chỗ, dốc hết toàn lực khôi phục tự thân, nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng sở dĩ một mực thôi động Lê Hoa Cung trốn chạy, chủ yếu là bởi vì tầng phấn đám người tồn tại, có Lê Hoa Cung thủ hộ, tốt xấu có một tầng phòng ngự bình chướng, nhưng nếu là không có Lê Hoa Cung, đối mặt cường địch công kích, tần phấn bọn người căn bản vô lực ngăn cản. Gọi tần phấn bọn người, Hạ Lâm Lan cùng bọn hắn nói nhỏ một trận, tần phấn trên mặt một mảnh biệt khuất thần sắc, cuối cùng lại là cắn răng gật đầu sau đó hạ lâm lan đem bọn hắn liên đới lê hoa cung tất cả đều thu vào trong tự thân tiểu càng khôn người phía sau sắp đuổi tới người chớ có ngăn cản ta trước mang ngươi thoát đi nơi đây dương khai nói một tiếng thôi động lực lượng đem hạ lâm lan bao lấy hạ lâm lan thân thể hơi có chút cứng nhắc hiển nhiên là không quá yên tâm dương khai cười lạnh nói bây giờ tình huống này ngươi ta liên thủ hy vọng chạy trốn tóm lại lớn hơn một chút ngươi cảm thấy ta sẽ ở lúc này ra tay với ngươi hạ lâm lan im lặng không nói thân thể mặc dù vẫn như cũ cứng nhắc phòng bị, nhưng hiển nhiên tại nếm thử cố gắng buông lỏng. Không gian pháp tắc thôi động phía dưới, hai người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kéo dài xê dịch lấp lóe, chờ Dương Khai sau khi dừng lại, hai người đã ở bên ngoài mấy chục triệu dặm, đứng vững thân hình, Dương Khai thầm mắng một tiếng suối quẩy, chỉ vì phía trước thình lình có một chiếc lâu thuyền bộ dáng bí bảo, ngay tại trong hư không tới lui. Không cần phải nói, người trong lâu thuyền này khẳng định là biết được thiên địa tuyền tin tức, chính ở trong phá toái thiên tìm kiếm dương khai cùng hạ lâm lang bóng dáng thật vừa đúng lúc địa dương khai hết lần này tới lần khác thuấn di đến phụ cận cũng là không phải dương khai không cẩn thận chỉ là bây giờ phá toái thiên tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp không hiểu thấu địch nhân thật sự là vận khí không tốt đang lúc dương khai chuẩn bị mang theo hạ lâm lang lại lần nữa thuấn di thời điểm lâu thuyền kia bong thuyền một đạo thân ảnh thon dài bỗng nhiên kinh hỉ hướng bên này trong lại thì pháp hô to lâm lang đồng thời người kia từ đầu thuyền thân nơi hình lóe lên trực tiếp hướng bên này chạy tới, sắc mặt vẻ mừng rỡ, tự như gặp được xa cách từ lâu trùng phùng cố nhân. Hạ Lâm Lan nghe tiếng hướng bên kia nhìn lại, khẽ chau mày. Dương Khai nghiêng đầu hỏi. Nhận biết. Hạ Lâm Lan chần chờ một chút, lúc này mới gật đầu. Trên thuyền người kia cũng không có áp sát quá gần, đại khái cũng biết Hạ Lâm Lan giờ phút này tình cảnh, để tránh hiểu lầm, sớm ngừng lại, trong mắt lóe lên vẻ ấy nấy, ôn nhu nói. Lâm Lan, ta đến chậm. Dương Khai nghe vậy nhíu mày, tại Hạ Lâm Lan cùng người kia ở giữa vừa đi vừa về quét một chút, hình như có sở ngộ. Hạ Lâm Lan thẳng nhiên nói. Có việc. Người kia nói. Nghe nói ngươi bên này xảy ra chuyện, ta trước tiên liền chạy tới, chỉ tiếc không biết thân ngươi ở nơi nào, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi, xem ra vận khí ta không tệ, thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Hạ Lâm Lan hơi có chút không kiên nhẫn nói. Có việc nói thẳng, ta không có nhiều thời gian. Người kia liễm xuống thần sắc kích động, từ từ nói. Lâm Lan, thiên địa tuyền sự tình đã gây toàn bộ phá toái thiên người đều là tận chi rất nhiều thất phẩm bát phẩm khai thiên nghe tin lập tức hành động lấy ngươi chi năng là không gánh nổi thiên địa tuyền hạ lâm lan cười lạnh nói ngươi cũng là đến đoạt thiên địa tuyền sao người kia một mặt quỷ khuất nói lâm lan ngươi nghĩ như vậy cũng quá để cho ta thương tâm ta triệu nghĩa muốn cái gì người bên ngoài không biết ngươi chẳng lẽ không biết sao hạ lâm lan không tiếp theo nói chỉ là hỏi cũng không muốn thiên địa tuyền vậy ngươi tìm ta làm cái gì cũng đừng nói cho ta biết muốn ta đi ngươi nơi đó tị nạn tiêu tai triệu nghĩa nghe vậy cười khổ ta ngược lại thật ra nghĩ chỉ là ta cũng biết ngươi không có khả năng cùng ta đi những này thất phẩm bác phẩm khai thiên chiếm cứ lấy tiền nhân để lại càng không động thiên hoặc là càng không phúc địa khống chế một chỗ thiên địa kia chính là một chỗ kia chúa tể tại riêng phần mình trên địa bàn đều có thể phát huy ra viễn siêu thực lực mình bản sự hạ lâm lan như vậy cái này triệu nghĩa cũng là như thế Hạ Lâm Lan thật nếu là đi theo Triệu Nghĩa đi địa bàn của hắn, đó chính là tùy ý đối phương xoa dẹp vào tròn, tuy nói Triệu Nghĩa đối với nàng một bộ si tình bộ dáng, nhưng lòng người khó dò, ai nào biết Triệu Nghĩa là tính toán gì, Hạ Lâm Lan không dám không phòng. Cho nên Triệu Nghĩa biết Hạ Lâm Lan sẽ không theo chính mình về ẩn thân chỗ, cũng chưa từng có cái này hy vọng xa vời. Vậy ngươi muốn làm gì? Hạ Lâm Lan khẽ nhíu mày. Triệu Nghĩa nghiêm mặt nói. Ta đã cùng thịnh dương thần quân thỏa đàm, ngươi chỉ cần đem thiên địa tuyền giao phó hắn, hắn có thể tự bảo đảm ngươi chu toàn, mặt khác sẽ còn đưa ngươi một chỗ càng không phúc địa làm bồi thường. Thịnh Dương thần quân. Hạ Lâm Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Gặp nàng thần sắc, Dương Khai đâu còn không biết cái này cái gọi là Thịnh Dương thần quân nhất định là một vị bác phẩm khai thiên. Hắn đối với cái này phá toái thiên không hiểu nhiều, dù sao tới đây thời gian không lâu lắm, nhưng cũng tự hứa vọng nơi đó biết được, nơi này là có bác phẩm khai thiên ẩn cư, chỉ bất quá số lượng không nhiều mà thôi. Có thể làm cho Hạ Lâm Lan bộc lộ kiên kỵ như vậy chi sắc, tất nhiên là bác phẩm không thể nghi ngờ. Chương 4671 Quỷ dị sát cơ Nguồn Mê truyện audio com Triệu nghĩa ánh mắt ôn nhu nhìn qua hạ lâm lan, mở miệng nói Thịnh dương thần quân tuy là bác phẩm, nhưng phẩm hạnh không sai, chưa bao giờ có ý thế hiếp người cử động, chắc hẳn ngươi cũng có chỗ nghe thấy. Năm đó ta mới vào cái này phá toái thiên thời điểm, từng bị la sinh động thiên cường giả truy kích, gần như không đất dung thân, là thịnh dương thần quân đem ta giấu kín đứng lên, bằng không cái này phá toái thiên đâu còn hôm nay triệu nghĩa cho nên ngươi lại tìm hắn hạ lâm lan đối xử lạnh nhạt nhìn qua triệu nghĩa triệu nghĩa thở dài một tiếng thiên địa tuyền thứ này ngoài trường mấy vị kia bác phẩm trong phá toái thiên bất luận kẻ nào có được đều chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt vậy ta thật là phải cám ơn ngươi hạ lâm lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà triệu nghĩa lắc đầu nói lâm lan ta biết ngươi sẽ trách ta nhưng việc này không phải như vậy giải quyết không thể ngươi nhập phá toái thiên thời gian sau ta mùn ba nghìn năm trước trận kia huyết tinh mưa gió ngươi chưa từng kinh lịch nhưng ta là tận mắt tới một lần kia huyền cơ ngư hiện thế không dưới mười vị thất phẩm khai thiên vẫn lạc đều là người đã từng nhúng chầm huyền cơ ngư bọn hắn làm sao không giống hôm nay ngươi một dạng mặc dù được cái kia huyền cơ ngư lại sao có thể bảo toàn ta không muốn xem ngươi dẫm vào tiền nhân vết xe đổ cho nên coi như ngươi mắng ta hận ta ta cũng nhận hạ lâm lan ngậm miệng thản nhiên nói nói xong rồi. Triệu Nghĩa nao nao, vuốt cầm nói. Nói xong. Hạ Lâm Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Triệu Nghĩa. Ta biết ngươi là ý tưởng gì, ta cũng biết ngươi có lẽ là thật tốt với ta. Triệu Nghĩa trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, còn tưởng rằng Hạ Lâm Lan bị hắn thuyết phục, nhưng mà sau một khắc, cái này vui mừng liền không còn sót lại chút gì. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, thiên địa tuyền ta sẽ không giao ra. Hạ Lâm Lan ngữ khí kiên quyết, nếu ngươi còn nể tình ngày xưa giao tình phân thượng, liền tránh ra nói, nếu không ngươi ta tình cảm liền ngừng ở đây. Triệu Nghĩa trên mặt lập tức hiện ra đau đớn thần sắc, há mộng muốn nói, lại là một câu cũng nói không ra miệng. Ngay vào lúc này, Triệu Nghĩa hiện thân trên lâu thuyền kia, hai bóng người ngang nhiên vết ra, thẳng hướng Dương Khai đánh tới. Hai người này một nam một nữ, đều có lục phẩm tu vi, một cái áo trắng nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng nam tử, một cái hồn nhiên ngây thơ, cầm trong tay hoa đào nữ tử. Người chưa đến, hai đạo thần thông liền đã hướng Dương Khai đánh xuống dương khai một thân khí cơ không tự chủ được táo động lâu dài trốn chạy bị đè nén trong nháy mắt này hóa thành vô biên sát tâm cái này biến cố để dương khai nao nao dương mắt nhìn lên lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ vì một nam một nữ xong chính mình đánh tới kia đúng là từng có qua hai mặt duyên phận lần đầu tiên là tại phá toái thiên tinh thị dương khai đưa tiễn ô quản về sau ngồi một mình tửu lâu tầng hai nhìn thấy tại trên đường phố hành tẩu hai người lần thứ hai là tại thiên địa tuyền hiện thế cái kia càng không động thiên bên ngoài lúc ấy một nam một nữ này cũng ở tại chỗ chỉ bất quá theo hạ lâm lan mấy vị thượng phẩm khai thiên hiện thân người vây xem cũng đều dần dần tán đi chờ dương khai phối hợp minh vương thiên ngư tẩu bắt giữ huyết nha đằng sau một nam một nữ này sớm không thấy bóng dáng đối với hai người này dương khai thế nhưng là ký ức khắc sâu nhất là nam tử áo trắng kia chỉ vì hai lần gặp mặt dương khai đều bản năng đối với hắn sinh ra một loại bài xích cùng chán ghét cảm giác tự như cùng gia hỏa này trời sinh có thù oán gì giống như lần này càng sâu nam tử áo trắng ngang nhiên xuất thủ dương khai một thân sát cơ trong nháy mắt bị khiên động lạnh thấu xương tràn trề dương khai thậm chí cảm giác tự thân long mạch đều tại rục trịch hai người này xuất thủ đột ngột trước đó càng là không có dấu hiệu nào rõ ràng có đánh lén hiềm nghi hạ lâm lan giận tím mặt khẽ kêu nói làm càng đưa tay một chưởng liền hướng hai người đánh ra một nam một nữ kia mặc dù đều là lục phẩm liên thủ chi uy quả thực không tầm thường nhưng ở trước mặt thất phẩm khai thiên vẫn còn có chút không quá đủ nhìn, dưới một chưởng, thân ảnh của hai người bỗng nhiên ngưng tụ. Triệu nghĩa sắc mặt cũng thay đổi, là hét nói. Không thể. Lách mình liền ngăn tại hạ lâm lan phía trước, một chưởng nên tiếp. Hư không chấn động phía dưới, thế giới vĩ lực va chạm, triệu nghĩa thân hình lui nhanh, hạ lâm lan cũng có chút lung lay một chút thân thể. Cũng không phải nói triệu nghĩa thực lực không bằng hạ lâm lan, nếu là sinh tử tương đối, hai người nhiều lắm là sàng sàng với nhau, có lẽ triệu nghĩa còn muốn càng sâu một bậc chỉ bất quá triệu nghĩa vội vàng xuất thủ mà lại tâm hệ hạ lâm lan cũng không dám vận dụng quá mạnh lực lượng lúc này mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ triệu nghĩa ngươi muốn ngăn ta hạ lâm lan mặt giận dữ triệu nghĩa mặt mũi tràn đầy đắng chát đè xuống tiểu càng không một chút chấn động mở miệng nói lâm lan hai người này là thịnh dương thần quân người không thể giết hạ lâm lan biểu tình ngưng trọng giờ mới hiểu được vì sao triệu nghĩa đều không có xuất thủ hết lần này tới lần khác hai cái lục phẩm dám can đảm ở trước mặt nàng làm càng nguyên lai là thịnh dương thần quân người có như thế một vị bác phẩm khai thiên làm chỗ dựa phá toái thiên lại có ai sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt mà lại nam tử kia cùng phá toái khư bên kia thế lực nào đó có chút liên quan triệu nghĩa lặng lẽ truyền âm hạ lâm lan ngơ ngẩn phá toái khư đã là phá toái thiên chỗ sâu nhất cũng là một chỗ cấm địa chỗ kia cho dù là thịnh dương thần quân dạng này bác phẩm khai thiên tùy tiện cũng không dám đặt chân cho dù đi vào cái này phá toái thiên hai nghìn ba nghìn năm hạ lâm lan cũng chưa từng từng tiến vào phá toái khư thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều chưa từng dâng lên qua, chỉ vì cái kia phá toái hư chẳng những hoàn cảnh vô cùng ác liệt, bên trong sống lại cấp một chút cực kỳ cường đại tồn tại. Nam tử áo trắng kia nếu chỉ là thịnh dương thần quân người thì cũng thôi đi, nếu là thật sự cùng phá toái hư thế lực nào đó có quan hệ, mới là làm người kiên kỵ nhất. Hai người đang khi nói chuyện, Dương Khai đã cùng một nam một nữ kia giao thủ, lấy một địch hai, mặc dù phẩm gia giống nhau, nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, một cây thương long thương thương ý nghiêm nghị, xuất thần nhập hóa, thế giới vĩ lực bắn ra, đánh kia nam nữ cận thân không được. Một màn này để nhìn thoáng qua triệu nghĩ nhìn trận mắt hốc mông. Hắn mặc dù cùng kia nam nữ không quen, chỉ là lần này lâm thời hợp tác mà thôi, nhưng cũng biết nam tử kia mặc dù chỉ là lục phẩm, lại là hắn đã thấy mạnh nhất lục phẩm. Đồng phẩm dưới bậc, hắn nếu thật hữu tâm đánh vết đối thủ, không dùng đến một chén trà công phu. Nữ tử kia mặc dù không bằng nam tử, lại sau bình thường lục phẩm lợi hại không ít. Dạng này hai người liên thủ, Triệu Nghĩa vốn cho rằng cầm xuống Dương Khai bất quá là dễ như trở bàn tay, ai ngờ đúng là thế lực ngang nhau cục diện. Trên đời này, thế mà còn có quái thai như vậy. Triệu Nghĩa có chút thất thần. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy Hạ Lâm Lan thân ảnh hướng chiến trường chỗ phóng đi, Triệu Nghĩa quá sợ hãi, lần nữa ngăn cản, khổ tâm bà thầm nghĩ. Lâm Lan, không cần chấp mê bất ngộ, đạo lý ta đã nói cùng ngươi nghe, ngươi nghe lọc tốt nhất, nếu là nghe không vào, hôm nay liền để cho ngươi sinh chán ghét, ta cũng muốn ngăn lại ngươi. Cút ngay. Hạ Lâm Lan hung hăng một chưởng vỗ xuống. Triệu Nghĩa miệng đầy đắng chát, lại cũng chỉ có thể thôi động lực lượng ngăn cản. Trong lúc nhất thời hai nơi chiến trường dết phong sinh thủy khởi. Không nói đến Triệu Nghĩa cùng Hạ Lâm Lan người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh mặc dù nước sôi lửa bỏng, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Triệu Nghĩa khắp nơi nhường nhìn, tại Hạ Lâm Lan thế công bên dưới liên tục bại lui, bất quá Hạ Lâm Lan muốn thoát khỏi hắn dây dưa cũng là hy vọng xa vời, dù sao tất cả mọi người là thất phẩm, Triệu Nghĩa một lòng ngăn trở, Hạ Lâm Lan là không có biện pháp nào. Húng chi, nàng trước đây đem tần phấn bọn người thu vào tự thân trong tiểu càng khôn, cùng người tranh đấu lúc có nhiều bất tiện, ảnh hưởng thực lực bản thân phát huy. Dương Khai cùng một nam một nữ kia tranh đấu so ra mà nói liền nóng nảy nhiều, lẫn nhau song phương ai cũng không có nương tay, xuất thủ chính là sát chiêu. Một nam một nữ kia mắt lộ vẻ khiếp sợ, Dương Khai đồng dạng kinh tháng không thôi. Trong đồng phẩm giai, hắn hôm nay đã rất khó đụng phải người có thể cùng hắn giao thủ sao chiêu, viết trừ huyết nha dạng này đoạt xá trùng sinh lão quái vật không nói, hắn nếu là có tâm đánh vết nào đó một vị lục phẩm, trong mười mấy hơi thở liền có thể phân sinh tử. Nhưng mà đối diện một nam một nữ này lại cho hắn to lớn kinh hỉ. Nữ tử hơi kém hơn một đường, nam tử kia lại là chân chính khó lường, chính là cùng hắn đơn đã độc đấu, cũng có chống lại tư cách. Trong lúc kịch chiến, thương long thương một mảnh nóng hổi, mỗi một thương đâm ra lúc, long ngâm gào thét điếc tai phát hội đây là chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Chẳng những thương long thương có gì thường, dương khai thể nội long mạch càng là nhiệt huyết sôi trào, một lời sát cơ vô luận như thế nào cũng áp chế không đi xuống, một đôi mắt cơ hộ đều biến thành xích hồng nhan sắc. Đối diện nam tử cũng giống như thế. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày, dương khai bỗng nhiên từ đối phương thể nội phát giác được một tia khí tức cực kỳ quỷ dị, bừng tỉnh đại ngộ, nam tử mặc áo trắng này lại cùng chính mình một dạng, đều là thân phụ thánh linh huyết mạch, bất quá cùng mình khác biệt chính là, người này cũng không phải là hậu thiên luyện hóa thánh linh bản nguyên, hẳn là tiên thiên liền có một tia thánh linh hỗn tạp huyết mạch. Chính là bởi vì lẫn nhau huyết mạch tương xung, cho nên mới sẽ gặp mặt như cựu nhân đồng dạng đỏ mắt. Hoa lê đóa đóa, hoa đào giao ấn. Kim ô hốc vang tiếng vang lên lúc, đại nhật nhảy ra, biển hoa phá toái, Dương Khai một thương đâm xuống. Cầm trong tay hoa đào nhánh cấp tốc hướng Dương Khai áp sát tới nữ tử lạnh cả người, trong tầm mắt, đại nhật nóng rực kia cấp tốc phóng đại, vài muốn đem nàng thôn phệ. Khí cơ khóa chặt, tiếng thối không được, khẽ kêu một tiếng, trong tay hoa đào nhánh đưa trước chặn đường đại nhật sáng rực, hoa đào nhánh hòa tan ra, mắt thấy nữ tử kia liền muốn mệnh tan ở dưới thương long thương, nam tử áo trắng kia lách mình mà đến, hai ngón khép lại, thẳng hướng Dương Khai tim cắm tới. Công địch tất cứu. Dương Khai không chút do dự, rút thương hướng hắn quét tới. Dưới một thương, trực tiếp quét vào nam tử áo trắng kia bên hông, lực lượng cùng bạo bắn ra thời điểm, nam tử áo trắng há miệng chính là một chùm huyết vụ phun ra, chụp vào Dương Khai. Huyết vụ kia cực kỳ quỷ dị, Dương Khai cho dù là thôi động lực lượng phòng hộ bản thân, lại cũng bị nhiễm rất nhiều, nhập thể đã dung. To lớn đầu rồng không bị khống chế từ Dương Khai sau lưng nổi lên, rít lên một tiếng, chấn động cửu thiên. Trở về từ cõi chết nữ tử thân hình chấp động, đỡ lão đảo nam tử áo trắng, một mặt khẩn trương lo lắng. Thiếu gia. Nam tử áo trắng lắc đầu, dưới mắt trong miệng máu tươi, ánh mắt nhìn chầm chập Dương Khai, khóe miệng hơi nhếch. Dương Khai cho mày, toàn thân khô nóng khó cản, gật gù đắc ý thời khắc, lại có một loại nhìn không được muốn hóa thân bán long xúc động. Hạ Lâm Lan dường như phát giác tình huống của hắn không đúng, lách mình mà đến, ôm đồm cánh tay của hắn, quát khẽ nói. Đi. Dương Khai đè xuống trong lòng sát cơ, thật sâu nhìn chậm chậm nam tử áo trắng kia một chút, mặc dù rất muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu, bên này tranh đấu động tĩnh không nhỏ, nếu là phụ cận có người hẳn là có chỗ phát giác, không gian pháp tắc thôi động, bao lấy Hạ Lâm Lan lách mình bỏ chạy. Nam tử áo trắng một quyền vung ra lúc, trước mặt đã không thấy Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan bóng dáng. Chương 4672 Chấp cánh khó thoát Nguồn Mê truyện audio com Không gian pháp tắc thoải mái, hai bóng người cấp tốc hướng phá toái thiên chỗ sâu bay lượn chính là Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người, cho dù cách xa trước đó chiến trường, Dương Khai một lời sát cơ cùng thể nội long mạch cũng yên nguyên bốc lên không thôi. Bị nam tử áo trắng kia một chùm huyết vụ nhiễm ăn mòn, giờ phút này thể nội một cổ lực lượng vô danh ngay tại tả xung hữu đột, dẫn động long mạch chi lực đều khó mà khống chế, để hắn có hóa thân bán long xúc động. Cưỡng ép đè xuống loại xúc động không hiểu thấu này, thôi động lực lượng muốn đem lực lượng kia khu trừ bên ngoài cơ thể, nhưng không ngờ lực lượng kia như có linh tính đồng dạng, cùng nhau hướng đầu vai chỗ dũng mãnh lao tới, tiếp theo một cái chớp mắt, vai trái đầu vai giống bị quay hàng in dấu lên, bỗng nhiên tê rần. Dương Khai không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá phiên trào sát cơ cùng sôi trào không chỉ long mạch chi lực kia cuối cùng bình ổn xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Hạ Lâm Lan quay đầu hỏi, từ năm tự áo trắng kia hiện thân thời điểm nàng cũng cảm giác dương khai trạng thái rất không thích hợp lúc ấy nếu không có nàng cưỡng ép đem dương khai mang đi lấy hắn loại trạng thái kia chỉ sợ nhất định phải cùng người ta đánh nhau chết sống mới bằng lòng bỏ qua đương nhiên lấy dương khai biểu hiện ra thực lực nằm tự áo trắng kia cố nhiên có giúp đỡ chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi bất quá triệu nghĩa ở đây là không thể nào sẽ để cho dương khai đắc thủ đụng phải người có ý tứ dương khai hừ lạnh một tiếng xốc lên y phục của mình quay đầu hướng vai trái chỗ xem xét chỉ gặp trên đầu vai kia thình lình nhiều một ấn ký hình chim. Ấn ký kia liếc mắt nhìn qua, phản phất như là sóng đồng dạng, vỗ cánh muốn bay, một đôi mắt lộ ra một cổ nhân tính hóa mỉa mai đùa cật. Đây là cái gì? Hạ Lâm Lan cả kinh nói. Dương Khai không nói, chỉ là đưa tay hướng chính mình đầu vai gọt đi, huyết nhục có in dấu ấn ký hình chim kia trong nháy mắt bị trừ bỏ, tại Dương Khai thôi động lực lượng chấn động phía dưới, trực tiếp bạo làm một đoàn bột mịn. Miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích, long mạch cùng một hành chi lực cường đại sức khôi phục hiển lộ rõ ràng bất quá mười mấy hơi thở công phu bị gọt đi huyết nhục liền lại lần nữa dài đi ra nhưng mà ấn ký hình chim vốn nên theo huyết nhục bị cùng nhau gọt đi kia y nguyên sinh động như thật khắc ở trên đầu vai phản phất muốn nương theo lấy dương khai một đời một thế dương khai hừ lạnh mặc dù sớm đoán là như vậy kết quả nhưng khi tận mắt thấy thời điểm vẫn còn có chút khó chịu hạ lâm lan sắc mặt cực kỳ khó coi đây là bị truy lùng dương khai gật gật đầu quay đầu nhìn nàng bây giờ ta tình cảnh không ổn ta khuyên ngươi hay là cùng ta mỗi người đi một ngã những người kia mục tiêu là thiên địa tuyền ngươi không cần thiết cùng ta chuyến vũng nước đục này đơn độc hành động ngươi có lẽ còn có hy vọng trốn qua một kiếp hạ lâm lan lắc lắc đầu nói coi như ta cùng ngươi tách ra cũng không làm nên chuyện gì bây giờ hai người chúng ta một đạo tin tức hẳn là đã truyền khắp phá toái thiên ta và ngươi một dạng đều là mục tiêu của bọn hắn nói xong cười khổ một cái trước ngươi ngược lại là một câu thành sấm bây giờ hai người chúng ta quả nhiên thành trên một sợi thừng châu chấu. Trước đó mặc dù bị cưu bà bà bọn người bước đến cửa nhà, nhưng cũng còn không tính tình cảnh ác liệt, ai nghĩ đến lúc này mới hơn nửa năm thời gian trôi qua, hai người tại trong phá toái thiên này, đúng là người người kêu đánh, cái này phá toái thiên to như vậy thiên địa, vài không có hai người nơi sống yên ổn. Bây giờ tình huống này, chúng ta hoặc là nghĩ biện pháp quay đầu phá vây, chỉ cần có thể rời đi phá toái thiên liền có thể an toàn, bất quá cơ hội không lớn, lúc này quay đầu, cũng không biết phải tao ngộ bao nhiêu trận chém giết nếu chỉ là thất phẩm thì cũng thôi đi, bây giờ tự hồ ngay cả bác phẩm kia đều xúc động, nếu thật là bị bọn hắn đụng phải, hai người chúng ta tuyệt không sức phản kháng. Hạ Lâm Lan nghe vậy gật đầu. Càng không tứ trụ, đủ để cho bác phẩm ngấp ngá. Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Cho nên chúng ta liền phải tìm một chỗ cho dù là bác phẩm khai thiên cũng khó có thể đến địa phương, ta đối với phá toái thiên không quen, ngươi có đề nghị gì hay? Trên đầu vai ấn ký hình chim kia có truy tung hiệu quả, mặc dù Dương Khai cũng không dám xác định nó có thể truy tung khoảng cách có bao xa, nhưng mọi thứ đều chỉ có thể làm dự tính xấu nhất nam tử áo trắng kia đứng phía sau một cái thịnh dương thần quân tìm địa phương trốn đi là không thực tế sớm muộn cũng sẽ bị truy tung đến nếu là có thể tìm tới một chỗ không có bị người phát hiện càng không phúc địa hoặc là càng không động thiên hạ lâm lan nói còn chưa dứt lời dương khai liền đưa tay dự định loại hy vọng này quá mức xa vời không nói gạt ngươi đoạn đường này đi tới ta đã có chỗ quan sát đáng tiếc không có chút nào thu hoạch hạ lâm lan mím chặt môi trên mặt có chút do dự Dương Khai nhíu nhíu mày nói. Thế cục lại ác liệt, tổng ác liệt bất quá hiện nay tình huống, có lẽ dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh, ngươi nếu có chỗ đi, không ngại nói thẳng. Phá toái khư. Hạ Lâm Lan ngẩng đầu lên nói, nàng cũng biết Dương Khai khẳng định không rõ ràng cái này phá toái khư là địa phương nào, liền chủ động giải thích nói. Phá toái khư là phá toái thiên chỗ sâu nhất, nghe đồn nơi đó là thời đại thượng cổ trận kia kinh thiên đại chiến sau cùng chiến trường, ở nơi đó vẫn là thượng phẩm khai thiên vô số kể cho nên chỗ kia lưu lại vô số thượng cổ đại năng thả ra thần thông bí thuật hoàn cảnh vô cùng ác liệt cho dù là ẩn cư ở trong phá toái thiên thất phẩm bát phẩm khai thiên cũng sẽ không tùy tiện đặt chân nơi đó bởi vì nơi đó chẳng những có lưu lại thần thông bí thuật còn có trận pháp bí bảo nếu là không cẩn thận xúc động mà nói ai cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra bất quá bất quá cái gì dương khai hỏi bất quá phá toái khư có thật nhiều thánh linh ở nơi đó ở lại cho nên cho tới nay đều là nhân loại chúng ta võ giả cấm địa thánh linh dương khai nhíu mày có thể có long tộc hạ lâm lan lắc đầu không rõ ràng ta tại phá toái thiên nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua long tộc ngươi tìm long tộc làm cái gì dương khai đương nhiên sẽ không nói với nàng chính mình có long tộc huyết mạch thuận miệng qua loa nói hiếu kỳ mà thôi nghe nói cái kia long phượng chính là thánh linh đứng đầu kính ngưỡng đã lâu đáng tiếc vô duyên nhìn thấy hạ lâm lan bật cười long tộc xưa nay cao ngạo nếu là thật sự gặp người ta chỉ sợ cũng muốn lo lắng có thể hay không bị tự dưng giận chó đánh mèo chúng ta liền đi phá toái khư dương khai quyết định thật nhanh hạ lâm lan tuy có chút chần chờ thế nhưng biết dưới mắt cái này phá toái thiên ngoại trừ cái kia phá toái khư hai người đã lại không chỗ đi chỉ có thể gật đầu đáp ứng cho dương khai chỉ dẫn phương hướng trên đường đi hạ lâm lan cùng dương khai nói tự mình biết phá toái khư tình báo nàng mặc dù tại phá toái thiên chờ đợi mấy ngàn năm lâu nhưng đối với phá toái khư cấm địa này hiểu rõ thực sự không nhiều chỉ biết chỗ kia hung hiểm dị thường, thánh linh bề bộn, thật như tiến vào trong đó, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Lần này nếu không có bị buộc cùng đường mạc lộ, nàng nói cái gì cũng sẽ không có tiến vào phá toái khư ý nghĩ. Mười mấy ngày đằng sau, hai người dần dần tiếp cận phá toái khư, Hạ Lâm Lan rõ ràng có chút khẩn trương, cả người đều căng thẳng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải tai họa ngập đầu tư thế. Dương Khai đang muốn trấn an vài câu, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hướng phía trước phi đi thân ảnh cũng hơi trì trệ. Không khác, một cổ cường hoành khí cơ, không biết cách bao nhiêu vạn dặm xa, bỗng nhiên như vô hình công xiền đem hắn khóa lại. Hạ Lâm Lan rõ ràng cũng đã nhận ra, quay đầu nhìn lại, hoa dung thất sắc. Là thịnh dương thần quân. Tầm mắt cuối cùng, một đạo lưu quan cấp tốc hướng bên này chạy tới, nhanh có chút không hợp thói thường, lúc bắt đầu thấy quan mang kia ảm đạm, thời gian một cái nháy mắt đã có thể thấy rõ. Đi. Dương khai khẽ quát một tiếng, một phát bắt được hạ lâm lan cánh tay liền muốn thôi động không gian pháp tắt bỏ chạy nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động khí cơ khóa chặt ở trên người hắn kia liền biết trước đồng dạng bỗng nhiên siết chặt dương khai vừa mới thân ảnh mơ hồ lập tức một lần nữa hiển lộ không gian thuấn di tại thời điểm máu chốt nhất bị đánh gãy nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra hạ lâm lan thấy thế vội vàng thôi động tự thân lực lượng bao lấy dương khai hướng phía trước bỏ chạy bên tai bên cạnh vang lên một cái âm thanh vang dội tiểu bối như muốn mạng sống liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng động nếu không gọi bổn quân đuổi kịp, tất bảo ngươi sống không bằng chết. Hạ Lâm Lan làm sao để ý đến hắn, mặc dù chi tiền triệu nghĩa nói thịnh dương thần quân phẩm hành không sai, chưa bao giờ có ý thế hiếp người cử động, nhưng xem một lá mà dòng toàn cảnh, thịnh dương thần quân người chưa đến lại có này đe dọa ngôn ngữ, thật sự là để cho người ta không tin được, một lát sau, một đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh từ nơi đây lướt qua, đương nhiên đó là trong phá toái thiên chỉ có vài tôn bác phẩm khai thiên một trong, thịnh dương thần quân. Hắn có thể đuổi đến nơi này, tự nhiên là ý vào nam tử áo trắng kia lúc trước trên người dương khai giao xuống truy tung ấn ký giờ này khắc này thịnh dương thần quân đại thủ trên mu bàn tay liền có một đạo cùng dương khai đầu vai ấn ký giống nhau như đúc tồn tại hiển nhiên là nam tử áo trắng kia cách làm hai đạo ấn ký xuất từ cùng một người chi thủ lại có huyết mạch liên lụy cho nên vô luận cách bao xa đều có thể hô ứng lẫn nhau đây cũng là thịnh dương thần quân có thể tin chuẩn đuổi đến nơi này nguyên nhân ấn ký kia dương khai không phải không nghĩ tới muốn khu trừ chỉ là đoạn đường này đi tới, Dương Khai cũng thử qua không ít phương pháp, nhưng thủy chung không thể xua tan, còn nữa, một đường đào vong, cũng không có quá nhiều thời gian có thể cung cấp phung phí. Ba đạo thân ảnh một trước một sau, lướt gấp không ngừng. Nhưng mà giữa lẫn nhau khoảng cách rõ ràng tại cấp tốc rút ngắn, bác phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, Dương Khai không cách nào tùy tiện thôi động không gian thuấn di điều kiện tiên quyết, chỉ bằng vào tốc độ của hai người căn bản là không có cách thoát khỏi. Nửa ngày sau, Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa, chỉ gặp trong tầm mắt một mảnh đủ mọi màu sắc quan mang tràn ngập, Phản phất một đoàn lại một đoàn to lớn tinh vân vắt ngang ở trong hư không, kéo dài bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm địa giới. Mặc dù cách cùng khoảng cách xa, Dương Khai cũng không khỏi có chút kinh hồn tán đảm cảm giác, chỉ vì trong đủ mọi màu sắc quang mang kia, có khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ngập. Đó chính là phá toái hư. Hạ Lâm Lan biểu lộ cũng hơi có chút thất thần, quang mang đủ mọi màu sắc kia, hẳn là thượng cổ đại năng lưu lại tới thần thông bí thuật. Đang khi nói chuyện, bờ môi phát khô, quay đầu nhìn qua Dương Khai nói: "Chúng ta thật muốn đi vào còn chưa tiến vào phá toái khư, Hạ Lâm Lan liền có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, nếu thật tiến vào trong đó, ai biết sẽ tao ngộ cái gì. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phía trước ánh mắt kiên nghị. Hạ Lâm Lan cười khổ, sau lưng thịnh Dương Thần Quân càng tới gần, hai người trừ phi đứng tại chỗ đem thân gia tính mệnh ký thác vào thịnh Dương Thần Quân từ bi phía trên, nếu không cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Truy kích mà đến thịnh dương thần quân hiển nhiên cũng đã nhận ra hai người dự định, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, thi pháp cao giọng nói, trong phá toái khư hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, chớ nói hai người các ngươi, chính là bổn quân vào trong đó, cũng không dám nói có thể còn sống đi ra, hai người các ngươi như tiếng phá toái khư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4673 Phá toái khư Nguồn Mê truyện audio com Mắt thấy Dương Khai cùng Hạ Lâm lang hai người thân hình không ngừng, thịnh Dương thần quân sắc mặt nổi nóng, hừ lạnh nói. Ngu xuẩn mất khôn. Nâng lên một chưởng, hung hăng hướng phía trước chọc tới, thế giới vĩ lực thôi động lúc, trong hư không lập tức xuất hiện một cái to lớn xanh mờ mờ thủ ấn, phản phất thiên la địa võng đồng dạng hướng dương khai cùng hạ lâm lan chụp xuống, và thiên tế địa. Thủ ấn to lớn kia phạm vi bao trùm cùng rộng, hai người đúng là tránh cũng không thể tránh, dây lát trong nháy mắt liền bị bắt đến trong tay, thủ ấn to lớn bỗng nhiên nắm chặt, trói buộc chi lực bốn phương tám hướng truyền đến. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người thể nội đều truyền đến trật khớp xương tiếng vang, chỉ một thoáng tai không nghe thấy, mắt không nhìn thấy, phản phất bị khốn ở trong lòng giam hắc ám. Kim Ô Đề Minh Thanh âm vang lên, Đại nhập vọt lên, Dương Khai cầm trong tay thương long thương, hung hăng một thương đâm tới, sẽ rách trước mắt hắc ám, cùng lúc đó, Hạ Lâm Lan cũng một đạo thần thông oanh ra. Thịnh Dương thần quân tuy là bác phẩm khai thiên, nhưng ở nơi xa vội vàng xuất thủ, y nguyên khó cản Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người hợp lực phá vây. Thủ ấn to lớn vỡ nát ra, hai bóng người chật vật ngã ra. Thịnh Dương thần quân cũng biết chính mình một chưởng kia không có khả năng có chỗ thành tích, bất quá trong chớp nhoáng này trì hoãn, lẫn nhau khoảng cách đã rút ngắn không ít. Thân hình hắn không ngừng, một tay nắm chắc thành quyền bỗng nhiên oanh ra một quyền chi uy này trong nháy mắt đột phá không gian cách trở lực lượng cùng bạo phát tiết ra giống như là biển gầm hướng phía trước quét sạch dương khai da đầu tê dại một hồi toàn thân da thịt cũng không khỏi tự chủ căng cứng vội vàng quay người thương long thương hóa thành vô biên thương ảnh hướng phía trước trùng tới hạ lâm lang tu vi mặc dù cao hơn hắn nhất phẩm nhưng luận liều mạng tranh đấu kinh nghiệm không thể nghi ngờ kém hắn rất nhiều, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, bất quá tại Dương Khai đâm ra một thương đồng thời cuối cùng tế ra một kiện hình tròn phòng hộ bí bảo, vắt ngang phía trước. Quyền Kình lôi cuốn lấy bát phẩm khai thiên thế giới vĩ lực tràn ngập mà đến, đầy trời thương ảnh trong nháy mắt vỡ nát, Hạ Lâm Lan tế ra phòng hộ bí bảo kia cũng lập tức quang mang ảm đạm, rõ ràng linh tính mất lớn. Như một tòa núi lớn đụng vào trên thân hai người, hai người cùng nhau đẫm máu bay rất ra ngoài. Đi dương khai nuốt xuống trong cổ họng nóng hổi máu tươi mượn nhờ lực lượng phản chấn kia một phát bắt được hạ lâm lan cánh tay cũng không quay đầu lại vào trong phá toái khư giây lát thân hình cao lớn thịnh dương thần quân đến phá toái khư trước ngẩng đầu nhìn chăm chú thế giới đủ mọi màu sắc tràn ngập kia trong mắt lóe lên từng tia chần chờ bất quá cuối cùng vẫn bước ra một bước theo sát mà vào phá toái khư mặc dù hung danh ở bên ngoài nhưng thiên địa tuyền dụ hoặc không gì sánh kịp đáng giá hắn bắt buộc mạo hiểm nhưng mà chợt vừa bước vào cái này phá toái khư đón đầu chính là một đạo hung mảnh thần thông đánh tới, thịnh dương thần quân trận mắt trừng trừng, một quyền hướng phía trước quanh ra, đạo kia uy lực không thua lục phẩm khai thiên một kích toàn lực thần thông, ầm vang phá toái, thịnh dương thần quân thân hình không ngừng, cấp tốc hướng phía trước đuổi theo. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, dọc theo con đường này bước đi, bốn phương tám hướng đúng là vô số đạo thần thông bí thuật hướng hắn giáp công mà đến, mặc dù mỗi một đạo thần thông uy năng đều chỉ như lục phẩm khai thiên một kích, đối với hắn không có tính mệnh uy hiếp, nhưng là lít nha lít nhít, liên miên bất tuyệt phía trước một đường trốn chạy dương khai cùng hạ lâm lan hai người cũng là hải hùng khiếp vía lạnh mình không thôi chỉ từ bên ngoài nhìn cái kia phá toái khư hai người chỉ phát giác được bên trong tích chứa vô tận hung hiểm chỉ có chân chính tiến vào nơi đây mới có thể rõ ràng cảm giác địa phương quỷ quái này đúng là không biết lưu lại bao nhiêu đạo thần thông bí thuật từng đạo thần thông bí thuật quỷ dị này giống nhau dương khai lúc trước gặp phải cương phong thần thông tung cách vô số năm yên nguyên lưu lại tại thế chỉ bất quá uy năng không có cương phong thần thông kia khủng bố thôi lại thắng ở số lượng nhiều đơn giản nhiều vô số kể hai người chưa đi đến nhập trước đó, những thần thông bí thuật này an ổn bất động, hai người đi ngang qua thời điểm, thần thông bí thuật ẩn nút kia phản phất bị hai người sinh cơ xúc động, tranh nhau bộc phát ra. Từng đạo thần thông bí thuật tại lâu dài yên lặng đằng sau khôi phục kia, mỗi một kích đều không khác mấy có lục phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Đây chính là để lại vô số năm đằng sau uy lực, y nguyên có này uy năng, khó có thể tưởng tượng nếu là những thần thông bí thuật này tại thời kỳ toàn thịnh lại nên cỡ nào cung bạo, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng có bác phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ phong phạm tình cảnh này hai người tự như là trong lúc vô tình bước vào tràn đầy bảy rập chi địa những nơi đi qua tất cả bảy rập đều bị xúc động hai người căn bản không dám dừng lại cũng không dừng được dừng lại nhất định phải chết rất nhiều thần thông từ yên lặng đến khôi phục có ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt ngưng trệ một đường cơ hội này đầy đủ hai người tiếp tục trốn chạy lại là khổ sau đó truy kích mà đến thịnh dương thần quân dương khai cùng hạ lâm lan hai người xúc động thần thông bí thuật đổ ập xuống hướng hắn đánh tới chẳng khác gì là hắn tại giúp phía trước bỏ chạy hai người thu thập cục diện rối rắm phát giác được điểm này, thịnh dương thần quân tức giận tột đỉnh. Hắn nếu không truy vào tới, những thần thông bị xúc động kia tuyệt đối là sẽ truy kích dương khai cùng hạ lâm lan mà đi, hết lần này tới lần khác hắn bỏ qua không được thiên địa tuyền, một đầu đâm tiến đến. Từng đạo có thể so với lục phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ thần thông bí thuật, thịnh dương thần quân ứng phó cố nhiên không uổng phí chuyện gì, nhưng cũng là phiền muộn không thôi, mạnh mẽ đâm tới dưới, song quyền huy động, không biết vỡ vụn bao nhiêu đột kích thần thông bí thuật. Sau lưng kịch liệt chấn động liên miên bất tuyệt, Dương Khai tự nhiên biết đó là Thịnh Dương thần quân làm ra động tĩnh, tình cảnh này không lo được cái gì cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại có chút lo lắng. Cứ việc trước đó liền nghe Hạ Lâm Lang nói qua, cái này phá toái khư hung hiểm dị thường, nhưng nghe nói là một chuyện, tự mình xâm nhập trong đó lại là một chuyện khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong phá toái khư này bộ đúng là dạng này một bộ quan cảnh giờ phút này đừng nói thịnh dương thần quân đâm lao phải theo lao hắn cùng hạ lâm lan hai người cũng giống như thế thân hình căn bản không dám hơi dừng lại một chút bởi vì có chút chần chờ thần thông bí thuật bị xúc động kia liền sẽ hướng bọn họ oanh kích mà tới thịnh dương thần quân thực lực cường đại có thể ứng phó những thần thông bí thuật này hắn cùng hạ lâm lan tuyệt đối không thành dù sao hai người trước đó tại cùng thịnh dương thần quân viễn trình trong giao phong đều đã bị thương loại địa phương này có thánh linh sinh tồn dương khai không khỏi sinh nghi tuy nói thánh linh thực lực cường đại mặc kệ là loại nào thánh linh phàm là trưởng thành đều có thượng phẩm khai thiên chi lực có thế bực này hung hiểm chi địa cho dù là thánh linh cũng không có chỗ dung thân a à, nghe đồn như vậy ta cũng không có vào qua hạ lâm lan chậm rãi lắc đầu dương khai không nghĩ nhiều nữa mặc kệ nơi này có hay không thánh linh sinh tồn bây giờ hắn cùng hạ lâm lan mạng sống như treo trên sợi tóc mới là thật dương khai ta nếu là chết rồi tần phấn bọn hắn không đợi hạ lâm lan nói xong dương khai liền đánh gãy nàng ngay cả ngươi cũng chết rồi, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống. Hạ Lâm Lan nghẹn lời, ngẫm lại cũng thế, nếu là ngay cả nàng thất phẩm này đều đã chết, Dương Khai khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, tại nơi này, không gian pháp tắc cũng không có gì ưu thế, thúng gì phía dưới, nói không chừng liền một đầu đâm vào trong tử địa nào. Cho nên không nên nghĩ những cái kia có không có, ta Dương Khai xuất đạo đến nay, trải qua sinh tử vô số, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc, lần này tình huống là hỏng bét, nhưng cũng còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, có mang một tia hy vọng, nói không chừng liền có thể liệu ám hoa minh. Chỉ mong đi. Hạ Lâm Lan ngữ khí tiêu điều. Như vậy một đường tiến lên, mặc dù đại đa số ẩn nút thần thông bí thuật bị phát động đằng sau không kịp công kích bọn hắn, hai người liền đã bỏ chạy, nhưng yên nguyên có số ít phát động càng nhanh thần thông hai người tránh không kịp. Mỗi khi lúc này, hai người chỉ có thể xuất thủ hóa giải, liên tiếp như vậy, cũng là tiêu hao rất lớn. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan biểu lộ không khỏi ngưng trọng. Chỉ vì càng là xâm nhập cái này phá toái khư, thần thông bí thuật tràn ngập ở trong hư không ẩn nút kia uy năng càng mạnh. Nửa ngày trước liền từng có đạo thứ nhất có thể so với thất phẩm khai thiên xuất thủ thần thông bị phát động, mà nửa ngày này xuống tới, tương tự thần thông càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là càng đi chỗ sâu, thần thông kia lưu lại uy năng liền càng khủng bố hơn. Chợt có thần thông đánh tới, hai người cũng không thể không liên thủ hóa giải, tình cảnh như thế, thực sự để cho người ta áp lực như núi. Lại hướng phía trước nửa ngày, gặp thần thông lại tất cả đều không sai biệt lắm có thể so với thất phẩm khai thiên một kích mỗi một đạo thần thông kia, Hạ Lâm Lan ứng phó đều phải toàn lực ứng phó, cũng may Dương Khai không phải bình thường lục phẩm có thể so sánh, hai người liên thủ phía dưới, tạm thời cũng là hộ đến chu toàn. Lúc này thời điểm, để Dương Khai không gì sánh được may mắn chính là những thần thông này bị phát động đằng sau, chính mình hai người có thoát đi thời gian, nếu không không dùng đến thời gian một nén nhang, hai người liền muốn kiệt lực mà chết. Sau lưng động tỉnh không ngừng chấn động kia chưa bao giờ đình chỉ, ngược lại càng ngày càng gần, rõ ràng là thịnh dương thần quân theo đuổi không bỏ dương khai cũng là bội phục gia hỏa này nghị lực bác phẩm khai thiên nội tình chính là cường đại hắn cùng hạ lâm lan hai người chỉ cần ngẫu nhiên ứng phó bỗng chốc bị xúc động thần thông thịnh dương thần quân thế nhưng là thật một đường tiến lên tới ven đường bị xúc động thần thông bí thuật trên cơ bản tất cả đều bị hắn hóa giải bất quá kể từ đó cho dù bác phẩm khai thiên mạnh hơn giờ phút này thịnh dương thần quân chỉ sợ cũng không tốt lắm còn kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi thịnh dương thần quân hóa giải từng đạo thần thông kia tiêu hao tuyệt đối so với hai người lớn rất nhiều trên thực tế xác thực như vậy, truy kích tại trên thân hai người thịnh dương thần quân giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch, rõ ràng là tiêu hao rất lớn dấu hiệu, nhưng mà hắn lại là ngay cả khôi phục thời gian đều không có, bất kỳ cái gì trong nháy mắt chần chờ cùng trì hoãn, đều có thể bị mấy đạo thần thông đánh vào thân. Hắn không phải không nghĩ tới như vậy thối lui, bất quá đều đã đuổi tới mức này, ăn lớn như vậy vị đắng, để hắn cứ như vậy rời đi, làm sao có thể cam tâm. Trong lòng kìm nén một cổ nộ khí, âm thầm quyết tâm, nếu là có thể cầm cái kia được thiên địa tuyền tiểu tử, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tu hành nhiều năm như vậy, thịnh dương thần quân còn không có nếm qua lớn như vậy thua thiệt ngầm. Lại là mấy ngày về sau, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người đều là một thân chật vật, vết máu đầy người. Cứ việc chỉ cần ngẫu nhiên ứng đối bỗng chốc bị xúc động thần thông bí thuật, cứ việc hai người phối hợp không tì vết chút nào, nhưng mà kéo dài dưới áp lực mạnh, cũng yên nguyên có thất thủ thời điểm, lúc trước ứng đối một đạo giống như lăng liệt kiếm khí thần thông, Dương Khai kém chút không có bị chặn ngang chặt đứt, Hạ Lâm Lan phần bụng càng là nhiều một đạo thước dài vết thương, huyết nhục xoay tròn. Trong nháy mắt đó, là chân chính sinh tử một đường. Mà xâm nhập ở đây, Dương Khai đã cảm giác được trong những thần thông bí thuật bị chính mình phát động kia, có có thể so với bát phẩm khai thiên một kích tồn tại kinh khủng, cứ việc số lượng không nhiều, nhưng đối với hai người tới nói lại là to lớn tin dữ. Lấy hai người bây giờ lực lượng, bị bất luận cái gì một đạo có thể so với bác phẩm khai thiên thần thông oanh trúng, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Chương 4674 không gian phá toái. Nguồn Mê truyện audio com Tin tức tốt duy nhất chính là nơi đây lưu lại thần thông bí thuật uy năng mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng số lượng rõ ràng ít, nếu không có như vậy, hai người chỉ sợ thật không thể trốn đi đâu được. Đoạn đường này đi tới, Dương Khai không biết nhìn thấy bao nhiêu tạo hình cổ quái thượng cổ bí bảo, rất nhiều thần thông bí thuật bị phát động kia, đều là những bí bảo này kích phát ra tới uy năng. Mặc dù cách vô số năm, những bí bảo này yên nguyên cũng còn linh tính không mất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này phá toái khư tích chứa không chỉ là hung hiểm còn có khó có thể tưởng tượng tài phú chỉ tiếc xâm nhập đến loại địa phương này chính là bác phẩm khai thiên cũng chưa chắc có cơ hội lấy đi những bí bảo kia cẩn thận hà lâm lan bỗng nhiên thấp giọng hô dương khai biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trọng ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại lúc chỉ thấy phía trước một đạo hào quang màu tím như linh xà đồng dạng vũ động quang mang kia nội quẩn cất giấu để cho hai người đều trong lòng run sợ khí tức đây tuyệt đối là một đạo có thể so với bác phẩm khai thiên xuất thủ thần thông vốn nên nên ẩn núp tại cái này phá toái khư chỗ sâu tử quan thần thông thụ xâm nhập hai người sinh cơ dẫn dắt cấp tốc khôi phục lăng lệ khí cơ trong nháy mắt đem hai người thân hình khóa chặt dương khai cùng hạ lâm lan sắc mặt đồng thời đại biến càng là sợ cái gì liền càng sẽ đến cái gì giống như tại trên chiến trường mênh mông kia càng là sợ chết liền càng dễ dàng sẽ chết đạo lý một dạng như vậy một đạo thần thông khí cơ đã đem hai người khóa kín trừ phi ngành kháng hóa giải nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi thần thông này truy kích nếu là hai người thời kỳ toàn thịnh đối đầu dạng này một đạo thần thông có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà lấy hai người trạng thái bây giờ, nào có nửa điểm hóa giải cơ hội. Đi. Dương khai một tiếng gầm nhẹ, cấp tốc hướng một bên vọt tới, hạ lâm lan khí cơ cùng hắn tương liên, như ảnh đi theo. Tử quan thần thông kia trong nháy mắt như đang sống, chợt bắn đi, như ngửi được mùi tanh mèo con, theo đuổi không bỏ. Trước đó mặc dù tại thịnh dương thần quân truy kích bên dưới đào vong, hai người sẽ còn thoáng chú ý một chút, tận lực không đi xúc động quá nhiều ẩn nút thần thông, nhưng mà bây giờ sau lưng tử quan thần thông kia truy kích không bỏ, hai người hoảng hốt chạy bừa, đâu còn có lòng dạ thanh thản đi quan sát phía trước tình huống, hơi trong nháy mắt dừng lại, đều có thể dẫn đến không thể vãn hồi ác quả. Buồn bực đầu hướng phía trước phóng đi, đưa tới kết quả chính là càng ngày càng nhiều bị xúc động thần thông khóa chặt bọn hắn khí cơ. Sau một nén nhang, phía sau hai người đã không chỉ một đạo tử quan thần thông, đủ mọi màu sắc quan mang mênh mông nhiều, mỗi một đạo thần thông kia đều tối thiểu nhất là thất phẩm khai thiên một kích toàn lực. Dương Khai tê cả da đầu, Hạ Lâm Lan cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Càng đi về trước đi, thế cục càng là ác liệt, phía sau hai người tự như kéo một đầu đủ mọi màu sắc to lớn đuôi dài, tràn diện nhìn mặc dù tráng lệ phách lệ, nhưng mà lại là từng bước hung hiểm. Dương Khai, chúng ta sợ là không sống nổi. Hạ Lâm Lan đào vong thời khắc, cười khổ một tiếng, lúc này thời điểm, không khỏi không có một tia ý hối hận, nếu sớm biết tiếng vào phá toái khư sau sẽ là tình huống như vậy, nên đi theo Dương Khai rời đi phá toái thiên. Bị động thiên phúc địa kia bắt, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này bị tử vong từ từ tới gần lại là thuốc thủ vô sách. Im miệng. Dương khai quát khẽ. Đều nhanh chết rồi, ta bực tức vài câu vẫn không được. Hạ lâm lan thần sắc có chút ủy khuất. Dương khai mặt kệ nàng, ngay vào lúc này, bỗng nhiên quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại, hình như có cảm giác. Trên phương hướng kia, kịch liệt mà nồng đậm lực lượng không gian ba động truyền lại mà tới. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, đối với loại lực lượng này cảm giác càng nhạy cảm, lực lượng không gian ba động với hắn mà nói, đơn giản giống như trong đen kịch đèn đuốc một dạng dễ thấy. Đi bên này. Dương Khai nói một tiếng, lập tức cải biến phương hướng. Mặc dù không biết bên kia đến cùng có đồ vật gì, nhưng lực lượng không gian ba động kịch liệt như thế, rõ ràng không phải bình thường, thế cục đã không có cách nào lại ác liệt. Hai người bây giờ không sai biệt lắm là tại trước quỷ môn quan quanh quẩn một chỗ, qua bên kia điều tra một phen nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hy vọng sống, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Sau một nén nhang, bị hai người xúc động thần thông bí thuật số lượng càng khổng lồ, sau lưng đủ mọi màu sắc quan mang cũng tráng kiện không ít. Một đoạn thời khắc, Dương Khai ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn nhìn chầm chầm phía trước hư không, Hạ Lâm Lan cũng đưa tay che lại môi đỏ. Ngay tại phía trước to như vậy trong hư không, không có cái gì đủ mọi màu sắc quan mang, nhưng toàn bộ hư không kia lại phản phất là một khối bị đánh nát tấm gương, từng khối mảnh vỡ không gian vắt ngang, loạn thất bát tao bài bố lấy, mảnh vỡ ở giữa đều là tràn ngập hư vô hỗn độn khí tức vết nứt hư không. Không gian thần thông vết tích. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Trước đó phát giác được trong phá toái khư vô số thần thông bí thuật ẩn nút kia thời điểm, Dương Khai liền từng nghĩ tới, những thần thông này đủ loại, sẽ có hay không có không gian thần thông giấu ở trong đó. Chỉ là đoạn đường này đi tới, cũng không từng gặp được, để hắn không khỏi có chút thất lạc nhỏ. Ai ngờ đúng là thật sự có, hơn nữa còn là giấu kín tại cái này phá toái khư nơi cực sâu. Bất quá từ trước mắt cảnh tượng này đến xem. Không gian phá toái kia là không gian thần thông tạo thành kết quả không sai, chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ đạo kia không gian thần thông uy năng đã sớm bộc phát hoàn tất, hư không bị đánh nát này chính là chứng minh tốt nhất. Dương Khai tâm thần khuấy động, thời đại thượng cổ cũng là có người tinh thông không gian pháp tắc, mà lại so với hắn tạo nghệ không biết cao hơn ra bao nhiêu. Bởi vì đạo này không gian thần thông tạo thành phá hư, cho tới hôm nay thiên địa pháp tắc này đều không thể tu bổ, hư không yên nguyên như cái gương vỡ nát tản mát. Cho nên phía trước kia hư không chân chính tích chứa nguy hiểm cũng không phải là thời kỳ thượng cổ không gian thần thông mà là đạo thần thông kia đằng sau để lại phá toái hư không thật nếu là tiến vào bên trong hơi không cẩn thận liền có khả năng ngã vào trong vết nứt hư không đổi lại lúc bình thường dương khai chưa hẳn liền sẽ lấy thân mạo hiểm tối thiểu nhất cũng sẽ trước tiên ở quan sát bên ngoài lĩnh hội một trận nhìn phải chăng có thể hiểu thấu đáo nơi đây để lại không gian thần thông tích chứa huyền bí vậy mà lúc này giờ phút này hậu phương nguy cơ trùng trùng làm sao có thời giờ cho hắn lĩnh hội cái gì, ngay cả do dự công phu đều không có. Dương Khai liền dính dấp Hạ Lâm Lan hướng gần nhất một khối mảnh vỡ không gian phóng đi. Hạ Lâm Lan bản năng ngăn cản một chút, hiển nhiên cũng là có thể nhìn rõ phía trước nguy hiểm, bất quá rất nhanh liền trầm tĩnh lại, mặc cho Dương Khai hành động. Giây lát trong nháy mắt, hai người cùng nhau xâm nhập trong mảnh vỡ không gian gần nhất kia. Rất nhỏ cảm giác trung động truyền đến, có loại cùng loại thông qua không gian pháp trận cảm giác, chờ Dương Khai thời điểm lấy lại tinh thần thình lình phát hiện chính mình lại hiện thân tại chỗ sâu trong một khối mảnh vỡ không gian, để trong lòng hắn giật mình chính là, bên người lại không có hạ lâm lan bóng dáng. Biến cố này có thể để hắn kinh hãi không nhẹ. Phải biết hai người bọn họ đoạn đường này đào vong qua, khí cơ chặt chẽ tương liên, có thể làm được cùng tiếng cùng lui, rõ ràng trước một cái chớp mắt còn tại cùng một chỗ, thời gian nháy mắt hạ lâm lan đúng là không có dấu hiệu nào biến mất. Dương Khai vội vàng bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền tại ngoài mấy trăm dặm trên một khối mảnh vỡ không gian khác thấy được Hạ Lâm Lan thân ảnh, nàng rõ ràng cũng nhìn thấy chính mình, chính một mặt mờ mịt đưa mắt trông lại. Không đợi Dương Khai chào hỏi, hai người đồng thời quay đầu, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Trên phương hướng kia, đủ mọi màu sắc thần thông bí thuật, hội tụ thành một dòng lũ lớn cùng bạo oanh đến, Dương Khai một chút liền nhìn ra dòng lũ này, chính là trước đó khóa chặt chính mình khí cơ, một đường truy kích tới những cái kia. Dòng lũ trong nháy mắt tràn vào trong một khối mảnh vỡ không gian nhìn cực kỳ nhìn quen mắt, biến mất không thấy gì nữa dương khai nháy mắt mấy cái nhận ra mảnh vỡ không gian kia đúng là mình cùng hạ lâm lan trước đó đặt chân chi địa chỉ là chẳng biết tại sao hai người tại đặt chân mảnh vỡ không gian kia đằng sau lại bị truyền tống đến trên hai khối mảnh vỡ khác biệt khác lúc này mới dẫn đến hai người tách ra còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này bốn phía trong từng khối mảnh vỡ không gian kia từng đạo thần thông bạo phát đi ra đủ mọi màu sắc quan mang tại từng khối trong mảnh vỡ thoáng hiện biến mất lại lần nữa xuất hiện lại biến mất dương khai nhìn cả người toát mồ hôi lạnh cứ việc những thần thông kia bộc phát uy năng bị vết nứt hư không cách trở, làm cho không người nào có thể phát giác quá rõ ràng, nhưng chỉ xem những thần thông này uy thế, Dương Khai cũng có thể xác định, nếu là mình cùng Hạ Lâm lang đứng mũi chịu sao mà nói, chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cũng may sau một lát, những này tại trong rất nhiều mảnh vỡ không gian không ngừng lấp lóe xê dịch thần thông cuối cùng năng lượng hao hết, dần dần trừ khử vô hình. Một trận nguy cơ, như vậy hóa giải. Nhưng mà hai người nhưng lại lâm vào một cái khác trận càng quỷ diện nguy cơ. Hạ Lâm Lan rõ ràng là muốn tới đây tìm Dương Khai, dù sao tại loại nơi quỷ dị này, lẽ loi một mình thực sự không có gì cảm giác an toàn, nhưng mà nàng mới mới có động tác, cả người liền đột nhiên từ vị trí trong mảnh vỡ biến mất, lại hiện thân nửa thời điểm, đã tại tại chỗ rất xa trên một khối mảnh vỡ khác. Cái này khiến nàng một trận mơ mịt. Ngươi đừng lộn xộn. Dương Khai thi pháp truyền âm. Hạ Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động. Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa bốn phía, Trước đó ở ngoại vi quan sát còn không phát hiện được cái gì, bây giờ xâm nhập nơi đây, lúc này mới thấy rõ, vùng không gian này phá toái không chịu nổi, hình thành mảnh vỡ không gian to to nhỏ nhỏ vô số kể, chỉ là ánh mắt chiếu tới, chính là hơn vạn nhiều, những cái kia càng xa xôi không thấy được, sợ rằng sẽ càng nhiều. Liên tưởng đến trước đó rất nhiều thần thông truy kích mà đến kia lúc bộc phát tràn cảnh, cùng hạ lâm lan lúc trước gặp phải, dương khai trong lòng ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Nếm thử tính hướng phía trước bước ra một bước, cũng không khác thường, lại đi một bước, bình yên vô sự, nhưng mà đợi đến bước thứ ba đi ra thời điểm, loại kia cùng loại thông qua không gian pháp trận rất nhỏ cảm giác hôn mê lần nữa truyền đến. Thấy hoa mắt, Dương Khai cả người đột ngột xuất hiện tại trên một khối mảnh vỡ không gian khác. Đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía không thấy hạ lâm lan bóng dáng, cũng không biết mình bị truyền tống đến địa phương nào, bất quá hiển nhiên vẫn còn không gian thần thông kia trong phạm vi bao trùm, bởi vì bốn phía tất cả đều là vô tận mảnh vỡ không gian kia, giống nhau vừa rồi thấy. Có lần đầu tiên nếm thử cùng kinh nghiệm, Dương Khai động tác lớn mật rất nhiều. Một lát sau, Dương Khai lại một lần từ vị trí trong mảnh vỡ biến mất, truyền tống đến một chỗ khác, bốn phía nhìn coi, y nguyên không thấy Hạ Lâm Lan thân ảnh, Dương Khai lần nữa hành động. Như vậy bảy tám lần đằng sau, cuối cùng tại hơn 10 dặm bên ngoài trong một mảnh vùng nào đó, thấy được Hạ Lâm Lan thân ảnh. Giờ này khắc này, nữ nhân này rõ ràng một mặt bất lực cùng mờ mịt, Dương Khai đột nhiên biến mất để nàng cảm thấy bất an, có trước đó kinh lịch cùng Dương Khai căng dặn, lại không dám tùy tiện loạn động thẳng đến lần nữa trong thấy dương khai, nàng mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh lại thu liễm. Chương 4675 Trật tự hỗn loạn Nguồn Mê truyện audio com Có cái gì phát hiện? Hạ Lâm lan truyền âm hỏi Có một ít manh mối, chính ngươi xem một chút đi Nói như vậy lấy, Dương Khai bấm tay bắn ra một viên khai thiên đan Linh đang tại không gian pháp tắc gia trị dưới Như tơ liễu đồng dạng từ từ hướng phía trước lướt tới Hạ Lâm lan yên lặng nhìn chỉ gặp cái kia khai thiên đang tại bay ra không đến ba thước xa thời điểm, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại cùng dương khai cách xa nhau bên ngoài mấy chục dặm trên một khối mảnh vỡ không gian khác, biến mất khai thiên đang ly kỳ xuất hiện. Hạ Lâm Lan bừng tỉnh đại ngộ. Không gian truyền tống. Dương khai gật đầu. Ngươi nhìn nhìn lại. Lần này lại là lập tức bắn ra trên trăm mai khai thiên đan, giống nhau vừa rồi, cái này trên trăm mai khai thiên đan tại không gian lực lượng gia trị dưới, chậm chậm tung bay, rất nhanh liền biến mất không thấy nhưng mà chờ chúng nó thời điểm xuất hiện lại lại là không có quy luật chút nào có thể nói mười mấy mai khai thiên đang phân biệt xuất hiện tại không gian bốn phía trên mảnh vỡ càng nhiều hơn là hoàn toàn không thấy bóng dáng hạ lâm lan như có điều suy nghĩ truyền tống này là ngẫu nhiên phải là dương khai gật đầu nếu không có ngẫu nhiên lần thứ hai bắn ra đi trên trăm mai khai thiên đang không có khả năng không xuất hiện tại cùng một nơi sở dĩ chỉ thấy mười mấy mai khai thiên đang xuất hiện ở trong mảnh vỡ khác biệt đó là bởi vì càng nhiều đã bị truyền tống đến tầm mắt không thể thành địa phương đi Hạ Lâm Lan bừng tỉnh đại ngộ, kể từ đó, trước đó dòng lũ thần thông kia truy kích tới, lại là không ngừng mà tại trong mảnh vỡ này lấp lóe xê dịch cảnh tượng liền có giải thích. Chính là bởi vì truyền tống là ngẫu nhiên, không cách nào nắm lấy, cho nên những thần thông này mới có thể tại từng khối mảnh vỡ ở giữa không ngừng mà truyền tống, cho đến bị hao hết năng lượng trừ khử vô hình. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hạ Lâm Lan lại không khỏi có chút nghĩ mà sợ, xem ra nàng cùng Dương Khai vận khí coi như không tệ. Nếu không trước đó những thần thông kia một khi bị truyền tống đến bọn hắn vị trí trên mảnh vỡ, hai người chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít nơi này không gian trật tự đã hoàn toàn hỗn loạn không thể lẽ thường độ chi cho nên đừng nhìn chúng ta bây giờ cách tương đối gần nhưng trên thực tế hai người chúng ta khả năng cách xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thậm chí càng xa hạ lâm lan sắc mặt biến hóa chần chờ nói ngươi có thể tới nơi này hoặc là ta đi ngươi bên kia dương khai lắc đầu nơi đây mảnh vỡ không gian vô cùng có khả năng hàng mấy chục mấy trăm vạn nhiều không gian trật tự hỗn loạn phía dưới căn bản không có cách nào khống chế truyền tống phương hướng cho dù người đứng ở nơi đó bất động tiêu tốn hàng trăm hàng ngàn năm ta cũng không nhất định có thể tới bên cạnh ngươi hạ lâm lan nghe vậy cười khổ nói cách khác chúng ta bị vây ở chỗ này rồi dương khai nhếch miệng cười một tiếng dù sao cũng tốt hơn trước đó cục diện tối thiểu nhất chúng ta không có nguy hiểm gì điều này cũng đúng hạ lâm lan có chút thoải mái dương khai bỗng nhiên lại giống như là nhớ ra cái gì đó quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại quên chúng ta sau lưng hay là có truy binh Hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bên kia một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn đột ngột khắc sâu vào tầm mắt, rõ ràng là một đường truy kích mà đến Thịnh Dương thần quân. Giờ này khắc này, vị này tại toàn bộ phá toái thiên đều được cho chỉ có vài tôn đại năng một trong bát phẩm khai thiên hình dung chật vật, quần áo tả tơi, ngay cả tóc buộc kia đều bị đánh tan, mái tóc màu đen tán loạn choàng tại trên vai. Cả người lôi cuốn lấy ngập trời nộ khí, phản phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Đoạn đường này kinh lịch có thể nói là bị khuất đến cực điểm, Thịnh Dương thần quân có thể nào không giận? nguyên bản lấy hắn bát phẩm khai thiên tu vi, tự mình xuất thủ, chỉ là một cái lục phẩm khai thiên còn không tay đến bắt, nhưng mà tiến vào cái này phá toái khư đằng sau, hắn cũng là bị ép cùng sau lưng dương khai cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Đoạn đường này bị hắn hóa giải thần thông bí thuật, đếm không hết. Giờ phút này hiện thân thời điểm, giống nhau dương khai cùng hạ lâm lan trước đó trốn đến nơi này tình cảnh, sau lưng đủ mọi màu sắc thần thông bí thuật, hội tụ thành nước lũ cực lớn, theo đuổi không bỏ mà lại quy mô so với Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan hai người trước đó gặp phải, không biết muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Dương Khai nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nói không hổ là bác phẩm khai thiên, nội tình này liền không phải là cùng bình thường, loại tình huống này đổi lại là hắn cùng Hạ Lâm Lan mà nói, chưa hẳn liền có thể thoát thân. Thịnh Dương thần quân cố nhiên nhìn chật vật, nhưng tối thiểu nhất còn có thể ứng đối. Đuổi đến nơi này, cái kia Thịnh Dương thần quân một chút liền thấy được Dương Khai, gầm thét một tiếng. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh dứt lời lúc liền thẳng tắp hướng dương khai đánh tới dương khai ngoảnh mặt làm ngơ tiếp theo một cái chớp mắt thịnh dương thần quân thân ảnh đột một biến mất không thấy gì nữa theo sát tại phía sau hắn đạo kia dòng lũ cũng thẳng tắp đụng vào gần nhất một khối mảnh vỡ không gian dương khai quát khẽ một tiếng cẩn thận đồng thời thôi động thế giới vĩ lực tế thương long thương tinh thần băng đến cực điểm điểm tuy nói vô tận mảnh vỡ không gian này sẽ ngẫu nhiên truyền tống nhưng nhiều như vậy số lượng thần thông bí thuật oanh kích mà đến Ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không bị tác động đến. Dòng lũ thần thông kia tại chạm đến mảnh vỡ không gian đồng thời, liền đột ngột biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian phá toái phản phất giấy lên pháo hoa, đủ mọi màu sắc quang mang tại từng khối mảnh vỡ bên trong xuyên thẳng qua nở rộ, lấp lóe không thôi. Dương Khai trước mắt, một đạo quang mang như quỷ mị xuất hiện, một mực có chỗ đề phòng Dương Khai không chút do dự, một thương hướng phía trước đâm ra, đại nhập vọt lên, chọn tại mũi thương, chấn động kịch liệt truyền ra. Dương Khai cả người bị lực lượng cùng bạo chấn tung bay ra ngoài, lại hiện thân nửa lúc, đã mất nhập trong một khối mảnh vỡ khác, đồng thời cầm thương cánh tay mềm nhũn rũ xuống đến, hổ khẩu chỗ một mảnh máu thịt bê bét. Một trận lòng còn sợ hãi, nếu không có nơi đây không gian trật tự hỗn loạn, hắn coi như không chỉ thụ một chút như thế thương thế, chính là bởi vì không gian hỗn loạn kia, để đạo thần thông kia uy năng không cách nào toàn bộ tỏa ra, Dương Khai liền đã thoát thân rời đi. Không dám thất lễ, đem thương long thương giao phó tay kia, tiếp tục đề phòng tầm mắt đi tới, đủ mọi màu sắc thần thông kia như cũ tại xuyên thẳng qua xây dịch. Cuối cùng hắn vận khí coi như không tệ, không còn cái nào một đạo thần thông bị truyền tống đến trước mắt hắn, nửa chén trà nhỏ về sau, từng đạo thần thông kia uy năng dần dần hao hết, từ từ biến mất. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi thương long thương, đem trật khớp cánh tay một lần nữa nối liền, Dương mắt quan sát, không thấy hạ lâm lan bóng dáng, cũng không thấy thịnh Dương thần quân thân ảnh. Xuyên thẳng qua ở trong mảnh vỡ không gian, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, mới cuối cùng lần nữa nhìn thấy hạ lâm lan nàng yên nguyên còn đợi lúc trước dung thân trong mảnh vỡ, xem ra vận khí tương đối tốt, không có bị dòng lũ thần thông kia tác động đến, lại nhớ kỹ dương khai trước đó căng dặn, cho nên canh giữ ở nguyên địa bất động, chờ lấy dương khai tìm đến nàng. Lẫn nhau lần nữa gặp mặt, dương khai khẽ vuốt cầm nói. Tạm thời an toàn, trước chữa thương khôi phục đi, chờ dưỡng đủ tinh thần suy nghĩ thêm làm sao từ nơi này thoát khốn. Hạ Lâm Lan tự nhiên không có dị nghị, địa phương quỷ quái này đừng nói là nàng thất phẩm này, chính là thịnh dương thần quân như thế bác phẩm xông tới, chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện rời đi. Cũng chỉ có tinh thông không gian pháp tắc dương khai, có lẽ có cơ hội tìm tới một chút dấu vết để lại. Nàng muốn thoát khốn, chỉ có gửi hy vọng trên người dương khai. Hai người khoanh chân ngồi xuống, riêng phần mình lấy linh đan ăn vào. Thời gian qua một lát, cách đó không xa trong một mảnh vụn, thịnh dương thần quân thân ảnh cao lớn hiển lộ ra, dương mắt nhìn thấy dương khai đằng sau, thịnh dương thần quân sắc mặt vui mừng, bất quá trước đó nến qua một lần thua thiệt, mà lại hắn cũng hẳn là suy nghĩ ra nơi đây một chút huyền diệu, ngược lại là không tiếp tục như trước đó như thế vọt thẳng đến, chỉ là nhìn chậm chậm dương khai, ánh mắt băng hàng. Dương khai hình như có cảm giác, dương mắt nhìn coi hắn, cười nhạo một tiếng. Thần quân ánh mắt này tự hồ muốn ăn thịt người a. À? Thịnh dương thần quân hừ lạnh một tiếng. Như ở bên ngoài, ngươi có lá gan nói chuyện với ta như thế, giờ phút này ngươi đã là cái người chết. Dương khai đưa tay móc móc lỗ tai, cười nhạt nói. Thần quân cũng biết đó là ở bên ngoài, nếu thật ở bên ngoài gặp được thần quân, ta tự nhiên là có bao xa chạy bao xa, trước đó không phải liền là cục diện như vậy. Nếu không có thần quân ban tặng, tiểu tử như thế nào lại bị nhốt ở đây? Bất quá đáng tiếc a, à, thần quân chính mình cũng vào trong hũ này, muốn thoát khốn, khó, ta nhìn chúng ta đời này chỉ sợ ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Nói như vậy lấy, hắn một trận gật gù đắc ý, một bộ vì thịnh dương thần quân cảm thấy tiếc hận tư thế. Thịnh Dương thần quân nói: nơi đây mặc dù quỷ dị hay thay đổi, nhưng cũng chưa hẳn có thể vây được bổn quân, đợi bổn quân hiểu thấu đáo nơi đây huyền diệu, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Dương Khai liền ông quyền. Vậy thần quân cần phải cố gắng nhiều hơn, ta ở chỗ này liền lặng chờ thần quân hội âm. Thịnh Dương thần quân hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Dương Khai nhàm chán cãi nhau, dứt khoát cũng khoanh chân ngồi xuống, một bên khôi phục tự thân một bên nhìn qua Hạ Lâm Lan nói. Hạ nha đầu, ngươi tuy là thất phẩm, nhưng thiên địa tuyền cũng không phải ngươi có thể nhúng chàm, triệu nghĩa cho ngươi lưu lại đường lui, ngươi lại không biết trân quý, thật sự là uổng phí hắn một phen tâm huyết. Hạ Lâm Lan nhếch môi, mở miệng nói. Triệu nghĩa năm đó tại ta có ân, thiếp thân vô cùng cảm kích, bất quá thiên địa tuyền sự tình, thiếp thân tự có so đo. Thịnh Dương thần quân nói. Tại cái này phá toái thiên mai danh ẩn tích, tham sống sợ chết cũng không phải chuyện dễ dàng, lần này ngươi coi như thoát khốn trở lại, ngày sau cũng đừng hồng sống yên ổn, nghe nói ngươi cái kia càng không động thiên đều đã bị hủy rồi. Hạ Lâm Lan im lặng chuyến này ngươi nếu là có thể trợ bổn quân đạt được thiên địa tuyền trước đó đủ loại bổn quân có thế chuyện cũ sẽ bỏ qua mặt khác ngày sau ở trong phá toái thiên bổn quân có thế bảo vệ ngươi không lo hà lâm lan lắc đầu nói thiên địa tuyền không tại trên tay của ta ta chỉ sợ không có biện pháp giúp đến thần quân thịnh dương thần quân cũng không ép nàng chỉ là thật sâu nhìn chăm chú nàng một chút mở miệng nói nói đến thế thôi ngươi tốt tự lo thân nói xong nhắm mắt lại chuyên tâm khôi phục một bên khác dương khai mặc dù cảm giác được hai người tại truyền âm giao lưu lại không biết đến cùng đang nói cái gì hạ lâm lan thấy thế cười khổ một tiếng nàng không phải không rành thế sự tiểu nha đầu lại làm sao không biết thịnh dương thần quân cố ý cùng mình một phen thuyết phục là muốn để dương khai trong lòng sinh nghi cũng là bởi vì không biết hai người đến cùng đang nói cái gì dương khai chỉ sợ mới có thể sinh ra khúc mắt trong lòng mà giờ khắc này giải thích cũng là vô dụng có đôi khi càng giải thích sự tình càng là nói không rõ ràng chỉ có thể bảo trì im miệng không nói trong lúc nhất thời, ba người riêng phần mình chiếm cứ lấy một khối mảnh vỡ không gian, khôi phục chữa thương. Bất quá chính như Dương Khai Lợi nói, ba người nhìn như đều cách xa nhau không xa, nhưng trên thực tế nơi đây không gian trật tự đã một mảnh hỗn loạn, nhìn không xa khoảng cách, vô cùng có khả năng cách xa nhau hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm. Muốn từ nơi đây thoát khốn mà nói, còn phải ỷ vào không gian pháp tắc, nếu là có thể tìm hiểu ra lúc trước tạo thành nơi đây hoàn cảnh một chiêu thần thông kia một chút huyền bí, liền có thể chạy vuốt ra vết tích hỗn loạn trật tự kia. Chương 4676, Chưởng lực lượng thời không Nguồn Mê truyện audio com Mấy ngày về sau, thịnh dương thần quân cái thứ nhất khôi phục lại, bất quá rất nhanh liền thân hình thoát một cái, không thấy bóng dáng, nghĩ đến muốn đi điều tra nơi đây tình hình, tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Hắn đi lần này chính là hơn nửa tháng, thẳng đến sau nửa tháng, mới bỗng nhiên hiện thân tại trên một khối mảnh vỡ không gian khác, sắc mặt tái xanh một mảnh. Rõ ràng là không tìm được đầu mối gì, mà lại cho dù lấy hắn bát phẩm khai thiên nội tình, cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ nơi đây rời đi nơi đây không gian hỗn loạn đến cực điểm, vô luận hắn như thế nào hành động, tất cả công kích đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến trong mảnh vỡ không gian khác, thẳng đến như trước đó truy kích mà đến thần thông dòng lũ đồng dạng, tại khác biệt mảnh vỡ ở giữa xê dịch lấp lóe, năng lượng hao hết làm hao mòn không thấy. Mang lực không thể phá, cũng điều tra không đến nửa điểm quy luật, mạnh như thịnh dương thần quân chỉ có thể tiếp nhận bản thân bị nhốt sự thật. Cùng lúc đó, Dương Khai một bên chữa thương khôi phục một bên chú ý tự thân tiểu càng khôn. Trước đây ở trên đường chạy trốn, Dương Khai đang tra dò xét tự thân tiểu càng không thời điểm, liền từng có một chút cảm ngộ, một đạo tự hồ dễ như trở bàn tay linh quan chấp động, chỉ tiếc không chờ hắn triệt để hiểu thấu đáo, liền bị Hạ Lâm Lan cắt đứt, lúc ấy nóng lòng đào vong, cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa quá nhiều, bây giờ mặc dù bị nhốt, lại trong lúc vô hình cho hắn cung cấp như thế một cái an ổn cơ hội. Trong tiểu càng khôn, Dương Khai một đạo thần niệm hiển hóa, sinh động như thật, giống như chân nhân, sừng sững trên trời cao, quan sát phía dưới, xem biển người kia di chuyển, xem thành trì kia thành lập xem sinh lão bệnh tử kia xem mặt trời lên mặt trăng lặng kia theo thời gian trôi qua ánh mắt dần dần sáng lên một đoạn thời khắc một đạo xá lệnh vang vọng hoàng vũ bằng vào ta càng không tên chưởng lực lượng thời không trong nháy mắt di chuyển tiến tiểu càng không ngàn vạn sinh linh đều giống như đã nhận ra cái gì cùng nhau ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi nhất là những đế tôn cảnh kia cảm giác càng rõ ràng nhưng khi bọn hắn cẩn thận trải nghiệm thời điểm lại là không có chút nào phát hiện giống như toàn bộ thế giới này có một chút biến hóa rất nhỏ, lại hình như không có biến hóa, trong lúc nhất thời nghi hoặc không hiểu. Một sát na biến hóa, toàn bộ thế giới lần nữa hồi phục nguyên trạng. Trên đám mây, Dương Khai nhếch miệng, im ắng cười to. Ở tại hắn tiểu càng không hơn ngàn vạn sinh linh không phát hiện được, nhưng cũng không đại biểu hắn tiểu càng không không có biến hóa, trên thực tế biến hóa to lớn, ngay cả hắn đều có chút không thể tin được. Toàn bộ tiểu càng không tốc độ thời gian trôi qua, gần như sắp đến ngoại giới bình thường thời gian gấp 2 từ linh công từng nói trên đời này tu hành đường tắt ngoài trừ tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện bên ngoài chính là dòng sông thời gian kia trong dòng sông thời gian thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt ngoại giới một năm trong dòng sông thời gian có lẽ là trăm năm ngàn năm vạn năm tiểu nguyên giới hắn đã từng tiến vào một lần dòng sông thời gian lại là chỉ có nghe thấy chưa từng thấy tận mắt hắn đã từng nghĩ tới dòng sông thời gian thần diệu kia rốt cuộc là tình hình gì đáng tiếc một mực không có cơ hội này mà bây giờ, hắn tự thân tiểu càng không tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc song trọng gia trị phía dưới, thình lình đã có tắm rửa tại trong dòng sông thời gian hương vị. Cứ việc chỉ là loại dòng sông thời gian giảm bớt bản kia, nhưng cũng để trong tiểu càng không tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới không sai biệt lắm tương đương ngoại giới gấp 2 trình độ. Nói một cách khác, ngoại giới một ngày, hắn tiểu càng không chính là hai ngày, ngoại giới một năm, hắn tiểu càng không chính là 2 năm. Loại biến hóa này đối với hắn tự thân không có quá trực tiếp ảnh hưởng, nhưng đối với ở lại ở trong tiểu càng không sinh linh tới nói lại là ảnh hưởng to lớn tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc cũng sẽ không rút ngắn tiểu càng không sinh linh tuổi thọ bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn thời gian hay là cái dạng kia chỉ là cùng ngoại giới so sánh mới có biến hóa tại thể nội nuôi nhốt sinh linh mục đích lớn nhất chính là phụ trợ tự thân tu hành khai thiên cảnh tấn thăng cần hao phí đại lượng thời gian thể nội nuôi nhốt sinh linh sinh tồn sinh sôi có thế sinh sôi linh thủy chi lực không ngừng mà tăng cường tiểu càng không nội tình cho dù khai thiên cảnh không đi tu hành, loại gia tăng này cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ tiểu càng không tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, cũng mang ý nghĩa về sau dương khai sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hắn bất quá là linh quan lóe lên một phen nếm thử, không nghĩ tới thật liền thành, đơn giản có thể nói kinh hỉ ngoài ý muốn. Bất quá loại sự tình này chỉ sợ cũng chỉ có đem thời gian pháp tắc lĩnh hội tới trình độ nhất định mới có cơ hội làm đến. Mà thời gian pháp tắc danh xưng so không gian pháp tắc càng khó tu hành lực lượng, trên đời này lại có thể có mấy người như Dương Khai như vậy, đem thời gian pháp tắc tu hành đến cấp độ thứ sáu. Về sau Dương Tiêu cùng Dương Tuyết hai người hẳn là cũng có thể, bọn hắn dù sao cũng là tuế nguyệt đại đế truyền nhân y bác. Đáng tiếc lấy hắn bây giờ trên thời gian pháp tắc tạo nghệ, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể để tự thân tiểu càng không tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới tiếp cận gấp 2 trình độ, lại nhiều chính là hy vọng xa vời. Có lẽ về sau theo tự thân đối với thời gian pháp tắc lĩnh hội càng sâu, bội suất này còn có thể lại có tăng lên mà làm như thế mặc dù có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng không phải không có nửa điểm đại giới. Đối với Dương Khai tới nói, cần thiết trả ra đại giới chính là tự thân thọ nguyên. Tiểu Càng Khôn là hắn cả đời căng cơ, trong tiểu Càng không dòng thời gian trôi qua bội suất bao nhiêu, hắn tự thân thọ nguyên trôi qua bội suất chính là bao nhiêu. Bất quá đối với hắn dạng này một vị lục phẩm khai thiên tới nói, chút tổn thất này cùng lấy được chỗ tốt so sánh, là có thể không đáng kể, chớ nói tiếp cận gấp 2, nếu là có thể tăng lên tới gấp 10 gấp trăm lần, Dương Khai cũng sẽ hành động kể từ đó, chẳng những hắn có thế từ thể nội những sinh linh kia trong sinh tồn sinh sôi đạt được lợi ích, đông đảo sinh linh kia cũng có thể rút ngắn gần một nửa thời gian tu hành, có thể càng nhanh trưởng thành. Tại trong tự thân tiểu càng không yên lặng quan sát hơn 10 ngày thời gian, xác định dòng thời gian trôi qua tăng tốc đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, Dương Khai lúc này mới thu hồi tâm thần. Dương mắt nhìn lên, Hạ Lâm Lan chính buồn bực ngán nẫm tả hữu quan sát, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau khẽ vuốt cằm, Thịnh Dương thần quân thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giống như tại lĩnh hội nơi đây huyền diệu, thần sắc không ngừng biến ảo. Dương Khai âm thầm cười nhạo một tiếng, Thịnh Dương Thần Quân tuy là bác phẩm khai thiên, thực lực mạnh mẽ, đặt ở các đại động thiên phúc địa kia cũng là thái thượng trưởng lão nhân vật, nhưng không tinh thông không gian pháp tắc, coi như cho hắn ở chỗ này lĩnh hội ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch gì. Bất quá Thịnh Dương Thần Quân ý nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác. Nơi đây không gian trật tự hỗn loạn, không có quy luật chút nào có thể nói, đã là thượng cổ đại năng một đạo không gian thần thông dẫn đến, như vậy chỉ cần có thể lĩnh hội đến huyền cơ trong đó, thăm dò rất nhiều mảnh vỡ không gian kia ở giữa mạch lạc, tự nhiên là có thoát ly cơ hội. Dương Khai rất khó tưởng tượng, năm đó thi triển một chiêu thần thông kia người thời thượng cổ, tại không gian pháp tắc tạo nghệ lên tới đấy đạt đến loại trình độ gì, cho dù đã trải qua vô số năm tuế nguyệt này tẩy lễ, lại cũng yên nguyên có thể ngăn cản thiên địa pháp tắc bản thân chữa trị. Tại càng không điện chờ đợi thời gian 20 năm, lĩnh hội càng không đại trận huyền bí đằng sau, hắn trên không gian pháp tắc tạo nghệ đã tới tầng cảnh giới thứ 8, nhưng tự phó tuyệt không cách nào làm đến loại trình độ này. Có lẽ chỉ có khi hắn không gian pháp tắc tạo nghệ tăng lên tới cuối cùng vang dội cổ kim cấp độ, lại thêm cửu phẩm khai thiên thực lực, hai bút cùng vẽ, mới có thể có cổ nhân lẫm liệt uy phong. Ngồi xếp bằng, tập trung ý chí, Dương Khai cũng bắt đầu lĩnh hội nơi đây không gian thần thông lưu lại huyền bí. Dòng thời gian trôi qua, chớp mắt 10 năm, 20 năm, 30 năm. Dương Khai vốn cho rằng tối đa cũng chỉ cần mấy năm liền có thể từ nơi đây thoát khốn, nhưng trên thực tế bây giờ 30 năm trôi qua, hắn lại đều không thể thăm dò nơi đây mảnh vỡ không gian mạch lạc, mặc dù đã có một chút manh mối, nhưng khoảng cách chân chính thoát khốn còn xa xa khó vời. Càng là lĩnh hội, càng là có thể cảm giác được thi triển không gian thần thông kia cổ nhân chỗ lợi hại. Cũng may 30 năm thời gian mặc dù không ngắn, nhưng đối khai thiên cảnh tới nói cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Vô luận Dương Khai hay là Hạ Lâm Lan, lại hoặc là Thịnh Dương Thần Quân, tất cả đều bình yên như làm, cũng không một chút vội vàng chi ý, nhất là thịnh dương thần quân, từ 30 năm trước bắt đầu lĩnh hội đằng sau, liền một mực khoanh chân ngồi ở kia bên cạnh động cũng không động, phản phất chết đồng dạng. Hạ Lâm Lan tự biết thoát khốn hy vọng chỉ có thể ký thác trên người dương khai, dứt khoát không đi lãng phí thời gian, phần lớn thời gian đều tại tu hành, ngẫu nhiên đi vòng một chút, tại trong từng cái mảnh vỡ không gian xuyên thẳng qua vừa đi vừa về, ý đồ có chỗ phát hiện, bất quá nàng mỗi một lần rời đi, trở về thời gian đều không chừng, dù sao nàng không có cách nào khống chế chính mình sẽ xuất hiện ở trên một mảnh vụn nào. Có đôi khi vận khí tốt, mấy ngày liền sẽ lại xuất hiện tại Dương Khai trong tầm mắt, có đôi khi vận khí kém, mấy tháng cũng không thấy bóng dáng. Bất quá tại khốn đốn chi địa này ngoại trừ không có cách nào rời đi, cũng là không cần lo lắng đụng phải nguy hiểm gì. Trong tiểu càng khôn, Dương Khai thần niệm hiển hóa. 30 năm qua, hắn cũng không phải là một vị lĩnh hội, bởi vì hắn biết thật làm như vậy, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo mà hắn buông lỏng tinh thần biện pháp, chính là lấy thần niệm hóa thân, du lịch tự thân tiểu càng khôn. Ngoại giới 30 năm, trong tiểu càng khôn đã 60 năm. Phạm nhân một đời đã qua. 60 năm thời gian, tiểu càng khôn biến hóa rõ rệt đến cực điểm, nếu như nói trước kia tiểu càng khôn âm u đầy tử khí mà nói, như vậy bây giờ tiểu càng khôn liền tràn đầy sức sống. Hơn ngàn vạn sinh linh năm đó di chuyển tiến nơi này thời điểm, nhân khẩu đã từng giảm nhanh một bộ phận, dù sao hoàn cảnh sinh hoạt cải biến, khí hậu không phục, cùng dễ dàng dẫn tới tật bệnh cùng tử vong, hơn ngàn vạn nhân khẩu một lần giảm bớt đến 8 triệu tả hữu. Bây giờ 60 năm đi qua, nhân khẩu số lượng chẳng những khôi phục, còn có điều gia tăng, cụ thể tăng lên bao nhiêu, Dương Khai cũng không biết, mặc dù hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhìn rõ trong tiểu càng không hết thảy, nhưng Thủy chung lấy một ngoại nhân góc độ cùng lập trường, tại trong khi du lịch chứng kiến lấy tự thân tiểu càng không đủ loại biến hóa. Từ trong từng tràng du lịch kia, Dương Khai thu hoạch rất nhiều. Sinh linh sinh sôi sinh tồn, không ngừng mà sinh sôi ra linh thủy chi lực, cái này 60 năm đến, hắn tiểu càng không nội tình tự nhiên tiếp tục tăng cường, cứ việc những năm này hắn chưa bao giờ tu luyện qua. Bây giờ hơn ngàn vạn sinh linh kia tại tiểu càng không trong cương vực khai chi tán diệt, thành trì lớn bé đã có mấy chục tòa. Càng nhỏ hơn quy mô một chút thị trấn cùng thôn trang càng là vô số kể, toàn bộ trong tiểu càng không, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Một chỗ thị trấn bên ngoài, dương khai thân ảnh hiển lộ, tả hữu trên bờ vai đều ngồi đợi một cái hình người nho nhỏ hai cái tiểu nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dường như rút nhỏ vô số lần tiểu nữ hài dáng dấp đáng yêu động lòng người tất cả đều người mặc quần áo màu xanh biếc một người ghim sông đuôi ngựa một người sáng cái thiếu nữ búi tóc hai tiểu nhân nhi này dĩ nhiên chính là một linh bộ tộc mộc châu cùng một lộ hai người chương 4677 du lịch tiểu càng khôn nguồn mê truyện audio com theo năm đó tại tinh giới đem mộc châu cùng một lộ từ đông vực mang ra đằng sau các nàng liền một mực ở tại tiểu huyền giới trong dược viên thay dương khai quản lý trong dược viên rất nhiều linh hoa dị thảo một linh bộ tộc đối với quản lý linh thực một chuyện có bẩm sinh thiên phú và thường nhân khó đạt đến ưu thế các nàng cũng vui vẻ cùng hoa cỏ làm bạn cho nên qua nhiều năm như vậy mặc dù hai người bọn họ chưa bao giờ cùng ngoại giới tiếp xúc qua chỉ ở trong dược viên chăm sóc hoa hoa thảo thảo lại như cũ thỏa mãn dương khai tấn thăng khai thiên lúc tự thân tiểu càng không dung hợp tiểu huyền giới dược viên tự nhiên cũng cùng nhau dung hợp tới những năm gần đây hai cái tiểu mộc linh vẫn luôn sinh hoạt ở trong tiểu càng khôn có thể cùng hoa cỏ làm bạn hai cái tiểu mộc linh cố nhiên vui vẻ nhưng ngẫu nhiên thời điểm cũng khó tránh khỏi tịch mịch nhất là dương khai cũng không có bao nhiêu thời gian đi làm bạn các nàng bất quá loại tình huống này tại tiểu càng không di chuyển đông đảo nhân khẩu đằng sau cuối cùng có chỗ cải biến dương khai những năm này tại tự thân tiểu càng không trung du lịch mỗi một lần đều sẽ đem hai cái tiểu mộc linh cho mang lên hai cái tiểu gia hỏa đối với loại sự tình này cũng là cực kỳ nhiệt tình mỗi lần đi theo dương khai ở bên ngoài du lịch đều có thể kiến thức đến rất nhiều chơi vui đồ ăn ngon biến hóa không nhỏ dương khai ngẩng đầu nhìn trước mặt trên cổng đền khắc họa thất tinh tập ba chữ to bên trái trên đầu vai tính tình hơi ổn trọng một chút mộc châu nói xác thực không nhỏ chúng ta lên lần tới thời điểm nơi này còn chỉ có một cái thôn trang nhỏ a à, lúc này mới thời gian năm sáu năm thế mà đều biến thành phiên chợ dương khai tâm niệm vừa động nhìn rõ càng khôn một lát sau giật mình nói kề bên này có một nhà tông môn vào ở, cho nên mới sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây định cư. Tông môn kia, tự hồ là gọi thất tinh phường, mà nơi đây phiên chợ danh tự, rõ ràng cũng là lấy tông môn này tên mệnh danh. Tính cách nội liễm, dễ dàng ngượng ngùng một lộ ngồi tại dương khai trên vai hữu, mút lấy đầu ngón tay của chính mình, đáng thương nói. Vậy chúng ta còn có thể ăn vào bà bà bánh gạo nếp sao? Một châu chỉ tiết trèn sắt không thành thép cách không trừng nàng một chút. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, ngươi đã mập rất nhiều biết không? Mộc Lộ giật mình, cúi đầu nhìn lấy mình, thấp thỏm lo âu. Mập sao? Chỗ nào mập? Mộc Châu liếc mắt nhìn lại, khẽ nói. Bộ ngực mình lớn nhiều như vậy cũng không biết, còn không biết xấu hổ hỏi người khác. Mộc Lộ đỏ mặt nói. Vốn là. Lớn như vậy? Mộc Châu cúi đầu nhìn lấy mình ngực, một mặt tức giận. Dương Khai cười ha ha một tiếng, trấn an nói. Đừng sợ, Mộc Châu hù dọa ngươi đây, tiểu Mộc Lộ thon thả vô cùng, dáng người cũng tốt ân ừ, bà bà vẫn còn mà lại giống như trong này chi cái sạp hàng chúng ta đi vào đi tốt tốt một lộ liên tục gật đầu đi vào thị trấn nhân khí đập vào mặt tuy nói không thể so với trong những thành trì lớn kia đám người rộn rộn ràng ràng tràn diện nhưng chỉ như vậy một cái thị trấn quy mô tới nói đã rất tốt dương khai một bộ phổ thông trang phục cách ăn mặc tại trong thất tinh tập này khắp nơi có thể thấy được cũng không ai để ý nhiều hắn hai cái tiểu mộc linh mặc dù một trái một phải ngồi trên vai của hắn, một lộ thậm chí còn tới lui đôi chân của mình, vui vẻ trái phải nhìn quanh, nhưng đi qua đi ngang qua, tất cả đều phản phất không thấy. Dương Khai dù sao cũng là tiểu càng không chủ nhân, thân là nơi đây chúa tể, vận dụng một chút quyền lợi che đậy nghe nhìn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trực tiếp hướng thị trấn nơi nào đó bước đi, đường đi một bên có một cái sạp hàng nhỏ, một vị đã có tuổi lão ẩu tóc trắng ngay tại bận rộn, sạp hàng không lớn, chỉ có hai cái bàn, mỗi cái bàn bên cạnh vây quanh bốn đầu ghế dài, giờ phút này lại là kín người hết chỗ, còn có không ít người đang bưng chén lớn, ngồi sổng ở một bên, một bên uống trà canh, vừa ăn trong tay nướng kim hoàng bánh gạo nếp. Lần trước Dương Khai mang theo hai cái tiểu mộc linh đi ngang qua nơi đây thời điểm, từng tại bà bà này trong nhà ở nhờ một đêm, bà bà lẻ loi một mình, không có con cái, liền lấy ra hai cái bánh gạo nếp đến chiêu đãi. Một lộ rất ưa thích bánh gạo nếp kia hương vị, những năm gần đây một mực nhớ mãi không quên. Mấy năm trôi qua, thôn trang đã biến thành thị trấn, Bà bà cũng ở nơi đây đỡ lấy sạp hàng Xếp hàng chờ chỉ chốc lát Liền đã đến phiên Dương Khai Trà thang một văn tiền một bát Viên cũng là một văn tiền một cái Tiểu hỏa tử muốn cái gì Bà bà hỏi Đến một bát trà thang Mười cái viên Dương Khai cười cười Bà bà dương mắt nhìn coi hắn Tiểu hỏa tử lòng ham muốn không nhỏ a à, Mười cái viên có thế ăn sao Gạo nếp thứ này Chống đỡ dạ dày Cũng đừng ăn hỏng Dương Khai cười ha hả vỗ vỗ bụng Không có việc gì bà bà ta lượn cơm ăn lớn. bà bà gật gật đầu, một bên bận rộn vừa nói. tiểu hỏa tử, lão bà tử có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? làm sao nhìn có chút quen mắt. dương khai tiến lên hỗ trợ, cười nói. bà bà quên đi. sáu năm trước đường ta qua nơi này thời điểm, ban đêm là bà bà chứa chấp ta, trả lại cho ta làm hai cái viên. bà bà giật mình nói. ta nhớ ra rồi, là ngươi a? À. là ta là ta. dương khai gật đầu không ngừng, bà bà làm viên ăn ngon rất những năm này ta thường thường nhớ tới mùi vị đó, lần này đi ngang qua nơi này liền cố ý đến tìm tìm. Bà bà cười cười nói. Xem ra đêm hôm đó ngươi là chưa ăn no. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Lượng cơm ăn là mấy năm này trướng lên. Bà bà lắc đầu, không nói lời nào, động tác tuy chậm lại cẩn thận nướng bánh gạo nếp, mùi thơm nước mũi, một lộ trong mông nhìn thấy, nước bọc nuốt không ngừng. Bà bà viên này bán tiện nghi, phân lượng 10 phần, lại tốt ăn, làm sao cũng nên ba văn tiền một cái mới là. Dương Khai cười nói. Bà bà lắc đầu nói. Thần chủ ban ân, lão bà tử vốn nên hơn 10 năm trước liền chết, có thể sống đến hiện tại đã rất thỏa mãn, huống hồ ta lại không có con cái, muốn nhiều tiền tài như vậy làm gì. Những năm này thu hoạch không sai, mưa thuận gió hòa, không có nhiều như vậy tưởng niệm, liền nghĩ trước khi chết, để người tới lui này, nhiều đến thử lão bà tử tay nghề. Bà bà trong miệng thần chủ, dĩ nhiên chính là Dương Khai nơi đây sinh linh có lẽ không biết bọn hắn sở sinh sống địa phương là một vị khai thiên cảnh võ giả thể nội tiểu càng khôn, cũng đều biết, vùng thế giới này là có một vị chúa tể thập phương thần chủ. Từ Lê Hoa Động Thiên di chuyển đến nơi đây, mấy chục năm này xuống tới hết thảy an ổn, thậm chí sớm đã đến già trên 80 tuổi chi niên bà bà, cũng nhiều sống không ít thời đại. Chỉ vì trong tiểu càng khôn sinh cơ nồng đậm, tự nhiên trong lúc vô hình kéo dài phạm nhân tuổi thọ. Bọn hắn có lẽ không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, nhưng người trường thọ những năm này tiếp tục xuất hiện, rõ ràng nói rõ vùng thế giới này sau ban đầu Lê Hoa Động Thiên càng thích hợp sinh tồn. Hơn 10 năm trước, bà bà trong lúc vô tình ngã sắp xuống, vốn là tuổi lão nhân, sao chịu đựng một ngã thê thảm đau đớn kia, vốn nên như vậy qua đời, ai ngờ trên giường tu dưỡng 10 ngày nửa tháng đằng sau, đúng là đau sót hoàn toàn không có, tiếp qua một hai tháng, thế mà có thể xuống giường đi bộ. Mà bây giờ, bà bà đã có trăm tuổi. Đặt ở dĩ vãng, đây là không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay chỉ là trong thất tinh tập này, liền có hơn 10 vị trăm tuổi tuổi lão nhân đối với chưa bao giờ tu luyện qua phạm nhân mà nói, đây đã là thọ. Rất nhanh 10 cái bánh gạo nếp liền làm xong, Dương Khai chính mình đi bới thêm một chén nữa trà thang. Cũng không biết ai hô to một tiếng. Thất tinh phường thu đồ để đại hội bắt đầu. Trên đường phố đám người phận Phật địa đô hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, trực tiếp hướng thất tinh phường vị trí chạy tới, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo sạp hàng, lập tức cũng biến thành lãnh lãnh thanh thanh. Dương Khai thấy thế cũng lơ đỉnh, vừa vặn ngồi ở bàn trống bên cạnh, một bên uống trà canh, vừa ăn nướng kim hoàng bánh gạo nếp. Bà bà thu thập dư thừa bát đũa, xoa xoa tay đi đến bên cạnh hắn tọa hạ nghỉ ngơi, quan tâm nói. Tiểu hỏa tử vào nam ra bắt nhiều năm như vậy, cũng không có tìm thê tử. Dương Khai cười cười. Ta có thê tử, mấy cái đâu, đều là cô gái tốt. Thật sao? Nhìn không ra a. À? Bà bà có chút kinh ngạc, đã có thê tử, vì sao còn bốn phía lang thang? Nữ nhân a, à, cả một đời đều thắt ở trên thân nam nhân, nằm nhân có an ổn, nữ nhân mới sẽ có an thân chỗ. Không phải bà bà cậy già lên mặt nói ngươi, ngươi không nên đem thê tử để qua trong nhà, hẳn là nhiều bồi bồi các nàng mới là. Dương Khai thuận miệng giải thích nói. Đây không phải nghe nói thất tinh phường thu đồ để sao. Liền muốn lấy tới xem một chút, trước khi đi, trong nhà đã thu xếp tốt. Bà bà gật đầu. Thì ra là thế, nếu là có thể tiến thất tinh phường tu hành mà nói, cũng là một đầu đường ra, Bất quá tiểu hỏa tử, ngươi niên kỹ sợ là không nhỏ a. À, thất tinh phường thu độ để yêu cầu rất nghiêm khắc Nhất là đối với niên kỹ, tự hồ là có rất cao yêu cầu Dương Khai nói Không sao, ta chính là đi thử một lần Có thể nghĩ như vậy liền rất tốt Bất quá ngươi cũng đừng sợ Nếu là vào không được thất tinh phường mà nói Liền đến bà bà nơi này, ta sạp hàng này làm ăn khá khẩm Một người cũng không thế nào bận biểu tới Ngươi nếu có thể đến phụ một tay không còn gì tốt hơn Bà bà sống không được mấy năm quay đầu chết rồi, ngươi liền tiếp nhận sạp hàng này, không dám nói để cho ngươi đại phú đại quý, bất quá ăn cơm no luôn luôn không có vấn đề, tốt xấu cũng muốn nuôi sống ngươi mấy thê tử kia, đến lúc đó ngươi liền đem các nàng đều nhận được nơi này tới. Dương Khai yên lặng nhìn nạn, nguyên bản bất quá là thuận miệng nói, bây giờ lại là không biết nên làm sao che lấp cái này, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, bà bà là thật tâm thực lòng, mà lại xác thực như chính nàng lời nói, thọ nguyên không nhiều, lão nhân gia dù sao không có tu hành qua, khí huyết chi lực đã bắt đầu suy kiệt, có lẽ chính nàng đều đã có cảm giác biết. Ba ba. Thanh âm êm ái truyền đến, Dương Khai quay đầu lúc, trước mặt cách đó không xa chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị áo vải trăm mận nữ tử, nữ tử nhìn có dáng vẻ chừng 20, tùy ý sắn một vị phụ nhân búi tóc, sắc mặt hơi có chút phát vàng. Sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng nữ tử này tướng mạo lại là không tầm thường. Áo vải thô lậu kia chẳng những không có cắt giảm mị lực của nàng, ngược lại càng phụ trợ nàng thanh lệ thoát tục. Nữ tử cúi đầu, dường như phát giác được Dương Khai đang nhìn nàng, ánh mắt hơi có chút bối rối. Để Dương Khai để ý không phải dung nhan của nàng, mà là bụng của nàng. Nữ tử rõ ràng đang có mang, cho dù không tận lực đi cảm giác, Dương Khai cũng có thể phát giác được trong bụng của nàng có một cái nho nhỏ sinh mệnh chính bắn ra lấy sinh cơ bừng bừng. Dương Khai yên lặng nhìn chầm chầm cái bụng to ra kia. Trong nháy mắt đó, hắn tự hồ cảm giác được cái gì? Nữ tử càng bất an. Phát giác được điểm này, Dương Khai vội vàng thu tầm mắt lại, cúi đầu đối phó trước mặt trà thang. Chương 4678 muốn sinh. Nguồn. Mê truyện audio com Nhà đầu tới, chờ một chút a. À. Bà bà rõ ràng là nhận ra nữ tử này, tập tỉnh đứng dậy, từ bên cạnh xuất ra một cái bọc giấy, đưa tới. Trong bọc giấy kia bao lấy tự nhiên là bánh gạo nếp, ước chừng có bảy tám cái dáng vẻ. Nữ tử vội vàng khoát tay. Không dùng đến nhiều như vậy. Bà bà không nói lời gì vừa bọc giấy nhét vào trong tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của nàng nói. Cho ngươi liền cầm lấy, cùng bà bà không cần khách khí, huống hồ bên này người đều đi thất tinh phường, đồ vật cũng bán không hết, thả một đêm liền hỏng, ngươi bây giờ có thai, nhất định phải ăn nhiều một chút đồ vật, hài tử mới có thể kiện kiện khang khang. Nữ tử cúi đầu mím môi, con mắt hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn vén áo thi lễ, nói tiếng cảm ơn, nhanh chóng rời đi. Nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, bà bà có chút thở dài một tiếng. Số khổ nha đầu. Dương Khai có vẻ như thuận miệng hỏi. Làm sao bây giờ còn có ăn không no sao? Bà bà ngồi xuống, mở miệng nói, thế thì cũng không phải ngươi niên kỹ còn nhỏ sợ là không rõ lắm mảnh đại lục này cùng chúng ta thế hệ trước ở lại đại lục tương đối muốn tốt rất nhiều chỉ cần có tay có chân ăn cơm no là không thành vấn đề nguyên bản nàng và mình năm nhân mở cái quán rượu nhỏ sinh ý cũng là coi như hồng hỏa bất quá mấy tháng trước hán tử kia say rượu đằng sau không cẩn thận từ trên thang lầu ngã xuống chết rồi nàng mang thân thể không tiện lao động dùng hết tích xúc cái này mới đói một bữa no một bữa dương khai gật gật đầu bà bà tâm địa thiện lương bà bà cười cười. Hương thân hương lý, khả năng giúp đỡ một thanh chính là một thanh, nguyên bản lão bà tử là muốn nàng đến chỗ của ta hỗ trợ, bất quá nàng bộ dáng kia ngươi cũng gặp, không thích hợp xuất đầu lộ diện, cái này người tới lui a, à, luôn có một chút không thể gặp nữ nhân xinh đẹp. Lòng người khó lường. Dương Khai rất tán thành. Uống trà xong canh, Dương Khai đứng dậy buông xuống 11 mai tiền đồng, mở miệng nói. Bà bà, ta đi thất tinh phường. Đi thôi đi thôi, bên kia thu đồ đại đại hội đã bắt đầu, rất náo nhiệt đâu, lão bà tử nếu là trẻ lại cái bảy tám chục tuổi, khẳng định cũng đi nhìn xem. Bà bà phất phất tay, lại dặn dò. Coi như không có bị tuyển chọn, cũng đừng nản chí, bây giờ thế đạo so trước kia tốt hơn rất nhiều, trên đời này tổng sẽ không chết đói ngươi. Dương Khai cười cười. Nếu là không có bị tuyển chọn, ta liền về bà bà nơi này hỗ trợ bán viên. Vậy tốt, bà bà tay nghề này vừa vặn cũng có thể truyền xuống, bất quá nếu là có thể được tuyển chọn thì tốt hơn, có thể tu hành mà nói, so với chúng ta những phạm phu tục tử này coi như quý giá nhiều thất tin phường thu đồ đại đại hội xác thực phi thường náo nhiệt ngoài sơn môn người đông nhìn nhiệt đối với bái nhập sơn môn yêu cầu mặc dù không phải quá cao nhưng cũng không tính thấp nhất là đối với niên kỷ khối này hạn chế gắt gao dương khai chạy tới đi một cái đi ngang qua sân khấu không có gì bất ngờ xảy ra tại báo danh khối này liền bị đào thải không khác niên kỷ quá lớn đạo cụ dùng để khảo thí cốt linh kia biểu hiện hắn thình lình đã có 27-28 niên kỷ, nếu là tu vi đầy đủ cao nói, thất tinh phường chưa hẳn sẽ không mở cái cửa sau, có thể hết lần này tới lần khác Dương Khai biểu hiện ra tu vi chỉ bất quá chân nguyên cảnh mà thôi. Tuổi như vậy, tu vi như vậy, thất tinh phường tự nhiên là chướng mắt. Lúc chạng vạn tối, Dương Khai nhanh nhẹn thông suốt lại về tới trên thị trấn. Bà bà thấy hắn, cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, chỉ là trấn an hắn vài câu, nói một tiếng người sống sẽ không bị ngẹn nước tiểu chết, về sau liền theo nàng bán viên, đem môn thủ nghệ này phát dương quan đại. Dương Khai tự nhiên là cuốn quyết gật đầu. Mặt trời chiều ngã về tây, Dương Khai đẩy xe ba gác, chứa bà bà bán viên các loại nội bát bầu bồn, cùng bà bà sánh vai hướng thành đông một vùng khu vực bước đi. Nơi này vốn là thôn trang nhỏ kia vị trí, thị trấn xây dựng thêm liền đem nơi này cũng dung hợp tiến đến, bất quá nơi đây không người tu sửa, cho nên y nguyên có vẻ hơi trách nát, tại trong toàn bộ thất tinh tập cũng có chút sống nghèo hương vị. Tay chân lanh lẹ đem đồ vật từ trên xe ba gác lấy xuống, lại đi một bên trong giếng nước đánh nước đến rửa trái sạch sẽ. Bà bà ở một bên cười hiếp mắt nhìn xem, hài lòng nói: "Tay chân chịu khó, chắc chắn sẽ có cơm ăn." Từ nay một ngày lên, Thất Tinh tập bánh gạo nếp quay hàng liền nhiều một đạo thân ảnh tuổi trẻ, ban ngày Dương Khai liền cùng bà bà cùng một chỗ đẩy xe ba gác ra quầy, chào hàng tiện nghi trà than cùng viên, ban đêm bà bà liền tay nắm tay dạy hắn làm sao chế tác loại đồ ăn đơn sơ này, xin ý coi như không tệ tốt thời điểm một ngày có thể kiếm lời cái hai ba mươi văn gián vẽ nữ tử có thai kia liền ở tại khoảng cách bà bà cách đó không xa trong một gian phòng có đôi khi chạm vàng tối sau khi trở về bà bà liền sẽ để hắn đem bán còn lại viên đưa qua lần đầu gõ cửa thời điểm nữ tử kia chết sống không dám mở cửa rơi vào đường cùng dương khai chỉ có thể đem bao lấy viên bọc giấy đặt ở nơi cửa đến lúc này hai đi quen thuộc đằng sau nữ tử đối với dương khai ngược lại là không có như vậy cảnh giác phòng bị nhất là tại tận mắt thấy bà bà cùng dương khai đi ra bầy đằng sau bất quá cũng yên nguyên không dám cùng Dương Khai nói thêm cái gì. Mỗi lần Dương Khai đưa viên đi qua, cũng chỉ là câu nệ tiếp nhận, nói một tiếng tạ ơn. Từ bà bà nơi đó biết được, nữ tử gọi là vu lộ. Dương Khai một đạo thần niệm hóa thân du lịch tự thân tiểu càng khôn, vốn là muốn phải buông lỏng tự thân, bình thường du lịch cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ thu hồi. Bất quá tại phát hiện vu lộ đằng sau, không thể không làm ra cải biến, thần niệm hóa thân kia lại không có bị thu hồi, bất quá bản tôn bên kia cũng không có nửa điểm thư giãn, một mực tại lĩnh hội không gian phá toái kia huyền bí, chỉ bất quá trước đó 30 năm thời gian tiến triển chậm chạp, muốn tìm hiểu thấu đáo, cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Dương Khai cũng là không vội, dù sao bị vây ở trong không gian phá toái này cũng không có gì nguy hiểm, trong tiểu càng không sự tình cũng cần hắn bận rộn một trận. Có thể nói, phát hiện cái này vu lộ đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá kể từ đó, tại Dương Khai bản tôn chuyên tâm lĩnh hội thời điểm, trong tiểu càng không thần niệm hóa thân liền khi thì sẽ lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái, tự như không có hồn đồng dạng, bà bà mấy lần gặp được, còn tưởng rằng Dương Khai có cái gì ẩn tật, nhìn xem thật tốt một cái tiểu hỏa tử hết lần này tới lần khác có xiên ngốc dấu hiệu, không khỏi bóp cổ tay thở dài. Theo dòng thời gian trôi qua, vu lộ bụng càng lớn, bà bà có chút yên lòng không xuống, cơ hồ mỗi ngày đều tự mình đi thăm hỏi một chút nạn, Dương Khai càng là mỗi ngày đều đi ngoài thị trấn trong sông nhỏ bắt cá, để bà bà nấu canh cá đưa qua bổ thân thể. Đối với cái này, bà bà trêu ghẹo nói, Tiểu tử, người không phải là coi trọng người ta a? À. Dương Khai tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Bà bà cũng không biết có hay không tin tưởng, hỏi qua đằng sau liền không còn nói thêm. Như Dương Khai chưa lập gia đình, nếu là hắn không chê người ta từng gả cho người khác, còn có mang thai, bà bà ngược lại là vui lòng tác hợp hai người. Ở chung mấy tháng xuống tới, bà bà cũng là thật thích Dương Khai, tiểu hỏa tử tay chân lưu loát, thông minh lanh lợi, làm việc cũng chịu khó vô cùng, tính tình ôn hòa, đi theo hắn coi như không thể đại phú đại quý, tổng sẽ không ăn đau khổ gì duy chỉ có một chút không tốt, chính là thỉnh thoảng lại sẽ ngẩn người, bất quá cũng là không phải cái vấn đề lớn gì. Đáng tiếc Dương Khai mình nói qua, hắn có mấy cái thê tử, tự nhiên là không thích hợp vu lộ. Đêm đó, mưa rào tầm tã. Ngay tại trong thiên phòng ngồi yên Dương Khai bỗng nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, tâm niệm vừa động, lấy lại tinh thần thời điểm, bên tai bên cạnh đã truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Trong chính phòng truyền đến bà bà đứng dậy động tĩnh. Dương Khai vội vàng cũng bò lên, mở ra đại môn, chỉ gặp vu lộ chống đỡ một thanh ô giấy dầu nhưng nửa người y nguyên đều ướt đẫm quần áo dán chặt lấy thân thể phát họa uyển chuyển đường công làm sao rồi dương khai hỏi vu lộ sắc mặt trắng bệch có chút trung rẩy nói phòng ở sập nửa bên ta không dám ở lại dương khai dương mắt hướng trong màn đêm nhìn lại một chút liền nhìn thấy vu lộ phòng sập một mảnh nóc nhà nặng ở phòng ở vốn là phòng ở cũ lâu năm thiếu tu sửa tối nay mưa rơi không nhỏ lúc này mới có này tai và bất ngờ Dương Khai không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, âm thầm may mắn nóc phòng sụp đổ kia may mắn không có đập phải người, nếu không hậu quả khó liệu. Hắn cũng không nghĩ tới tối nay mưa rơi sẽ lớn như vậy, vừa rồi bản tôn bên kia ngay tại lĩnh hội khẩn yếu quan đầu, lại là trời tối người yên, liền không nhiều lắm phân tâm chú ý bên này, thẳng đến vu lộ đến trước cửa mới bị kinh động. Trước tiến đến, Dương Khai vội vàng tránh ra thân thể. Bà bà phê một kiện áo ngoài, dẫn theo ngọn đèn đi ra, thấy là vu lộ, cũng là cả kinh. Dương Khai nói rõ với nàng tình huống. Bà bà vội vàng gật đầu. Người không có việc gì liền tốt, quay đầu chờ trời tạnh, để Dương tiểu tử cho ngươi sửa một chút, trước lúc này, ngươi trước hết cùng lão bà tử ngủ cùng chỗ đi. Tạ ơn bà bà, tạ ơn Dương đại ca. Vu Lộ con mắt ửng đỏ nói cảm ơn, sắc mặt hay là không khỏi nghĩ mà sợ. Dương Khai bỗng nhiên khịt khịt mũi. Ngươi có phải hay không địa phương nào thụ thương rồi? Vu Lộ lắc đầu. Không có a. À. Vậy làm sao có mùi máu tươi? Dương Khai nhíu mày bà bà dường như nghĩ tới điều gì, tiến lên sờ lên vu lộ ống quần, trên tay một mảnh dính ẩm ướt, lại đem để tay ở trước mắt xem xét, đầy rẫy đỏ thẳm. Muốn sinh. Bà bà ngẩng đầu. Dương khai há to miệng, vu lộ cũng mắt choáng váng. Bà bà dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh kịp phản ứng. Khoảng cách sinh kỳ còn có chừng 10 ngày, hẳn là kinh động đến thai khí, tiểu gia hỏa vội và muốn đi ra, dương tiểu tử, nhanh đi thành tay xin mời bà đỡ, Ta trước đó đã cùng nàng chào hỏi, ngươi liền nói là ta mời nàng tới đây, nhớ kỹ cho nàng phong cái hồng bao." "Ai?" Dương Khai lên tiếng, quay đầu liền vọt vào trong màn mưa. Vu Lộ ở phía sau hô: "Dù che mưa, đâu còn gặp được Dương Khai bóng dáng." Ngươi tranh thủ thời gian vào trong nhà nằm xuống. Bà bà vĩnh Vu Lộ trong triều phòng bước đi, mới vừa đem nàng thu xếp tốt, Vu Lộ liền đã mặc lộ đau đớn chi sắc, hiển nhiên là bụng đã bắt đầu đau. Ba bà bà nhẹ giọng trấn an vài câu lại vội vàng đi nấu nước sôi chuẩn bị đỡ đẻ một ít gì đó thành tay chỗ dương khai vọt tới một tòa phòng ốc trước dùng sức vỗ đại môn trong lo lắng xen lẫn mờ mịt thất thố xuất đạo đến nay liều mạng tranh đấu vô số cho dù là du tẩu tại ở làng ranh sinh tử cũng có thể bình yên như làm nhưng hắn lúc nào gặp được nữ nhân sinh con giết người hắn lành nghề có thể thấy được chứng sinh mệnh sinh ra hắn cũng là tân thủ a nằm đó mặc dù trong lúc lơ đãng đem dương tiêu từ trong trứng rồng ấp đi ra có thể ấp trứng trồng cùng sinh con là hai chuyện khác nhau. Nếu không phải bà bà chỉ huy điều hành, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Kỳ thật lấy hắn tiểu càng không chi chủ, lục phẩm khai thiên tu vi, giúp một cái tại trong tiểu càng không của mình sinh tồn nữ tử đỡ để tự nhiên không có nửa điểm vấn đề, nhưng dù sao năm nữ thụ thụ bất thân, những ngày này ở chung xuống tới, vu lộ cũng là loại người cẩn thủ phụ đạo kia, tất nhiên sẽ không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy, cho nên lúc đó bà bà sau khi phân phó xong, dương khai đều không mang theo do dự, trực tiếp thẳng chạy tới. Chương 4679 Triệu dạ bạch Nguồn Mê truyện audio com Gõ thật lâu, trong phòng mới truyền đến một chút nhỏ xíu động tĩnh Dương khai nhĩ lực không tầm thường, mơ hồ nghe được vài tiếng hùng hùng hổ hổ tiếng vang Cửa phòng mở ra, một cái từ nương bán lão gương mặt từ bên trong nhô ra Còn buồn ngủ, nhíu mày nhìn qua Dương khai, ngáp nói Đã trễ thế như vậy có chuyện gì? Dương khai lui lại một bước, ông quyền nói Phu nhân thứ lỗi, vu nương tự muốn sinh, bà bà để cho ta xin ngại đi qua một chuyến. Vu nương tử. Bà đỡ nhất thời không nhớ tới là ai, một lát sau mới giật mình. Là Thành Đông A. Đúng vậy. Dương Khai liền vội vàng gật đầu. Bà đỡ vuốt cầm nói. Chú bà bà trước đó cùng ta chào hỏi, đây không phải còn chưa tới thời gian sao? Làm sao tối nay liền muốn sinh? Tối nay mưa to, vu nương tử trong nhà xảy ra chút biến cố, có lẽ là kinh động đến thai khí. Bà đỡ gặp thêm loại sự tình này, cũng là lơ đỉnh, phất phất tay nói ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Dương Khai ngạc nhiên. Bà đỡ cười cười. Nữ nhân sinh con, không có nhanh như vậy, vừa mới có chút động tĩnh, ta hiện tại coi như qua cũng giúp không được giúp cái gì, chờ trời đã sáng lại đi không muộn. Nói như vậy lấy, liền muốn đóng lại đại môn. Dương Khai một cước bước ra, chống đỡ cửa phòng, vội vàng nói. Ta trước khi đến vu nương tử đã gặp đỏ, sợ là đợi không được hừng đông. Bà đỡ trên dưới nhìn hắn một chút, khóe miệng khẽ nhếch nói quan tâm như vậy tiểu nương tử kia hài tử là của ngươi a à. dương khai vô tâm cùng nàng dây dưa những này loạn thất bát tao sự tình nhớ tới bà bà trước đó phân phó liền tranh thủ một túi tiền đưa tới phu nhân giúp đỡ chút bà đỡ tiếp nhận túi tiền ước lượng mấy lần tiện tay cất vào trong ngực không kiên nhẫn nói nghe ta không sai đỡ đẻ hài tử loại sự tình này ta làm nhiều hơn chờ hừng đông sẽ đi qua tuyệt đối không muộn thật như đã xảy ra chuyện gì ta phụ trách mà lại dưới mắt mưa rơi lớn như vậy ngươi bảo ta làm sao đi qua đoạn đường này xối đi qua, không phải sinh bệnh không thể. Dương Khai cao mày nói. Không có mưa có phải hay không liền có thể đi qua? Bà đỡ cười nhạo một tiếng. Làm sao? Lão thiên gia trời mưa không mưa ngươi còn có thể quản được. Lấy. Một chữ cuối cùng lối ra thời điểm, bà đỡ nụ cười trên mặt cấp tốc tan rã, hóa thành kinh ngạc, chỉ vì mưa to mưa như trút nước xuống kia, tại giờ khắc này đột nhiên ngừng lại, không chỉ như thế, bao phủ thương khung mây đen cũng cấp tốc lui tán, ánh trăng lạnh lùng trút xuống, chiếu sáng nhân gian bà đỡ ngẩng đầu nhìn lên trời một mặt mờ mịt phu nhân mạng người quan trọng dương khai tận tình khuyên bảo con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng bà đỡ có chút kinh nghi nhìn coi dương khai cũng không biết nghĩ tới điều gì nhìn không được sợ run cả người hoảng loạn nói ngươi chờ một chút ta chuẩn bị một chút liền đến dương khai gật gật đầu một lát sau ăn mặc chỉnh tệ bà đỡ đi ra đi theo dương khai vội và hướng thành đông bước đi đến bà bà trước cửa nhà đã có thể tin tưởng nghe được thê lương tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm, hai người vào trong nhà, Dương Khai cao giọng nói. Bà bà, người đến. Bà bà thanh âm vang lên. Mau vào. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua bà đỡ, người sau một cái giật mình, sinh bốn cái chân đồng dạng, cũng quyết xông vào trong phòng trong. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng kia truyền vào trong tai, cơ hồ khiến người cảm động lây. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhân sinh con đúng là cảnh tượng như vậy, càng có thể cảm giác được sinh mệnh yếu ớt cùng kiếm không dễ. Dương tiểu tử, nấu nước. Trong phòng truyền đến bà bà thanh âm. Dương khai vội vàng ứng với, xông vào phòng bếp nấu nước đi. Sau nửa canh giờ, một chậu bồn huyết thủy bị bà bà bưng ra, rót vào phía ngoài trong cống rảnh, mà trong phòng vu lộ tê tâm liệt phế hò hét, thanh thế cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Không thành a chu bà bà. Bà đỡ thanh âm vang lên, khó sinh, rong huyết, bất kỳ cái gì một dạng đối với chúng ta nữ nhân mà nói đều là một cước bước vào quỷ môn quan, vu nương tử hai loại đều dính vào, thần tiên cũng không cứu sống nổi liền không thể suy nghĩ lại một chút biện pháp. Bà bà khẩn cấp hỏi. Bà đỡ nói. Ta nào có cái gì biện pháp, nếu là có thể xin mời thất tinh phường cao nhân tới, có lẽ còn có thể cứu trở về vu nương tử, nhưng hôm nay. Ta chỉ có thể nói hết sức đem nhỏ bảo vệ tới. Thất tinh phường cách nơi này không tính gần, không kịp. Trong phòng, bà bà lắc đầu, đục ngầu hai con ngươi một mảnh ảm đạm. Bảo đảm. Bảo trụ hai tử. Vu lộ thanh âm đức quảng ngoài phòng, Dương Khai thấp giọng nói. Một châu, một lộ, các ngươi hai cái đi hỗ trợ, ổn định nàng sinh cơ. Một mực ngồi tại trên bả vai hắn, trong phòng đối diện tình huống khiên tràn quải đổ hai cái tiểu mộc linh nghe vậy đều vội vàng gật đầu, kích động cánh, vô thanh vô tức vọt vào. Dương Khai tâm niệm động ở giữa, trong tiểu càng không đại lượng sinh cơ liên tục không ngừng hướng trong phòng hội tụ mà đi. Sau một nén nhang, một tiếng sáng tỏ hài nhi tiếng khóc nỉ non vang lên, vạch phá mây xanh, cùng lúc đó, trời sinh dị tượng, ánh trăng hội tụ thành chùm, từ trên không trung đánh xuống, thẳng chiếu vu lộ chỗ phòng, hư không chấn động. Bất quá tại Dương Khai cố ý quấy nhiễu phía dưới, dị tượng này ngoại trừ hắn một người bên ngoài, những người khác căn bản không thể gặp, không thể nghe thấy. Xin xin. Bà đỡ thanh âm ngạc nhiên truyền ra, bà bà cũng nặng nề mà thở ra một hơi. Một lộ lặng yên không một tiếng động từ bên trong bay ra, hốc mắt hồng hồng, xem ra bên trong sự tình đối với nàng xúc động không nhỏ. Xong Dương Khai gật gật đầu, ra hiệu hết thảy mạnh khỏe, liền lại quay người tiến vào phòng trong bên trong lại là một trận bận rộn, tốt một lát sau, bà đỡ mới một bên đi ra ngoài lấy vừa hướng bà bà dặn dò. Trong vòng một tháng, không cần dính nước, không cần gặp gió, nàng lần này nhiều lần thoát chết xem như vận khí, nếu là không hảo hảo chiếu cố, nói không chừng sẽ lưu lại tai họa ngầm gì. Bà bà cười nói. Lão bà tử mặc dù không có sinh qua hài tử, nhưng những vật này nên cũng biết, vất vả ngươi. Bà đỡ lúc đầu dường như muốn bắt bóp một chút, liếc mắt nhìn thấy đứng ở bên ngoài dương khai, thân thể lại là nhìn không được lắc một cái, vội vàng nói, không khổ cực không khổ cực, hẳn là. Bà bà ngẩng đầu đối với Dương Khai phân phó nói. Dương tiểu tử, lại chuẩn bị một phong hồng bao. Dương Khai đã sớm chuẩn bị, lại lấy ra một túi tiền đến, hai tay đưa tới. Đa tạ phu nhân. Bà đỡ vội vàng khoát tay. Khách khí khách khí, hồng bao trước đó ta đã thu qua, không thể lại thu. Nói như vậy lấy, cũng quyết đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại một chút. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, bà bà cảm khái nói. Người ta tay nghề đỡ đẻ này chính là tốt. Vu nương tử lúc đầu đã một cước bước vào quỷ môn quan, không nghĩ tới thế mà gặp giữ hóa lành, chẳng những người không có việc gì, hai tử cũng bình an ra đời, hồng bao này không thể tiết kiệm, quay đầu ngươi cho người ta đưa qua, nói thế nào cũng là cứu được hai mệnh chi ân. Có ngay, bà bà ngươi yên tâm, đến mai ta liền đưa qua. Dương Khai vội vàng gật đầu, thấp giọng nói. Bà bà, là nam hai nữ hai. Nam hai. Bà bà cười cười, lần này vu nương tử đối với lão triệu gia cũng có cái bàn giao, Ta đi chiếu cố Vu nương tử, ngươi dành thời gian nghỉ một chút đi, bận rộn cả đêm. Bà bà ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Dương Khai quan tâm một tiếng. Hôm sau, Dương Khai lại đi tìm một chuyến bà đỡ kia, nói hết lời mới đưa hồng bao đưa ra ngoài, lại đi thị trấn bên ngoài trong sông bắt mấy đầu cá lớn trở về. Nghe được động tĩnh, bà bà ông hài tử đi ra, đối với Dương Khai nói: "Vu nương tử nói lần này may mắn mà có ngươi đội mưa mời đến bà đỡ, cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi, để cho ngươi nhìn xem hài tử." Dương Khai vội vàng thả ra trong tay cá, dùng sức xoa xoa tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử nhận lấy. Có lẽ là mới ăn no, hài tử ngủ an tĩnh, sinh phấn điêu ngọc trác. Ông ở trên tay, Dương Khai có thể tin tưởng cảm giác được, trong tiểu càng không không gian pháp tác đạo ngấn cùng đứa nhỏ này khí tức cực kỳ phù hợp, thậm chí đang chậm rãi dung nhập hài tử thể nội. Sớm tại tiểu gia hỏa còn tại mẹ hắn trong bụng thời điểm, Dương Khai cũng cảm giác được, nếu không có như vậy hắn cũng không trở thành đối với cái kia vu lộ như vậy để bụng bà bà cho là hắn đối với người ta cố ý trên thực tế dương khai là đối với trong bụng kia hại tử cảm thấy hứng thú chỉ bất quá loại thực tế này không tốt giải thích có người kế tục dương khai trong đầu bỗng nhiên tung ra một cái ý niệm như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại trong tiểu càng khôn của mình nuôi nhốt sinh linh thế mà còn có thu hoạch như thế một cọc chỗ tốt lấy đứa nhỏ này tiên thiên liền cùng không gian pháp tác đạo ngấn phù hợp trình độ đến xem hắn chừng tư cách trở thành truyền nhân y bác của mình nếu là thiên tư lại xuất sắc một chút chăm chỉ một chút tương lai trên không gian chi đạo tạo nghệ, chưa hẳn liền sẽ kém hắn đi nơi nào. Hắn chính là thanh niên trai tráng thời điểm, tự nhiên không vội mà tìm kiếm mình truyền nhân y bác, cho nên trước kia cũng xưa nay không từng nghĩ tới chuyện này. Bất quá nếu thích hợp truyền nhân đã xuất hiện, Dương Khai cũng không để ý tốn hao một chút thời gian đến tạo hình một hai. Vừa ra đời ngày thứ hai hài tử, trên thân còn có chút nhiều nếp nhăn vết tích, Dương Khai chưa bao giờ ông qua nhỏ như vậy hài nhi, mạnh như hắn lục phẩm khai thiên tu vi, cũng là có chút lúng cuốn tay chân, e sợ cho chính mình hơi dùng chút khí lực liền bị thương hắn bà bà ở một bên chỉ điểm hắn ông hài nhi chính xác tư thế để dương khai sắc mặt xấu hổ dễ dàng cho hài tử lấy cái tên đi bà bà bỗng nhiên nói dương khai ngạc nhiên cái này thích hợp sao tuy nói sớm có ý đem đứa nhỏ này thu làm đệ tử nhưng dù sao không quen không biết đặt tên loại sự tình này làm sao cũng không tới phiên chính mình a à, bà bà hướng trong phòng biểu môi nói Vu nương tử ý tứ nàng không biết làm sao lấy tên lão bà tử cũng không biết cha hài tử đi đột nhiên, khi còn sống càng không lưu lại cái gì đôi câu vài lời, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, nhìn ngươi bộ dáng cũng là đọc qua sách, ngươi coi như giúp đỡ chút. Nghe bà bà nói như vậy, Dương Khai cũng không chối từ nữa, hơi trầm ngâm một chút nói. Hài tử ra đời thời điểm, đêm tận bình minh, phương đông hơi trắng, liền gọi đêm trắng đi, hài tử họ triệu, chính là triệu giả bạch. Hắn nói hơi lớn tiếng điểm, tự nhiên là muốn trong phòng vu lộ nghe thấy. Bà bà vuốt cầm nói. Đêm tận bình minh, khổ tận cam lai, điềm tốt, vu nương tử, hài tử tên định ra rồi. Vu lộ hơi có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Định ra, tạ ơn Dương đại ca. Dương khai cười nói. Cũng không phải cái gì tốt danh tự, hài tử trưởng thành đừng oán trách ta là được. Vu nương tử nói. Sẽ không. Bà bà từ trong tay Dương khai tiếp nhận hài tử. Hai tử quá nhỏ, không thể đợi ở bên ngoài thời gian quá dài, ta trước ông trở về đi. Ta đi giết cá. Dương Khai quay người dẫn theo vài đuôi cá đi ra ngoài. Chương 4680 Thanh Mai Trúc Mã Nguồn Mê truyện audio com Thất tinh tập, mấy năm thời gian phát triển, quy mô so dĩ vãng càng phát ra lớn dựa vào thất tinh phường tông môn này, cũng hấp dẫn rất nhiều nhân khí. Trên đường phố, một đám hài tử chạy vội đùa dẫn, chạy ở trước nhất đầu là một nam một nữ, đều chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, hậu phương 4 năm cái đại hài tử truy đuổi không ngừng, dẫn đầu càng là tức giận hừng hực, một bên hướng phía trước hai đứa bé ném lấy cục đất, một bên hô. Triệu Tiểu Bạch, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại hài tử lớn tuổi mấy tuổi, khí lực không nhỏ, ném đồ vật chính xác không sai, lớn chừng quả đấm cục đất chính nền ở triệu tiểu bạch trên lưng, đập hắn ai yêu một tiếng, kém chút mới ngã xuống đất. Bước chân hắn không ngừng, lôi kéo bên người tiểu nữ hai tay, cắm đầu hướng phía trước chạy trốn, chuyển qua một chỗ ngoặt, trực tiếp hướng một cái bán bánh gạo nếp quay hàng phóng đi, xe nhẹ đường quen trốn vào dưới xe ba gác. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng tránh thoát không chỉ một lần. Một đám đại hài tử đuổi theo ra đến, đâu còn có triệu tiểu bạch bóng dáng, tìm khắp tứ phía không có kết quả chỉ có thể hậm hực trời đi ra đi bận rộn nửa ngày dương khai xoa xoa trên tay mở đông nhấc chân hướng dưới xe ba gác đá đá hai cái tiểu nhân nhi từ dưới xe bò lên đi ra sưng mặt sưng mũi triệu tiểu bạch xong dương khai nhếch miệng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười một cái khác tiểu nữ hài con mắt đỏ ngầu nhìn qua hắn giơ tay lên sờ lên địa phương máu ứ động kia lạ chả chực khóc tiểu bạch ca ca có đau hay không triệu tiểu bạch nghe răng trận mắt lại là có khí phách nói không có chút nào đau. Dương Khai đưa tay nắm mặt của hắn, nhéo một cái. Đau đau đau. Triệu Tiểu Bạch vội vàng cầu xin tha thứ, sau khi nói xong lại sợ bên người tiểu nữ hài suy nghĩ nhiều, vỗ ngực nói. Tiểu Nhã đừng lo lắng, điểm ấy vết thương nhỏ, ta ngủ một giấc liền tốt. Triệu Nhã gật gật đầu. Nhìn hắn tại khát phái trước mặt làm hảo hán bộ dáng, Dương Khai ở một bên mảnh liệt biểu môi. Bất quá vô luận là Triệu Tiểu Bạch hay là Triệu Nhã đối với cái này lại đều tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì những năm gần đây vô luận triệu tiểu bạch làm sao va va chạm chạm, chỉ cần ngủ một giấc, liền thương thế hoàn toàn không có. Điểm này để vu lộ cùng chú bà bà cũng đều ngạc nhiên không thôi, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này sợ là có cái gì thường nhân không thể nhận ra thiên phú dị bẩm. Làm sao chọc tới người ta? Dương khai cho hai đứa bé một người đưa một cái bánh gạo nếp, thuận miệng hỏi. Triệu tiểu bạch đưa tay tiếp nhận viên nhỏ bé kia, miệng lớn ăn, nói hàm hồ không rõ. Không phải ta chọc bọn hắn, là miêu phi bình bọn hắn muốn khi dễ tiểu nhã ta cùng bọn hắn nói đạo lý nói không thông sau đó liền bị đánh một trận dương khai cười như không cười nhìn qua hắn triệu tiểu bạch mặt đỏ lên nhu nhu nói mẹ nói không thể cùng người đánh nhau ta liền không có hoàn thủ chỉ có thể chạy vậy nếu là có một ngày ngươi chạy đều chạy không thoát làm sao bây giờ dương khai hỏi triệu tiểu bạch sửng sốt một chút cười ngây ngô nói không biết ta chạy nhanh bọn hắn đuổi không kịp ta mà lại tiếp qua mấy tháng, thất tinh phường thu đồ để đại hội liền muốn bắt đầu, đến lúc đó ta liền đi thử một chút, mẹ nói nếu là có thể bái nhập thất tinh phường mà nói, vậy sau này liền có thể tu hành, chính là võ giả. Nói như vậy lấy, hắn hung hăng một nắm nắm đấm, quay đầu xong triệu nhã cười nói. Nhã mùi mùi, về sau ta bảo vệ ngươi. Triệu nhã lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, trọng trọng gật đầu ừ một tiếng. Triệu tiểu bạch bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn qua phía trước đi qua một nhóm ba người. Nhìn, là thất tinh phường người phía trước kia đi qua ba người, một nam hai nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ phong hoa tuyệt đại, tất cả đều mặc thất tinh phường đệ tử màu trắng phục sức, giống như bao nhiêu phiến trắng noãn bông tuyết. Triệu Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy sùng kính cùng khát vọng. Chờ ta bái nhập thất tinh phường, cũng có thể mặc vào bộ quần áo này. Không quên đối với Triệu Nhã nói. Tiểu Nhã trưởng thành, khẳng định cũng có thể xinh đẹp như vậy. Triệu Nhã ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn bánh gạo nếp, nhẹ nhàng gật đầu. Chờ ta trưởng thành, liền gả cho Tiểu Bạch ca ca. Khụ khụ khụ. Triệu Tiểu Bạch một ngụm bánh gạo nếp nghẹn tại cổ họng, kém chút không có nín chết, đưa tay hướng Dương Khai cầu cứu. Dương Đại Thúc, cho ta một ngụm trà than. Ăn từ từ. Dương Khai dở khóc dở cười, bưng tới một bát trà than đưa tới, đưa tay tại Triệu Tiểu Bạch trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Đợi hai cái tiểu gia hỏa ăn xong, Dương Khai mới vuốt vuốt Triệu Tiểu Bạch đầu. Trời chiều rồi, đi về nhà đi, đừng để mẹ ngươi lo lắng. Biết rồi. Triệu Tiểu Bạch đứng dậy, nói một tiếng Triệu Nhã, hai cái tiểu gia hỏa như hai đầu cá chạch đồng dạng tại trong đám người chui chui vào rất nhanh không thấy bóng dáng rất nhanh dương khai cũng thu quán về nhà từ năm trước lên dương khai liền một người ra quầy chú bà bà dù sao niên kỹ già nua không thích hợp luôn ở bên ngoài bôn ba đi lại dương khai liền để nàng trong nhà an tâm đợi bất quá để chú bà bà cảm thấy kỳ quái là mấy năm thời gian này xuống tới nàng chẳng những không có cảm giác chính mình già hơn Ngược lại tinh thần thịnh vượng rất nhiều, vốn cho là chính mình sống không được mấy cái năm tháng, nhưng nhìn bộ dáng, sống thêm cái 10 năm cũng không thành vấn đề. Bà bà đối với Dương Khai cực kỳ hài lòng, duy nhất oán trách chính là Dương Khai mấy năm qua này chưa có trở về qua nhà của mình, trong nhà vài phòng thê tử kia nhưng làm sao bây giờ. Dù sao một đại nam nhân quanh năm không trở về nhà, nhưng mà cái gì sự tình đều sẽ phát sinh. Lúc bắt đầu, bà bà sẽ còn thuyết phục Dương Khai tìm cơ hội về nhà thăm xem xét, nếu là không bỏ được liền đem thê tử cũng nhận lấy thất tinh tập nhân khí không sai bánh gạo nếp quay hàng sinh ý cũng vẫn được luôn có thể nuôi sống cả một nhà về sau gặp dương khai thờ ơ liền không còn thuyết phục vô ý thức coi là dương khai nói hắn có mấy phòng thê tử mà nói chẳng qua là ban đầu nói đùa nếu không như thế một đại nam nhân làm sao yên tâm đi thê tử ném ở trong nhà mặc kệ dương khai cũng không giống là loại người không để ý nhà kia về đến trong nhà bà bà sớm đã đốt tốt đồ ăn còn cố ý đựng một chậu canh cá đi ra cho vu nương tử đưa đi hai đứa bé ngay tại lớn thân thể nàng một người mang hai đứa bé cũng đủ vất vả có ngay dương khai lên tiếng tiếp nhận canh cá hướng vu lộ phòng đi đến hai nhà khoảng cách không xa nếu không có như vậy lúc trước vu nương tử mưa đêm thời điểm cũng sẽ không tìm đến bà bà mới đến phòng trước triệu tiểu bạch cùng triệu nhã liền cùng nhau lao qua tiểu gia hỏa tiếp nhận dương khai trong tay canh cá quay đầu xong trong phòng hô mẹ dương đại thúc tới trong phòng một cái áo vải trăm mận nữ tử vội vàng đi ra chính là vu lộ xem bộ dáng là đang nấu cơm trên khuôn mặt trắng nõn có đen một chút hồ hồ vết tích trên đầu ghim một phương khăn vải ngại ngùng nói dương đại ca tới dương khai gật gật đầu bà bà nấu xong cá canh cho các ngươi đưa một chút tới vu lộ cảm kích nói nhiều năm như vậy đều là bà bà cùng dương đại ca một mực giúp đỡ cảm ơn các ngươi dương khai cười nói hương thân hương lý nói những lời này liền khách khí ngươi mau lên ta đi về trước vu lộ bỗng nhiên ngẩng đầu. Dương đại ca. Dương khai quay đầu nhìn nàng. Vu lộ tay giảo lấy quần áo, như trống chậu lên rất lớn dũng khí, lúc này mới nói. Nếu không lưu lại ăn cơm rau dưa. Dương khai cười khoát tay nói. Lần sau đi, bà bà đã đốt tốt đồ ăn. Đưa mắt nhìn Dương khai rời đi, vu lộ khẽ thở dài một cái, nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ là muốn xin mời những năm này một mực giúp đỡ nàng Dương đại ca ăn một bữa tự mình làm đồ ăn, chỉ là quả phụ trước cửa không phải là nhiều, trước kia thực sự không dám mở miệng lần này mặc dù mở miệng nhưng cũng không dám kiên trì dương đại thúc nếu là cha ta liền tốt triệu tiểu bạch bỗng nhiên nói vu lộ sắc mặt ửng đỏ gõ một cái con trai mình đâu nói mò gì những năm gần đây láng giềng láng giềng phi nói phi ngữ đã đủ nhiều lời này nếu để cho người bên ngoài nghe được vậy coi như thật dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy cũng rửa không sạch triệu tiểu bạch thè lưỡi xong mẹ làm cái mặt quỷ từ hai tử trong tay tiếp nhận canh cá vu lộ nói dương đại thúc đối với các ngươi một mực rất tốt các ngươi hai cái danh tự đều là dương đại thúc lấy trưởng thành đằng sau nhất định phải hiếu kính hắn biết không hai đứa bé một đầu đi rửa tay ăn cơm đi vu lộ phân phó một tiếng hai đứa bé một mạch xông vào trong phòng nàng lại ngẩng đầu hướng dương khai rời đi phương hướng nhìn thoáng qua lúc này mới đi vào trong nhà nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày lại sẽ nhi nữ song toàn tiểu bạch là nàng con ruột qua nhiều năm như vậy nàng một mực chưa từng quên đêm mưa kia tại trước quỷ môn quan vùng vẫy dãy chết, không hiểu một cổ ấm áp lực lượng tràn vào thân thể, lại để mẹ con bình an. Mà liền tại tiểu bạch xuất sinh vừa mới một tháng thời điểm, một ngày trong đêm, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến hài nhi tiếng khóc nỉ non, nàng mở cửa phòng xem xét, mới phát hiện có một cái bé gái bị ném vứt bỏ tại nhà mình cửa phòng. Đây cũng là triệu nhã. Đối với triệu nhã thân phận, vu lộ không có dấu giếm, cũng may đứa nhỏ này tâm tính thiện lương, đối với thế đạo chưa bao giờ có phàn nàn, đi theo chính mình chịu không ít khổ đầu, lại là trời sinh lạc quan nàng không biết là triệu nhã đứa nhỏ này là dương khai đưa tới đứa nhỏ này phụ mẫu còn tại thế chỉ bất quá toàn gia kia có chút trọng nam khinh nữ suy nghĩ lúc trước triệu nhã xuất thế mới mấy ngày liền bị phụ thân nó len lén ném vào trong núi nho nhỏ hài nhi còn không có thấy rõ thế giới này liền bị vô tình vứt bỏ dương khai thân là tiểu càng không chi chủ thần du tiểu càng không lúc trong lúc vô tình thấy cảnh này tự nhiên không thể không quản vừa vặn vu lộ vừa sinh hài tử không lâu hắn liền đem triệu nhã đặt ở vu lộ cửa nhà dù sao một đứa bé là nuôi, hai đứa bé cũng là nuôi, cũng coi là cho Triệu Dạ Bạch tìm cái bạn chơi. Hai cái tiểu gia hỏa ăn đồng dạng sữa lớn lên, chân chân chính chính xem như thanh mai trúc mã. Trong phòng, dưới ánh nến, Dương Khai cùng bà bà ăn cơm tối. Bà bà mấy lần muốn nói lại thôi, lại đều nhìn trở về. Dương Khai thấy thế cười nói: "Bà bà, có phải hay không có lời gì muốn nói với ta?" Bà bà gật gật đầu. "Là có chuyện, chính là không biết có thích hợp hay không." Dương Khai nói. Bà bà có lời gì cứ việc nói, cùng ta ở giữa nào có không thích hợp. Vậy ta coi như nói a. À. Bà bà buông xuống bát đũa, nghiêm túc nhìn qua Dương Khai nói: "Ngươi cảm thấy Vu nương tử thế nào?" Dương Khai nghiêm mặt nói: "Ông nhu hiền lành, cảm kích thiện ý, là tốt nữ tử, chính là số khổ một chút." "Đúng vậy a, à, số khổ một chút." Bà bà dường như nhớ ra cái gì đó, khẽ thở dài một cái nói: đều nói nam sợ nhập sai nghề, nữ sợ gã sai chồng, vu nương tử ban đầu nam nhân cũng là tính không sai, chính là mệnh ngắn, lơ đã ngã sắp xuống liền đi, đáng thương cô nhi quả nữ nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không có nam nhân chiếu cố, nàng cũng tốt bụng hảo ý chứa chấp một cái tiểu nhã nha đầu, thời gian này thì càng khó qua. Chương 4681 Thất tinh phường Thái Thượng Nguồn Mê truyện audio com Ngươi nếu là không ghét bỏ mà nói, ngày mai ta tìm người làm mối tới cửa nói với ngươi đi nói, chú bà bà nhìn qua dương khai lời nói thấm thía ngươi cũng trưởng thành nên thành gia lập nghiệp trải qua nhiều năm như vậy ở chung nàng hiển nhiên cảm thấy dương khai lúc trước nói mình có mấy cái thê tử là thuận miệng một lời nếu không có như vậy cũng sẽ không có đề nghị này dương khai cũng không có giải thích ý tứ chỉ là nói bà bà nếu thật là có người làm mối tới cửa khẳng định là phải bị vu nương tử đánh đi ra cũng đừng có cho nàng thêm phiền toái bà bà nghe vậy run lên thở dài điều này cũng đúng vu nương tử nàng a à, chỉ là có chút chết đầu óc kỳ thật trước đó nàng đã từng thăm dò qua vu lộ ý những năm gần đây vu lộ cô nhi quả mẫu dương khai chiếu cố rất nhiều nàng tự nhiên trong lòng còn có cảm kích nhất là dương khai đối đãi tiểu bạch cùng tiểu nhã hai đứa bé nói là coi như con đẻ cũng không quá đáng có thế nàng dù sao cũng là gả cho người khác sinh qua hai tử nếu nàng chỉ là cái cô nương gia định không có nhiều cố kỵ như vậy bây giờ nàng chỉ muốn đem tiểu bạch cùng tiểu nhã hai đứa bé hảo hảo nuôi lớn không dám càng không tư cách đi yêu cầu xa vời cái gì khác. Ăn nghỉ cơm tối, Dương Khai thu thập bát đũa, bà bà tự đi nghỉ ngơi. Đợi cho đêm tỉnh nhân sâu thời điểm, trong thiên phòng, Dương Khai đứng dậy, một bước phóng ra. Thất tinh phường, làm hư không đại lục một nhà nhị đẳng thế lực, những năm này phát triển không sai, chủ yếu là lúc trước thất tinh phường phường chủ Khai Sơn lập phái vị trí tương đối tốt, trong phạm vi ngàn dặm, không có khác có thành tựu tông môn thế lực tới cạnh tranh, kể từ đó, kề bên này có cái gì tu luyện hạt giống tốt, tự nhiên đều sẽ hết thảy chảy vào trong thất tinh phường tại toàn bộ hư không đại lục, có đế tôn cảnh cường giả trấn giữ, mới có tư cách xưng là nhất đẳng thế lực, thất tinh phường không có thuộc về mình đế tôn cảnh, cao nhất cũng chính là đạo nguyên cảnh tồn tại, phường chủ mặc dù đã là đạo nguyên tầng 3 cảnh, nhưng khoảng cách tấn thăng đế tôn, hay là cần một chút thời đại. Đêm đó, thất tinh phường rất nhiều cao tầng hội tụ một đường, chính đang thương nghị sau mấy tháng thu đồ để đại hội công việc. Thất tinh phường mỗi 3 năm mở một lần sơn môn, mỗi khi lúc này, thu đồ đệ đại hội đều sẽ trở thành phạm vi ngàn dặm náo nhiệt nhất thịnh sự rất nhiều nơi khác giao hảo tông môn cũng đều sẽ đến xem lễ thất tinh phường bên này tự nhiên không dám qua loa chủ quan trong đại điện đám người chính nói chuyện khí thế ngất trời bỗng nhiên một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống đám người sắc mặt đều biến nhao nhao đứng dậy thất tinh phường phường chủ thượng quan tích càng là bước ra một bước đại điện sắc mặt nghiêm túc hướng mực đậm giống như trong màn đêm nhìn lại ông quyền quát to không biết vị tiền bối nào đại giá quan lâm thất tinh phường thượng quan tích không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Sau lưng một đám cùng đi ra trưởng lão hộ pháp tất cả đều thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Không khác, uy áp kia chi thịnh, tuyệt đối là đế tôn cảnh cường giả mới có thể thả ra. Cường giả như vậy, tại toàn bộ hư không đại lục đều là đứng đầu nhất một nhóm người, nhân vật như vậy trên cơ bản đều là các đại tông môn trưởng giáo môn chủ. Đêm khuya không cáo mà thăm, không biết là địch hay bạn, tự nhiên để cho người ta kinh nghi, cũng may người tới nhìn cũng không có ác ý, vừa rồi uy áp kia cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có nửa điểm áp bách chi ý, giống như chỉ là hiển lộ rõ ràng một chút thân phận mà thôi. Trong màn đêm, một bóng người dạo bước đi tới, đám người trận to trọng mắt một cái chớp mắt không dời nhìn qua, thẳng đến người tới phụ trận, lúc này mới thấy rõ tới lại là một người mặc vải thô quần áo, thân hình anh vĩ thanh niên nam tử. Nam tử phong thần như ngọc, nhìn chỉ có hai ba mươi tuổi, nhưng người nào cũng sẽ không thật cho là hắn chỉ có hơi lớn như vậy, có thể tu hành đến đế tôn cảnh, lại thế nào khả năng trẻ tuổi như vậy. Người tới mặt ngậm mỉm cười, đi tới gần hướng mọi người khẽ vuốt cầm, lại không cho người ta nửa điểm kiêu căng cảm giác, ngược lại có chút như gió xuân ấm áp, mở miệng nói. Bản tọa dương khai, du lịch hư không đại lục hơn 10 năm, đường tắt quý bảo địa, tâm huyết dân trào, ẩn cảm giác quý bảo địa cùng ta có duyên, đặc biệt đến đây xem xét, như có quấy rầy chỗ, mong được tha thứ. Dương khai này đến, tại thượng quan tích bọn người trước mắt triển lộ ra dung mạo cùng lúc đầu hình dạng hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải hắn dịch dung, trên thực tế, hình dạng của hắn không có nửa điểm biến hóa, chỉ bất quá vận dụng một chút tiểu càng không chi chủ quyền lợi, để trước mắt mọi người thấy cùng chân thực khác biệt. Thượng quan tích trên mặt chất đóng dáng tươi cười. Sao dám sao dám, tiền bối có thể đại giá quan lâm, thất tinh phượng bồng tất sinh huy. Nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Trước mắt vị này lại là tâm huyết dân trào chạy đến nơi đây, hắn không có hoài nghi dương khai lời nói, người ta đường đường đế tôn cảnh, nếu là thật sự muốn làm khó một cái thất tinh phường, nơi đây đám người muốn ngăn cũng ngăn không được, tùy tiện liền có thể diệt cả nhà mà đế tôn cảnh cường giả bực này, chợt có tâm huyết dân trào lúc, nhất định là cảm ứng được cái gì. Đang khi nói chuyện, thượng quan tích trong đầu suy nghĩ tránh gấp, trong thất tinh phường có thứ gì có thể làm cho dạng này một vị đế tôn cảnh cảm thấy hứng thú không? Càng làm cho thượng quan tích cảm thấy kỳ quái là, trước kia chính mình vì sao chưa từng nghe nói qua hư không đại lục có như thế một vị đế tôn cảnh. Toàn bộ thế giới tổng cộng cũng chỉ có thế đế tôn cảnh, mỗi một cái đều có danh tiếng, có thể dương khai cái tên này, nghe lại là cực kỳ lạ lẫm đè xuống nghi ngờ trong lòng, nhiệt tình đến cực điểm đem Dương Khai đón vào đại điện. Thu đồ để đại hội sự tình cũng không tốt lại thảo luận đi xuống, thất tinh phường chỉ là cái nhị đẳng thế lực, đêm dài thời điểm đế tôn cảnh cường giả đến, tại không biết người tới ý đồ điều kiện tiên quyết, tự nhiên là chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp, miễn cho không cẩn thận ở nơi nào chọc giận người ta, đây mới thực sự là tai bay và gió. Bất quá rất nhanh, bầu không khí liền thân thiện đứng lên. Bởi vì thất tinh phường rất nhiều cao tầng phát hiện, vị này Dương Đại Nhân tính tình rất là ôn hòa, cũng không có nửa điểm đế tôn cảnh cường giả giá đỡ, cũng không có một chút xem thường bọn hắn ý tứ, vốn chỉ là thượng quan tích cái này thất tinh phường phường chủ tại cùng Dương Khai thuận miệng nói chuyện phím, bất quá tại Dương Khai trả lời hắn một cái liên quan tới vấn đề về mặt tu hành đằng sau, lời của mọi người họp liền kiềm chế không được. Bọn hắn trong tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được một vài vấn đề, khổ vì không có đế tôn cảnh chỉ điểm, thường thường chỉ có thể tự mình tìm tòi, cũng không biết là đúng hay sai. Bây giờ bị Dương Khai dăm ba câu một phen chỉ điểm, lập tức đều có liệu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác ngắn mũi không đến một canh giờ thất tinh phường một đám cao tầng nhìn về phía dương khai ánh mắt liền sùng kính tột đỉnh chỉ điểm nhìn như thuận miệng kia có lẽ có thể làm cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu thiếu đi rất nhiều đường quanh co đôi này bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là lớn lao ân tình tốt dương đại nhân một đường bôn ba định cũng mệt nhọc các ngươi trước hết không cần lẩm bẩm phiền đại nhân mắt thấy đám người vấn đề không ngừng thượng quan tích không mở miệng không được đánh gãy tuy nói vị này dương đại nhân nhìn cực kỳ kiên nhẫn nhưng làm người cũng muốn thỏa mãn mới được, tối nay mọi người tại đây đều thu hoạch to lớn, chỉ cần hảo hảo tiêu hóa, thực lực nhất định nâng cao một bước, thậm chí thượng quan tích bản nhân đối với bế quan trùng kích đế tôn cảnh, đều đã có một chút phương hướng. Nhưng người mặt hướng dương khai, thượng quan tích khách khí nói. Đại nhân trước đây nói cùng ta thất tinh phường hữu duyên, không biết ta thất tinh phường có gì vật vào đại nhân pháp nhãn. Còn xin đại nhân cáo tri, thất tinh phường chỉ cần có thể lấy ra được đến, định không chối từ. Được người ta nhiều như vậy chỗ tốt, thượng quan tích cũng không muốn hẹp hòi nếu là thất tinh phường thật có thứ gì bị người ta coi trọng hắn cũng không để ý lấy ra cùng vị này dương đại nhân kết một thiện duyên dương khai nghe vậy giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán đám người nín thở ngưng thần quan sát chỉ gặp dương khai thần sắc biến ảo không chừng một hồi lâu mới lắc đầu nói duyên phận chưa tới thượng quan tích cười nói đã là duyên phận chưa tới vậy cũng không vội đại nhân một mực tại ta thất tinh phường ở lại lúc nào duyên phận đến lúc nào sẽ cùng vãn bối nói rõ không muộn dương khai gật đầu kỳ thật dưới mắt ta ngược lại thật ra có một cái yêu cầu quá đáng không biết thượng quan phường chủ phải chăng có thể đáp ứng thường quan tích nói đại nhân cứ nói đừng ngại dương khai nói theo năm đó di chuyển tiếng mảnh này hư không đại lục bản tọa liền một mực tại bên ngoài du lịch những năm gần đây cũng coi là đi khắp toàn bộ đại lục bây giờ nơi đây đã hữu duyên pháp bản tọa ngược lại là muốn tại này định cư lại trong đại điện tất cả mọi người một mặt kinh ngạc thường quan tích mặt mày tỏa sáng kích động nói đại nhân ý tứ là muốn gia nhập ta thất tinh phường đám người hít sâu một hơi trong mắt trừng đều so bình thường lớn một chút dương khai khẽ vuốt cằm không biết thất tinh phường bên này có thuận tiện hay không nếu là không tiện mà nói còn xin phường chủ cho ta dưới chân núi xây nhà mà ở thuận tiện thuận tiện làm sao không tiện thượng quan tích bỗng nhiên đứng dậy kích động tột đỉnh trên mặt một mảnh hồng nhuận phân phất chi sắc đại nhân có thể tự hạ thấp địa vị gia nhập ta thất tinh phường là thất tinh phường phúc khí, sao có thể có cái gì không tiện. Bên cạnh một đám người đều mãnh liệt gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như. Nói đùa, trước mắt vị này chính là đế tôn cảnh, mặc dù không biết là mấy tầng cảnh, nhưng tóm lại là cái này hư không đại lục đứng đầu nhất một đám người. Nếu có được kháng gia nhập thất tinh phường, vậy thất tinh phường liền có thể nhảy lên trở thành nhất đẳng tông môn. Chớ nói dương khai như thế tính tình ôn hòa một cái đế tôn cảnh, chính là cái kia ngang ngược càng rỡ, thất tinh phượng cũng sẽ không cự tuyệt, có đế tôn cảnh tọa trấn, cùng không có đế tôn cảnh tọa trấn là hai chuyện khác nhau, tông môn nội tình lập tức liền không giống với lúc trước, vì thế coi như đánh đổi một số thứ, cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận. Vậy liền đa tạ phương chủ. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Thượng quan tích cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động, sửa sang lại tìm từ nói. Đại nhân muốn gia nhập thất tinh phường, tất nhiên là ta thất tinh phường trên dưới vinh hành, lấy đại nhân tu vi tôn sư, không ngại đảm nhiệm ta thất tinh phường thái thượng trưởng lão như thế nào. Dương Khai cũng không khách khí với bọn họ, đường đường lục phẩm khai thiên đảm nhiệm như thế một cái ngay cả đế tôn cảnh đều không có tông môn thái thượng trưởng lão có cái gì tốt khiêm tốn, lập tức vuốt cầm nói. Có thế. Lập tức, lấy thượng quan tích cầm đầu, một đám người cùng nhau đứng dậy, không người bái nói. Gặp qua thái thượng. Dương Khai nói. Nhận được thất tinh phường coi trọng, đã gánh chịu cái này thái thượng tên, bản tọa liền đưa các ngươi chúc lễ gặp mặt đi. Đưa tay hướng phía trước điểm tới. Đám người dương mắt lúc, đều nhìn thấy ngón tay kia giống như nhẹ nhàng địa điểm tại trên trán mình, ngay sau đó một cổ ôn hòa lực lượng từ cái trán tràn vào thân thể, trong chớp mắt toàn thân ấm áp, thể nội lực lượng lưu chuyển giống như đều thông suốt không ít, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, máu chốt tại lực lượng ôn hòa kia nhập thể đằng sau, trong đầu các loại linh quan chấp động, rất nhiều trước kia chưa từng lĩnh hội huyền cơ, tại thời khắc này đúng là sáng tỏ thông suốt. Có một vị tu vi chỉ có đạo nguyên nhất trọng, ở cảnh giới này khốn đốn nhiều năm trưởng lão, đúng là thân hình một trận, trong nháy mắt đột phá công cùng xiên xích, tấn thăng đạo nguyên hai tầng cảnh chương 4682. Thu đồ để đại hội. Nguồn. Mê truyện audio com Một chỉ chi lực, là giúp người đột phá công cùng xiền xích, tấn thăng đạo nguyên hai tầng cảnh, như vậy ly kỳ sự tình, chưa từng nghe thấy. Trong đại điện đám người thần sắc càng cung kính, trưởng lão tấn thăng kia càng là vái chào tới đất, rung giọng nói. Đa tạ thái thượng tái tạo chi ân. Tư chất của hắn không tính quá tốt, niên kỷ cũng lớn, vốn cho là mình đời này đạo nguyên nhất trọng chính là đỉnh phong, không tiến thêm tất nào nữa khả năng, ai ngờ tối nay lại ngang nhiên đột phá hai tầng cảnh, thậm chí hắn có thể cảm giác, nếu là mình lại cố gắng một chút, chưa hẳn không có cơ hội đột phá ba tầng cảnh. Như thế đại ân, đâu chỉ tái tạo. Khiến người khác để ở trong mắt, cũng đều là không ngừng hâm mộ. Là chính ngươi những năm này tích lũy hiệu quả, ta bất quá trợ giúp. Dương Khai mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thượng quan tích. Phương chủ, ta đảm nhiệm thất tinh phường thái thượng sự tình, còn xin giữ kín không nói ra. Thượng quan tích nào nào, Mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng vẫn là cung kính gật đầu. Thái thượng yên tâm, việc này chỉ có trong đại điện đám người biết được, sẽ không chảy ra ngoài đại điện. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, hắn mới vừa rồi còn dự định hảo hảo tạo thế một trận, đem Thất Tinh Phường nhiều một vị thái thượng trưởng lão sự tình tuyên dương ra ngoài, kể từ đó, Thất Tinh Phường nhất đẳng tông môn tên tuổi liền xem như ngồi vững, tại hư không đại lục địa vị cũng có thể kéo lên một chút. Bất quá nếu tân nhiệm vị này thái thượng muốn giữ kín không nói ra, hắn cũng chỉ có thể làm theo đêm đã khuya, thượng quan tích để một vị dáng người nở nang nữ trưởng lão tự mình dẫn dương khai nhập chủ một tòa linh phong. Hắn cũng coi là phỏng đoán ra vị này mới thái thượng một chút tâm tính, tương đối là ít nổi danh, không thích trương dương, cho nên liền làm chủ đem hắn an bài vào trên một tòa thanh ngọc phong hơi vắng vẻ. Thất tinh phường chiếm cứ linh phong 38 tòa, thanh ngọc phong chỉ có thể coi là trung đẳng, vị trí cũng tương đối vắng vẻ, cho nên vẫn luôn không người hỏi thăm. Ngược lại là dương khai vào ở đằng sau, đối với cái này cực kỳ hài lòng, để thượng quan tích âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó mấy tháng thời gian, hết thảy an ổn vô sự, thái thượng mới ở trong thanh ngọc phong càng là thâm cư không ra ngoài, cơ bản không lộ diện. Thượng quan tích một mực dẫn theo tâm thoáng buông xuống, trước đó dương khai để hắn đối với hắn đảm nhiệm thất tinh phường thái thượng trưởng lão sự tình giữ kín không nói ra, hắn còn từng hoài nghi vị này thái thượng ở bên ngoài có phải hay không có cái gì cường đại cừu gia, lo lắng bị người trả thù, nếu thật như thế, vậy thất tinh phường lần này thế nhưng là hòa phúc nửa nọ nửa kia. Nhưng hôm nay xem ra, dường như mình cả nghĩ quá rồi mà lại thông qua mấy tháng này quan sát, phát hiện hắn đối với thất tinh phường xác thực không có nửa điểm ác ý, giống như thật chỉ là chán ghét bốn chỗ bôn ba thời gian, tùy ý tìm cái địa phương định cư lại. Đây đối với thất tinh phường tới nói tự nhiên là thiên đại hảo sự, mặc dù không thể đối ngoại lộ ra nhà mình tông môn nhiều một vị đế tôn, nhưng có cường giả như thế tọa trấn, thất tinh phường cao tầng trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đã biết vị này thái thượng trưởng lão tính thích u tỉnh, thượng quan tích liền phân phó, để cho người ta đừng đi tùy tiện quấy rầy. Trên thất tinh tập, Dương Khai Yên Nguyên mỗi ngày ra quầy, hắn vốn là lấy thần niệm hóa thân du lịch tự thân tiểu càng khôn, hóa thân một đạo cùng hóa thân hai đạo cũng không khác nhau quá nhiều. Sau mấy tháng, Thất Tinh Phường 3 năm một lần thu độ để đại hội tổ chức, phạm vi ngàn dặm phi thường náo nhiệt, liền đới lấy Thất Tinh tập lui tới võ giả cũng nhiều không ít. Cửa thị trấn, Dương Khai đứng ở nơi đó, nhìn qua vu lộ cho hai đứa bé chỉnh lý quần áo, vừa cẩn thận căn dặn bọn hắn ở bên ngoài nhất định phải nghe lời, nếu là có thể bái nhập Thất Tinh Phường tự nhiên tốt nhất, nếu như bị đào thải cũng đừng thương tâm. Hai đứa bé đều gật đầu. Một lát sau, vu lộ một tay một cái lôi kéo triệu dạ bạch cùng triệu nhã đi đến Dương Khai trước mặt, hốc mắt đỏ đỏ mà nói. Dương đại ca, hai đứa bé liền giao phó cho ngươi. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm đi vu nương tử, nhất định sẽ không để cho bọn hắn có việc, nếu là bọn họ có thể bái nhập thất tinh phường, ta trở về cho ngươi báo tin tức, nếu là không có bị lưu lại, ta liền dẫn bọn hắn đồng thời trở về. Vu lộ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng đẩy hai đứa bé một thanh. Đi thôi hai đứa bé xoay người, cùng một chỗ ông lấy vu lộ, vu lộ tay che đôi môi, vai run rẩy. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về phương xa, không tự chủ được nhớ tới chính mình mỗi một lần ra ngoài thời điểm, cha mẹ có phải hay không cũng là loại tâm tình này. Thẳng đến một lớn hai nhỏ đi ra rất xa, lại quay đầu thời điểm, thân ảnh mảnh khảnh kia y nguyên thị trấn nơi cửa, xa xa nhìn qua. Thất tinh tập vốn là dựa vào thất tinh phường mà thành lập lên, cho nên cả hai khoảng cách cũng không phải là quá xa, bất quá 30-50 dặm mà thôi. Dương Khai cõng một cái gói nhỏ, một tay một cái lôi kéo hai đứa bé, từng bước một hướng thất tinh phường tiến đến. Phía sau truyền đến ầm ầm xe ngựa âm thanh, ba người nhường đường một bên, xe ngựa gặp thoáng qua thời điểm, từ trong buồng xe nhô ra một cái 10 tuổi hài tử đầu, đối với Triệu Dạ Bạch vung vẩy nắm đấm nói: "Triệu Tiểu Bạch, đừng để ta trong thất tinh phường nhìn thấy ngươi, bằng không định đánh cái mông ngươi nở hoa." Triệu Dạ Bạch hướng hắn làm cái mặt quỷ, Triệu Nhã xoay người từ dưới đất nhặt lên một cục đá hung hăng ném ra ngoài, dọa đến đứa bé kia vội vàng lùi về đầu. Dương Khai nhếch miệng cười nhìn hài tử ở giữa đùa dẫn, trong buồng xe kia hài tử hắn cũng là nhận ra, chính là mấy tháng trước đuổi Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã trốn vào hắn sạp hàng phía dưới Miêu gia tiểu tử, Miêu Phi Bình, gia cảnh sau so bên người hai đứa bé tự nhiên là muốn tốt một chút, mà lại tư chất rất không tệ. Sớm tại hai tháng trước, liền có thất tinh phường trưởng lão xuống núi làm việc, trong lúc vô tình đụng phải Miêu Phi Bình, tại chỗ liền muốn thu đồ đệ, lần này đi qua cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cùng Triệu Dạ Bạch tiền đồ chưa định khác biệt, hắn là xác định vững chắc có thể bái nhập thất tinh phường thất tinh phường trước, người đông nghìn nghịt, bốn phương tám hướng chạy đến bái sư nối liền không dứt, niên kỷ cũng là có lớn có nhỏ, nhỏ như triệu dạ bạch cùng triệu nhã như vậy, lớn có mười mấy hai mươi tuổi. Dương Khai dẫn hai đứa bé bôn ba hồi lâu, lúc này mới báo danh ra, mỗi người nhận một cái có khắc số hiệu một bài, khảo thí còn chưa có bắt đầu, triệu nhã nhìn chầm chầm một bên bán mức quả người bán hàng trong con mắt đều không chuyển một chút, đỏ trực mức quả là như vậy hấp dẫn người. Dương Khai tiến lên mua ba xuyên, một người một chuỗi ngồi sống ở trong góc ăn quên cả trời đất, hai đứa bé ngẫu nhiên ánh mắt đụng vào, đều là cười ngọt ngào lấy. Dương Đại Thúc, ta nếu là không có bị tuyển chọn làm sao bây giờ? Triệu Dạ Bạch bỗng nhiên có chút lo lắng tiền đồ của mình. Dương Khai Thuận miệng nói. Người niên kỷ nhỏ như vậy, không có bị tuyển chọn liền xuống lần lại đến. Triệu Nhã lại đối với Triệu Dạ Bạch có không hiểu lòng tin. Tiểu Bạch ca ca nhất định có thể được tuyển chọn. Triệu Dạ Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Nhã khẳng định cũng có thể, Miu Phi Bình không biết từ chỗ nào chui ra, đối với Triệu Dạ Bạch nói. Triệu Tiểu Bạch, ngươi liền chết tâm đi, liền ngươi bộ dáng tay gầy chân gầy kia, khẳng định phải không được tuyển. Trên tay hắn cầm một cây đùi gà, một bên nói một bên ăn quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ. Triệu Nhã đem trong mắt trừng một cái, đằng đằng sát khí, trong miệng cắn tựa hồ không phải băng đường hồ lô, mà là Miu Phi Bình đầu, vang lên có két. Miu Phi Bình cổ co rụt lại, ngượng ngùng cười nói. Tiểu Nhã mùi mùi khẳng định không có vấn đề, ta nếu là trên núi này cao nhân, định muốn đoạt lấy thu ngươi làm đồ đệ. Nói câu mềm nói, như một làn khói chạy không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch ca ca đừng nghe hắn nói mò, Miêu Phi Bình nói chuyện không tốt nhất nghe. Triệu Nhã Trấn An nói. Ưm um, ưm. Um. Triệu gia Bạch không chỗ ở gật đầu, hắn nói cái gì đều ta coi là đánh rắm, ha ha ha. Thất tinh phường thu đồ đệ đại hội khảo thí phong phú, mỗi một quan đều muốn đào thải mất không ít người, những kẻ thông qua khảo nghiệm kia, tự nhiên vui mừng hớn hở, không có thông qua, tất cả đều ủ rũ. Một ngày xuống tới, triệu dạ bạch cùng triệu nhã hai người bận biểu xoay quanh chờ đến ban đêm trở về thời điểm hai người bàn chân đều mài ra bong bóng thành tích thế nào dương khai hỏi triệu dạ bạch mặt mày hớn hở dương đại thúc ngươi là không biết tiểu nhã tổng hợp đánh giá là giáp đẳng giáp đẳng rất cao dương khai lông mày giơ lên triệu dạ bạch khoa tay một thủ thế mấy tầng lâu cao như vậy nghe người ta nói lần này tới tham gia thu đồ để đại hội người có hơn nghìn người nhưng tổng hợp đánh giá đến giáp đẳng không đến 10 cái mà thôi trong trăm có một, tiểu nhã cũng thật là lợi hại. Dương Khai cười vỗ vỗ triệu nhã cái đầu nhỏ. Triệu nhã lại chỉ là miễn cưỡng cười cười, tự hồ không có thật là vui. Vậy con ngươi? Dương Khai lại hỏi. Triệu già bạch cười hắc hắc nói. Ta à, so tiểu nhã kém nhiều, đành phải bính đẳng, miễn cưỡng xem như vượt qua kiểm tra. Triệu nhã vội nói. Không sao, ngày mai tư chất khảo thí mới là chủ yếu nhất, trước mặt cũng không tính là cái gì. Triệu già bạch vuốt cầm nói qua ngày mai một cửa ái kia, mới có thể chân chính tiến vào thất tinh phường, bất quá ta có lòng tin. Triệu Nhã lúc này mới vui vẻ cười lên. Thất tinh phường bên này cũng không có chuyên môn là tham gia đại hội nhân viên chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương, ba người liền tùy tiện tìm sạch sẽ vị trí, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi, Triệu Dạ Bạch rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm thời điểm, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt, nhìn qua chững chạc đàn hoàng khoanh chân ngồi ở bên người tự mình, hai tay thành kính chắp tay trước ngực Triệu Nhã, đưa tay tại nàng trên trán gãy một cái, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được làm cái gì. Triệu Nhã duỗi ra một ngón tay thở dài một chút, lúc này mới có chút ngượng ngùng giải thích nói. Lộ Di cùng bà bà nói, thế giới này có một vị thật là lợi hại lợi hại thần chủ, không có chuyện gì là hắn không biết, cho nên ta muốn xin mời thần chủ phù hộ, để Tiểu Bạch ca ca ngày mai thuận lợi thông qua khảo thí, hắn một mực nói với ta muốn gia nhập Thất Tinh Phường đâu. Dương Khai bật cười. Tư chất một chuyện, trời sinh nhất định, thần chủ cũng phù hộ không được. Triệu Nhã quyết miệng nói. Cái này đều phù hộ không được, vậy hắn tính là gì thần chủ? Dương Khai không nói gì, nghĩ thầm thần chủ còn phải quản cái này. Đây không phải là đến mệt chết. Đi ngủ. Dương Khai quyết định không cùng với nàng nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Nha. Triệu Nhã lên tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền nghe được nàng lặng lẽ không biết tại nói nhỏ cái gì đồ chơi, rõ ràng hay là tại len lén cầu nguyện. Hôm sau, thất tinh phường thu đồ để đại hội cuối cùng một hạng tư chất khảo thí chính thức bắt đầu một hàng khảo thí này cũng là đơn giản nhất, trên một khối quảng trường, một sân khấu, người bị khảo nghiệm chỉ cần đứng ở phía trên, liền có thể kiểm tra đo lường ra tư chất như thế nào. Một từng cái đến đây bái sư đi lên, sân khấu không ngừng tách ra đậm nhạc không đồng nhất quan mang, lại từ bốn phía ngắm nhìn thất tinh phường trưởng lão cho bình định, hoặc thông qua, hoặc đào thải. Dương Khai mang theo Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã ở trong đám người chờ đợi, hai đứa bé rõ ràng đều có chút khẩn trương tâm thần bất định, mỗi một lần có người thông qua khảo nghiệm thời điểm, đều một mặt hâm mộ, mỗi khi có người đào thải, không khỏi trong lòng ưu tư. Chương 4683 Một mộng tưởng khác Nguồn Mê truyện audio.com Hôm nay khảo thí tư chất là trọng yếu nhất một quan, mặc kệ trước mặt thành tích đánh giá cỡ nào ưu tú, cửa này nếu là qua không được, một dạng đến đào thải. Mà lại đào thải xác suất kinh người đến cực điểm, trong 10 người trên cơ bản chỉ có 2-3 cái mới có thể vượt qua kiểm tra, mà lại đánh giá thành tích đều không phải là quá tốt. Gần nửa ngày về sau, bên kia vang lên một thanh âm. Số 763, Miu Phi Bình. Trong đám người, Miêu Phi Bình chui ra, niên kỷ tuy nhỏ lại là thân hình mạnh mẽ, đạp vào khảo nghiệm đài tròn, đầu tiên là cùng có lễ phép xong phụ trách khảo nghiệm thất tinh phường võ giả làm một cái chắp tay bốn phía, lúc này mới nhắm mắt ngưng thần, tỉnh khí nín thở. Trên đài tròn, hào quang tỏa sáng. Đám người một trận xôn xao, tất cả đều lộ ra sợ hãi tháng phục chi ý, cái kia tại đài tròn bốn phía, phụ trách quan sát thành tích khảo sát đám võ giả càng là cùng nhau đứng dậy, hai mắt sáng lên nhìn qua chính giữa sân khấu Miêu Phi Bình, thần sắc phấn chấn. Giáp đẳng. Như vậy độ sáng, tuyệt đối có giáp đẳng tư chất. Ta thất tinh phường rốt cục có một vị giáp đẳng tư chất đệ tử. Vốn là xôn xao đám người nghe nói như thế càng chấn kinh, tuy nói bọn hắn cũng nhìn ra Miêu Phi Bình tư chất không thể tầm thường so sánh, dù sao người trước đó đi lên khảo nghiệm nhưng từ chưa để đài tròn sáng lên như thế hào quang chói sáng, nhưng bọn hắn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, lấy nhãn lực của bọn hắn cũng vô pháp phân tích miêu phi bình tư chất đến cùng như thế nào. Bây giờ nghe thất tinh phường người kiểu nói này, mới biết người ta đúng là giáp đẳng đánh giá. Phải biết trước đó khảo nghiệm nhiều người như vậy, thành tích tốt nhất cũng bất quá là ất thượng mà thôi, giáp ất mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng tương lai thành tựu lại là cách biệt một trời, người có giáp đẳng tư chất, nếu không chết yểu, ngày sau chắc chắn là sẽ tấn thăng đế tôn. Trên khán đài kia, thất tinh phường phường chủ thượng quan tích cũng không nhìn được vuốt trâu mỉm cười. Bên cạnh hắn ngồi một vị lão giả choai choai bỗng nhiên mở miệng nói. Thượng quan phường chủ, kẻ này cùng lão phu hữu duyên, lão phu muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, không biết thượng quan phường chủ có thể chịu bỏ những thứ yêu thích. Thượng quan tích nụ cười trên mặt chỉ một thoáng cứng nhắc. Hôm nay trên kháng đại xem lễ cũng không chỉ thất tinh phường rất nhiều cao tầng, còn có một số giao hảo tông môn cường giả đến đây. Thất tinh phường là nhị đẳng tông môn, ngày bình thường giao hảo cũng đều là cấp bậc này, mọi người thực lực tám lạng nửa cân, tuyệt đối không thể nào gặp có đệ tử tư chất xuất chúng mà đưa ra loại yêu cầu vô lễ này, đây quả thực là rõ ràng cướp người. Nhưng bên người vị lão giả choai choai này khác biệt, hắn là một vị nhất đẳng tông môn xuất thân đế tôn cảnh, nguyên bản tại một tông môn khác làm khách, nghe nói bên này thu đồ đệ đại hội, liền theo người đến đây, vốn là nhìn cái náo nhiệt, ai ngờ lại để hắn thấy được một mầm móng tốt. Giáp đẳng tư chất đệ tử, chính là bọn hắn những nhất đẳng tông môn kia cũng không có mấy cái a à, mang về cẩn thận bồi dưỡng nói ngày sau tông môn lực lượng nhất định có thể lớn mạnh không ít thất tinh phường một đám các trưởng lão nghe vậy sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống chỉ bất quá trở ngại người ta để tôn cảnh thực lực đều là giận mà không dám nói gì e sợ cho đắc tội đối phương những các đại tông môn đại biểu đến đây xem lễ kia lại đều lộ ra xem kịch vui thần sắc bọn hắn phía sau tông môn mặc dù cùng thất tinh phường giao hảo nhưng cũng chưa chắc vui lòng nhìn thấy thất tinh phường xuất hiện một cái giáp đẳng tư chất đệ tử kể từ đó, tại nhiều năm đằng sau thất tinh phường thế nhưng là có hy vọng tấn thăng nhất đẳng tông môn, đến lúc đó bọn hắn liền muốn dựa vào thất tinh phường hơi thở. Nếu là cái này giáp đẳng tư chất đệ tử thật có thể bị người mang đi mà nói, cũng là bọn hắn thích nghe ngóng. Thường quan tích sửa sang lại sắc mặt, mở miệng nói. Không dối gạt thẩm tiền bối, kẻ này tại hai tháng trước đó, liền đã cùng ta trong môn quản thiên hành trưởng lão định ra sư đồ danh phận, hôm nay tới tham dự khảo thí chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi một bên quản thiên hành đứng dậy xong thẩm hưng cúi người hành lễ đúng là như thế thẩm hưng cau mày hình như có chút không vui bất quá hắn dù sao cũng là đế tôn cảnh cũng không tốt làm quá phận nếu như người ta không có định ra sư đồ danh phận lúc này cướp người cũng không có liên quan quá nhiều nhiều lắm là sau đó cho thất tinh phường một chút bồi thường lượng bọn hắn cũng không dám ăn nói lung tung nhưng người ta hai tháng trước đó đã định ra sư đồ danh phận lúc này lại cướp người cũng quá mức ý thế hiếp người lan truyền ra ngoài đối với hắn và tông môn thanh Danh cũng không tốt nghe. Cân nhắc một lát, thẩm hưng vuốt cầm nói. Đứa nhỏ này đã sớm đã quản trưởng lão định ra sư đồ danh phận, vậy lão phu liền không đoạt người chỗ yêu, muốn chúc mừng quý tông ra mầm móng tốt à. Đa tạ thẩm tiền bối thành toàn. Thượng quan tích trên mặt treo mỉm cười, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Nếu như cái này thẩm hưng thật hư hư cố chấp mà nói, thất tinh phường bên này trừ phi chuyển ra cái kia mới tới thái thượng, nếu không căn bản vô lực cùng người ta chống lại nhưng mà mấy tháng thời gian này, mới tới Thái Thượng trưởng lão thăm cư không ra ngoài, ngay cả hắn phường chủ này đều chưa từng thấy đến, điều thấp đơn giản có chút quá phận, thực sự không có sức có thể làm cho Thái Thượng vì tông môn chỗ dựa. Bây giờ Thẩm Hưng chủ động nhượng bộ, ngược lại là miễn đi một trận phong ba. Thất tinh phường một đám trưởng lão đều xong quản thiên hành chúc mừng không thôi, quản thiên hành cười mà nạp chi, tuy nói hắn đã sớm cảm thấy miêu phi bình đứa nhỏ này tư chất không tầm thường, nhưng dù sao không có cẩn thận khảo thí, cũng không rõ ràng cụ thể như thế nào, hôm nay miêu phi bình thế nhưng là cho hắn một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ lại được giáp đẳng đánh giá rất nhanh kỹ lưỡng hơn đánh giá dân lên đến thất tinh tập miêu phi bình số 763, tư chất đánh giá giáp hạ tổng hợp đánh giá giáp hạ tư chất như thế phóng nhãn toàn bộ hư không đại lục cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay thất tinh phường qua nhiều năm như vậy trong đám đệ tử thu nhận miêu phi bình không thể nghi ngờ độc chiếm vị trí đâu thượng quan tích cùng một đám trưởng lão trong lòng đơn giản muốn trong bụng nở hoa trên đài tròn kia, Miêu Phi Bình cất bước mà xuống, còn cố ý chạy đến Triệu Dạ Bạch trước mặt Diễu Võ Dương oai một phen, gây Triệu Nhã hướng hắn một trận nhe răng trận mắt. Ngược lại là Triệu Dạ Bạch lơ đỉnh, chân tâm thật ý chúc mừng hắn vài câu, để Miêu Phi Bình cảm giác cực kỳ không có gì hay, lại không có từ nơi này Triệu Tiểu Bạch trên mặt nhìn thấy nửa điểm ghen ghét chi ý, cho hắn một loại toàn lực một quyền đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Đến tiếp sau đệ tử từng cái qua khảo nghiệm đến, phía sau cũng ra một chút ất đẳng tư chất hạt giống tốt, bất quá Miêu Phi Bình đầu ngọn gió quá thịnh, những người này quan mang đều bị che giấu đi, nếu là ngày trước mà nói, những này ất đẳng tư chất đệ tử đều là muốn bị cao tầng ký thác kỳ vọng. Số 896, Triệu Dạ Bạch. Nghe được thanh âm này, một mực chờ đợi Triệu Dạ Bạch hít một hơi thật sâu. Đi thôi. Dương Khai nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Tiểu Bạch ca ca chớ khẩn trương, ngươi khẳng định không có vấn đề. Triệu Nhã tại phía sau hắn cho hắn động viên. Triệu Dạ Bạch cũng không quay đầu lại phất phất tay, trực tiếp đi đến đài tròn hành lễ đằng sau, như người bên ngoài đồng dạng nín thở ngưng thần. Triệu Nhã ánh mắt nhìn chầm chập chính mình tiểu bạch ca ca, một đôi tay nhỏ nắm chắc thành quyền, móng ngón tay cơ hồ đều bóp đến trong thịt. Mờ tối quang mang sáng lên. Sau ba hơi thở, quang mang trừ khử vô hình. Phụ trách phân tích thất tinh phường võ giả tụ cùng một chỗ giao lưu một lát, một người cao giọng nói. Triệu Già Bạch, tư chất bính hạ, lưu. Trên sân khấu, Triệu Già Bạch nhảy lên cao ba thước, phản phất nhặt được một trăm văn tiền giống như hôm nay trận này tư chất chắc định, chỉ cần có bính đẳng đánh giá, đều có thể lưu ở trong thất tinh phường, dù sao hôm qua đã đào thải rất nhiều người ra ngoài, cho nên tư chất không phải quá kém, đều là có thể bái nhập thất tinh phường, bất quá tư chất khác biệt, ngày sau đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không, thành tựu tự nhiên cũng thiên những địa biệt. Như triệu dạ bạch dạng này tư chất bính hạ đệ tử, cho dù vào thất tinh phường, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái hạ đẳng nhất đệ tử. Hắn cũng rất thỏa mãn. Đây có lòng kích động xong về đến, cùng triệu nhã cùng dương khai báo tin vui nói dương đại thúc tiểu nhã ta thông qua được ta thông qua được dương khai xoa đầu của hắn triệu nhã khẽ mỉm cười học đại nhân dáng vẻ vén áo thi lễ chúc mừng tiểu bạch ca ca đã được như nguyện bên kia miêu phi bình đem con mắt đều nhanh nhìn thẳng chua chua biểu môi nói bất quá là cái bính hạ tư chất cao hứng đến dạng này không biết còn tưởng rằng ngươi là giáp đẳng đâu miêu sư huynh mẹ ta thường nói thỏa mãn mới có thể thường nhạc miêu phi bình không vui nói ai là ngươi sư huynh đừng loạn hô a à. Triệu già dạ Bạch ngu ngơ cười một tiếng. Ngày sau chúng ta chính là đồng môn, ngươi so ta lớn tuổi, tự nhiên là sư huynh. Miêu Phi Bình há to miệng, có chút không phản bác được, chỉ có thể tức giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi hô một tiếng sư huynh về sau ta liền không đánh ngươi nữa, ngươi tốt nhất có thể hảo hảo tu hành, nếu là về sau không bảo vệ được tiểu nhã mùi mùi, ta đến thay ngươi bảo hộ. Ta nhất định hảo hảo tu hành, sẽ không làm phiền Miêu sư huynh. Triệu già dạ Bạch đem lòng ngực ưỡn lên rất cao. Số 897, Triệu Nhã đài tròn bên kia lại vang lên một thanh âm. Tiểu Nhã, đến ngươi. Triệu Dạ Bạch quay đầu nói. Triệu Nhã gật gật đầu, bộ pháp nhẹ nhàng hướng tiến lên đi, Triệu Dạ Bạch lại không yên lòng, dặn dò. Tuyệt đối đừng khẩn trương, cái gì cũng đừng hồng, đứng tại đó là được rồi. Ừm. Triệu Nhã điểm điểm cái đầu nhỏ hạt dưa. Miêu Phi Bình nắm lấy sư huynh giá đỡ, đổ bước đến Triệu Dạ Bạch bên cạnh, cầm cánh tay thọc hắn. Tiểu Nhã mùi mùi nếu là không được tuyển làm sao bây giờ? Triệu Dạ Bạch nói sẽ không tiểu nhã mùi mùi từ trước đến nay thông minh lanh lợi tư chất của nàng khẳng định sao ta muốn tốt ta nói là vạn nhất miêu phi bình trừng mắt triệu già bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút vậy ta cũng không vào thất tinh phường cùng tiểu nhã cùng nhau về nhà miêu phi bình há to miệng kinh ngạc nhìn qua hắn ngươi không phải vẫn luôn nói một ngày nào đó muốn gia nhập thất tinh phường trở thành cường đại võ giả sao cái này có thể giấc mộng của ngươi triệu già bạch cười cười tiểu nhã có thể hài lòng lớn lên là ta một cái khác mộng tưởng. Miêu Phi Bình im lặng, hồi lâu sau mới lão khí hoành thu vỗ vỗ triệu dạ bạch bả vai. Ta không bằng ngươi. Triệu dạ bạch kinh ngạc nhìn hắn. Tư chất ngươi tốt như vậy, gia thế lại tốt, có chỗ nào không bằng ta sao? Miêu Phi Bình nhìn không được liếc mắt, đang muốn nói chuyện, một tia sáng đột nhiên từ trên sân khấu bạo phát đi ra, ánh sáng kia cường đại, đốt người tầm mắt, tất cả mọi người kìm lòng không được hiếp mắt lại vầng sáng cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền tràn ngập đến đài tròn bên ngoài, đem bốn phía đám người bao phủ, thậm chí tác động đến nơi xa khán đài. Bạch quan lóa mắt, liên miên bất tuyệt, lâu dài không ngừng. Rầm rầm. Đài tròn bốn phía, phụ trách khảo nghiệm thất tinh phường võ giả thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, trong mắt đều nhanh trận lội ra. Trên khán đài, thượng quan tích cùng một đám thất tinh phường cao tầng, liền đới lấy đến đây xem lễ rất nhiều tông môn đại biểu cùng nhau đứng dậy, đầy mặt chấn kinh. Chương 4684 duyên phận đã tới. Nguồn Mê truyện audio com Vừa rồi Miêu Phi Bình khảo thí tư chất thời điểm, đài tròn kia liền hào quang tỏa sáng, lóa mắt đến cực điểm, kết quả được thất tinh phường sử thường xưa nay chưa từng có giáp hạ đánh giá, đầu ngọn gió nhất thời có một không hai, vô luận là xem lễ vô số cường giả hay là vây xem đám người xem náo nhiệt, đều kinh thán không thôi. Mà bây giờ, triệu nhã sau khi lên đài, đài tròn kia chỗ nở rộ quang mang so với Miêu Phi Bình còn muốn càng thêm lóa mắt, càng thêm kéo dài không suy. Lại là một cái giáp đẳng trong đám người không biết ai hô to một tiếng cho dù là những phàm phu tục tử không có tu hành qua kia cũng một chút nhìn ra triệu nhã tạo ra thanh thế sau miêu phi bình mãnh liệt hơn miêu phi bình đã là giáp hạ triệu nhã lại là cỡ nào nghịch thiên chi tư có thể xác định chính là tuyệt đối là giáp đẳng về phần là giáp trung hay là giáp thượng bọn hắn liền không được biết rồi trọn vẹn qua mấy chục giây công phu tia sáng chói mắt kia mới dần dần thu lại nhưng đám người chấn kinh lại thật lâu không cách nào lắng lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn trên đài tròn kia thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc tiểu nữ hài, phản phất thấy được một viên cự tinh từ từ bay lên. Triệu Nhã Hậu tri hậu giác mở to mắt, có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đối đầu Triệu Dạ Bạch ánh mắt, lúc này mới hướng hắn ngò ngọt ngọc cười. Cũng không đợi Thất Tinh Phường người tuyên bố kết quả, liền muốn đi xuống. Vị sư muội này ngươi chờ một chút. Thất Tinh Phường võ giả vội vàng ngăn cản. Thế nào? Triệu Nhã có chút cảnh giác nhìn hắn, võ giả kia một đầu mồ hôi nước thẳng hướng dưới chảy đè xuống trong lòng chấn kinh gạt ra người vật vô hại dáng tươi cười sư mùi chớ khẩn trương chỉ là sư mùi tư chất chuyện tốt chúng ta mấy cái không cách nào tự ý làm phân tích còn cần các trưởng lão thương nghị một chút mới có kết quả sư mùi xin chờ chốc lát thái độ của hắn khách khí rối tinh rối mù đối mặt phản phất không phải một cái chỉ có bảy tám tuổi tiểu nữ hài mà là nhà mình tông môn trưởng lão phường chủ nghịch thiên chi tư như vậy không dám nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tiểu cô nương ngày sau con đường tu hành nhất định một mảnh đường bằng phẳng, có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm, liền sẽ trở thành để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, lúc này hắn nào dám không bồi lấy cẩn thận. Vạn nhất nói nhầm để người ta nhớ kỹ, về sau xui xẻo nhưng làm sao bây giờ? Trên khán đài, thất tinh phường một đám các trưởng lão sắc mặt tất cả đều ứng hồng, vây tụ cùng một chỗ thần niệm phun trào, thương thảo triệu nhã tư chất đánh giá sự tình. Thượng quan tích càng là ánh mắt một cái chớp mắt không dời mà nhìn chầm chầm vào triệu nhã, kém chút nhìn không được nước mắt tuôn đầy mặt, lần này thu đồ đệ đại hội đầu tiên là ra miêu phi bình cái ngoại ý muốn này niềm vui bây giờ lại tới một cái triệu nhã thật là thần chủ phù hộ thất tinh đương hưng lấy miêu phi bình biểu hiện ra tư chất ngày sau tấn thăng đế tôn khẳng định là không có vấn đề cái này số 897 triệu nhã thì càng không thành vấn đề đợi một thời gian thất tinh phường sẽ có hai vị đế tôn tọa trấn hư không đại lục ai có thể địch thủ không có thời gian qua một lát các trưởng lão thương nghị kết quả liền đi ra cái kia quản thiên hành cấp tốc đi vào thượng quan tích bên người, đưa lỗ tai nói nhỏ vài tiếng, thượng quan tích nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói. Thất tinh tập triệu nhã, số 897, tư chất đánh giá giáp thượng. Tổng hợp đánh giá, giáp thượng. Song giáp thượng. Miêu Phi Bình trước đây song giáp hạ đánh giá tại triệu nhã trước mặt ẩm đạm phai mờ. Thượng quan tích lại là trong lòng cười khổ, chân chính đánh giá mà nói, triệu nhã tư chất tuyệt đối không chỉ giáp thượng, nhưng giáp thượng đã là cực hạn lại hướng lên căn bản không có cách nào tăng lên đánh giá. Hắn chợt nhớ tới một cái tin đồn, để tôn cảnh phía trên, còn có cao hơn võ đạo đẳng cấp, chỉ bất quá bởi vì hắn tu vi không cao, cho nên tiếp xúc không đến càng mặt trên hơn tin tức. Nếu như nói miêu phi bình tấn thăng đế tôn không nhiều lắm vấn đề, như vậy triệu nhã vô cùng có khả năng là thất tinh phường khai sáng ra một cái thiên địa mới. Thượng quan tích không khỏi tâm trí hướng về, cái kia đế tôn phía trên, đến cùng là dạng gì phong cảnh. Có lẽ có sinh chi niên, triệu nhã có thể thay hắn để lộ khăn che mặt thần bí kia thượng quan phường chủ, tiểu cô nương này không cùng quý tông vị nào trưởng lão sớm kết xuống sư đồ danh phận A. Bên người một thanh âm truyền đến, thượng quan tích sợ hãi cả kinh, trên mặt kinh hỷ trong nháy mắt hóa thành khủng hoảng. Vừa rồi to lớn kinh hỷ trùng kích phía dưới, hắn càng đem thẩm hưng đem quên đi. Người này trước đó đối với Miêu Phi Bình liền cùng cảm thấy hứng thú, cũng may quản thiên hành hai tháng trước đó liền cùng Miêu Phi Bình kết xuống sư đồ danh phận, lần khảo nghiệm này chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu, mới khiến cho thẩm hưng ỷ vào thân phận mình, không có ép buộc bây giờ triệu nhã triển lộ ra viễn siêu miêu phi bình tư chất thẩm hưng lại há có thể không động tâm chỉ là như vậy một cái báo hiệu thất tinh phường đại hưng hạt giống tốt thường quan tích lại sao cam tâm buông tay trong đầu suy nghĩ cấp tốc chấp động đang muốn liều mạng đắc tội thẩm hưng cũng muốn nói dối một phen thời điểm để tôn cảnh uy áp đã đem hắn bao phủ thượng quan tích trái lương tâm nói như vậy đúng là vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng chỉ có thể mạnh cố nặng ra vẻ tươi cười chưa từng uy áp bao phủ hắn kia trong nháy mắt tiêu tán phản phất chưa từng có thẩm hưng mỉm cười gật đầu đại thiện lão phu nhìn nha đầu này cùng ta rất là hữu duyên muốn đem nàng mang về trong môn vuông trồng xin mời thượng quan phường chủ bỏ những thứ yêu thích thượng quan tích kém chút nhìn không được muốn chửi ầm lên thứ lão già xấu xa này nhìn thấy cái gì tốt hạt giống đều nói cùng chính mình hữu duyên đơn giản vô sĩ đến cực điểm mà lại vừa rồi nói về miêu phi bình thời điểm hắn còn hỏi chính mình một câu có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích bây giờ đến phiên triệu nhã ngay cả cái này hỏi một chút cũng không hỏi đây là chân chân chính chính muốn cướp người a à, thượng quan tích không đáp lời thẩm hưng sắc mặt không khỏi trầm xuống thế nào thượng quan phường chủ đây là không chịu cho lão phu mặt mũi cùng thẩm hưng ngồi cùng một chỗ một người nam tử trung niên nói thượng quan huynh ngươi ái tài quý tài nhân chi thường tình chỉ bất quá thất tinh phường dù sao quá nhỏ thẩm tiền bối nam đẩu cung thế nhưng là hư không đại lục số một đỉnh tiêm thế lực triệu nhã ngày sau nhất định có thể hóa rồng thất tinh phường ao nước nhỏ này nuôi không xuống cũng chỉ có năm đẩu cung mới có thể để cho nha đầu này tách ra chân chính quan mang a à. thẩm hưng chính là đi theo cái này kim thang môn môn chủ đến xem náo nhiệt nếu không thất tinh phường dạng này một cái tông môn thu đồ để đại hội hắn há lại sẽ tự hạ thấp địa vị giờ khắc này thượng quan tích trong lòng hận chết vị này kim thang môn môn chủ nếu không phải hắn đem thẩm hưng mang tới hôm nay làm sao có chuyện xấu xa này hắn phen này thuyết phục nghe ngôn từ khẩn thiết kỳ thật trong lòng lại làm sao không có tính toán của mình thất tinh phường có một cái miêu phi bình đã đủ bọn hắn nhức đầu, nếu là lại nhiều một cái triệu nhã, về sau để bọn hắn những này ở vào thất tinh phường xung quanh nhị đẳng thế lực sống thế nào. Chờ hai đệ tử này trưởng thành, vậy kim thang môn coi như thật chỉ có thể ngửa thất tinh phường hơi thở mà cất. Thượng quan tích trong lòng biết chính mình hôm nay sợ là khó lưu lại triệu nhã, nhưng muốn hắn mở miệng nhường cho, làm sao có thể cam tâm tình nguyện. Thẩm hưng tức giận hừ một tiếng, sắc mặt không vui. Kim thang môn môn chủ lại khuyên nhủ. Thượng quan huynh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a à, triệu nhã tư chất cường đại tuyên cổ không nghe thấy người thất tinh phường nếu là có năng lực che chở nàng thì cũng thôi đi có thể thất tinh phường cùng ta kim thang môn một dạng chỉ bất quá nhị đẳng thế lực hôm nay tin tức không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ hư không đại lục đến lúc đó nha đầu này coi như không phải người thất tinh phường hương thịnh thể đánh bạc mà là một khối khoai lang bỏng tay thẩm tiền bối muốn thu nha đầu này làm đồ đệ tuy nói có tư tâm nhưng chưa chắc không phải đang giúp ngươi thất tinh phượng thượng quan huynh còn xin nghĩ lại thẩm hưng ở một bên vuốt trâu gật đầu một bộ ta là vì thất tinh phường suy nghĩ tư thế thượng quan tích sắc mặt biến đổi không chừng kim thang môn môn chủ nói lời cố nhiên có mất bất công nhưng cũng rất có thể sẽ phát sinh một cái miêu phi bình không đáng những nhất đẳng thế lực kia huy động nhân lực có thế triệu nhã khác biệt nếu thật bởi vì một cái triệu nhã cho thất tinh phường dẫn tới tai họa vậy hắn phường chủ này coi như muôn lần chết khó từ tội lỗi kim thang môn môn chủ quá khẽ nói thượng quan huynh chẳng lẽ ngươi thật muốn thất tinh phường tai họa liên miên không gượng dậy nổi sao thường quan tích cố gắng chèo chống khí thế trong nháy mắt quể oải xuống tới cả người tự hồ cũng già nua mấy chục tuổi trùng điệp thở dài một tiếng đang chờ lúc nói chuyện ánh mắt bỗng nhiên hướng thanh ngọc ngọn núi bên kia nhìn lại cùng lúc đó bên cạnh hắn thẩm hưng cũng ngẩng đầu bên kia một bóng người lăng không hư độ mà đến người chưa tới âm thanh tới trước duyên phận đã tới không uổng công bản tọa mấy tháng chờ đợi thượng quan tích trong mắt toát ra to lớn kinh hỉ vội vàng đứng dậy Người tới nhẹ nhàng rơi vào Triệu Nhã trước mặt, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, cúi đầu quan sát nàng, khẽ mỉm cười. Triệu Nhã không có chút nào ý sợ hãi, tới đối mặt chỉ cảm thấy người này nhìn xem cực kỳ thân thiết, mà lại thân hình cùng Dương Đại Thúc cực kỳ tương tự. Sớm tại mấy tháng trước Dương Khai hiện thân thất tinh phường thời điểm, liền từng vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, cải biến trong mắt thế nhân hình tượng của mình. Cho nên xuất hiện tại Triệu Nhã bên người mặc dù cũng là hắn thần niệm phân thân, hình dạng cùng bản tôn giống nhau như đúc, nhưng ở Triệu Nhã trong mắt lại là một người khác dáng vẻ. Nhà đầu cùng ta có duyên, có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta." Dương Khai cười mỉm nhìn qua Triệu Nhã. Trên khán đài, Thẩm Hưng sầm mặt lại, lời này hắn vừa rồi cũng đã có nói hai lần, gia hỏa đột nhiên xuất hiện này cũng nói như vậy, chẳng lẽ lại là cố ý đang đánh mặt của hắn. Dưới cơn nóng giận bỗng nhiên đứng dậy, hừ lạnh nói: "Tôn giá người nào?" Cướp người cướp được trước mặt mình tới, Thẩm Hưng há có thể không giận? Thượng quan tích tại dương khai hiện thân đằng sau liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà giờ khắc này chợt lo lắng đứng lên. Bởi vì hắn một mực không biết nhà mình vị này mới thái thượng đến cùng là cái gì đế tôn mấy tầng cảnh, hắn chỉ biết là thẩm hưng có đế tôn hai tầng cảnh thực lực cường đại. Nếu là mới thái thượng so thẩm hưng thực lực muốn thấp, vậy hôm nay sự tình chỉ sợ vẫn như cũ không cách nào lành, mặc dù mới thái thượng cũng có đế tôn hai tầng cảnh, nhưng người ta thẩm hưng phía sau một cái nam đẩu cung, cũng không phải thất tinh phường có thể chống lại. Về phần mới thái thượng là đế tôn tam trọng, thượng quan tích nghĩ cũng không dám nghĩ, chủ yếu là toàn bộ hư không đại lục cũng không có mấy vị đế tôn tam trọng. Ngồi xuống. Thượng quan tích trong ánh mắt, vị kia mới thái thượng nhìn cũng chưa từng nhìn thẩm hưng một chút, chỉ là nhẹ nhàng dưới đất thấp quát một tiếng. Sau đó, thẩm hưng liền thật đặt mông ngồi xuống. Thượng quan tích trừng mắt nhìn lại, chỉ gặp thẩm hưng sắc mặt đỏ lên, trên trán cấp tóc chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi, trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Thẩm hưng tự nhiên không có khả năng thật như thế nghe lời, thái thượng mới một lời như pháp, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh hơn thẩm hưng nguyên nhân. Thượng quan tích cảm xúc bành trướng, vị này mấy tháng trước đó bỗng nhiên xuất hiện tại thất tinh phường thái thượng mới, đúng là một vị đế tôn tam trọng. Trong lòng một tảng đá lớn nặng nề mà rơi xuống, có này thái thượng, thất tinh phường lại sợ người nào. Chương 4685 Ngươi là người xấu Nguồn Mê truyện audio com Gặp qua thái thượng trưởng lão Thất tinh phường, lấy thượng quan tích cầm đầu, đêm hôm đó từng có may mắn nhìn thấy Dương Khai chư vị trưởng lão hộ pháp, cùng nhau không mình hành lễ. Phổ thông thất tinh phường đệ tử tại kinh lịch to lớn kinh ngạc đằng sau, cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Chỉ bất quá trong lòng mỗi người đều là không hiểu, nhà mình lúc nào nhiều như thế một vị thái thượng. Tại sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa nhìn cái này thái thượng vừa rồi biểu hiện, tự hồ so trước đó đến xem lễ thẩm hưng còn muốn lợi hại hơn a à, thẩm hưng là xuất thân nam đẩu cung đế tôn hai tầng cảnh, thái thượng so với hắn lợi hại, đây chẳng phải là tầng ba cảnh đông đảo đệ tử trong lòng khuấy động không thôi ngay sau đó các đại tông môn các đại biểu đến đây xem lễ kia cũng đều đứng dậy hành lễ một vị đế tôn tam trọng ở trước mặt bọn hắn sao dám lãnh đạm duy chỉ có thẩm hưng không đứng dậy nổi không phải hắn không muốn đứng dậy là thật dậy không nổi trên đầu vai phản phất đè ép nguyên một tòa núi lớn liên động một ngón tay khí lực đều không có tràng diện này liếc mắt nhìn sang làm hắn như có chút không coi ai ra gì đồng dạng dững dưng ngồi ở đó để hắn mồ hôi lạnh chảy càng phát ra nhiều hắn đã từng trực diện qua đế tôn tam trọng uy thế nhưng mà tuyệt không giờ phút này giống như mãnh liệt một lời như pháp để hắn không thể động đậy dạng này đế tôn tam trọng so với hắn đã từng thấy qua mấy vị đều cường đại hơn hơn nhiều dương khai nhẹ nhàng phất tay cũng không nói gì đám người liền không tự chủ được lại lần nữa ngồi xuống xuống dưới cái kia kim thang môn môn chủ sắc mặt phức tạp cười khổ nhìn qua thượng quan tích thượng quan huynh Ngươi có thể giấu giếm chúng ta thật đáng a, à. Quý Tông lúc nào nhiều như thế một vị thái thượng trưởng lão, ngươi cũng không chiêu cáo một phen, chúng ta cũng tốt sớm ngày đến đây bái kiến a. À. Trước đó chỗ hắn tâm tích lựa thuyết phục thượng quan tích, đơn giản là không muốn nhìn thấy cùng là nhị đẳng tông môn Thất Tinh Phường ngày sau phát triển an toàn, nhưng hôm nay xem ra, một phen thuyết phục kia căn bản không có ý nghĩa. Coi như không có triệu nhã, người ta có như thế một cái thái thượng trưởng lão tọa trấn, tấn thăng nhất đẳng thế lực đã là chắc chắn sự tình, Kim Thang Môn căn bản không có cách nào cùng người ta so sánh từ nay về sau, Kim Thang Môn là thật muốn ngửa thất tinh phường hơi thở mà cất, hắn tự nhiên cố ý muốn cải thiện một chút cùng thất tinh phường quan hệ. Thường quan tích sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mỉm cười vuốt trâu. Cũng không phải là ta thất tinh phường cố ý giấu giếm, chỉ là thái thượng hắn tính thích u tĩnh, không muốn bị người quấy rầy, cho nên mới không có chiêu cáo thiên hạ. Kim Thang Môn môn chủ gật đầu. Thì ra là thế. Thượng quan tích bỗng nhiên lộ ra vẻ chật hiểu. Ngày đó thái thượng du lịch càng khôn, bỗng nhiên đêm khuya đến thăm, lời nói ta thất tinh phường cùng hắn hữu duyên, cho nên mới sẽ tại ta thất tinh phường định cư lại, chỉ là thái thượng bói toán phía dưới, lại nói duyên phận chưa đến, bây giờ xem ra, duyên phận kia chính là triệu nhã nha đầu này, thái thượng quả nhiên thần cơ diệu toán. Kim thang môn môn chủ ở một bên nghe há to miệng, thế mới biết thất tinh phường cái này thái thượng trưởng lão đơn giản chính là lượng được trong lòng đau đớn không thôi, vì sao người ta thất tinh phường liền vận khí tốt như vậy, nhân vật cường đại như thế chủ động đưa tới cửa đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, làm thất tinh phường một cây định hải thần châm, kim thang môn vì cái gì liền tốt như vậy vận. Hắn nhìn qua trên đại tròn kia một lớn một nhỏ, thật sự là không ngừng hâm mộ. Thất tinh phường bây giờ thế hệ trước có thái thượng trưởng lão tọa trấn, đồng lứa nhỏ tuổi có triệu nhã cái này thiên tư tuyệt thế người, còn có một cái giáp hạ tư chất miêu phi bình, là đại hưng hiện ra a à, trên đài tròn kia, dương khai cùng triệu nhã yên nguyên mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, triệu nhã mặc dù không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng nàng vốn là thông minh lanh lợi nha đầu nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới mơ hồ cảm thấy đứng ở trước mặt mình người này chỉ sợ là cái gì nhân vật cực kỳ lợi hại mà lại không biết vì cái gì người này trước mặt cho nàng một loại rất tin tưởng cảm giác giống như mình tại nơi nào thấy qua nàng đang sững sờ nhưng làm thất tin phường một đám cao tầng cho lo lắng có thế bái nhập thái thượng trưởng lão môn hạ đây là cỡ nào nghịch thiên phúc phận chớ nói chỉ là một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu chính là thái thượng đối với bọn hắn như vậy nói, bọn hắn cũng lập tức cúi đầu liền bái, hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu không biết chuyện, còn chớp mắt to nhìn thái thượng. Lại nhìn có thể nhìn ra hoa gì mà tới sao? Vội vã không nhìn nổi các trưởng lão từng cái truyền âm cho Triệu Nhã, để nàng tranh thủ thời gian bái sư. Triệu Nhã chưa từng trải qua việc này, chỉ cảm thấy bên tai ồn ào không ngớt, không khỏi sở trường lắc lắc, tự như muốn đuổi đi mấy con con rồi. Dương Khai cũng không thúc giục, chỉ là mỉm cười cúi đầu quan sát tiểu nha đầu. Tốt một lát, Triệu Nhã mới nói. Muốn ta bái ngươi làm thầy cũng không phải không thể, bất quá ta muốn cùng Tiểu Bạch ca ca cùng một chỗ bái sư mới được. Trên khán đài, thượng quan tích bọn người một mặt chấn kinh cùng bội phục, cái này đúng thật là nghe con mới để không sợ cọc a. À. Thái thượng trưởng lão tự mình lộ diện thu đồ đệ, đổi lại người bên ngoài đã sớm vui mừng hớn hở đáp ứng, tiểu nha đầu cũng không biết trời cao đất rộng cần điều kiện. Mà lại, cái kia tiểu bạch ca ca là ai a? À? chẳng những thượng quan tích bọn người không biết, đám người vây xem cũng chỉ có số ít đến từ thất tinh tập nhân tại biết được triệu nhã trong miệng tiểu bạch ca ca là cái nào. Trong đám người, Miêu Phi Bình một mặt không nói nhìn qua triệu già bạch, gia hỏa này thật đúng là gặp vận may, vô duyên vô cớ trên trời mất rồi lớn như vậy một khối bánh nướng nện ở trên đầu. Tiểu bạch ca ca là cái nào? Dương Khai biết rõ còn cố hỏi. Triệu nhã quay đầu nhìn một cái. Triệu dạ bạch vội vàng trong đám người đi ra, đi vào triệu nhã bên cạnh, làm một lễ thật sâu. Triệu già bạch bái kiến tiền bối trên khán đài, thượng quan Tích bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Triệu Nhã trong miệng tiểu bạch ca ca lại là tiểu tử này, dù sao mới vừa vặn khảo nghiệm qua, thượng quan Tích còn có ấn tượng, kẻ này tự hồ đành phải cái bính hạ đánh giá, so với Triệu Nhã ngày nữa kém xa. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu nói: Hắn tư chất quá kém, không có tư cách bái nhập môn hạ của ta. Ngươi không thu sao? Triệu Nhã nhìn qua Dương Khai. Dương Khai lần nữa lắc đầu. Triệu Nhã nói: Vậy ta cũng không bái sư nói như vậy lấy lôi kéo triệu già bạch liền muốn đi xuống triệu già bạch không nhúc nhích ngược lại vỗ vỗ triệu nhã tay nhỏ ra hiệu nàng an tâm chớ vội ngẩng đầu nhìn về phía dương khai nói tiền bối ngươi là thất tinh phường người sao không tệ dương khai gật gật đầu triệu già bạch ngu ngơ cười một tiếng vậy liền không quan hệ rồi tiểu nhã tiền bối cũng là thất tinh phường người người bái sư đằng sau chúng ta đều tại thất tinh phường cũng sẽ không tách ra tiền bối là cao nhân ngươi tranh thủ thời gian bái sư triệu nhã lắc đầu nói ta không muốn, ta muốn đi cùng với ngươi. Triệu dạ bạch dậm chân, sông dương khai lộ ra một vòng cười khổ. Xin tiền bối chờ một lát một lát, ta cô muội muội này có chút chết đầu óc, cho ta khuyên nàng vài câu. Dương khai từ chối cho ý kiến. Triệu dạ bạch lôi kéo triệu nhã đi đến một bên, thấp giọng tận tình khuyên bảo khuyên lơn, thanh âm mặc dù ép kịp nhẹ, nhưng lại sao giấu dến được ở đây ở đây rất nhiều võ giả nhĩ lực. Chỉ nghe triệu dạ bạch đối với triệu nhã nói. Tiểu nhã, Thất Tinh Phường những người kia vừa rồi xưng hô hắn là Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi biết Thái Thượng Trưởng Lão là cái gì không? Ân, ừ, mặc dù ta cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định là Thất Tinh Phường lợi hại nhất người lợi hại nhất. Ngươi nếu là có thể bái hắn làm thầy, ngươi liền có thể xông pha. Cái kia Miêu Phi Bình về sau không dám tiếp tục khi dễ ngươi. Ta vừa rồi gặp Miêu Phi Bình sư phụ kia, đối với hắn cũng là rất cung kính đâu. Mà lại ngươi coi như bái hắn làm thầy, chúng ta cũng sẽ không tách ra, đều ở trên Thất Tinh Phường, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Trên khán đài, Thượng Quan Tích bật cười quay đầu đối với quản thiên hành nói tiểu tử này nhìn xem chất phát kỳ thật rất tinh minh tuổi còn nhỏ đã thông đạo lý đối nhân xử thế chính là tư chất quá kém chút hơi chú ý một chút đừng để hắn không biết nặng nhẹ chọc giận thái thượng quản thiên hành nhẹ nhàng gật đầu bất quá tùy ý triệu già bạch như thế nào thuyết phục triệu nhã từ đầu đến cuối cũng không chịu gật đầu đợi cho cuối cùng triệu nhã càng là trực tiếp ngồi xổm xuống đưa lưng về phía triệu già bạch đem đầu vùi vào hai tay ở giữa một bộ không nghe không nghe ta không nghe tư thế triệu già bạch một mặt không thể làm gì giơ tay lên vuốt vuốt triệu nhã đầu triệu già bạch quay người đi hướng dương khai ở trước mặt dương khai ba thước chỗ đứng vững cuối người hành lễ dương khai nói do ngươi nói thiên hoa loạn trụy ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ triệu già bạch nói vãn bối tự biết tư chất ngu dốt không có tư cách bái nhập tiền bối môn hạ không dám có này hy vọng xa vời tiểu nhã có thể được tiền bối coi trọng là phúc phận của nàng vãn bối không muốn bởi vì ta mà hỏng tiểu nhã phúc duyên cho nên vãn bối khẩn cầu tiền bối cho phép ta ở tiền bối bên người làm cái tạp dịch ngày sau có cái gì rườm ra việc nhỏ vãn bối định dốc lòng xử lý không để cho tiền bối phí sức triệu nhã bỗng nhiên ngẩng đầu trên khán đài một đám người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc tuyệt đối không nghĩ tới triệu dạ bạch lại sẽ nói ra lời như vậy dương khai thần sắc đạm mạc mở miệng nói ta cái kia thanh ngọc phong xác thực không có tạp dịch người hầu ngươi như nguyện đi ta sẽ không cự tuyệt bất quá ta sẽ không dạy bảo ngươi bất kỳ vật gì, điểm này ngươi cần nhớ kỹ, kể từ hôm nay, thẳng đến ngươi chết đi lúc, cũng vĩnh viễn chỉ là thanh ngọc phong tạp dịch. Triệu già bạch vui vẻ nói, tiền bối có thể đáp ứng, vãn bối đã vô cùng cảm kích, nào dám hy vọng xa vời mặt khác. Tiểu bạch ca ca, triệu nhã lao đến, lôi kéo tay của hắn muốn đi, ta không bái sư, ngươi cũng đừng là cái gì tạp dịch, chúng ta về thất tinh tập. Tiểu nhã nghe lời. Triệu già bạch ánh mắt kiên định nhìn qua hắn. Triệu nhã hốc mắt đỏ lên, nàng lại há không biết tiểu bạch ca ca là vì nàng mới làm như vậy. Tuy nói tư chất của hắn không tốt, nhưng đã thông qua thất tinh phường rất nhiều khảo thí, đó chính là thất tinh phường đệ tử, về sau luôn luôn có thế tu hành, trở thành võ giả, nhưng nếu là đi cái kia thanh ngọc phong làm tạp dịch, vậy liền thật lại không ngày nổi danh. Bỗng nhiên quay đầu, triệu nhã nhìn hầm hầm dương khai. Ngươi là người xấu. Khi dễ tiểu bạch ca ca đều là người xấu, nàng mới lười nhát quản cái gì thái thượng trưởng lão, cái gì tuyệt thế cao nhân. Dương khai nhếch miệng cười một tiếng, có phải hay không rất muốn đánh ta cho ngươi tiểu bạch ca ca xuất ngụm ác khí triệu nhã không chút do dự gật đầu ánh mắt hung manh vô cùng dương khai nói đơn giản theo ta tu hành sẽ có một ngày tu vi ngươi cao hơn ta muốn làm sao đánh ta liền đánh như thế nào ta triệu nhã ngơ ngác một chút đột nhiên khai khiếu giống như phù phù một tiếng quỳ xuống ở trước mặt dương khai lấy đầu chụp đệ tử triệu nhã bái kiến sư tôn sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn thẳng dương khai hai con ngươi đệ tử định cố gắng tu hành, một ngày nào đó, đệ tử sẽ để cho sư tôn đến thử làm tạp dịch tư vị, tiểu bạch ca ca kinh lịch, ngươi muốn gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Kể từ hôm nay, hư không đại lục thất tinh phường trên thanh ngọc phong, liền nhiều một vị tận sức muốn nhà mình sư tôn làm tạp dịch mà chăm chỉ khổ tu nữ đệ tử, tin tức truyền ra, toàn bộ hư không đại lục vẫn làm một cái cọc chuyện lạ. Chương 4686 Nghe nói ngươi cùng đồ đệ của ta hữu duyên. Nguồn Mê truyện audio.com vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng mới được, sư tôn ta à, tu vi so trời còn cao hơn. Dương Khai cười chỉ chỉ bầu trời. Thẩm Hưng lặng lẽ biểu môi, một mặt khinh thường, lời này cũng chỉ có thể tại một cái không rành thế sự tiểu nha đầu trước mặt hồ suy đại khí. Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Nghe nói ngươi cùng ta đồ đệ này rất hữu duyên. Thẩm Hưng lập tức rơi vào tình huống khó xử, một mặt đỏ lên, liên tục nói không dám không dám. Thất tinh phường cái này thái thượng trưởng lão, tâm nhãn sau mắt gà còn muốn nhỏ a à, trả đũa này tới quá nhanh một chút tốt xấu hắn cũng là nam đậu cung đế tôn cảnh chẳng lẽ không cần mặt mũi cái này trước mặt mọi người để hắn xuống đài không được về sau đâu còn có mặt đi ra ngoài chính bi phẫn ở giữa chỉ nghe dương khai nói nhà đầu ngươi lại đi hỏi một chút cùng vì tiền bối này đến cùng có cái gì duyên phận để hắn cẩn thận nói rõ ràng bằng không lan truyền ra ngoài người bên ngoài chỉ sợ coi là bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ triệu nhã mặc dù đã lập chí phải nỗ lực tu hành một ngày nào đó muốn nhà mình sư tôn đến thử làm tạp dịch tư vị nhưng tạm thời coi như nghe lời nghe vậy lập tức đứng dậy nện bước nho nhỏ bộ phát trực tiếp hướng kháng đài bên kia bước đi đợi cho thẩm hưng trước mặt triệu nhã cung cung kính kính thi lễ một cái giòn tan nói tiền bối sư tôn để cho ta tới hỏi một chút thẩm hưng bận bịu đưa tay không cần hỏi vì đại nhân kia có lẽ là nghe lầm lão hữu cũng không phải là nói ngươi ta ở giữa hữu duyên mà là nói cô nương ngươi cùng lão hữu trong tay một kiện bảo vật hữu duyên Nói như vậy lấy, lấy ra một cái vòng tay bộ dáng đồ vật đến, cười mỉm đưa cho Triệu Nhã. Chính là vật này, lão hữu năm đó có được, một mực trân tàng đến nay, bây giờ đã đụng phải người hữu duyên, liền đưa cho ngươi đi, tạm thời cho là chúc mừng cô nương bái đến lương sư. Trên khán đài, một đám thất tinh phường cao tầng thậm chí đến đây xem lễ các đại thế lực đại biểu nhìn qua vòng tay phong cách cổ xưa mùi hương cổ xưa kia, tất cả đều hít sâu một hơi vòng tay kia, rõ ràng là một kiện phòng ngự đế bảo, mặc dù không biết đến cùng có gì uy năng, nhưng đã là đế bảo, hiển nhiên có giá trị không nhỏ, thẩm hưng thế mà cũng bỏ được đem thứ này lấy ra tặng người. Triệu Nhã không có lập tức đưa tay đón, mà là quay đầu nhìn một cái dương khai, một mặt trưng cầu chi ý, đã thấy dương khai chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phản phất trên trời có cái gì tuyệt thế cảnh đẹp giống như. Triệu Nhã tâm lĩnh thần hội, nhẹ nhàng thi lễ nói. Đa tạ tiền bối. Dũi ra hai tay tiếp nhận vòng tay kia, tại tay mình trên cổ tay khoa tay một chút, nguyên bản lớn tầm vài vòng vòng tay bỗng nhiên tách ra nhu hòa quang mang, cấp tốc thu nhỏ, vừa vặn bọc tại trên cổ tay. Triệu Nhã nhìn ngạc nhiên không thôi. Thẩm Hưng vuốt trâu mỉm cười. Quả nhiên thích hợp rất. Phía sau một trận ướt nhẹp, âm thầm may mắn chính mình phản ứng cấp tốc, nếu không thật đúng là không biết nên như thế nào hóa giải trận này xấu hổ. Triệu Nhã lật qua lật lại, Hoang Thiên hỉ địa nhìn xem chính mình vòng tay mới, nhà cùng khổ hài tử, mà lại tuổi còn nhỏ, đối với đồ trang sức cái gì tự nhiên còn không có khái niệm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nữ hài tử trời sinh ưa thích những thứ này bản tính trong lúc nhất thời cảm thấy người này trước mặt thật là hào phóng dễ thân đối với thẩm hưng lộ ra dáng tươi cười đều ngọt ngào rất nhiều kim thang môn môn chủ bỗng nhiên cười nói thẩm tiền bối minh châu phía trước tại hạ khinh mộc ở phía sau nơi này có một kiện đồ chơi nhỏ không so được thẩm tiền bối lễ vật quý giá mong rằng cô nương không cần ghét bỏ nói như vậy lấy đưa một kiện nho nhỏ cài tóc tới trên cài tóc kia có một cái màu đỏ trùng trùng ngọc lập, sinh động như thật. Cái này thình lình lại là một kiện phòng ngự bí bảo, chỉ bất quá cấp bậc không bằng vòng tay, chỉ có đạo nguyên cấp, nhưng cũng là kim thang môn môn chủ có thể cầm ra quý giá nhất vật. Cho ta sao? Triệu Nhã kinh ngạc liên tục. Kim thang môn môn chủ cười gật đầu. Vậy làm sao có ý tốt? Triệu Nhã một mặt ngượng ngùng, tay nhỏ lại là lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế đem cài tóc kia nhận lấy, trực tiếp đeo ở trên đầu. Kim thang môn môn chủ vừa ra tay này, còn lại mấy cái bên kia đến đây xem lễ các đại tông môn đại biểu cái nào có ý tốt không biểu hiện biểu thị. huống chi, đây chính là cùng thất tinh phường thái thượng trưởng lão rút ngắn quan hệ cơ hội tốt nhất, từng cái nhau nhau khẳng khái mở hầu bao, lấy ra chính mình có thể đưa xuất thủ quý giá nhất lễ vật. Không nhưng này chút tông môn các đại biểu như vậy, liền ngay cả thất tinh phường các cao tầng cũng giống vậy. Dù sao cũng là nhà mình tông môn đệ tử, ngoại nhân đều đã như vậy khẳng khái, bọn hắn tự nhiên không thể chỉ là xem kịch, lúc này, lấy thượng quan tích cầm đầu, các đại trưởng lão các hộ pháp nhau nhau đưa ra quà của mình. Thời gian nháy mắt, Triệu Nhã nhận được lễ vật liền đã bắt không được, mặc trên người, trên đầu mang theo, trên tay xuyên lấy, rực rỡ muôn màu, từng loại, từng kiện, tất cả đều quý giá không gì sánh được. Thượng quan Tích thấy thế, vội vàng cấp Triệu Nhã lấy một viên không gian giới, này mới khiến nàng đem lễ vật chứa đựng. Đám người vây xem đã nhìn ngay người, đều biết kể từ hôm nay, Triệu Nhã tiểu cô nương này quả nhiên là muốn nhất phi trùng thiên vào trong mây. Chỉ là bái cái sư, liền đã thu lễ thu đến mỏi tay, đợi nàng tu hành có thành tựu, lại nên cái gì quan cảnh. nhìn thấy không, đây chính là giữa các ngươi chênh lệch. Dương Khai nói khẽ, đứng ở bên cạnh hắn Triệu Dạ Bạch vui tươi hớn hở mà nhìn xem Triệu Nhã, nghe vậy gật đầu. Các ngươi nhất định là người của hai thế giới, nàng như tại đám mây, ngươi chính là tại nước buồn. Bây giờ nàng tuổi còn nhỏ, chờ nàng trưởng thành, tầm mắt mở rộng, nói không chừng đến lúc đó ngay cả ngươi là ai đều sẽ quên, chỉ có tại ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm, mới có thể nhớ tới, khi còn bé từng có một cái gọi Triệu Dạ Bạch bạn chơi. Dương Khai tiếp tục đã kích hắn, không lưu tình chút nào. Triệu Dạ Bạch gãi gãi đầu, nhẫn nhìn hồi lâu mới nói: Tiểu Nhã tốt, mọi chuyện đều tốt, mà lại Tiểu Nhã nàng sẽ không quên ta. Dương Khai thật sâu nhìn hắn một cái, chỉ mong ngươi trưởng thành về sau cũng có thể nghĩ như vậy. Thất Tinh Phường thu đồ để đại hội kết thúc mỹ mãn, lần này đại hội liên tiếp xuất hiện hai vị giáp đẳng tư chất đệ tử, sự tình rất nhanh lan truyền ra, trong đó một vị giáp hạ tư chất, một vị khác là cùng, chính là giáp thượng tư chất, chân chính tuyệt đỉnh thiên tư mà lại thất tinh phường còn không hiểu thấu thêm ra đến một vị tu vi cao thâm thái thượng trưởng lão, cái kia giáp thượng tư chất đệ tử liền bị hắn thu làm môn hạ, truyền ngôn đến đây thất tinh phường làm khách xem lễ thẩm hưng tại vị này thái thượng trưởng lão trước mặt không dám có nửa điểm vượt qua, thậm chí còn ăn một chút thua thiệt ngầm. Cái kia thẩm hưng thế nhưng là xuất thân nam đậu cung, chính là đế tôn hai tầng cảnh tu vi, ngay cả hắn đều ăn thiệt thòi, có thể thấy được thái thượng trưởng lão kia thực lực mạnh mẽ. Thất tinh phượng tên, một tiếng hót lên làm kinh người. Thanh Ngọc Phong, có bậc thang 1,008 đạo, hai đứa bé dắt dìu nhau, động viên lấy, từng bước một hướng trên đỉnh bước đi. Cùng phong thổi tới, hai đứa bé thân ảnh đơn bạc lung la lung lay, suýt nữa rơi xuống vách núi, vội vàng ngồi sống người xuống, ông ở cùng một chỗ, như trong trời đông giá rét giống như chim cúc trung lẫy bẫy. Thật vất vả đi đến thanh ngọc phong, hai đứa bé đều đã tình trạng kiệt sức, ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Dương Khai đứng tại trước mặt bọn hắn, cúi đầu quan sát bọn hắn, lắc đầu nói. Quá chậm. Triệu Nhã Hữu khí vô lực nguyết hắn một cái nguyên bản bởi vì thu nhiều như vậy lễ vật, đối với sư tôn ác liệt cảm nhận có chỗ cải thiện, nàng tự nhiên cũng biết những người kia sợ dĩ đưa nàng lễ vật, là xem ở chính mình sư tôn trên mặt mũi. Mà giờ khắc này, cái này thoáng cải thiện cảm nhận lập tức trở lại ác liệt, nàng phát hiện, chính mình vị sư tôn này không có cái gì nhân tính. Cái này vẫn chưa xong, dương khai vẫy tay một cái, tiểu nha đầu mang theo trên tay chiếc nhẫn, trên đầu đồ trang sức, trên cổ tay vòng tay liền cùng nhau bay ra ngoài, bị hắn cùng nhau thu hồi. Triệu nhã giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt tựa như mèo bị giẫm đuôi một dạng nhảy dựng lên bổ nhào vào dương khai trên thân một trận cao ngươi cướp đồ vật của ta đem đồ vật trả lại cho ta dương khai nói tu hành một chuyện tối kỵ mượn nhờ ngoại lực những vật này đối với ngươi mà nói bất quá là gánh vác vì sư trước thay ngươi bảo quản lấy ngươi chừng nào thì có năng lực đoạt lại đi lại tìm ta đòi hỏi không muộn triệu nhã cả người treo ở dương khai trên cánh tay ủy khuất ghê gớm đây là cái gì cậu thí sư phụ đơn giản chính là cái cường đạo Triệu Dạ Bạch ở một bên khuyên giải nói. Tiểu Nhã, tiền bối là cao nhân, lời hắn nói ngươi nghe chính là. Dương Khai nghiêng hắn một chút, cười lạnh nói. Thiếu đập bản tọa mông ngựa, đập cũng vô dụng. A à, ô. Triệu Nhã cắn một cái tại Dương Khai trên cánh tay, Dương Khai bình yên như làm, Triệu Nhã răng nhanh băng mất rồi, đau nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Hôm nay sắc trời đã tối, các ngươi lại đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ dạy ngươi tu hành. Dương Khai đem treo ở trên cánh tay Triệu Nhã ngã xuống, tự lo rời đi hai cái tiểu nhân nhi đều ngồi dưới đất, liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Tốt một lát, triệu nhã mới hít mũi một cái. Tiểu bạch ca ca, ta nghĩ lộ gì, muốn bà bà còn có dương đại thúc. Triệu già bạch một bên thay nàng xoa bàn chân, vừa nói. Ta cũng nghĩ. ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Lúc này, Dương Đại Thúc cũng đã về trên tập đem tin tức mang cho mẹ cùng bà bà. Bọn hắn khẳng định đang ăn bánh gạo nếp. Không nói lời này còn tốt, nói một lời này, hai người bụng ùng ục ục kêu lên, lúc này mới nhớ tới, thu đồ đệ đại hội bắt đầu đằng sau liền một mực chưa từng ăn đồ vật, ngay cả nước bọt đều không có uống qua. Đi chúng ta đi trước tìm một chút ăn. Triệu giả bạch cho triệu nhã mặc vào với giày, lôi kéo nàng đứng lên, hướng phía trước một mảnh dãy cung điện đi đến. Sau nửa canh giờ, hai người hữu khí vô lực tựa ở một tòa đại điện cây cột một bên, trong bụng tiếng kêu liên tiếp. Nơi này căn bản liền không có cái gì ăn uống, ngay cả nước bọt đều không có. Người xấu. Triệu nhã đối với đại điện trống trải kêu la dương khai thân hình đột ngột hiển lộ dọa hai đứa bé nhảy một cái triệu già bạch dẫy vội lấy đứng dậy cung cung kính kính hành lễ nói tiền bối ta cùng tiểu nhã đã hơn nửa ngày không có ăn uống gì xin hỏi nơi này có thể có ăn cái gì đồ vật dương khai nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn quả quyết nói không có ngươi là muốn chết đói chúng ta sao triệu nhã tức giận trừng mắt dương khai nếu là muốn bỏ đói chúng ta ngươi làm gì còn muốn thu ta làm đồ đệ dương khai thản nhiên nói Người xấu tự nhiên không có khả năng cho ngươi ăn cái gì, có thể làm sư phụ chưa hẳn liền nguyện ý nhìn ngươi chết đói. Triệu Dạ Bạch sững sốt một chút, sau đó lặng lẽ giật giật Triệu Nhã quần áo. Triệu Nhã cũng phản ứng lại, cúi đầu, tay nhỏ dảo cùng một chỗ, nhăn nhăn nhó nhó nói: Sư phụ, ta đói, ta còn khác. Dương Khai gật gật đầu, chờ lấy. Nói như vậy lấy, đột ngột lại biến mất không thấy. Triệu Dạ Bạch nuốt nước miếng một cái, nhìn chầm chầm Dương Khai biến mất địa phương, gian khổ nói: Tiểu Nhã, ngươi người sư phụ này sẽ không phải là cái quỷ a." À. Triệu Nhã sắc mặt trắng bệch, đem thân thể hướng Triệu Dạ Bạch bên người nhích lại gần. "Tiểu Bạch ca ca, ngươi đừng dọa ta." Chương 4687. Nhà có đồ để sắp trưởng thành. Nguồn: Mê truyện audio.com. Bất quá thời gian qua một lát, Dương Khai liền lại trở về, trên tay bưng một bát cơm trắng, đưa cho Triệu Nhã. Triệu Nhã tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn hắn. "Liền một bát?" "Không đủ." dương khai nhíu mày thế nhưng là còn có tiểu bạch ca ca triệu già bạch liền vội vàng lắc đầu không có việc gì ta không đói bụng triệu nhã đáng thương nhìn qua dương khai sư phụ có thể hay không cho thêm một bát không thể dương khai nói xong lách mình liền rời đi quỷ hẹp hòi triệu nhã mau tức chết rồi chính mình người sư phụ này chẳng những không có cái gì nhân tính còn tiểu khí muốn chết bất quá tóm lại là có ăn trong lòng đối với hắn ấn tượng đã tồi tệ tột đỉnh, sớm biết như vậy liền không bái hắn người sư phụ này, một người lớn khi dễ hai tiểu hài tử, đơn giản không tưởng nổi. Một phen nhún nhường, hai đứa bé đối với một bát cơm trắng ăn như hổ đói, ăn vừa lòng thỏa ý, mặc dù sau khi ăn xong yên nguyên không no, nhưng tối thiểu nhất có một chút khí lực. Hư không đại lục, xuân đi thu đến, cuối mùa hè đông chí, một năm lại một năm. Triệu Nhã Giáp thượng chi tư tuyệt đỉnh phi phạm, thất tinh phường một đám cao tận nguyên bản đối với nàng gửi ở kỳ vọng cao, cảm thấy lấy nàng như thế tư chất, con đường tu hành chắc chắn một đường thông thuận, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể nhẹ nhõm đột phá đế tôn. Nhưng mà 10 năm trôi qua, Triệu Nhã lại mới chỉ bất quá chân nguyên cảnh mà thôi. Con đường võ đạo, từ dưới mà lên, phân tôi thể, khai nguyên, khí động, ly hợp, chân nguyên, thần du, siêu phàm, nhập thánh, thánh vương, phản hư, hư vương, đạo nguyên, đế tôn, chung 13 đại cấp độ. Tuy nói 10 năm nhập chân nguyên tốc độ cũng không chậm, lại là có phụ Triệu Nhã giáp thượng tư chất đánh giá. Phải biết cùng một đám bái nhập thất tinh phường miêu phi bình bây giờ đều đã là siêu phạm cảnh so với triệu nhã trọn vẹn dành trước hai cái đại cảnh giới tin tức truyền đến thế nhân đều chỉ coi cái kia ở tại trên thanh ngọc phong thất tinh phường thái thượng dạy hư học sinh tự thân tu vi tuy cao lại không biết nên như thế nào đi dạy bảo đồ đệ trên đời này cũng không phải là không có người như vậy chính mình hiểu tu luyện chưa hẳn thiện nhân sư hảo hảo một khối ngọc thô bị hắn rèn luyện không còn hình dáng không khỏi vì triệu nhã người tài giỏi không được trọng dụng mà cảm thấy tiếc hận về phần cùng triệu nhã cùng một chỗ tiến vào thanh ngọc phong tạp dịch kia triệu dạ bạch đã sớm bị người quên không còn một mảnh cũng chỉ có thất tinh phường đệ tử thường xuyên có thể nhìn thấy triệu dạ bạch trên núi dưới núi bận rộn mười năm đã qua năm đó bảy tám tuổi hai tử bây giờ đã là mười bảy mười tám thiếu niên hơn mười năm tạp dịch sinh hoạt để triệu dạ bạch sinh thân hình mạnh mẽ hai mắt có thần thanh ngọc phong dưới bên đầm nước triệu dạ bạch dẫn theo hai cái cỡ lớn thùng nước bôn ba mà đến đem thùng nước chứa đầy nước không tới kịp đi liền gặp một đám người rộn rộn ràng ràng, ràng đi đi qua những người này đều là thất tinh phường đệ tử, ở giữa một cái sinh môi hồng trăng trắng, bị đám người vây vào giữa, giống như quần tinh vây quanh vần trăng, so triệu dạ bạch lớn tuổi mấy tuổi, trong tay đông đưa một phương quạt xếp, làm lỗi lạc phong lưu hình, trực tiếp hướng bên này đi tới. Nghe được đồng tỉnh, triệu dạ bạch ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cứng đờ, đám người kia đi vào triệu dạ bạch, vô tình hay cố ý đem hắn vây tụ ở giữa, quạt xếp thiếu niên đùng một tiếng thu quạt xếp, cắm ở sau đầu, hững hờ nhìn qua triệu dạ bạch nói. Ngày hôm trước để cho ngươi chuyển giao cho tiểu nhã sư muội đồ vật, ngươi giao sao? triệu già bạch gãi gãi đầu giao a à. thiếu niên nhíu mày Ở trước mặt giao cho nàng ừm triệu già bạch gật đầu thiếu niên kích động nói tiểu nhã sư muội nói thế nào triệu già bạch trả lời không hề nói gì a à. thiếu niên mặt lộ ngạc nhiên lại hỏi vậy sư muội nhìn sao nói thật ra hay là lời nói dối triệu già bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi thiếu niên trừng mắt đương nhiên là nói thật triệu già bạch sản khoái nói. Không thấy, trực tiếp xé, sau đó gọi ta lần sau không cần để ý ngươi. Thiếu niên một mặt thần sắc mong đợi lập tức hóa thành vô hạn thất lạc, ngay cả sắc mặt kia đều trở nên có chút tái nhợt, phản phất bị trọng thương. Lưu sư huynh. Triệu già bạch khẽ gọi một tiếng, ta còn muốn gánh nước, đi trước a. À. Họ lưu thiếu niên lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Nhất định là ngươi nói cái gì nói xấu, bằng không sư muội như thế nào nhìn cũng không nhìn liền xé tin kia. Rõ ràng lần trước nhìn thấy sư muội thời điểm, nàng còn xong chính mình cười cười nếu không có đối với mình vô ý như thế nào lại cười vui tươi như vậy triệu già bạch vội vàng khoác tay nói ta không có a à, ta không nói gì ta chỉ nói cho nàng đây là lưu sư huynh cho sau đó tiểu nhã hỏi cái gì ngưu sư huynh cậu sư huynh ngươi còn giảo biện lưu sư huynh giận dữ khua tay nói đánh cho ta hắn triệu già bạch lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ông đầu ngồi xuống thân thể co quắp tại cùng một chỗ đừng đánh mặt động tác chi thành thạo, hiển nhiên là trải qua chiến trận. Những năm qua này, theo niên kỷ tăng trưởng, triệu nhã trổ mã càng thủy linh, tông môn trên dưới những sư huynh đệ kia may mắn gặp qua nàng, cái nào không động tâm. Chỉ tiếc triệu nhã ngày bình thường thăm cư thanh ngọc phong, bình thường không hà sơn, để rất nhiều sư huynh đệ muốn nhìn một lần cho thỏa đều là hy vọng xa vời. Kể từ đó, mỗi ngày bôn ba trên núi dưới núi triệu dạ bạch liền trở thành tốt nhất ống truyền lời. Những thư hàm ẩn tình cảm kia, triệu dạ bạch không biết chuyển giao bao nhiêu, bất quá mỗi lần đều bị triệu nhã xé vỡ nát. Thời điểm ban sơ, các sư huynh đệ còn cố kỵ trên thanh ngọc phong vị thái thượng trưởng lão kia uy nghiêm, không dám đối với triệu dạ bạch như thế nào. Tiểu tử này nói là thanh ngọc phong tạp dịch, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. À. Bất quá về sau mọi người phát hiện, thái thượng trưởng lão kia là thật không để ý tới triệu dạ bạch chết sống, liền đều yên tâm. Triệu dạ bạch vì thế cũng chịu không ít đau khổ. Cũng may người xuất thủ cũng có chừng mực, sẽ không hạ cái gì nặng tay. đều biết triệu dạ bạch chỉ là cái không có tu hành qua phạm phu tục tử, đánh hắn thời điểm cũng chỉ là thực hiện một chút quyền cước lực đạo chưa từng vận dụng võ giả lực lượng. Lóc bóp một trận, bụi đất tung bay, triệu dạ bạch bị đánh mặt mũi bầm dập. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng gầm thét truyền đến, chợt một cái eo gấu lưng hổ thiếu niên từ trong rừng cây thoát ra, lôi cuốn lực lượng cùng bạo, công chúng nhiều vây tụ ở bên người triệu dạ bạch sư huynh để trùng kích bốn phía phân tán, không ít người càng là né tránh không kịp, ngã nhào trên đất. Lưu sư huynh trừng mắt nhìn lại, thấp giọng hô nói. Miêu phi bình. Người tới chính là cùng triệu nhã cùng một kỳ bái nhập sơn môn, đồng dạng xuất thân thất tinh tập miêu Phi Bình, hắn hôm nay đã có siêu phẩm cảnh Tu Vi, tại tuổi không sai biệt lắm trong đồng môn, Tu Vi xa xa dẫn trước, cũng bị tông môn cao tầng ký thác kỳ vọng, tu hành vật tư rộng mở cung ứng, chính là rất nhiều lớn tuổi các sư huynh của hắn, Tu Vi cũng không kịp hắn. miêu Phi Bình đưa tay đem triệu già dạ bạch kéo lên, trên dưới quét mắt một vòng, hỏi, không có sao chứ? Triệu già dạ bạch nhếch miệng cười cười, không có chuyện gì, chưa vị sư huynh để nói đùa ta đâu. miêu Phi Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói đều bị đánh thành dạng này còn đùa giỡn với ngươi ngươi cũng cười ra tiếng vậy còn có thế khóc sao triệu già bạch giật giật khóe miệng miêu phi bình hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía cái kia lưu sư huynh tốt xấu cũng đều là thất tinh phường đệ tử tinh nhuệ nhiều người như vậy khi dễ một cái không có tu hành qua người bình thường rất có mặt mũi lưu sư huynh bọn người câm như hến không dám trả lời tu vi của bọn hắn đều không có miêu phi bình cao mà lại trong tông môn địa vị cũng không sánh được có thụ chư vị trưởng lão bọn họ kỳ vọng miêu phi bình nào dám cãi lại, nếu thật là chọc giận người ta, bị đánh một trận đều là đánh vô ích, bọn hắn sư trưởng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ ra mặt. Một đám hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa, đánh các ngươi ta đều ngại ô uế tay của ta, bất quá ta không thu thập các ngươi, luôn có người sẽ thu thập các ngươi. Cái kia lưu sư huynh nghe vậy, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lộ ra nét mừng. Miêu Phi Bình nhìn phiền chán, khua tay nói. Tất cả cút. Một đám người tè ra quần chạy không thấy bóng dáng đợi đám người biến mất về sau, Miêu Phi Bình mới quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Dạ Bạch, đưa tay điểm hắn. Nói ngươi cái gì tốt, đã sớm bảo ngươi không cần trên thanh ngọc phong là cái gì tạp dịch, ngươi lệch không nghe, thường thường bị người đánh một trận, rất dễ chịu. Triệu Dạ Bạch ngu ngơ cười cười. Cầm. Miêu Phi Bình ném đi một cái bình sứ tới, bôi lên tại máu ứ động chỗ, có thể lưu thông máu hóa ứ. Ừm. Triệu Dạ Bạch cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận bình sứ kia mở ra liền bôi lên đứng lên. Miêu Phi Bình thở dài năm đó chúng ta còn nhỏ, ngươi vì có thể làm cho tiểu nhã mùi mùi an tâm bái sư, chủ động vào cái kia thanh ngọc phong làm tạp dịch, những năm này đi qua, tiểu nhã đã là chân nguyên cảnh, về sau con đường của nàng sẽ càng chạy càng rộng, mà ngươi lại có thể thủ nàng bao lâu. Tiếp qua mấy chục năm, tiểu nhã yên nguyên vẫn là cái kia tiểu nhã, ngươi đến lúc đó sợ rằng sẽ biến thành một cái lão già hộm hẹm, ngươi muốn cho tiểu nhã cả ngày đối mặt như thế một cái lão già hộm hẹm, lấy nước mắt rửa mặt sao. Triệu già bạch trầm mặt không nói. Miêu Phi Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, đau dài không bằng đau ngắn chính ngươi suy nghĩ thật kỹ Từng. triệu già bạch yên lặng ứng với trước đó vài ngày ta trở về một chuyến thất tinh tập gặp lộ di cùng bà bà miêu phi bình lại nói triệu già bạch ngẩng đầu lên nói mẹ ta cùng bà bà thân thể thế nào miêu phi bình cười cười rất tốt ngươi đừng lo lắng nhắc tới cũng kỳ quái bà bà lớn như vậy tuổi đã cao càng sống càng trẻ nếp nhăn trên mặt đều so với lần trước ít một chút mẹ ngươi ngược lại là không thay đổi tuổi trẻ chỉ bất quá nhìn căn bản liền không có biến hóa ta đi gặp các nàng thời điểm đơn giản không thể tin được thật sự là kỳ quái các nàng cũng không có tu hành qua tại sao còn có thể dung nhan thường trú đâu dương đại thúc đâu triệu già bạch hỏi miêu phi bình nói ngươi dương đại thúc hai năm trước đã đi trước khi đi bàn giao mẹ ngươi chuyển cáo ngươi muốn ngươi tại thất tinh phường thật tốt nếu là có cái gì không thuận tâm liền về nhà đi dương đại thúc đi rồi sao triệu già bạch thần sắc ảm đạm hắn từ nhỏ đã không có cha, Dương Đại Thúc mang đến cho hắn một cảm giác tự như là cha một dạng, giờ sau không biết bao nhiêu lần hy vọng hắn có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ, như thế là hắn có thể mở miệng hôn một tiếng cha. Chỉ bất quá mỗi lần nói như vậy thời điểm, đều sẽ bị mẹ gõ một đầu bao. Nghe bà bà nói, Dương Đại Thúc có mấy cái thê tử, luôn ở bên ngoài phiêu bạc cũng không phải sự tình, sớm muộn là muốn trở về. Dương Đại Thúc nói, sớm muộn hắn sẽ đến nhìn ngươi cùng tiểu nhã. Miêu Phi Bình lại bổ sung một câu, Triệu Dạ Bạch lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Ta đã biết. Hồi đi. Miêu Phi Bình phất phất tay. Ta đi đây. Triệu Dạ Bạch nói một tiếng, hai tay nhấc lên chứa đầy nước thùng gỗ, bước đi như bay. Miêu Phi Bình khóe mắt kéo ra, âm thầm cảm khái tiểu tử này mặc dù không có tu hành qua, có thế khí lực là thật lớn a, à, người bình thường như thế nào dẫn theo như thế hai thùng nước chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 4688. Bị phạt. Nguồn. Mê truyện audio.com. Triệu Dạ Bạch cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra, theo niên kỷ tăng trưởng, khí lực càng lớn, hai thùng nước sách trên tay, căn bản cảm giác không thấy nửa điểm áp lực. Hắn từng lén lén tìm một khối đá thử một chút, hơn ngàn cân tảng đá lớn, bị hắn một tay liền nâng lên, vẫn rất nhẹ nhõm, cho nên cho tới nay hắn cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào. Việc này hắn không đối Triệu Nhã giấu giếm, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau cũng không có bí mật gì có thể nói, nghe tiểu Nhã nói, trên đời này luôn có một chút người thiên phú dị bẩm, sinh ra liền có người bên ngoài cả một đời cũng vô pháp với tới bản lĩnh. Mà trong đó một loại người, chính là trời sinh lực lớn vô cùng. Triệu già bạch đoán chừng chính mình là thuộc về loại người này, mà lại lên núi 10 năm, ngay cả tiểu bệnh tiểu tai đều chưa từng từng có, mặc dù thường xuyên bị người khi dễ ẩu đả, có thể chính mình giống như cũng da dày thịt béo, những thương thế bị ẩu đã đi ra kia, trên cơ bản ngủ một giấc liền có thể khôi phục lại. Vì thế, triệu nhã từng hứng thú bừng bừng đi tìm sư phụ của mình, đem triệu dạ bạch dị thường báo cáo khẩn cầu sư phụ lại cẩn thận kiểm tra một chút triệu dạ bạch tư chất kỳ vọng tiểu bạch ca ca có thể vào sư phụ pháp nhãn bái nhập môn hạ đáng tiếc là sư phụ sau khi kiểm tra yên nguyên nói triệu dạ bạch tư chất bình thường cũng không có thu hắn dự định tu hành 10 năm bây giờ triệu nhã đã không phải năm đó kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu nàng biết rõ sư phụ cường đại cho nên sư phụ phân tích này để nàng rất là thương tâm nàng đã từng len lén đem sư phụ truyền thụ cho nàng công pháp bí thuật chuyển cáo cho triệu dạ bạch muốn tiểu bạch ca ca cùng nàng cùng một chỗ tu hành tư chất là bình thường hay là xuất sắc tu hành đằng sau có thể nhất nhìn thấy kết quả có thể để nàng tức giận phẫn chính là tiểu bạch ca ca chết đầu óc này đúng là căn bản không có tu hành qua nói là không có trải qua tiền bối đồng ý hắn không thể tự tiện tu hành triệu nhã mau tức chết thanh ngọc phong dưới trên từng đạo bậc thang kia thiếu niên bước đi như bay dẫn theo hai cái chứa đầy nước thùng gỗ chẳng những không có kéo chậm tốc độ của hắn, ngược lại càng lúc càng nhanh, hai tay của hắn bình ổn, trong thùng gỗ tràn đầy kia, giọt nước một giọt chưa từng rơi xuống. Theo tốc độ tăng lên, triệu dạ bạch bên người hư không đều tạo nên từng tầng từng tầng gần sống Chỉ bất quá những biến hóa này, thiếu niên chưa từng chút nào phát giác. Hắn chỉ là ưa thích dạng này chạy, phản phất ngư du biến cả, cả người có một loại muốn cùng thiên địa này hòa làm một thể cảm giác. Năm đó để hai đứa bé leo lên rồng rã một ngày, bàn chân đều mài ra bong bóng 1,008 bậc thang, bất quá thời gian qua một lát liền đã bị bỏ lại đằng sau. Leo lên thanh ngọc phong lúc, trước mặt một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tuổi dậy thì thiếu nữ dung nhan cực đẹp, thanh lệ thoát tục, cũng khó trách thất tinh phường những sư huynh đệ kia gặp nàng liền nhớ mãi không quên, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn hướng trên thanh ngọc phong truyền lại thư. Tiểu Bạch ca ca. Triệu Nhã cười ngọt ngào lấy. Triệu Dạ Bạch dừng lại thân hình, nhìn qua thiếu nữ trước mặt, hơi có chút thất thần, nhớ tới Miêu Phi Bình cùng chính mình nói những lời kia. Triệu Nhã nghiêng đầu một chút. Ngươi làm sao rồi? không có gì. Triệu già bạch lắc đầu, ngươi bài tập làm xong sao? Tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Triệu nhã đưa tay muốn đi tiếp thùng nước kia, triệu già bạch nghiêng người để qua. Không cần, đây là bài tập của ta, quay đầu để tiền bối thấy được lại nên nói ngươi. Triệu nhã biểu môi. Sư phụ chính là quản nhiều, cái này cũng không để cho, vậy cũng không để cho, phiền đều phiền chết. Triệu già bạch cười cười nói. Tiền bối cũng là vì ngươi tốt. Hừ. Triệu nhã tiểu xảo cái mũi hết bỗng nhiên giống như là ngửi thấy cái gì, nhẹ nhàng hít hà, ánh mắt nghi ngờ trên người triệu dạ bạch đảo qua. Triệu dạ bạch có chút mất tự nhiên chạy đi một đoạn, thanh âm truyền đến. Tiểu nhã ngươi trước nghỉ một lát, đồ ăn lập tức làm tốt, quay đầu ta gọi ngươi. Nha! Triệu nhã lên tiếng, đầy mặt mỉm cười nhìn qua triệu dạ bạch thân ảnh. Đợi cho thân ảnh kia tại chính mình trong tầm mắt biến mất đằng sau, triệu nhã nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất, thanh tịnh trong con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nàng tại tiểu bạch ca ca trên thân ngửi thấy một tia nhàn nhạt mùi thuốc. Xoay người, một bước hướng phía dưới núi bước ra, mấy bước về sau, người đã đến chỗ chân núi. Xe nhẹ đường quen đi vào đầm nước kia bên cạnh. Miêu phi bình đang ngồi ở trên một tảng đá, trong miệng ngậm một cây không biết từ nơi nào rút ra cỏ dại, nghe được động tĩnh sau quay đầu nhìn lại, lộ ra một vòng cười khổ. Tới thật là nhanh an ngươi. Triệu nhã hỏi. Đều có ai. Thanh âm kia băng hàng, cơ hồ khiến đầm nước đông kết. Miêu phi bình thở dài mỗi lần đều là dạng này, bọn hắn làm như vậy đến cùng vì cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Mấy lần trước bị ngươi đánh mấy tên kia, một cái kia không phải thật vui vẻ. Bọn hắn khi dễ triệu tiểu bạch, chính là muốn dẫn ngươi ra mặt, sau đó gặp ngươi một mặt, dù là bị ngươi đánh cũng cam tâm tình nguyện. Triệu nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mấy lần trước là ta xuất thủ quá nhẹ. Miêu Phi Bình bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn. Lần này ngươi muốn làm cái gì? chuyện không liên quan ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đến cùng là ai là có thể. Miêu Phi Bình lắc đầu nói. Lần này người ngươi đánh không lại, ngươi bây giờ bất quá chân nguyên tầng 3, người ta thế nhưng là chân nguyên tầng 9, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thần du, ngươi thì như thế nào có thể là đối thủ? Chân nguyên tầng 9 sao? Triệu Nhã Nỉ non một tiếng, bỗng nhiên nhắm lại hai con ngươi, một thân khí thế không có dấu hiệu nào liên tục tăng lên. Miêu Phi Bình ngạc nhiên, không biết Triệu Nhã đang làm cái gì đồ vật, bất quá rất nhanh hắn liền há to miệng, trong miệng nằm lấy cỏ dại rơi xuống cũng không rõ. Tại trong cảm giác của hắn, triệu nhã khí tức trên thân kéo lên đến chân nguyên tầng 3 đằng sau, vẫn không có ngừng dấu hiệu, tiếp tục kéo lên lấy, thẳng đến một cái đỉnh phong ầm vang đột phá, một vòng khí lãng lấy triệu nhã làm trung tâm bộc phát ra. Chân nguyên tầng 4, cái này vẫn chưa xong, sau một lát, chân nguyên tầng 5, sau đó chân nguyên tầng 6. Ngắn mũi thời gian qua một lát, đột phá ba cái tiểu cấp độ. Miêu Phi Bình trong lòng sự khiếp sợ đơn giản tột đỉnh, đây chính là giáp thượng tư chất chỗ kinh khủng đột phá cảnh giới đơn giản cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hắn cũng là giáp đẳng tư chất, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tiến triển so đồng môn sư huynh đệ nhanh rất nhiều, nhưng cùng Triệu Nhã vừa rồi cách làm tương đối, đơn giản không thể so sánh. Lần đầu biết tu vi thế mà còn có thể như thế đột phá. Mặc dù chân nguyên tầng 6 cùng chín tầng yên nguyên chênh lệch 3 cái tiểu cấp độ, nhưng chênh lệch dù sao không có lớn như vậy. Miêu Phi bình khóe miệng kịch liệt co quắp, lần đầu sinh ra mình không bằng người cảm giác, mắt thấy Triệu Nhã đằng đằng sát khí cũng không còn kiên trì báo ra một người danh tự triệu nhã đưa tay ở trong hư không một nắm một cây ngân thương chọc vào trên tay nhỏ quay người rời đi miêu phi bình trong lòng cùng loạn mơ hồ cảm giác có cái gì đại sự sắp phát sinh vội vàng đưa tin sư tôn của mình quản thiên hành sau một nén nhang một kiện đồng môn tương tàn sự tình chấn động thất tinh phương một cái tên là lưu nghị đệ tử chẳng biết tại sao cùng trên thanh ngọc phong triệu nhã lên xung đột hai người ra tay đánh nhau kết quả lại là tu vi cao hơn ba cái tiểu cấp độ lưu nghị bị đánh không hề có lực hoàn thủ thời khắc sống còn nếu không phải quản thiên hành trưởng lão xuất thủ ngăn cản cái kia lưu nghị chỉ sợ muốn làm trận mất mạng dù là như vậy lưu nghị cũng bị đánh trọng thương không có tầm năm ba tháng tu dưỡng mơ tưởng xuống giường trận chiến này chấn động thất tinh phường trên dưới đến một lần nhiều năm như vậy đến đồng môn ở giữa tuy có thi đấu cũng lúc đó có bị thương nhưng lại chưa bao giờ có người thật hạ cái gì tử thủ lần này triệu nhã lại làm như vậy theo người vây quanh kia nói triệu nhã xuất thủ chiêu chiêu trí mạng đơn giản chính là chạy lấy cái kia lưu nghị tính mệnh đi Thứ hai, triệu nhã thân phận không thể tầm thường so sánh, chính là thanh ngọc phong vị kia tọa hạ đệ tử duy nhất, tuy nói những năm này triệu nhã trưởng thành có phụ thất tinh phường cao tầng chờ mong, nhưng thân phận này cùng địa vị lại là sẽ không cải biến, đổi lại cái khác đệ tử làm ra loại sự tình này, nhẹ thì trục xuất môn tường, nặng thì phế bỏ tu vi, có thể chuyện xảy ra tại triệu nhã trên thân, ai dám? Ba cái, lấy chân nguyên tầng 6 đối chiến chân nguyên tầng 9, đúng là lưu nghị bị đánh không hề có lực hoàn thủ lấy yếu thắng mạnh loại sự tình này cũng không phải chuyện hiếm là gì, nhưng giữa lẫn nhau lúc chiến đấu thực lực sai biệt cách xa liền khó có thể lý giải được. Lưu Nghị bị nó sư tôn tự mình lĩnh trở về dưỡng thương, thất tinh phường cao tầng trong đêm tụ tập một đường, tìm hiểu sự tình ngọn nguồn, thương nghị chuyện khắc phục hậu quả. Trên thanh ngọc phong, triệu nhã lén lén lúc lúc làm tạc đồng dạng chạy trở về, vừa mới quan trên đỉnh, liền gặp sư tôn đang đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn nàng, triệu nhã thân thể cứng đờ, cúi đầu xuống, nhăn nhăn nhó nhó đi vào dương khai trước mặt, con mắt thấp mũi chân của mình, nói khẽ, sư phụ. Mặc dù khi còn bé trong lòng quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu hành, sớm muộn cũng có một ngày muốn đem sư phụ dẫm tại dưới chân, để hắn nếm thử làm tạp dịch tư vị. Nhưng hơn 10 năm ở chung xuống tới, khi còn bé những tâm tư đó đã sớm không có, sư phụ đối với nàng rất tốt, trong nội tâm nàng cũng xem hắn như thầy như cha. Đột phá tầng 3 Dương Khai hỏi Triệu Nhã cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Dương Khai thở dài một tiếng. Kỳ thật lấy bản lãnh của ngươi, liền xem như chân nguyên tầng ba cảnh, đối phó một cái chân nguyên tầng chính cũng không uổng phí chuyện gì, không cần thiết đi đột phá. Triệu Nhã biểu môi nói. Đệ tử không biết tên kia lại như vậy yếu. Dương Khai nói. Không phải người ta yếu, là người đủ mạnh. Triệu Nhã ngẩng đầu nét mặt tươi cười như hoa. Là sư phụ lối dạy tốt. Dương Khai quay đầu hô. Triệu Tiểu Bạch. Đến rồi, đến rồi. Một mực trốn ở bên cạnh vùng trọng ngắm nhìn Triệu Già Bạch vội vàng từ ẩn thân chỗ chạy ra, đợi cho Dương Khai trước mặt trạm định tiền bối có cái gì phân phó? Dương khai khoát tay, liền đem trong phòng bếp chung đựng nước chứa đầy nước kia bắt lại đi ra, hướng triệu dạ bạch trên đầu vừa để xuống. Triệu dạ bạch giật mình, cũng không dám loạn động, vội vàng đưa tay đem vạt nước đứng vững. Cũng may mà hắn lực lớn vô cùng, đổi lại khác người bình thường, chỉ sợ muốn bị nước này vạt đè thành bánh thịt. Triệu nhã hôm nay đột phá tầng 3 tiểu cảnh giới, ngươi liền đứng ở chỗ này ba ngày, nếu là có một giọt nước vẩy xuống, ngươi liền có thể xuống núi. Triệu Dạ Bạch không có nửa điểm oán hận chi ý, ngược lại như trút được gánh nặng, trùng điệp đáp. Tiền Bối yên tâm, tuyệt không để một giọt nước vẫy xuống. Người bên ngoài không biết rõ ràng là giáp thượng tư chất Triệu Nhã vì sao những năm này tu vi tiến triển chậm chạp, hắn là biết đến, bởi vì Triệu Nhã nói, đây là tiền bối cố ý áp chế kết quả, nếu không lấy Triệu Nhã vô song tư chất, thời gian 10 năm chỉ sợ đã đột phá tới nhập thánh cảnh. Vừa rồi hắn nghe nói tiểu nhã mùi mùi đột phá ba cái tiểu cấp độ, còn lo lắng tiền bối có thể hay không của trách, bây giờ ngược lại là thở dài một hơi chương 4689. Liệt mã cùng dây cương. Nguồn. Mê truyện audio com Sư phụ ngươi vì cái gì mỗi lần đều như vậy, rõ ràng là đệ tử phạm sai lầm, ngươi lại vẫn cứ đi trừng phạt tiểu bạch ca ca. Triệu nhã cả giận, cũng chỉ có lúc này, nàng mới có thể cùng Dương Khai mạnh miệng vài câu, ngày thường biểu hiện hay là rất ngoan ngoãn. Từ lên cái này Thanh Ngọc Phong bắt đầu đã là như thế, mỗi khi nàng phạm sai lầm, chính là triệu dạ bạch bị phạt thời điểm, thời điểm ban sơ là không cho phép ăn cơm, không cho phép đi ngủ, lại hoặc là xuống núi lấy chừng trăm thùng nước, cho tới bây giờ hơi một tí liền để hắn định lấy vật nặng đứng lên mấy ngày. Tiểu Bạch ca ca mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng dù sao chưa từng tu hành, mang một cái chứa đầy nước vạt nước ở chỗ này không ngủ không nghỉ đứng lên ba ngày cũng chưa chắc có thể kiên trì xuống tới, huống chi còn không thể để nước vung xuống tới. Đã biết, vậy liền không cần phạm sai lầm. Dương khai nhàn nhạt nhìn nàng. Đệ tử không phục. Triệu nhã ủy khuất nói. Chịu đựng. Triệu nhã ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, bỗng nhiên đi đến triệu dạ bạch bên người, cùng hắn sánh vai đứng đấy, phù phù một tiếng quỳ xuống, tức giận nói. Đệ tử cũng muốn cùng một chỗ bị phạt. Dương Khai không nói một lời, quay người rời đi. Nếu không lấy người ngươi nhất quý trọng làm trừng phạt, ngươi thì như thế nào có thể nhớ kỹ giáo huấn? triệu nhã nhìn như nhu thuận, nhưng từ nhỏ trong lòng liền có một cổ lợi khí, cái này có lẽ cùng nàng tại hài nhi lúc liền bị phụ mẫu vứt bỏ có quan hệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng duy nhất chân chính quan tâm, cũng chỉ có triệu dạ bạch, chính là hắn sư phụ dạy bảo 10 năm này cũng không cách nào đánh đồng. Lần này giận mà đồng sát cơ, vì cho triệu dạ bạch báo thù, càng là đối với cái kia lưu nghị ra tay đánh nhau, nếu không phải quản thiên hành ngăn cản kịp thời, lưu nghị thật muốn cho nàng giết. Triệu nhã nhất định là muốn trở thành một thất dữ dằn liệt mã, mà triệu dạ bạch chính là buộc ở trên người nàng dây cương. Năm đó Dương Khai đưa nàng từ trong núi kiếm về, đưa đến vu lộ cửa ra vào thời điểm, cũng chưa từng nghĩ đến triệu nhã tư chất tu hành đúng là nghịch thiên như vậy. Bóng đêm yên tĩnh, trong bụng tiếng kêu liền lộ ra đặc biệt vang dội quỳ ở bên người triệu dạ bạch triệu nhã vỗ đầu một cái đứng lên nói tiểu bạch ca ca ngươi chờ một chút ta đi phòng bếp tìm một chút ăn cho ngươi cái này không tốt à triệu dạ bạch hướng dương khai rời đi phương hướng liếc mắt nhìn ta chính bị phạt đâu triệu nhã khẽ nói sư phụ chỉ nói phạt ngươi tại nơi này đứng lên ba ngày không để cho nước tung ra đến lại không nói để cho ngươi không ăn không uống ngươi cũng không có tu hành qua ba ngày không ăn không uống làm sao chịu được nói như vậy lấy, trực tiếp chạy vào phòng bếp. Cũng may Triệu Dạ Bạch trước đó liền đã làm xong cơm tối, Triệu Nhã đựng tràn đầy một chậu đi ra, đứng ở bên người Triệu Dạ Bạch từng muốn từng muốn đút cho hắn ăn. Tình hình này nếu là để cho Thất Tinh Phường các sư huynh để nhìn thấy, chỉ sợ muốn nện đủ bỗng nhiên ngực, ảm đạm thương tâm. Thiếu niên thiếu nữ lại là nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Bên miệng dính hạt cơm, cũng bị Triệu Nhã đưa tay vê thành xuống tới, đưa đến Triệu Dạ Bạch trong miệng, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Triệu Nhã quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp lấy thượng quan tích cầm đầu một đám thất tinh phường cao tầng cùng nhau leo lên thanh ngọc phong nhìn thấy bên trong một cái lão giả choai choai triệu nhã nhìn không được hừ một tiếng quản thiên hành hít mũi một cái ngầm cười khổ trong lòng tự nhủ chính mình trêu ai ghẹo ai bất quá chỉ là từ dưới tay nạn đem lưu nghị cấp cứu xuống dưới cái này không cho mình sắc mặt tốt nếu thật là bảo ngươi đem lưu nghị giết đi đó mới là thật phiền phức bất quá nhìn triệu nhã cùng triệu dạ bạch bộ dạng này tự hồ là đang bị phạt a à. một đám người vội vàng nhìn không chớp mắt phản phất không thấy được hai người một dạng từ bên cạnh rời đi, không dám đáp lời, vạn nhất gây triệu nhã thẹn quá hóa giận, một đám lão gia hỏa coi như thật không xuống đài được. đi tới trước đại điện, thường quan tích không người nói. thường quan tích mang theo chiêu trưởng lão, bãi kiến thái thượng. trong đại điện truyền đến dương khai thanh âm, chuyện đã xảy ra ta đã biết, đúng sai bất luận, ngày sau ước thúc tốt môn hạ đệ tử, lại có trêu chọc ta người trong thanh ngọc phong, mặc kệ người nào, ta tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. thường quan tích không dám có bất kỳ dị nghị, không người nói cẩn tuân thái thượng chi lệnh. Một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, trùng trùng điệp điệp mà đi, trong lòng tảng đá lớn nhưng đều là rơi xuống, lần này mặc dù là cái kia lưu nghị bị thiệt lớn, triệu nhã tàn tật đồng môn, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ đều sợ hãi gây thái thượng nổi giận. Bây giờ thái thượng chỉ là hơi có cảnh cáo, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiền bối hắn mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng vẫn là hướng về ngươi. Triệu dạ bạch đang ăn cơm, mơ hồ không rõ nói triệu nhã giữ im lặng. Ngươi quay đầu cùng tiền bối nhận cái sai, còn có về sau không cần luôn bởi vì ta chống đối hắn, tiền bối liền ngươi như thế một người đệ tử, ngươi chống đối hắn hắn sẽ thương tâm. Ừm ân, ta đã biết. Triệu nhã không chỗ ở gật đầu, đưa tay cầm quần áo xoa xoa triệu dạ bạch khóe miệng. Ta lại đi lấy chút cơm tới. Triệu dạ bạch lực lớn vô cùng, lượng cơm ăn cũng là vô cùng khó tin, tốt trên thanh ngọc phong cũng không thiếu ăn uống, nếu là còn tại thất tinh tập, chỉ sợ sớm đã đem nhà cho ăn hết sạch. Đem triệu dạ bạch cho ăn no, triệu nhã chính mình cũng tùy tiện ăn một chút, liền lại lần nữa quỳ ở bên người triệu dạ bạch, bồi tiếp hắn. Nhìn qua người bên cạnh, triệu dạ bạch lại nghĩ tới ban ngày miêu phi bình mà nói, những lời kia từng chữ từng chữ, giống như đại chủ y đồng dạng đánh tại trong đầu của hắn. Mấy chục năm sau, không có tu hành qua chính mình khẳng định đã đã có tuổi, có thế tiểu nhã như trước vẫn là cái kia tiểu nhã, đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghe nói người tu hành, tu vi càng cao, sống càng lâu. Hắn tự hồ nhìn thấy mấy chục trên trăm năm về sau, tại chính mình một phần trước, tiểu nhã thương tâm gần chết một màn Hắn không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Cũng không biết trải qua bao lâu, tựa ở trên đùi hắn Triệu Nhã bỗng nhiên phát giác có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp Triệu Dạ bạch thân thể khẽ run, toàn thân trên dưới huyết nhục nổi lên, trong cổ họng càng là truyền ra một trận kiềm chế gầm nhẹ. Từ nơi sâu xa, Triệu Nhã thậm chí phát giác được trong thiên địa này có đồ vật gì đang không ngừng tràn vào tiểu bạch ca ca trong thân thể, có thể nàng vô luận như thế nào dùng tâm điều tra, lại cũng phân biệt không ra vậy rốt cuộc là cái gì. Không gian đẳng xuất từng tầng từng tầng gần sống. Triệu Nhã một đôi mắt trừng lớn, chỉ cảm thấy hẳn là gần trong gan tất tiểu bạch ca ca, bỗng nhiên cách mình càng ngày càng xa. Không đợi nàng mở miệng, Triệu Dạ Bạch tự như quỷ mị đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Vạt lớn một mực bị hắn đội ở trên đầu, chứa đầy nước kia ầm vang rơi xuống. Triệu Nhã kinh hô một tiếng, đưa tay vừa nhất, đem vạt nước nâng lên, nhẹ nhàng để dưới đất, lúc này mới lo lắng la lên. Tiểu Bạch ca ca, Tiểu Bạch ca ca, ngươi ở đâu? Bên người một cổ gió nhẹ thổi qua, Triệu Nhã quay đầu nhìn lại, hoảng sợ đang xen mà nói. Sư phụ, tiểu bạch ca ca không thấy. Nàng nhanh khóc lên, qua nhiều năm như vậy cùng tiểu bạch ca ca sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tách ra qua, thế nhưng là tối nay tiểu bạch ca ca ngay tại chính mình mí mắt dưới, đột ngột biến mất. Dương khai sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, mặc dù triệu dạ bạch sớm tại từ trong bụng mẹ thời điểm, hắn liền phát giác được đứa nhỏ này có hy vọng truyền thừa y bác của hắn, lại không nghĩ rằng hắn trên không gian chi đạo có thể như vậy phù hợp. Những năm gần đây hắn không có dạy bảo triệu dạ bạch tu hành, tận lực chèn ép hắn, thậm chí dung túng dưới núi đệ tử khi dễ hắn, chủ yếu là muốn khảo nghiệm một chút tâm tính của hắn. Như Triệu Dạ Bạch tâm tính không tốt, mặc kệ hắn trên không gian chi đạo thiên tư cao bao nhiêu, Dương Khai cũng sẽ không truyền cho hắn không gian chi đạo. Cũng may Triệu Dạ Bạch có một người mẹ tốt, từ nhỏ dạy bảo hắn thiện chí giúp người, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mặc kệ tại trong nghịch cảnh cỡ nào, cũng có thể lạnh nhạt chỗ chi. Mười mấy năm qua, Dương Khai tốn hao to lớn tinh lực, lặng yên không một tiếng động cải thiện lấy thể chất của hắn, nếu không có như vậy, triệu dạ bạch như thế nào lại lực lớn vô cùng. Triệu dạ bạch căng cơ đã đánh tốt, dương khai khảo nghiệm cũng sắp kết thúc. Chưa từng nghĩ, tối nay lại có như thế biến cố phát sinh, tiểu tử này vừa rồi cũng không biết suy nghĩ lung tung thứ gì, lại trong lúc lơ đãng dẫn động tự thân tiểu càng không không gian pháp tác đạo ngấn, lúc này mới đột ngột xuyên thẳng qua đến trong khe hẹp hư không đi. Mà kẻ hở hư không này, thì là tự thân tiểu càng không cùng ngoại giới kẻ hở, liền ngay cả dương khai cũng vô pháp toàn diện tả hữu. Sư phụ, ngươi mau cứu tiểu bạch ca ca, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, van cầu ngươi mau cứu tiểu bạch ca ca. Triệu nhã hai mắt đẫm lệ nhìn qua Dương Khai, sư phụ là không gì làm không được, tiểu bạch ca ca tuyệt đối sẽ không có việc. Chớ quấy rầy. Dương Khai khẽ quát một tiếng, ánh mắt ở trong hư không du ly bất định, trong mắt quan mang kỳ lạ lấp lóe, tầm mắt bày biện ra cùng người thường hoàn toàn khác biệt cảnh sắc, xuyên thấu qua hư không cách trở kia, nhìn về phía trong khe hẹp hỗn động hư vô. Tốt thời gian qua một lát, Dương Khai mới bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay hướng trong hư không tìm kiếm một trảo này vừa thu lại ở giữa triệu già bạch bị cả người hắn đề trở về tiểu bạch ca ca triệu nhã khóc lê hoa đái vũ trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất đè ở trên người hai tay gắt gao ông cổ triệu già bạch giống như vừa để xuống tay liền sẽ triệt để mất đi triệu già bạch biểu lộ có chút choáng váng bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi trong nháy mắt đó suy nghĩ của hắn hoàn toàn dừng lại chỉ ở rất khó chịu rất khó chịu đằng sau đột nhiên tiến vào một chỗ cực kỳ hoang vu sau đó lại xuất hiện ở đây cả người phản phất giống như nằm mơ. Thế nào? Triệu dạ bạch kinh ngạc hỏi, trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc cũng làm cho tay chân hắn lúng cuốn. Lúc này mới hậu tri hậu giác, tiểu nhã đã lớn như vậy nha. Dương khai ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Triệu dạ bạch đỏ mặt vỗ vỗ triệu nhã phía sau lưng. Không sao tiểu nhã, trước đứng lên. Tư thế này thực sự quá bất nhã xem, tiền bối còn ở bên cạnh nhìn chầm chầm đâu. Hai người đứng dậy, triệu nhã yên nguyên khóc thúc thích không ngừng, ánh mắt một cái chớp mắt không rời mà nhìn chầm chầm vào triệu Già bạch, trong mắt tràn đầy mất mà được lại nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng là thật phát giác tiểu bạch ca ca có thể sẽ vĩnh viễn rời đi chính mình. Vừa rồi đến cùng thế nào? Triệu Già bạch thấp giọng hỏi. Triệu nhã ngẹn ngào, Đức Quảng đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, đang khi nói chuyện, hai tay một mực nắm lấy triệu dạ bạch cánh tay, làm sao cũng không buông tay. Triệu Già bạch vào đầu nói. Ta giống như làm giấc mộng một dạng. Triệu nhã mắt đỏ nhìn về phía Dương Khai. Sư phụ, tiểu bạch ca ca sẽ không còn có chuyện đi. Dương khai nói. Đừng lại tùy tiện dẫn động loại lực lượng kia, liền sẽ không có việc. Đa tạ tiền bối, ta nhớ kỹ. Triệu già bạch trùng điệp gật đầu, hắn không biết loại lực lượng kia là cái gì, lại biết sẽ để cho triệu nhã lo lắng hải hùng. Tiểu bạch ca ca ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái? Có lời nói nhất định phải nói cho sư phụ, thật không có sao, ngươi lại cẩn thận cảm thụ cảm giác. Dương khai phất tay áo rời đi, nam nữ trẻ tuổi cái này anh anh em em làm hắn giống như già mấy trăm tuổi một dạng. Chương 4690 Thiên Phú Dị Bẩm Nguồn Mê Truyện Audio com Tiểu Bạch ca ca ngươi thật là một cái chết đầu óc. Triệu Nhã tức giận quỳ gối bên chân hắn. Triệu Già Bạch một tay nâng vạt nước, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Triệu Nhã đầu, cũng không phản bác, chỉ là gượng cười. Vừa rồi ra lớn như vậy biến cố, rõ ràng có thể thừa cơ đi về nghỉ, hết lần này tới lần khác Triệu Già Bạch nói tiền bối ba ngày trừng phạt kia còn không có kết thúc, cái này liền lại đem vạt nước chứa đầy nước kia cho nhô lên tới. Triệu Nhã cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện bồi quỳ một bên, bất quá lần này thân thể lại là dán chặt lấy Triệu Dạ Bạch đùi, không chịu để cho hắn rời đi chính mình mảy may. Trời tối người yên lúc, Triệu Nhã chợt nghe bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tiểu Bạch ca ca đúng là đã ngủ. Nhìn chằm chằm khuôn mặt trăm xem không chán kia, Triệu Nhã cười thơm ngọt, cũng liền Tiểu Bạch ca ca có thế có phần này dị bẩm thiên phú bản sự, trên đời này không có tu hành qua người bình thường, lại có cái nào có thể định lấy như thế một cái chứa đầy nước chung đựng nước ngủ như vậy an ổn. Tiểu Bạch ca ca quả nhiên là lợi hại nhất. Lúc trời sáng, Triệu gia Bạch mới ung dung tỉnh lại, cũng không biết tại sao, chau mày, nhiều lần muốn nói lại thôi, lại từ bỏ dự định. Ngày thứ hai, Triệu già Bạch tráng chống đỡ lấy tinh thần, cố gắng để cho mình không ngủ, nhưng không biết vì cái gì, bóng đêm vừa hàng lâm liền buồn ngủ chịu không được, cùng Triệu Nhã nói mấy câu, liền lại ngủ say đi qua. Ngày thứ ba cũng giống như thế, Tỉnh nửa tới thời điểm, Triệu Dạ Bạch bỗng nhiên cảm giác mình thân thể có chút cùng ngày thường khác biệt, nhưng đến cùng bất đồng nơi nào, còn nói không rõ ràng. Quay đầu nhìn lại lúc, chính gặp Triệu Nhã một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn chầm chầm vào hắn. Làm sao rồi? Triệu Dạ Bạch không hiểu hỏi. Tiểu Bạch ca ca ngươi nhập khai nguyên cảnh. Cái gì khai nguyên cảnh? Triệu Dạ Bạch có chút mờ mịt, chợt giật mình. Cái kia khai nguyên cảnh. Mười năm này, hắn mặc dù một mực trên thanh ngọc phong làm tạp dịch, làm chút việc khổ cực, cũng chưa từng tu hành qua, càng không có người dạy bảo hắn như thế nào tu hành, nhưng dù sao cùng triệu nhã ở chung được lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, cũng biết con đường võ đạo cấp bậc phân chia. Khai nguyên cảnh, chính là võ đạo đẳng cấp đệ nhị đại cấp độ. Yên lặng cảm thụ một trận, xác thực tin tường cảm giác được, thể nội có một cổ trước kia không từng có qua năng lượng, ngay tại kinh mạch cùng trong huyết nhục chảy xuôi, rất vui. Đây chính là khai nguyên cảnh. Triệu già bạch thì thào thất thần, từ nhỏ hắn liền có một cái mơ ước, đó chính là gia nhập thất tinh phường tu hành trở thành cường đại võ giả, nhưng mà 10 năm trước vì để cho Triệu Nhã Miễn đi nỗi lo về sau bái nhập Thanh Ngọc Phong, hắn tự tuyệt con đường phía trước, chủ động thỉnh cầu tiến vào Thanh Ngọc Phong làm cái tạp dịch. Những năm gần đây, mỗi lần xuống núi lấy nước, nhìn thấy những người đồng lứa tu hành có thành tựu kia, hắn đương nhiên hâm mộ, nhưng cũng từ trước tới giờ không hối hận. Hắn đã qua tu hành tốt nhất niên kỷ, theo niên kỷ tăng trưởng, hồi nhỏ mộng tưởng cũng chậm chậm dập tắt, có thể nhìn xem tiểu nhã mỗi năm lớn lên, trở nên mạnh hơn, liền đã là hắn vui vẻ nhất sự tình. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại vẫn có thể đạp vào con đường võ đạo. Là mấy ngày trước đây trận kia biến cố nguyên nhân. Triệu Nhã hỏi, không ai dạy bảo tiểu bạch ca ca tu hành, hắn lại đột nhiên tấn thăng khai nguyên cảnh, không thể nghi ngờ là không bình thường. Triệu già bạch lắc đầu. Không phải, có lẽ là cùng ta mấy ngày nay tự dưng ngủ say có quan hệ, tiểu nhã, ta mấy ngày nay ngủ thời điểm, trong đầu luôn có một thanh âm nói nhỏ, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng tự mình làm mộng, chưa từng để ý, ai ngờ mỗi ngày như vậy. Dạng gì thanh âm? triệu nhã khẩn trương hỏi nói không rõ ràng triệu già bạch lắc đầu bất quá thanh âm kia nói đồ vật ta đều nhớ kỹ ngay sau đó triệu già bạch đem trong lúc ngủ mơ biết được tin tức êm tai nói triệu nhã nghe xong đưa tay che lại môi đỏ đây là một thiên cực kỳ cao thâm công pháp tu hành công pháp tu hành triệu già bạch giật mình tại sao có thể như vậy triệu nhã lại vui vẻ nói đây là chuyện tốt tiểu bạch ca ca không cần lo lắng triệu già bạch một mặt lo lắng thế nhưng là tiền bối hắn từ trước tới giờ không để cho ta tu hành nếu để cho tiền bối biết triệu nhã đưa tay dọc tại bên miệng thở dài một tiếng còn quỷ quỷ túy túy nhìn trái phải một chút làm tặc một dạng thấp giọng nói ngươi không nói ta không nói sư phụ hắn sẽ không biết sư phụ hắn cho tới bây giờ đều không dạy bảo ngươi tu hành chỉ đem ngươi coi tên tạp dịch bây giờ ngươi có cơ duyên này hẳn là cố mà trân quý mới là tiểu bạch ca ca ngươi quên khi còn bé đã nói rồi một ngày nào đó ta muốn trở thành trên đời này cường đại nhất võ giả đóng một gian căn phòng lớn, đem mẫu thân, tiểu nhã, bà bà cùng Dương Đại Thúc đều tiếp tiến đến, người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ sinh hoạt. Triệu Dạ Bạch có như vậy trong nháy mắt động tâm, bất quá rất nhanh liền lắc đầu nói. Không thành không thành, việc này ta phải nói cho tiền bối, nhìn tiền bối nói thế nào, hắn nếu để cho ta tu hành, ta liền tu hành, hắn nếu không cho, ta liền không tu hành. Mà lại công pháp này cũng không biết có vấn đề hay không đâu, vạn nhất có vấn đề gì, vậy ta về sau chẳng phải là muốn trở thành tà ma ngoại đạo nói như vậy lấy nhẹ nhàng buông xuống trên đầu vạt nước trực tiếp hướng dương khai chỗ tẩm điện bước đi tiểu bạch ca ca ngươi thật là một cái ngốc tử triệu nhã khí dậm chân nhưng lại không ngăn cản nổi chốc lát triệu già bạch vào đầu đi trở về một mặt mờ mịt triệu nhã đưa lưng về phía hắn mọc lên ngột ngạt không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất tay nắm lấy bên cạnh cỏ non chém thành muôn mảnh bỗng nhiên quay đầu đằng đằng sát khí sư phụ nói thế nào triệu già bạch yên nguyên vào đầu tiền bối không nói gì đâu, trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài. Triệu nhã nháy mắt mấy cái, vui vẻ nhảy dựng lên, hai mắt sáng lên nói. Sư phụ nếu không nói gì, đó chính là cho phép ngươi tu hành. Tiểu bạch ca ca có thể tu hành, tiểu bạch ca ca có thể tu hành rồi. Triệu nhã giật nảy mình, nước mắt đều nhanh đi ra. Triệu dạ bạch cũng đi theo nhếch miệng cười. Miêu Phi Bình trước đó lời nói để tâm hắn như đau dảo, nhưng bây giờ nếu có thể tu hành, như vậy hết thảy lo lắng cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chỉ cần hắn cố gắng, tu hành cùng tiểu nhã, liền có thể theo nàng đi thẳng cực kỳ lâu thật lâu. Tiểu bạch ca ca ngươi cười thật là ngu. Triệu nhã xoa xoa khóe mắt nước mắt. Triệu già bạch lại đột nhiên nói. Tiểu nhã, ngươi nói công pháp này có phải hay không tiền bối truyền thụ cho ta sao? Triệu nhã ngơ ngẩn, cẩn thận suy nghĩ một chút, cao thâm như vậy công pháp, tiểu bạch ca ca một cái không có tu hành qua người bình thường làm sao có thể đủ lĩnh ngộ ra đến. Trong mộng cảnh có người truyền pháp thụ đạo, phóng nhãn cái này toàn bộ thất tinh phường, cũng chỉ có sư phụ có năng lực làm được thế nhưng là sư phụ không có chút nào nhân tính lại hẹp hòi lại keo kiệt kia sẽ làm như vậy sao triệu nhã cũng không dám khẳng định dù sao tiểu bạch ca ca ở đây làm 10 năm tạp dịch sư phụ cũng như năm đó lời nói chưa bao giờ truyền thụ qua hắn bất kỳ vật gì chỉ bất quá tiểu bạch ca ca mới vừa đi sư phụ nơi đó báo cáo việc này thời điểm sư phụ lại cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp đem hắn chạy ra cái này rất có thể nói rõ vấn đề nếu thật như vậy vậy chúng ta chính là sư huynh mùi a ngươi cũng là sư phụ đồ đệ triệu nhã vui vẻ nói Triệu dạ bạch cười khổ lắc đầu. Ta tư chất ngu dốt, là không có tư cách bái tiền bối vi sư. Cái này chỉ sợ cũng là tiền bối vì sao không ngay mặt truyền thụ cho hắn công pháp, ngược lại muốn nhờ mộng cảnh nguyên nhân. Đối với chỗ tẩm cung cuối người hành lễ, triệu Già bạch nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối định cố gắng tu hành, không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Triệu Già bạch tư chất xác thực chưa đủ tốt, triệu nhã 10 năm nhập chân nguyên, đó là bởi vì dương khai tận lực áp chế kết quả, nhưng tự đắc công pháp không hiểu kia đằng sau, triệu dạ bạch khổ tu 3 năm, cũng chỉ bất quá là từ khai nguyên một tầng tu hành đến chín tầng, ngay cả một cái cấp độ lớn cũng còn không có đột phá, bực này tư chất, không phụ năm đó hắn bính hạ xác định và đánh giá, đặt ở toàn bộ thất tinh phường cũng đều là thuộc về hạng chót. Bất quá triệu giả bạch lại là cực kỳ thỏa mãn, bởi vì so với trước đó, hắn đã bước lên con đường võ đạo, về phần ở trên con đường này có thể đi bao xa, vậy phải xem chính hắn cố gắng. Sư phụ, ngài tìm ta. Trong đại điện, triệu nhã người mặc váy trắng, phiêu giật như tiên, cất bước mà vào, cung cung kính kính nhìn qua phía trước ngồi xếp bằng sư tôn. Dương Khai mở mắt nhìn qua nàng. Đã nhập chân nguyên tầng 9 rồi. Triệu Nhã trả lời. Ngày hôm trước vừa đột phá. Dương Khai gật gật đầu. Những năm này một mực để cho ngươi áp chế cảnh giới, tận lực không cần đột phá, cùng ngươi cùng thời kỳ nhập môn miêu phi bình, bây giờ đã là nhập thánh chi cảnh, ngươi có thể từng oán trách qua. Triệu Nhã lắc đầu nói. Sư phụ tự có sư phụ đạo lý, đệ tử có thế có hôm nay tất cả đều là sư phụ vung trồng, cảm kích còn đến không kịp nào có cái gì oán trách ngươi có thế nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn dương khai khẽ vuốt cằm cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ minh bạch vi sư khổ tâm bất quá tư chất ngươi quá thịnh cứ thế mãi như vậy áp chế có hại căn cơ bây giờ đã đến chân nguyên tầng chính vậy liền chuẩn bị tấn thăng thần du cảnh đi vậy đệ tử cái này đi bế quan tu hành triệu nhã cung kính nói dương khai lắc đầu nói không phải muốn ngươi đi bế quan mà là muốn ngươi đi ra ngoài du lịch một trận 13 năm ở ta nơi này thanh ngọc phong thanh tu ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi nhìn một chút thế giới bên ngoài năm đó ngươi nhập môn thời điểm mới chỉ có bảy tám tuổi a à. đệ tử với bên ngoài thế giới không có quá nhiều hứng thú tiểu bạch ca ca ở nơi nào nơi đó chính là nàng thiên địa nhiều đi một chút nhìn xem khoáng đạt nhắm mắt giới đối với ngươi có chỗ tốt dương khai ngữ khí không thể nghi ngờ đúng triệu nhà đáp ta có thể cùng tiểu bạch ca ca cùng một chỗ sao tùy ngươi Triệu Nhã lúc này mới triển lộ dáng tươi cười. Tạ ơn sư phụ. Xoay người, như gió bay ra ngoài, động tác nhẹ nhàng ghê gớm. Ra ngoài du lịch. Triệu già Bạch trong mắt trừng lớn, một mặt kinh hỉ. Triệu Nhã không chỗ ở gật đầu. Sư phụ nói muốn ta là tấn thăng thần du cảnh làm chuẩn bị, để cho ta ra ngoài đi một chút nhìn xem. Tiền bối đồng ý ta cùng ngươi cùng một chỗ. Triệu già Bạch không dám tin. Đúng vậy a. À. Triệu gia Bạch bỗng nhiên có một loại bị trên trời rơi xuống tới bánh nướng đập trúng cảm giác hạnh phúc, 13 năm, từ vào cái này thanh ngọc phong, đã trồng rã 13 năm không có đi ra khỏi thất tinh phường, bây giờ bỗng nhiên biết được tin tức này, đều có chút khó có thể tin. Ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị một chút, muốn cho mẹ cùng bà bà mang một ít lễ vật mới được, à đúng, còn có Dương đại thúc. Triệu gia Bạch nói, liền xông vào trong phòng thu thập. Lễ vật a. À. Triệu Nhã trong mắt đi lòng vòng, chợt nhớ tới Miêu Phi bình lần trước đến tìm nạn cùng tiểu Bạch ca ca nói hắn cái kia sư phụ quản thiên hành trên linh phong, trồng một viên linh quả thụ, linh quả kia 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, tiếp qua 10 năm mới có thể thành thục, võ giả ăn có thể tinh tiến tu vi, phàm nhân phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ. Tính toán thời gian, trái cây kia không sai biệt lắm chính đi. Chương 4691 Linh quả Nguồn Mê truyện audio com Cửa thất tinh tập Thiếu nam thiếu nữ sánh vai đứng ở nơi đó, nhìn qua đám người rộn rộn ràng ràng, như nước chảy kia, có chút thất thần. Xa cách 13 năm, thất tinh tập biến để bọn hắn gần như không dám nhận nhau, toàn bộ thị trấn lớn rất nhiều, náo nhiệt rất nhiều. Thất tinh tập là dựa vào thất tinh phường mới tạo dựng lên, năm đó thất tinh phường bất quá là một cái bình thường nhị đẳng tông môn, tại trong phạm vi ngàn dặm mặc dù có chút uy danh, nhưng ra ngàn dặm địa giới này nhưng cũng không tính là gì. Nhưng theo năm đó thất tinh tập thu đồ để đại hội, thái thượng trưởng lão kia rung động hiện thế đằng sau, thất tinh phường đã nhảy lên trở thành toàn bộ hư không đại lục ít có hào nhất đẳng tông môn, danh khí lớn tự nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến đây thưởng thức, mà thất tinh tập cũng bởi vậy trở nên càng thêm phồn hoa. Thiếu niên hít sâu một hơi, có chút cận hương tình khiếp. Mặc dù những năm này hắn ngẫu nhiên nắm xuống núi miêu phi bình cho mẫu thân cùng bà bà mang hộ hơn mấy câu nói hoặc là thư, cũng biết trong nhà hết thảy mạnh khỏe, nhưng dù sao không có thấy tận mắt đến. Năm đó rời nhà lúc bất quá là đứa bé, bây giờ đã lâu lớn trưởng thành, càng bước lên con đường võ đạo, cũng không biết mẹ cùng bà bà còn có thể hay không nhận ra mình. Tiểu Bạch ca ca dường như cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, Triệu Nhã hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, đưa tay dắt Triệu Dạ Bạch. Đi thôi. Triệu Dạ Bạch hít sâu một hơi, cùng Triệu Nhã sánh vai hướng phía trước bước đi. Không bao lâu, một nhà cửa hàng nho nhỏ cửa ra vào, hai người ngừng chân. Cửa hàng này bề ngoài không lớn, nhưng lại cực kỳ náo nhiệt, trong mặt tiền cửa hàng mấy tấm cái bàn đều ngồi đầy người, thậm chí liền ngay cả ngoài tiệm cái bàn đều không còn chỗ ngồi, không chỉ như thế, còn có rất nhiều người ngay tại xếp hàng chờ đợi. Là nơi này đi. Triệu Nhã Tả Hữu quan sát, có chút không dám khẳng định. Còn nhớ rõ khi còn bé, Dương Đại Thúc mỗi ngày ở chỗ này ra quầy, sau đó hai người bọn họ thường xuyên sẽ bị Miêu Phi Bình dẫn một đám đại hài tử đuổi cùng đường mạc lộ, sau đó trốn vào Dương Đại Thúc dưới xe ba gác, đợi cho đầu ngọn gió đi qua mới dám đi ra, sau đó Dương Đại Thúc sẽ cho bọn hắn mỗi người một cái bánh gạo nếp, ăn say sương ngon lành. Bây giờ nơi này không thấy sạp hàng xe ba gác kia, lại nhiều một mặt tiền của cửa hàng. Là nơi này. Triệu già Bạch nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, hương vị trà than cùng bánh gạo nếp quen thuộc kia, cho dù qua 13 năm, hắn cũng chưa từng quên. Theo Miêu Phi Bình nói, mẫu thân cùng bà bà những năm này tích lũy chút tiền tài, cùng xuống một mặt tiền của cửa hàng, chuyên môn làm bánh gạo nếp, làm ăn chạy ghê gớm. Dương mắt nhìn lên lúc, chỉ gặp bên trong quả nhiên có hai nữ tử bận rộn thân ảnh, một người đưa lưng về phía bọn hắn ngay tại trên lửa than nướng bánh gạo nếp, một người khác thì tại thu thập khách nhân sau khi đi lưu lại bát đũa dường như cảm giác được cái gì nữ tử ngay tại thu thập bát đũa kia bỗng nhiên ngẩng đầu cửa trước bên ngoài trông lại bốn mắt nhìn nhau triệu già dạ bạch hốc mắt đỏ lên mím môi không để cho mình khóc lên nữ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình ngay sau đó lộ ra không dám tin thần sắc thả ra trong tay bát đũa thân thể run rẩy đi đi ra thật xa liền duỗi ra hai tay tiểu bạch tay của cô gái vuốt ve triệu già dạ bạch mặt như đưa mộng cảnh mẹ triệu già dạ bạch hút lấy cái mũi ta trở về trong phòng ngay tại bận rộn bà bà quay đầu trong lại lúc chính nhìn thấy nữ tử cùng triệu dạ bạch cùng triệu nhã hai người ông nhau vui đến phát khóc tràn cảnh tiểu bạch cùng tiểu nhã trở về cửa hàng cũng sớm đóng cửa để những khách nhân rất nhiều xếp hàng còn không có ăn vào bánh gạo nếp kia không khỏi thất vọng bất quá đều trên thị trấn người đều biết trong tiệm bà chủ một đôi nữ bái sư thất tinh phường mà lại sư phụ kia hay là thất tinh phường thái thượng trưởng lão là lấy mặc dù thất vọng ai cũng không dám nói thêm cái gì bóng đêm giáng lâm bà bà cùng vu lộ xuống bếp làm tràn đầy một bàn đồ ăn triệu dạ bạch ăn ăn như hổ đói. Mẹ, Miêu Phi Bình tên kia nói những năm này ngươi cũng không có thay đổi gì, ta còn không dám tin tưởng, nguyên lai thật không có biến hóa a. À. Triệu dạ bạch một bên hướng trong miệng lây lấy đồ ăn, một bên ngạc nhiên nhìn mình chầm chầm mẫu thân. 13 năm, mẫu thân vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ đó, từ hồ tuế nguyệt căn bản không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm vết tích. Vu lộ sờ sờ gò má, giận nhi tử một chút. Làm sao không biến hóa, đều già đi rất nhiều. Không có đâu lộ gì. Triệu Nhã ở một bên lắc đầu, ta nhớ được ta khi còn bé ngươi chính là cái dạng này, hai người chúng ta hiện tại nếu là cùng đi ra, nói là mẹ hai khẳng định không ai sẽ tin, nói là tỷ mùi người khác mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa trong miệng lau mật, liền sẽ dỗ dành mẹ vui vẻ. Vu Lộ cúi đầu cười khẽ. Nàng cũng biết dung mạo của mình dễ dàng trêu chọc thì phi, sợ dĩ năm đó đem Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã đưa lên thất tinh phường đằng sau, theo bà bà đi ra bày đều là che mặt, căn bản không dám lấy chân diện một gặp người. Dù vậy, cũng yên nguyên đưa tới không ít đi ngang qua ông bướm. Chỉ bất quá những gia hỏa can đảm dám đối với nàng nói năng lỗ mãn kia, thường thường cũng còn không đi ra thất tinh tập, liền vô duyên vô cớ gặp vận rủi lớn. Lần một lần hai cũng không sao, nhiều lần, lại không ai dám ở trước mặt nàng nói hưu nói vượng. Nàng cũng là thẳng đến về sau mới hiểu, nữ nhi của mình lại may mắn bái nhập thất tinh phường thái thượng trưởng lão môn hạ, thất tinh phường đối với nàng bên này tự nhiên là có nhiều trong năm, những gia hỏa xui xẻo kia, khẳng định là thất tinh phường cao nhân âm thầm ra tay giáo huấn nếu không có như vậy nàng những năm này nào dám xuất đầu lộ diện đều chỉ biết dỗ các ngươi mẹ vui vẻ liền mặc kệ bà bà đúng không chu bà bà một bộ giận dáng vẻ triệu già bạch vội vàng nói không phải bà bà so với mẫu thân biến hóa của ngươi càng làm cho tiểu bạch không thể tin được triệu nhã cũng ở một bên mảnh liệt gật đầu bà bà lập tức trẻ ba bốn mươi tuổi năm đó rời nhà thời điểm bà bà tuổi già sức yếu bây giờ mười ba năm qua đi bà bà chẳng những không có càng thêm trông có vẻ già ngược lại thật tuổi trẻ, ngay cả mái đầu bạc trắng kia, đều một lần nữa biến thành đen, trước kia có chút còng xuống eo một lần nữa đứng thẳng lên, bà bà bây giờ đã là trăm tuổi tuổi, nhưng tại người không biết chuyện trong mắt xem ra, nhiều lắm là 50-60 mà thôi. Bà bà, ngươi cùng ta mẹ những năm này đến cùng đều ăn cái gì? Triệu già Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Võ giả theo tu vi tăng lên, có lẽ có thể phản lão hoàng đồng, dung nhan thường trú, nhưng mẫu thân cùng bà bà rõ ràng đều là chưa bao giờ tu hành qua người bình thường, hôm nay thấy thực sự vượt quá hắn nhận biết bà bà bật cười nói mỗi ngày cơm rau dưa còn có thể ăn chút gì ta và người mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu trên thị trấn đều truyền ngôn nói là nhà ta bánh gạo nếp kia có trú nhang công hiệu bằng không sinh ý có thế có như thế hồng hỏa cùng bánh gạo nếp có quan hệ sao triệu già bạch lâm vào trầm tư bà bà kẹp đồ ăn cho hắn có quan hệ hay không ta còn có thể không biết sao đều là bột gạo phổ thông làm đồ vật nào có cái gì trú nhang công hiệu triệu nhã cười hì hì nói bánh gạo nếp có thể hay không trúng nhang không biết, nhưng ta chỗ này có chút trái cây lại là có thể kéo dài tuổi thọ. Nói như vậy lấy, liền từ trong không gian giới của mình lấy ra 8 viên linh quả đến, phần 4 cái cho mẫu thân, phần 4 cái cho bà bà. Trái cây này thật là dễ nhìn. Vu lộ nhìn chầm chầm trước mặt linh quả, chỉ gặp vỏ trái cây kia trong suốt, bên trong thậm chí có quan mang chảy tránh không ngừng, mà lại trái cây tản mát ra kỳ hương, để cho người ta thèm ăn nhỏ giải. Bà bà nói, trái cây này ở đâu ra, rất quý giá a à? trên núi trên cây mọc, ta hái xuống, không tính quý giá, Lộ Di cùng bà bà mau ăn, đối với các ngươi có chỗ tốt. Cùng lúc đó, Thất Tinh Phường Tinh Tượng Phong, ngọn núi này là trong môn trưởng lão Quản Thiên Hành ở Linh Phong. Miêu Phi bình chật vật chạy trốn, một bên trốn một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Sư phụ ta sai rồi, đừng đánh nữa, lại đánh muốn chết người." Hắn mặc dù trốn lưu loát, nhưng lại sao thoát khỏi nhà mình sư phụ truy kích. Quản Thiên Hành trong tay mang theo một cây gậy. Cùng sau lưng Miêu Phi bình như ảnh đi theo, một gậy một gậy đập xuống, đập vang ầm ầm, vừa đánh vừa mắng nói. "Ngươi cái bại gia tử, vi sư nuôi cây ăn quả này khó khăn biết bao, 10 năm mới vừa mở hoa, 10 năm kết trái một lần, lại 10 năm mới thành thục, tổng cộng mới kết 18 cái trái cây, lập tức liền bị nha đầu kia cướp đi 12 cái, đây là các vi sư mấy cân thịt, vi sư trái tim đều đang chảy máu a." À? Miêu Phi bình che chở đầu. "Sư phụ ngươi cũng nói là Triệu Nhã nha đầu kia hái, ngươi đi đánh nàng a, à? đánh ta làm gì?" Quản Thiên Hành cả giận nói đánh nàng. Ta dám sao? Lại nói, triệu nhã nha đầu kia chân không bước ra khỏi nhà, nếu không phải tiểu tử ngươi nói lộ ra miệng, nàng làm sao biết đạo ngã bên này có đồ tốt? Ta không đánh ngươi đánh ai? Miêu Phi Bình không phản bác được, trốn cũng chạy không thoát, dứt khoát không trốn, quay người lại dứt khoát lưu loát quỳ xuống ở trước mặt quảng thiên hành, vẻ mặt đưa đám nói. Sư phụ, trái cây trân quý, đồ đệ trân quý hơn a, à, ngươi không có trái cây 30 năm sau còn có, nếu là đem đồ đệ đánh chết, đi đâu đi tìm ta như thế tư chất đệ tử xuất sắc quản thiên hành cao cao giơ cây gậy giật mình ở trước mặt hắn miêu phi bình sinh ra hai cây ngón trỏ chống đỡ tại hai bên khóe miệng gãy lên trên gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười sư phụ đệ tử nói có đúng không đúng cái thí quản thiên hành một gậy lại đập xuống trái cây không có là thật không có lão tử đánh ngươi cũng đánh không chết ngươi chỉ là muốn xuất ngụm ác khí miêu phi bình cuốn quyết đứng lên tè ra quần hướng ngoài núi bỏ chạy một bên trốn một bên gào thét phường chủ cứu mạng a trên thất tinh tập, triệu già bạch cùng triệu nhã chờ đợi trọn vẹn một tháng. Không cùng mẹ nói ở trên núi chịu khổ sự tình, chỉ nói trên núi thú vị kiến thức, còn nói chính mình bây giờ đã có thể tu hành, sớm muộn là muốn trở thành cường đại võ giả, vu lộ mỗi lần tất cả dụng tâm lắng nghe, nhìn qua hai đứa bé, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Chưa từng nghĩ tới, lại lo hiu quạnh chính mình, có thể nhìn thấy hai đứa bé trưởng thành, bỗng nhiên lại hồi tưởng lại 20 năm trước đêm mưa kia, thời gian trôi qua thật là nhanh à, mọi chuyện đều tốt giống như là hôm qua mới phát sinh một dạng. Sau một tháng, triệu già bạch cùng triệu nhã chuẩn bị khởi hành rời đi chuyến này xuống núi nhiệm vụ là lịch luyện mặc dù trong lòng mọi loại không bỏ nhưng cũng không thể tổng đợi trên thất tinh tập thì trấn miệng vu lộ cùng bà bà đưa hai người đi ra dặn đi dặn lại tiểu nhã ngươi qua đây một chút vu lộ bỗng nhiên xong triệu nhã vẫy tay đi đến một bên lộ di chuyện gì triệu nhã xích lại gần hỏi vu lộ từ trong tay áo lấy ra một phương khăn lụa trong khăn lụa bao lấy thứ gì đưa cho triệu nhã ngươi cho ta trái cây ta ăn hai cái, còn lưu lại hai cái, các ngươi chuyến này nếu là có thể nhìn thấy các ngươi dương đại thúc mà nói, liền đem trái cây này cho hắn đi, nếu là không gặp được. Ngươi liền chính mình ăn. Chương 4692 Thanh Phong Trấn Nguồn Mê truyện audio com Triệu Nhã đem trái cây đẩy trở về. Lộ Di, Dương Đại Thúc một phần kia ta giữ lại đâu? Nàng từ tin tượng phong bên kia hái được 12 mai trái cây đi ra, phân ra 8 viên cho Lộ Di cùng Chu bà bà, còn có bốn cái đặt ở trong không gian giới, vốn là chuẩn bị mang cho Dương Đại Thúc. Người lưu chính là ngươi, ta cho là của ta, không giống với. Vu Lộ kiên trì nói. Triệu Nhã nghĩ nghĩ, lúc này mới đem hai linh quả kia nhận lấy, cười nhẹ nói. Lộ Di, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi tìm Dương Đại Thúc đi. Vu Lộ đưa tay điểm một cái nạn cái tráng. Nhà đầu ngốc nói cái gì ngốc nói, các ngươi đi tìm hắn còn nói đi qua, ta đi tìm hắn tính là gì? Vậy quay đầu chúng ta nếu là gặp được Dương Đại Thúc, lộ di có cái gì nói muốn dẫn cho hắn triệu nhã hỏi vu lộ cúi đầu suy nghĩ một lát lắc đầu hai đứa bé cuối cùng vẫn là xuất phát thẳng đến đi ra rất rất xa lại quay đầu nhìn lại thời điểm y nguyên có thể nhìn thấy thị trấn nơi cửa hai bóng người ngắm nhìn bên này tiểu nhã mẹ bảo ngươi đi qua nói cái gì triệu già dạ bạch hỏi triệu nhã nói lộ di lưu lại hai viên trái cây gọi ta chuyển giao cho dương đại thúc triệu già dạ bạch bật cười nói bà bà bên kia cũng lưu lại hai viên gọi ta chuyển giao. Cũng không biết Dương Đại Thúc hiện tại thế nào. Triệu Nhã ngắm nhìn phương xa, Dương Đại Thúc trước khi đi, ngược lại là lưu lại qua một cái địa chỉ, chỉ bất quá chỗ kia hai đứa bé nghe đều không có nghe nói qua, chuyến này lịch luyện cũng không biết có thể hay không gặp lại. "Tiểu Nhã, kỳ thật có một việc một mực rất ngạc nhiên." Triệu Dạ Bạch cũng không biết nghĩ tới điều gì, đầy mặt dáng vẻ nghi hoặc. "Chuyện gì?" Triệu Nhã quay đầu nhìn hắn. Triệu Dạ Bạch nói, Ngươi nói tiền bối hắn đến cùng kêu cái gì a? À? chúng ta ở trên núi chờ đợi 13 năm, còn giống như không biết tiền bối tục danh đâu. Triệu Nhã lắc đầu. Ta cũng không biết, sư phụ hắn chưa từng có nói qua, phường chủ cùng các trưởng lão đến đây bái kiến thời điểm, cũng đều là xưng hô hắn là thái thượng trưởng lão, cho tới bây giờ không ai xưng hô qua hắn danh tự. Triệu Già dạ Bạch nói. Ta ngược lại thật ra hỏi qua Miêu Phi Bình, hắn cũng không rõ lắm, chỉ bất quá hắn nghe quản trưởng lão thuận miệng đề cập qua một câu, tiền bối họ Dương. Cùng Dương đại thúc một cái họ. Triệu Nhã có chút ngoài ý muốn. Triệu Già Bạch cười hắc hắc. Không chỉ một họ đâu, ngươi có hay không quan sát qua, chỉ nhìn bóng lưng nói, tiền bối cùng Dương Đại Thúc cực kỳ tương tự. Triệu Nhã biểu môi. Bất quá sư phụ so Dương Đại Thúc kém xa. Một cái đối bọn hắn chiếu cố cực kỳ, đơn giản như thân sinh hài tử đồng dạng, một người tính vặn vẹo, đồng một chút lại muốn trừng phạt Tiểu Bạch ca ca, có thể nào so sánh? một đường du lịch một đường đi xa, thiếu niên thiếu nữ tầm mắt không tách ra rộng rãi, kiến thức không ít phong thổ cùng kỳ văn vật sự. Bất quá đối với quanh năm sinh hoạt tại trên núi hai người tới nói, không tin đạo lý đối nhân xử thế, luôn có thua thiệt thời điểm. Đoạn đường này đi tới, từng có trừ bạo giúp kẻ yếu, từng có hành hiệp trượng nghĩa, cũng có suýt nửa lật thuyền trong mương chuyện phát sinh, triệu nhã dung mạo cực đẹp, cái này liền cho hai người đưa tới một chút tự dưng tai họa. Từng tại một gian hát điếm bị người hạ thuốc, suýt nửa mê ngất đi, cuối cùng vẫn là triệu nhã phát giác không đúng, quả quyết xuất thủ đem người trong hát điếm kia đuổi tận dết tuyệt nhưng cũng bởi vậy ngủ mê ba ngày thời gian mới tỉnh lại kinh lịch nhiều hơn hai người cũng dần dần trưởng thành thế mới biết người bên ngoài cũng không phải là đều như dương đại thúc cùng trên núi các trưởng bối hòa ái dễ gần nhân tính tham lam cùng ngươi lừa ta gạt nhất là khó lòng phòng bị thanh phong trấn cuối cùng hơn nửa năm thời gian hai người mới phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi đây sở dĩ tới đây là bởi vì dương đại thúc năm đó rời đi thất tinh tập thời điểm lưu lại địa chỉ chính là thanh phong trấn từ hồ hắn quê quán liền ở trong thanh phong trấn. Thôn trấn không tính quá lớn, bất quá nhiều có võ giả mới vào, bởi vì khoảng cách nơi đây ngoài mấy trăm dặm có một cái linh hải điện, linh hải điện tại toàn bộ hư không đại lục cũng coi là nhất đẳng tông môn, điện chủ càng có đế tôn hai tầng cảnh cường đại tu vi, còn có hai vị đế tôn nhất trọng trưởng lão tòa trấn. Hai người vào thanh phong trấn, tìm khách sạn đặt chân, triệu giả bạch hứng thú bừng bừng tìm trưởng quỷ dò xét một chút dương đại thúc tin tức, lại là không có chút nào thu hoạch, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đã đến thanh phong trấn, sớm muộn đều có thể là tìm tới Dương Đại Thúc. Nghỉ ngơi sau một đêm, hai người liền bắt đầu tại trên thị trấn bắt đầu đi loanh quanh, gặp người liền hỏi, tử lâu quán trà những này ngư lông hỗn tạp chi địa càng là không dung bỏ lỡ. Nhưng mà bận rộn đã vài ngày, đúng là nửa điểm tin tức cũng không. Người trên thanh phong trấn, đều nói chưa từng nghe qua có Dương Khai như thế một người. Triệu già bạch nghĩ đến từ bánh gạo nếp vào tay tìm hiểu, dù sao Dương Đại Thúc trên thất tinh tập ra quầy thật nhiều năm, đi theo bà bà cũng học xong bánh gạo nếp phần này tay nghề, nếu là trở về thanh phong trấn, vô cùng có khả năng trọng thao cựu nghiệp, nuôi sống gia đình. Cái này đánh dò xét, thật đúng là để thám thính ra một ít gì đó tới. Trong khách sạn, triệu dạ bạch hứng thú bừng bừng trở về, đẩy cửa ra nói. Tiểu nhã, ta biết Dương Đại Thúc ở nơi nào? Tìm được. Triệu nhã cũng có chút ngạc nhiên hỏi. Tám chín phần mười. Triệu già bạch cười nói. Có người nói với ta, ở ngoài thanh phong trấn 30 dặm địa phương, có một gia đình cách mấy ngày liền sẽ đến trên trấn bán làm tốt bánh gạo nếp, nghe người ta miêu tả hình dạng cùng tuổi tác đều rất phù hợp. Hiện tại liền đi. Triệu Nhã nhìn qua hắn. Triệu Dạ Bạch trọng trọng gật đầu, 13 năm, hắn một khắc cũng chờ không kịp, muốn gặp lại Dương Đại Thúc. Hai người lúc này kết tiền thuê nhà, hướng tìm hiểu đi ra phương hướng phi đi. Triệu Nhã bây giờ chân nguyên tầng 9, Triệu Dạ Bạch tại kinh lịch hơn nửa năm lịch luyện đằng sau, cũng rốt cục đột phá khai thiên cảnh, tấn thăng khí động cảnh ba mươi dặm chỉ bất quá một nén nhang liền đã đuổi tới đó là một thôn trang bộ dáng địa phương mấy chục gia đình dựa vào núi ở cạnh sông đầu thôn chỗ có một cái rất lớn trang viên xem bộ dáng là gia cảnh giàu có gia đình sở hữu lúc này chính là giờ cơm từng nhà đều dâng lên khói bếp triệu dạ bạch vừa đi vào thôn này liền khịt khịt mũi kích động nói là bánh gạo nếp hương vị nhất định là dương đại thúc triệu nhã cũng gật đầu không thôi hai người lần theo mùi một đường đi vào một gia đình trước triệu già bạch chờ không nổi địa đại hô Dương Đại Thúc, Dương Đại Thúc. Phòng bếp chỗ, một cái tráng niên hán tử nghe tiếng đi ra, kinh ngạc nhìn chầm chầm hai người. Các ngươi tìm ai? Triệu già dạ bạch tiếng lên, cung cung kính kính thi lễ một cái. Vị Đại Thúc này, xin hỏi Dương Khai có thể ở ở chỗ này? Hán tử kia nghe vậy lắc đầu. Chưa nghe nói qua người này. Triệu già dạ bạch kinh ngạc. Vậy bánh gạo nếp này, là ai làm? Các ngươi là đến mua bánh gạo nếp sao? Thứ này là ta làm. Hán tử nở nụ cười hàm hậu cười. Triệu Dạ Bạch lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắn một chút, phát hiện thân hình của hắn cùng Dương Đại Thúc giống nhau đến mấy phần, niên kỹ nhìn hẳn là cũng không sai biệt lắm bộ dáng. Hai cái bé con thích ăn, ta đưa các ngươi một chút. Hán tử nói, lại quay người tiến vào phòng bếp, trở ra thời điểm, trên tay đã nhiều mấy cái bánh gạo nếp, đưa cho Triệu Dạ Bạch. Triệu Dạ Bạch bản năng tiếp nhận, chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Đại Thúc, ngươi thật không có nghe nói qua Dương khai người này sao? Hán tử lắc đầu nói. Thông này liền không có họ Dương, nếu ngươi không tin mà nói, có thể đi thôn chính nơi đó hỏi một chút, nhà hắn hài tử tại Linh Hải Điện tu hành, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết chúng ta nông dân không biết sự tình. Vừa nói, một bên đưa tay chỉ phía trước kia trang viên kia vị trí. Triệu dạ bạch quay đầu nhìn thoáng qua, vuốt cầm nói. Đa tạ đại thúc chỉ điểm. Cũng không có phí công muốn người ta đồ vật, triệu dạ bạch cùng triệu nhã trước khi đi hay là lưu lại ít tiền tài xuống tới. Hai người trực tiếp đi vào trước trang viên cùng toàn bộ thôn trang không khí lộ ra không hợp nhau kia, Trang viên này rất lớn, phổ thông hộ nông dân nhà khẳng định là không có phần này tài lực, bất quá nếu là trong nhà có người tại Linh Hải Điện tu hành, vậy liền chẳng có gì lạ. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ hồi lâu mới có người mở ra đại môn, một người mặc viên ngoại phục nam tử trung niên nhô đầu ra, liếc mắt nhìn thấy Triệu Dạ Bạch cùng Triệu Nhã, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất là Triệu Nhã, để hắn không khỏi nhìn lâu thêm vài lần, tuy nói Triệu Nhã bây giờ một mực lụa mỏng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế, miễn cho tự dưng trêu chọc tai họa, nhưng này khí chất xem xét liền không phải người bình thường có thể có hai vị tìm ai? Nam tử hỏi, tuy là không có tu hành qua người bình thường, nhưng bởi vì trong nhà có người tại Linh Hải Điện tu hành, cũng coi là tiếp xúc qua võ giả, là lấy cũng không có cái gì khiếp ý, vị đại thúc này, người trong thôn nói người kiến thức trọng rãi, cho nên ta muốn cùng ngài hỏi thăm người. Nam tử mỉm cười nói, kiến thức trọng rãi không dám nhận, bất quá so với người bình thường biết đến nhiều một ít, người muốn nghe được người nào. Triệu già bạch báo ra tên Dương Khai. Nam tử nhíu mày suy nghĩ một trận, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua người này triệu già bạch vội la lên không có khả năng a à. nam tử bật cười thật không có nghe nói thanh phong trấn phương viên trăm dặm này mười cái thôn người ta đều tính quen thuộc nếu là có ta nhất định nhớ kỹ làm sao lại không có đâu triệu già bạch sắc mặt thất lạc dương đại thúc trước khi đi lưu lại địa chỉ rõ ràng chính là thanh phong trấn hai vị là linh hải điện cao đồ nam tử hỏi triệu nhã lắc đầu không phải chúng ta là từ bên ngoài tới không phải linh hải điện người. Nam tử nhíu nhíu mày, lúc trước hắn còn tưởng rằng hai người này là linh hải điện, không nghĩ là chính mình tính sai. Triệu già bạch chưa từ bỏ ý định nói. Vì đại thúc này, ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, ta dương đại thúc. Nói không có chính là không có, ai biết ngươi cái gì dương đại thúc cẩu đại thúc. Nam tử nguyên bản còn có chút vẻ mặt ôn hòa, nhưng ở biết được hai người không phải linh hải điện võ giả đằng sau, lập tức không nhìn được. Nói như vậy lấy, đùng một tiếng đóng lại đại môn, kém chút đem triệu dạ bạch cái mũi cho đập bể. Triệu nhã trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bất quá nhớ tới đối phương bất quá là người bình thường, hay là cắn răng nhẫn nhìn xuống tới. Tiểu bạch ca ca, chúng ta đi thôi, dương đại thúc không ở nơi này. Triệu gia ra kéo triệu dạ bạch. Triệu dạ bạch một mặt hồn bay phách lạc, to lớn hy vọng hóa thành thất vọng, để hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Quay về thanh phong trấn trên đường, triệu nhã gặp triệu dạ bạch trầm mặt ít nói, không khỏi mở miệng an ủi. Dương Đại Thúc trước khi đi nếu đã lưu lại địa chỉ là Thanh Phong Trấn, khẳng định như vậy là ở chỗ này, chúng ta tìm thêm tìm, tuyệt đối có thể tìm được. Chương 4693 Triệu Nhã Thụ Thương Nguồn Mê Truyện Audio.com Từng Triệu Già Bạch buồn buồn gật đầu, với hắn mà nói, Dương Đại Thúc cùng mẫu thân một dạng, đều là thân nhân của mình, bây giờ hắn cùng Tiểu Nhã đều đã có thể tu hành, lại không là năm đó Tiểu Hài Tử, tự nhiên là muốn dựa vào bản thân bản sự để Dương Đại Thúc được sống cuộc sống tốt. Triệu Nhã bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại. Triệu Già Bạch quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp Triệu Nhã đôi mắt ngưng trọng, tả hữu quan sát, nơi này rừng núi hoang vắng, bốn phía cây cỏ rậm rạp, gió thổi cây dắt, rầm rầm rung động. "Thế nào?" Triệu Già Bạch nghi hoặc hỏi. "Có mùi máu tanh." Triệu Nhã đại lông mày nhíu chặt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, quát khẽ nói: "Cẩn thận." Dứt lời thời điểm, lòng bàn tay phun ra một đạo nhu hòa lực lượng, đem Triệu Già Bạch đẩy bay ra ngoài. Một bóng người đột ngột vết ra kiếm quan chém qua triệu dạ bạch nguyên bản vị trí chi địa nếu không phải triệu nhã xem thời cơ mau đem hắn đẩy ra giờ phút này sợ đã là người chết triệu dạ bạch trên mặt đất ngã lăn vài vòng lại đứng dậy lúc chỉ gặp triệu nhã đã cùng người tới chiến làm một đoàn vậy nhân thủ cầm một thanh trường kiếm kiếm mạc như mưa chiêu chiêu đoạt mệnh triệu nhã một cây ngân thương vũ ra đóa đóa thương hoa mặc dù ra sức ngăn cản lại như cũ rơi vào hạ phong thần du cảnh triệu dạ bạch kinh hô một tiếng triệu nhã bản sự hắn là biết đến bây giờ chân nguyên tầng chính mà lại ở tiền bối tọa hạ tu hành nhiều năm như vậy thiên tư xuất chúng vốn là có vượt cấp tác chiến bản sự nhưng trước mắt này bỗng nhiên xuất hiện địch nhân có thể đưa nàng áp chế không thể nghi ngờ là thần du cảnh mà lại tuyệt đối là thần du bốn tầng đi lên nếu không tuyệt không bực này bản sự triệu già bạch chú ý tới người này tự hồ đã thụ thương giữa ngực bụng mảng lớn vết máu chưa từng khô cạn triệu nhã vừa rồi ngửi được mùi máu tươi hẳn là bởi vậy mà tới hai cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi cũng dám đến vuốt trâu hùng hôm nay liền gọi các ngươi có đến mà không có về. Người kia một bên ra chiêu, một bên cắn răng quát khẽ, triệu nhã liên tục bại lui, chèo chống cực kỳ vất vả, cảnh giới chênh lệch thật lớn không phải hơn người thiên tư có thể bù đắp, chân nguyên tầng chính thực sự tính không được mạnh cỡ nào. Triệu dạ bạch ở một bên nhìn lo lắng suông hắn bây giờ vừa mới tấn khí động, mặc dù có tâm hỗ trợ cũng là bất lực, tùy tiện nhúng tay chẳng những không giúp được tiểu nhã, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của nàng. Bất quá đang nghe xong người kia nói đằng sau, triệu dạ bạch rất nhanh ý thức được một vấn đề vị tiền bối này xin dừng tay, hai người chúng ta chỉ là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, tiền bối có phải hay không hiểu lầm cái gì? Người này rõ ràng là bị cường giả truy sát, trốn ở nơi này chữa thương, kết quả hắn cùng triệu nhã thật vừa đúng lúc đi đến nơi đây, nếu là không có chút nào phát hiện thì cũng thôi đi, triệu nhã một tiếng có mùi máu tanh để người ẩn núp này cũng không còn cách nào ẩn nút xuống dưới, chỉ có thể hiện thân một trận chiến. Quả nhiên, người kia nghe vậy nhướng mày, thế công hơi có chậm dần, bị chèn ép liên tục bại lui triệu nhã vừa mới thở dài một hơi liền gặp người kia vừa quay đầu liền hướng triệu dạ bạch xong tới giết người này thủ thương không nhẹ mắt thấy thời gian ngắn bắt không được triệu nhã đúng là chạy tu vi hơi thấp triệu dạ bạch mà đi không thể nghi ngờ là muốn bắt bóp con tin nơi tay nắm giữ chủ động vừa rồi chậm dần thế công bất quá là vì tê liệt triệu nhã một kiếm kia hàng quan khắc ở triệu dạ bạch trong tầm mắt đem hắn tầm mắt hoàn toàn tràn ngập cường đại thần niệm càng như gông xiền đồng dạng đem hắn khóa tại nguyên chỗ không thể động đậy chết Triệu Nhã khẽ kêu, trong tay ngân thương bỗng nhiên tách ra lóa mắt quan hoa, một thân tu vi đều đều trút xuống trong một thương này. Quy lực một thương, lại phát huy ra viễn siêu chân nguyên cảnh sát thương, để người kia vải cả linh hồn, phía sau phát lạnh. Không lo được Triệu Dạ Bạch, người kia vội vàng xoay người một cái, một kiếm đâm ra. Huyết quang nở rộ, người kia bị Triệu Nhã một thương đâm xuyên thân thể, lão đảo lui lại, tay che eo mắt chỗ, trận mắt trừng trừng hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái chân nguyên tầng chính tiểu nha đầu cho bị thương thành dạng này một thương kia uy năng rõ ràng không phải một cái chân nguyên cảnh có thể phát huy ra nha đầu này phía sau tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm cắn răng nhìn hầm hầm triệu nhã người kia dậm chân không còn dám cùng nàng làm nhiều dây dưa thân hình lóe lên liền hướng chỗ rừng sâu phi đi dọc theo đường lưu lại vết máu loang lổ triệu già bạch mắt thấy người này rút đi không khỏi tuôn ra một tia nghĩ mà sợ chi ý bọn hắn trước đó ở bên ngoài du lịch mặc dù cũng gặp hung hiểm nhưng hôm nay tuyệt đối là hung hiểm nhất một lần, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác mình một cước bước vào quỷ môn quan. Tiểu Bạch ca ca, ngươi không sao chứ? Triệu Nhã lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Triệu già Bạch lắc đầu, bỗng nhiên con ngươi có rụt lại, nhìn chầm chầm Triệu Nhã nơi ngực trái. Tiểu Nhã ngươi. Triệu Nhã cười cười, chỗ ngực áo trắng như tuyết cấp tóc bị nhuộm thành huyết hồng, mềm mại thân thể có chút lão đảo một chút, bay thẳng đến đánh ra trước đổ. Triệu già Bạch xông lên phía trước đưa nàng đỡ lấy, trong tầm mắt màu huyết hồng kia cấp tốc mở rộng hung hăng đánh thẳng vào thần hồn của hắn để hắn miệng đắng lưỡi khô hồn bất phụ thể ta không có việc gì triệu nhã suy yếu nói triệu già bạch nhanh khóc lên thế mới biết vừa rồi tiểu nhã mặc dù thương tổn tới địch nhân nhưng mình cũng bị địch nhân gây thương tích mà lại thương thế như vậy tuyệt đối không nhẹ triệu nhã đang nói xong câu nói kia đằng sau liền cổ nghiêng một cái đóng lại tầm mắt tiểu nhã triệu già bạch hoảng hoang mang lo sợ cả người đều ức chế không nổi run rẩy, bất quá cũng may hắn có thể phát giác được, Triệu Nhã Sinh cơ vẫn còn, chỉ là thương thế nghiêm trọng tạm thời hôn mê đi. Vội vàng từ trong không gian giới lấy ra thuốc chữa thương, nặng ra Triệu Nhã miệng cho nàng nuốt vào, đồng thời thôi động tự thân yếu ớt lực lượng, rót vào Triệu Nhã thể nội, thay nàng hóa giải dược hiệu, ngừng vết thương máu tươi chảy xuôi. Nơi thị phi không nên ở lâu, vừa rồi người kia mặc dù bị Triệu Nhã đánh lui, nhưng người nào biết hắn có thể hay không giết một cái hồi mã thương. Triệu gia Bạch thậm chí không dám cẩn thận điều tra Triệu Nhã thương thế, vội vàng ông lấy nàng hướng một cái hướng khác phi đi. Sau một nén nhang, trong tầm mắt xuất hiện một cái nho nhỏ nhà gỗ. Triệu già Bạch không biết tại trong núi hoang này tại sao lại có nhà gỗ tồn tại, chỉ đoán đo hẳn là thợ săn đi săn lúc tạm ở chi địa. Đẩy cửa phòng ra, đã thấy trong phòng không có một ai, chỉ bất quá nơi này hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn, trong phòng không nhúng bụi trần. Trong nhà gỗ trang trí cực kỳ đơn sơ, Triệu Dạ Bạch đem Triệu Nhã nhẹ nhàng đặt lên giường, hai tay dùng sức đập chính mình gương mặt mấy lần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lại sâu sắc hít vào một hơi, lúc này mới ngừng thân thể run rẩy. Nhô ra tay, thăm dò xuống Triệu Nhã hơi thở, phát hiện so với vừa rồi vững vàng một chút, xem bộ dáng là trước đó phục dụng thuốc chữa thương có tác dụng. Nhưng mà lại nhìn về phía Triệu Nhã chỗ bị thương, Triệu Dạ Bạch không khỏi lâm vào cảnh lưỡng nan. Tiểu Nhã ngực trái bị thương, hắn vừa rồi một đường chạy trốn đến đến nơi này bây giờ là thay nàng đã ngừng lại miệng vết thương máu tươi chảy xuôi, nhưng dù sao vẫn là muốn băng bó một chút. Nhưng hôm nay hắn cùng tiểu nhã đều đã không phải 7-8 tuổi hài tử kia, hai người đều đã trưởng thành, loại địa phương này nàng lại sao thuận tiện xuất thủ. Có thế mạng người quan trọng, miệng vết thương nếu không cẩn thận băng bó, rất có thể sẽ dẫn phát ngoài ý muốn gì. Đang lúc triệu dạ bạch quyết định động thủ hành động thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Triệu dạ bạch bỗng nhiên quay đầu, cắn răng quát chói tai. Người nào? Hắn giờ phút này có chút chim sợ cành công, e sợ cho địch nhân cường đại kia truy sát tới cửa, nếu thật như vậy, hắn coi như liệu rơi một cái mạng, cũng chưa chắc có thể bảo đảm tiểu nhã chu toàn. Ngoài cửa tiếng bước chân dừng lại, một lát sau, mới có một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Ngươi là ai? Làm sao tại trong phòng của ta? Là thanh âm của nữ tử. Triệu già bạch gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đẩy cửa ra, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc không tầm thường phụ nhân, phụ nhân đại khái chừng 40 niên kỷ, bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn hơi có vẻ tuổi trẻ, chỉ bất quá hai đầu lông mày chẳng biết tại sao che đậy nhàn nhạt vẻ u sầu. Phụ nhân hẳn là hơi có chút thân phận, bởi vì phía sau nàng đi theo hai người hộ vệ ăn mặc, giờ phút này đều cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Dạ Bạch. Người thất tinh tập, Triệu Dạ Bạch gặp qua phụ nhân. Triệu Dạ Bạch cung cung kính kính thi lễ một cái, không biết nhà này là phụ nhân sở hữu, nếu có quấy rầy, còn xin chớ trách. Phụ nhân kia trên dưới dò xét hắn một chút, gặp hắn lời nói cử chỉ không thất lễ tiết, khẽ vuốt cầm. Không có việc gì, cái nhà này ta cũng không thường đến, ngươi có thể dùng tới liền dùng đi, ở ít ngày cũng không sao. Nói như vậy lấy liền muốn rời đi. Xem ra nàng vốn là dự định đến nơi đây nghỉ ngơi, bất quá như là đã có người ngoài tại, vậy liền không tiện lắm. Phu nhân. Triệu Dạ Bạch đưa tay hô. Phụ nhân quay đầu, nghi ngờ nhìn hắn. Triệu Dạ Bạch ôm quyền nói. Ta cùng mùi mùi trước đó tao ngộ ngoài ý muốn mùi mùi làm người gây thương tích, ta thân là nam tử, không tiện lắm thay nàng băng bó vết thương, phu nhân có thể hay không hỗ trợ? Triệu Dạ Bạch vô cùng cảm kích, mùi mùi của ngươi thụ thương rồi. Phụ nhân kinh ngạc, Triệu Dạ Bạch gật gật đầu, ngay tại trong phòng, ta xem một chút. Phụ nhân không chút do dự liền muốn vào nhà, hai người hộ vệ kia lại là cảnh giác nhìn Triệu Dạ Bạch, một người thấp giọng nói, phu nhân, cẩn thận có bẫy, mạng người quan trọng. Phụ nhân nói. Liên dẫn hai cái hộ vệ bước vào trong phòng, nồng đậm mùi máu tanh lập tức đập vào mặt. Lại nhìn thấy nằm ở trên giường khí tức yếu ớt triệu nhã, hai người hộ vệ kia mới tính tin tưởng triệu già bạch lời nói. Đem dược vật lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Phụ nhân phất phất tay. Triệu già bạch cảm kích không thôi, đem tất cả vật phẩm từ không gian giới lấy ra, đặt ở bên giường, lúc này mới cùng hai cái hộ vệ rời khỏi bên ngoài, đóng cửa phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, trong phòng bỗng nhiên truyền đến ra một tiếng kinh hô triệu già bạch giật mình, thất kinh hỏi. Phu nhân, thế nào? Hai người hộ vệ kia càng là một bước thoát ra, cơ hồ muốn đoạt cửa mà vào, lại bị triệu già bạch gắt gao ngăn trở. Đều chớ vào. Phụ nhân thanh âm truyền tới, chẳng biết tại sao lại là có chút trung rẩy, ta không sao, ta không sao. Phu nhân, thật không có sự tình sao. Bên trong một cái hộ vệ không yên tâm hỏi. Không có việc gì. Phụ nhân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hai cái hộ vệ liếc nhau, mặc dù không hiểu vừa rồi phu nhân vì sao kinh hô, có thể nếu phu nhân chính mình nói không có việc gì, bọn hắn cũng không tốt xông vào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tốt một lát sau, trong phòng phụ nhân kia thanh âm mới truyền tới. Tốt, ngươi vào đi. Triệu dạ bạch không kịp chờ đợi đẩy cửa vào, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp triệu nhã khí tức an ổn nằm ở trên giường, phụ nhân kia liền ngồi tại bên giường, cúi đầu nhìn qua nàng, hai tay tràn đầy máu tươi lại không để ý, ánh mắt kia nhu hòa đến cực điểm. Triệu dạ bạch bén nhạy phát giác được, phụ nhân này hốc mắt đỏ bừng, hình như có khóc qua dấu hiệu. Chương 4694 Trùng hợp Nguồn Mê truyện audio.com Thuốc đã tốt, vết thương cũng băng bó, nhìn nàng cũng là người tu hành qua, chỉ cần cẩn thận tu dưỡng, hẳn là cũng không có cái gì đáng ngại. Phụ nhân mở miệng đến. Đa tạ phu nhân. Triệu già bạch liền ông quyền, nhẹ nhàng thở ra. Phụ nhân dương mắt tại trên mặt hắn nhìn ra ngoài một hồi, có vẻ như tùy ý nói. Các ngươi là huynh mùi nhìn tướng mạo không quá giống a. À? Triệu già bạch trả lời. Ta cùng tiểu nhã không phải thân huynh muội, bất quá từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn hẳn thân huynh muội. Phụ nhân lông mi thật dài có chút trung run, cúi đầu nhìn qua triệu nhã. Các ngươi đây là trêu chọc đến người nào? Triệu già bạch lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hôm nay ta cùng tiểu nhã tới đây, vốn là tìm kiếm một vị thân nhân, đáng tiếc không thể tọa nguyện, đường về thời điểm đột nhiên bị cường địch, tiểu nhã vì cứu ta, lúc này mới bị người sáng tạo. Phụ nhân gật đầu nếu là như vậy mà nói, vậy trong này không thể ở lại, ai biết hung nhân kia ẩn núp nơi nào. Mùi mùi của ngươi bây giờ bị thương, nếu là bị người kia phát hiện coi như nguy hiểm. Triệu Dạ Bạch nói, ta liền mang nàng về Thanh Phong Trấn. Nơi đây khoảng cách Thanh Phong Trấn cũng có mấy chục dặm đường, ngươi một đường bôn ba nếu để cho nàng thương thế tăng thêm làm sao bây giờ, ngươi nếu là không chê, liền đi trong nhà của ta ở tạm một chút thời gian đi, nhà ta ngay tại chân núi, cách nơi này không xa. Triệu Dạ Bạch lộ ra thần sắc khó khăn có thể hay không cho phu nhân thêm phiền phức. Hắn là lo lắng vạn nhất trước đó cường địch kia trả thù, truy sát đến người ta trong nhà sẽ không tốt. Phụ nhân cười cười. Không đến mức, không nói gạt ngươi, khuyển tử trước kia bái nhập linh hải điện tu hành, bây giờ coi như có chút bản sự, hung nhân kia tuyệt đối không dám đi trong nhà của ta gây hấn gây chuyện. Triệu già bạch nao nao. Phu nhân là thôn chính trong nhà ngươi. Nàng vừa rồi nói nhà ngay tại chân núi, hẳn là trước đó thôn trang nhỏ kia nho nhỏ thôn trang luôn không khả năng có hai người bái nhập linh hải điện nếu không có chuyện ngoài ý muốn phụ nhân này hẳn là thôn chính phu nhân đúng vậy quả nhiên phụ nhân gật đầu triệu già bạch đứng dậy ông quyền phu nhân cao thượng triệu già bạch vô cùng cảm kích không cần khách khí như thế ta cũng có cái nữ nhi niên kỹ cùng với nàng không chênh lệch nhiều không chê gọi ta một tiếng mai di đi triệu già bạch ngoan ngoãn hô một tiếng mai di phụ nhân lúc này mới mỉm cười gật đầu đứng lên nói trời muốn muộn, về trước đi lại nói. Triệu già dạ bạch ứng một tiếng, đem mê mang triệu nhã chặn ngang ông lấy, cùng sau lưng chân tuyết mai, chân tuyết mai khẩn trương căn dặn hắn nhất định phải cẩn thận, không cần khiên động triệu nhã vết thương, làm so với hắn còn muốn khẩn trương một chút. Một đường bước đi, chân tuyết mai hỏi triệu già dạ bạch một ít chuyện, triệu già dạ bạch đều nhất nhất đáp lại, biết được cái kia thất tinh tập đúng là cách nơi này có non nửa năm lộ trình. Chân Tuyết Mai kinh ngạc đến cực điểm, rất nhanh một nhóm mấy người liền tới tới đó ngồi rơi vào đầu thôn chỗ trang viên trước. Chân Tuyết Mai đẩy cửa vào, tự mình an bài triệu già bạch cùng triệu nhã vào ở trong một cái sân lại mệnh hai cái nhu thuận lanh lợi nha hoàng đến đây hầu hạ lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi tiến đến nghỉ ngơi trong sương phòng dưới ánh nến chân tuyết mai đối với bàn trang điểm hốc mắt đỏ bừng vô thành vô tức chảy nước mắt một người mặc viên ngoại phục nam tử trung niên đẩy cửa vào chính là này tiền triệu đêm trắng cùng triệu nhã hỏi thăm lúc nhìn thấy cái thôn kia chính hứa lương tài hứa lương tài sắc mặt có chút không ngờ ngồi trên ghế rót cho mình ấm trà uống thôi mở miệng nói nghe hạ nhân nói, ngươi mang theo hai người trở về. Chân tuyết mai giữ im lặng. Hứa lương tài vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát. Đơn giản hồ nháo, hai người kia rõ ràng là cùng người kết thù oán gì, ngươi đem người mang về, đây không phải dẫn lửa thiêu thân sao. Nếu là bọn họ cừu nhân giết đến tận cửa nhưng làm sao bây giờ? Trong nhà tuy có hộ vệ, có thể thực lực bất quá như thế, làm sao có thể đủ ngăn cản? Ngươi là muốn làm hại cửa nát nhà tan mới bằng lòng bỏ qua chân tuyết mai xuyên thấu qua gương đồng nhìn chầm chầm hứa lương tài, mở miệng nói. Lão gia còn nhớ đến Đông Nhi. Hứa lương tài tức giận hừng hực khí thế đột nhiên một trận, cao mày nói. Đang yên đang lành sách cái này làm cái gì? Chân tuyết mai thê lương cười một tiếng. Mới năm ngày hai tử, tuyết lớn đầy trời thời gian liền bị ném tiếng vào trên núi, ta nhanh đi tìm, lại là cái gì cũng không tìm được, cũng không biết bị cái gì xài lang hổ báo tha đi. Lần này đến phiên hứa lương tài giữ im lặng. Chân tuyết mai nước mắt rơi như mưa hai tử đều là mẫu thân trên thân rớt xuống thịt, ta mười tháng hoài thai, thật vất vả mới đưa nàng sinh ra tới, ngươi lại len lén đưa nàng mất đi, ngươi thật là lòng dạ độc ác a! À. Hứa Lương tài thở dài một tiếng, năm đó không phải cũng là không có cách nào sao? Trong nhà cùng khổ, thêm một cái miệng liền thêm một người ăn uống, chỗ nào có thể nuôi lên? Ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, đổi lại bây giờ, đừng nói một đứa bé, chính là mười cái tám cái, ta cũng nuôi nổi. Chân Tuyết Mai cười lạnh cúng quyết một đứa bé lại có thể ăn hết ngươi bao nhiêu thứ. Bị bất đắc dĩ. Nếu là con trai, ngươi bỏ được ném. Hứa lương tài không kiên nhẫn nói. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống. Mà lại, những năm này ta không phải không đi tìm, chỉ là biển người mênh mông này, thì như thế nào có thể tìm được? Ngươi cũng đã nói, năm đó tuyết lớn đầy trời kia, năm ngày lớn hài tử, không phải là bị cái gì giả thú điêu đi, chỉ sợ cũng sớm chết rét. Ta không bỏ xuống được chân tuyết mai cắn răng quát chói tai, đó là của ta hài tử. Hạo Nhi cũng là con của ngươi. Ngươi những năm này đối với hắn lại có bao nhiêu quan tâm? Vì sao luôn luôn nhớ nhung một người chết? Nàng không chết. Đủ rồi. Hứa lương tài vỗ bàn một cái, giận đứng lên, ta nhìn ngươi là điên rồi, những năm này thỉnh thoảng liền hướng trên núi chạy, trên núi kia có thể có cái gì, ngươi lại có thể tìm tới cái gì? Trong nội tâm của ta hổ thẹn, lười nhát quản ngươi, lại không muốn càng là dung túng ngươi càng là làm càng. Ngày mai bình minh, ngươi liền để hai người kia xéo đi nếu không ta tự mình quét bọn hắn đi ra ngoài hai người đang nói chuyện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa chuyện gì hứa lương tài uy nghiêm quát ngoài cửa gã sai vặt đáp lão gia phu nhân thiếu gia trở về còn mang theo một chút đồng môn sư huynh đệ hứa lương tài nghe vậy vui mừng liền vội vàng đứng lên còn chưa đi ra ngoài bên ngoài liền truyền tới một trung khí mười phần thanh âm cha mẹ ta trở về ngay sau đó một cái thân hình cường tráng thiếu niên cất bước mà vào Hứa Lương tài kích động nắm lại cánh tay của thiếu niên. "Hạo Nhi, thật là ngươi?" Hứa Hạo cao hứng hô. "Cha." "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt." Hứa Lương tài trên dưới dò xét. Ba năm không có trở về, lại tráng thật rất nhiều, tại Linh Hải Điện sinh hoạt như thế nào?" Hứa Hạo cười nói. "Cha yên tâm, sư phụ cùng các sư huynh đối với ta đều rất tốt." Hứa Lương tài tuổi già an lòng. Chân Tuyết Mai lau khô con mắt cũng đi ra, hòa ái cười nói. "Hạo Nhi trở về." "Mẹ" Hứa Hạo kích động hô một tiếng, mẹ con hai người nói nói vài lời, Đàm Tiếu Yến Yến. Nghe hạ nhân nói, ngươi có đồng môn tới. Hứa Lương Tài e sợ cho nhi tử phát hiện chân tuyết mai dị thường, mở miệng đánh gãy bọn hắn nói chuyện với nhau. Hứa Hạo gật đầu. Từng, ta đã an bài phòng bếp chuẩn bị tiệc cưới, đều ở bên ngoài ở giữa đâu. Ngươi đến bọn hắn rất nhiều trong năm, vi phụ phải đi tạ ơn bọn hắn mới được, ngươi cùng ta một đạo đi qua, thay ta dẫn tiếng dẫn tiếng. Vâng. Hứa Hạo nghe vậy gật đầu, quay đầu đối với chân tuyết mai nói. Mẹ ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến thỉnh an. Đi thôi. Chân tuyết mai mỉm cười nhìn qua hắn. Chốc lát, phòng trước đại đường chỗ, hứa hạo cho hứa lương tài từng cái dẫn tiếng nhà mình sư huynh, đám người chào, ngồi xuống lần nữa. Hứa lương tài nhìn thấy sư huynh cầm đầu kia trước mặt thả một cái bao, trong bao căn phòng cũng không biết đựng cái gì. Hứa hạo vừa rồi giới thiệu đám người thời điểm, cũng trọng điểm giới thiệu người này. Hứa lương tài bởi vậy biết bọn hắn trong đoàn người này là thuộc vị này gọi hồ huân sư huynh tu vi cao nhất đám người cũng đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa lương tài là biết hồ huân người này, chỉ bất quá đây là lần đầu gặp mặt. Bởi vì hứa hạo tại trong tính thư vãn lai trong nhà nhiều lần nâng lên vị sư huynh này, nói hắn ở trong linh hải điện đối với hắn có nhiều trong năm, hai người cũng đều là bái nhập cùng một cái sư phụ môn hạ tu hành, xem như đồng xuất nhất mạch sư huynh đệ. Yêu ai yêu cả đường đi, hứa lương tài tuy là một kẻ người bình thường, nhưng bởi vì nhi tử nguyên nhân, đối với cái này hồ huân thái độ cũng là cực kỳ sốt ruột. Hồ thế chất, đây là vật gì? Hứa lương tài nhìn qua bao khỏa kia, hiếu kỳ hỏi. Trên bàn một đám người biểu lộ lập tức cổ quái. Hồ Huân cười mỉm nhìn qua hứa hạo, người sau nói. cha, nói ra ngươi cũng đừng sợ, đây là một cái đầu lâu. Hứa lương tài giật mình. Đầu lâu? Ai đầu lâu? Một cái tặc tử đầu lâu. Hồ Huân giải thích nói. Chuyến này chúng ta xuống núi, chính là vì người này mà đến, người này tại rất nhiều nơi làm săn làm bậy, sư môn ra nhiệm vụ muốn lấy tính mạng hắn, chúng ta tiếp nhiệm vụ xuống núi, trước đây cùng hắn từng có gặp phải, bất quá tu vi của người này không tầm thường, mặc dù trọng thương hắn, lại làm cho hắn cho chạy trốn, liên tiếp truy tung mấy ngày, bạc vô âm tính, cái này không hứa sư đệ nói nhà liền tại phụ cận, muốn ta chờ đến nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát, ai ngờ đang trên đường tới, lại. Nhìn thấy người này phơi thay sơn giả ở giữa, xem như lấy không một cái tiện nghi, hứa sư đệ thế nhưng là phúc tinh của chúng ta a à. Hứa hạo bật cười. Ta cũng không nghĩ tới thế mà lại trùng hợp như vậy bọn hắn trước đó nhìn thấy gia hỏa này thời điểm còn có chút không thể tin được đau khổ truy tung mấy ngày không có đầu mối nhiệm vụ mục tiêu lại bỗng nhiên xuất hiện tại dưới mí mắt bọn hắn mà lại đã chết thì ra là thế hứa lương tài mặc dù có chút kinh hồn tán đảm nhưng cũng không muốn tại nhi tử đồng môn trước mặt mất phong độ cho hắn mất mặt cho nên sắc mặt coi như bình thường hồ huân nói chỉ là đáng tiếc không biết là người phương nào giết hắn nếu là biết hẳn là đi nói lời cảm tạ một phen mới là hứa lương tài nói có lẽ là hồ thế chất trước đó đem hắn trọng thương, thương thế hắn quá nặng, bất trị mà chết. Hồ Huân lắc đầu nói. Cũng không phải là như vậy, ta trước đó kiểm tra một chút người kia vết thương, hắn là bị một cây trường thương đâm xuyên thân thể mà chết, chúng ta trước đó cùng hắn giao thủ thời điểm cũng không có đối với hắn tạo thành thương thế như vậy, người xuất thủ thực lực chưa chắc có mạnh cỡ nào, thời cơ lại là nắm chắc vô cùng tốt, bất quá người kia giết tặc tử này, hẳn là cũng sẽ không quá tốt qua, chỉ sợ cũng có thương tích trong người. Hứa lương tài nghe vậy ngơ ngác một chút, chẳng lẽ lại là bọn hắn? Hứa hạo ngạc nhiên nói. Cha ngươi nói tới ai? Hứa lương tài suy nghĩ một chút, đem hôm nay chân tuyết mai từ trong núi mang theo hai người trở về sự tình nói một cách đơn giản một lần. Hắn biết cũng là từ nhà mình hộ vệ trong miệng nghe được, bất quá triệu dạ bạch trước đó cùng chân tuyết mai nói chuyện thời điểm, nói về qua trước trận kia chiến đấu, nếu không có như vậy, hứa lương tài cũng sẽ không có liên tưởng này. Chương 4695 Hồ Huân Nguồn Mê Truyện Audio.com Hồ Huân cùng hứa hạo nghe vậy liếc nhau, người trước vuốt cầm nói. Nói như thế, hẳn là hai người kia không thể nghi ngờ, cái này thật đúng là đúng dịp. Bá mẫu lòng từ bi, đổi lại người bình thường có thể chưa hẳn nguyện ý đem người thụ thương mang về nhà nghỉ tay nuôi. Hứa hạo cười cười. Mẹ ta một mực như vậy. Hồ Huân nhìn qua hứa lương tài. Bá phụ, hai vị kia đã cũng trong nhà, có thể hay không mời bọn họ ra gặp một lần. Lần này sư môn nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành, còn nhờ vào hai người kia, ta muốn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hứa lương tài lộ ra ngượng nghịu. Không dối gạt thế chất, cái này sợ là không tiện lắm, theo mang hai người kia trở về hạ nhân nói, nữ tử kia thụ thương rất nặng, bây giờ vẫn còn ở trong hôn mê. Hồ huân vội vàng đứng lên. Vậy càng phải đi gặp một lần, trên người của ta mang theo chữa thương dược vật, có lẽ có thể giúp được bận biểu. Thấy hắn như thế kiên trì, hứa lương tài cũng không tốt từ chối, vuốt cầm nói. Vậy thế chất chờ một lát một lát, ta đi an bài một chút. Hồ huân ôm quyền làm phiền bá phụ hứa lương tài đi vào nội viện để nha hoàng thông báo một tiếng chốc lát triệu dạ bạch vội vàng đi ra ông quyền không người nói triệu dạ bạch gặp qua thôn chính là ngươi hứa lương tài ngạc nhiên nhìn qua triệu dạ bạch lúc trước hắn chỉ biết là nhà mình phu nhân mang theo hai người trở về cũng không nghĩ tới cái này mang về người lại là chính mình vào ban ngày nhìn thấy hai người kia giờ phút này gặp triệu dạ bạch mới giật mình nhận ra hứa lương tài biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên ban ngày hắn đối với hai người thái độ có thế không tính cỡ nào hữu hảo hắn giọng một cái đem hồ huân đám người lai lịch cùng vừa rồi trong bữa tiệc đề nghị nói một lần triệu dạ bạch nghe vậy khẽ nhíu mày tiểu nhã bây giờ vẫn còn ở trong hôn mê ta đã cho nàng ăn vào chữa thương dược vật vị kia hồ sư huynh hảo ý tâm lĩnh chỉ là bây giờ thực sự có chút không tiện hứa lương tài trầm giọng nói triệu thế chất không phải hứa mổ cậy già lên mặt chỉ bất quá vị kia hồ thế chất thế nhưng là linh hải điện cao độ tu vi cao thâm hắn đã hữu tâm đến đây nói lời cảm tạ cũng là chân tâm thật ý không tốt từ chối a à, huống chi trên người ngươi mang theo dược vật chưa hẳn liền có hắn tốt, để hắn nhìn một chút, đối với mùi mùi của ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu. Triệu dạ bạch trong lòng là không muốn có người quấy rầy tiểu nhã nghỉ ngơi, chỉ bất quá hứa lương tại vị chủ nhân này đều đã đem lời nói đến phân thượng này, thật sự là không tiện từ tuyệt. Trầm ngâm một lát, triệu dạ bạch mới vuốt cầm nói. Vậy trước tiên đi cảm ơn vị kia hồ sư huynh. Hứa lương tài cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi lại chờ một lát một lát, ta đi mời bọn họ chạy tới. Nói như vậy lấy, quay người rời đi. Một lát sau, Hứa Lương Tại liền dẫn hai cái nam tử trẻ tuổi đi tới, trải qua hắn giới thiệu một phen, Triệu Dạ Bạch mới biết được kia niên kỷ hơi lớn một điểm, chính là lúc trước hắn đề cập tới Linh Hải Điện cao đồ Hồ Huân, mà tuổi còn nhỏ một chút thì là con của hắn, vì kia bái nhập Linh Hải Điện tu hành hứa hảo. Song phương chào, Hồ Huân ngôn từ mặc dù vừa vặn, bất quá trong thần thái lại có một tia nhàn nhạt kiêu căng. Triệu Dạ Bạch tu vi thấp, nhìn không ra sâu cạn của hắn, có thể Hồ Huân lại là một chút liền nhìn ra Triệu Dạ Bạch bất quá khí động chi cảnh trong lòng ngược lại là có chút hồ nghi, người trước mắt này tu vi như vậy thấp, hắn động bạn kia tu vi lại có thể cao đi nơi nào. Tạch tử kia thật sự là hai người này giết chết. Triệu sư đệ sư theo nơi nào? Hồ Huân vô tình hay cố ý hỏi? Triệu già bạch gãi gãi đầu. Ta không có bái nhập tông môn gì. Hồ Huân lộ ra vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ người này hẳn là tư chất không tốt, không có tông môn nào nguyện ý thu hắn, nếu không cũng không trở thành lớn tuổi như vậy mới tu hành đến khí động cảnh. Vậy lệnh mùi lại là cái gì tu vi? triệu già bạch cũng không giấu giếm. Tiểu nhã bây giờ đã là chân nguyên tầng 9. Chân nguyên tầng 9. Hồ Huân nhíu mày, nếu là có thực lực này mà nói, cũng là có khả năng giết tặc nhân kia, dù sao trước đây đám người bọn họ đã đem nó trọng thương, bị người ta nhặt cái tiện nghi cũng nói đi qua. Nghe nói lệnh mùi cùng người kia đại chiến thời điểm bị trọng thương, vừa vặn trên người của ta mang theo sư môn đặc chế thuốc chữa thương, dược hiệu rõ rệt, có thể hay không để cho ta vào xem tình huống. Hồ sư huynh mời. Triệu dạ bạch đưa tay ra hiệu một đoàn người còn không có đi vào liền lại có tiếng bước chân truyền đến đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp chân tuyết mai thân ảnh từ góc trẻ hiển lộ nàng tựa hồ một đường chạy gấp đến tận đây có chút thở hồng hộc sao ngươi lại tới đây hứa lương tài nhướng mày chân tuyết mai khẩn trương nói hạ nhân nói các ngươi đều tụ tập ở chỗ này ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền đến nhìn xem hứa lương tài nói không có việc gì là hồ thế chất muốn tới điều tra một chút nữ tử kia thương thế chân tuyết mai lúc này mới thở dài một hơi Bên kia Hứa Hạo tại Hồ Huân bên tai nói nhỏ một câu, Hồ Huân liền vội vàng tiến lên. Linh Hải Điện Hồ Huân gặp qua Bá Mẫu. Chân Tuyết mai mỉm cười gật đầu. Thế chất không cần đa lễ, Hạo Nhiên nhiều lần ở nhà trong thư đề cập ngươi, nói trong tông môn người đối với hắn có nhiều chiếu cố, chúng ta làm cha mẹ muốn cảm tạ ngươi mới là. Hồ Huân thận trọng nói. Bá Mẫu nghiêm trọng, Hứa sư đệ thiên tư xuất chúng, rất được sư phụ coi trọng, ta kẻ làm sư huynh này bất quá là hư trường mấy tuổi, tự nhiên hẳn là đưa đến chiếu ứng chi trách đều là việc nằm trong phận sự. Nhàn thoại vài câu, đám người theo thứ tự đi vào. Trong sương phòng, có mùi máu tanh nhàn nhạt lưu lại, trên giường Triệu Nhã nhắm mắt nằm ở nơi đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Triệu Dạ Bạch đem mọi người dẫn đến bên giường, chân Tuyết Mai cúi đầu nhìn lại, hốc mắt lập tức đỏ lên, lông mi có chút run run. Hứa Hạo bọn người nhưng đều là ngơ ngẩn, Ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường một cái chớp mắt không dời, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua mỹ mạo nữ tử, nhưng trước đây thấy người cùng trước mắt nằm ở trên giường vị này tương đối, đơn giản không thể so sánh, triệu nhã dung nhan nói là khuynh thành tuyệt sắc cũng không đủ, trước đó triệu Dạ Bạch cùng nàng du lịch thời điểm, vốn nhờ hình dạng gây nên không ít phong ba. Về sau triệu Nhã bất đắc dĩ mua khăn lụa che kín gương mặt, lúc này mới ít đi rất nhiều tự dưng tai họa. Bây giờ trên giường tu dưỡng, khăn lụa che mặt kia tự nhiên cũng liền lấy xuống. Hơi tái nhợt khuôn mặt bằng thêm một phần bệnh trạng mỹ cảm, chỉ làm cho người nhìn sinh lòng thương hại, hận không thể thụ thương nằm ở trên giường chính là mình mới tốt. Hứa Lương Tài cũng kinh thán không thôi, vào ban ngày nhìn thấy Triệu Nhã, mặc dù không gặp đến chân dung, nhưng cũng cảm giác nữ tử này hẳn là cực đẹp, chưa từng nghĩ lại đẹp đến trình độ này. Trong sương phòng trong lúc nhất thời đúng là tĩnh mịch im ắng. Chân Tuyết Mai phát giác dị dạng, cao mày nói: "Hồ Thế Chất, ngươi không phải mang theo sư môn chữa thương dược vật sao?" "Có có." Hồ Huân lấy lại tinh thần, vội vàng từ không gian giới của mình lấy ra một bình linh đan, cái này liền muốn đi ra phía trước tự mình cho ăn triệu nhã ăn vào. Triệu dạ bạch thấy thế vội vàng ngăn lại. Hồ sư huynh, ta đến liền tốt, không dám làm phiền. Hồ huynh nhìn hắn một cái, không tiện cự tuyệt, đem bình ngọc giao cho triệu dạ bạch nói. Trước lấy một hạt ăn vào, cách mỗi ba canh giờ lại phục một hạt. Ta nhớ kỹ. Triệu dạ bạch gật đầu, nhưng không có lập tức cho ăn triệu nhã phục dụng dược vật. Bởi vì bọn hắn chuyến này đi ra ngoài lịch luyện trước đó, tiền bối đã ban cho rất nhiều linh dược chữa thương, lấy tiền bối thân phận và địa vị, ban thưởng dược vật định đều là tốt nhất, cái này hồ huân mang tới linh dược cho dù lại làm sao không tục, cũng không sánh được chính bọn hắn mang. Sở dĩ nhận lấy, chỉ là không thích làm ngược hồ huân mặt mũi. Triệu già bạch hỏi. Lấy sư huynh nhãn lực, khả năng nhìn ra tiểu nhã thương thế như thế nào? Hồ huân nghiêm túc tường tận xem xét một trận, mở miệng nói. Khí tức bình ổn, sinh cơ thịnh vượng, hẳn là không cái gì trở ngại, bất quá cụ thể như thế nào, tốt nhất vẫn là để hồ mổ cẩn thận kiểm tra mới có thể yên tâm. Vậy thì mời hồ thế chất tranh thủ thời gian kiểm tra một phen. Hứa lương tài ở một bên nói, người khác già mà thành tinh, cái nào nhìn không ra hồ huân chút tiểu tâm tư kia. Chân tuyết mai cau mày nói. Cái này không được đâu, nam nữ thủ thủ bất thân. Hứa lương tài trừng nàng một chút. Phụ đạo nhân gia biết cái gì, người ta người tu võ há lại sẽ cùng chúng ta những phạm phu tục tử này đồng dạng câu nệ tiểu tiết. Nam nữ đại phòng như thế nào tiểu tiết? chân tuyết mai phản bác. Hứa lương tài không nghĩ tới nhà mình phu nhân càng như thế không cho mình mặt mũi, trong lúc nhất thời khuôn mặt tức giận đỏ lên. Tiểu bạch ca ca. Đúng lúc này trên giường truyền đến thanh âm yếu ớt. Đám người quay đầu nhìn lại lúc, chỉ gặp triệu nhã lại mở mắt, một đôi con ngươi thanh tịnh như nước kia phản phất một vũng vực sâu, thôn vệ lấy ở đây mấy cái nam tử ánh mắt. Tiểu nhã. Triệu dạ bạch vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, đưa thay sờ sờ trán của nàng, như trúc được gánh nặng nói. Ngươi đã tỉnh bên giường chân tuyết mai thân hình có chút bỗng nhúc nhích, xem ra tựa hồ là muốn lên trước, nhưng lại nhìn được. Triệu nhã nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, vừa nhìn về phía bên giường người, cảnh giác nói. Bọn hắn đều là ai? Triệu già bạch trấn an nói. Đừng sợ, bọn hắn không phải người xấu. Một phen giải thích, tốt xấu đem mọi người thân phận giới thiệu một chút. Triệu nhã lúc này mới gật đầu. Ta không có việc gì, chính là cần tĩnh dưỡng một chút thời gian. Chân tuyết mai nghe vậy vội vàng nói, cô nương, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều đừng lo lắng, chúng ta trước hết đi ra. Triệu nhã không đáp, chỉ là đóng lại tầm mắt. Trong phòng đám người thấy thế, chỉ có thể đi theo chân tuyết mai rời đi, triệu dạ bạch đem mọi người đưa đến cửa ra vào lúc này mới quay người. Hứa lương tài mang theo hồ huân cùng hứa hạo hai người quay về trong bữa tiệc, đám người một trận nâng ly cạn chén, bầu không khí dần dần náo nhiệt lên. Cho đến lúc nửa đêm, tiệc rượu mới tán đi, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Hôm sau, Linh Hải điện đám người tề tụ, cầm đầu hồ huân nói, các ngươi trước mang theo tạc nhân đầu lâu về sư môn phục mệnh hứa sư đệ khó được về nhà một chuyến muốn ở chỗ này lưu thêm một chút thời gian vậy hồ sư huynh ngươi đây có người hỏi hồ huân nói ta gần đây chợt có nhận thấy cần tỉ mỹ lĩnh hội một trận nơi đây sơn thanh thủy tú địa linh nhân kiệt chính là thích hợp ta cũng muốn ở chỗ này đợi chút thời gian các ngươi sau khi trở về cùng sư phụ báo cáo một tiếng đúng đám người lĩnh mệnh cùng hứa hạo hai người cùng một chỗ đem linh hải điện các sư huynh để đưa tiễn hồ huân mới quay đầu nhìn qua hứa hạo hứa sư đệ sư huynh những năm này đối với ngươi như thế nào hứa hạo nói trên đời này ngoại trừ cha mẹ bên ngoài chính là sư huynh đối với ta tốt nhất rồi mới nhập tông thời điểm chính là sư huynh một mực chiếu cố ta sư đệ khắc trong tâm khảm hồ huân vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn biết sư đệ ngươi là người trọng tình trọng nghĩa sư huynh ta à nguyên bản một lòng võ đạo bây giờ mặc dù niên kỷ đã đến nhưng cũng chưa bao giờ cân nhắc qua bạn lữ sự tình. Bất quá có đôi khi người tính không bằng trời tính. Duyên phận đến. Có một số việc cũng nên suy nghĩ một chút. Sư đệ, lần này còn muốn xin ngươi giúp ta một chút sức lực A. À. Chương 4696 Mời rượu phạt rượu Nguồn Mê truyện audio.com Sư huynh ngươi chẳng lẽ coi trọng nữ tử kia rồi? Hứa hạo lại không phải người ngu. Hồ Huân dù chưa sẽ lại nói thấu triệt. Nhưng hắn như thế nào lại nghe không rõ. Bất quá nói đi thì nói lại như vậy tư sắc nữ tử, người nam nhân nào không động tâm. Đêm qua chính hắn liền tâm thần hoảng hốt, ngồi xuống lúc tu hành trong đầu một mực thoáng hiện khuôn mặt hơi tái nhật kia, tinh thần không thuộc, tuy nói nữ tử kia nhìn so với hắn hẳn là phải lớn hơn mấy tuổi, nhưng đối với tuổi thọ kéo dài võ giả tới nói, cái này mấy tuổi chênh lệch lại có quan hệ thế nào. Nếu là có thể cùng như thế nữ tử chung kết liền cành, chính là giảm thọ một nửa, hứa hạo cũng là nguyện ý, bây giờ hồ sư huynh lại là ở ngay trước mặt hắn, đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Hứa hạo trong lòng bị đè nén không thôi, bỗng nhiên có một loại chính mình chân ái đồ vật bị người mơ ước phẫn nộ cảm giác, có thể đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn một mực chiếu cố chính mình sư huynh, lại không thể nào phát tiết. Sư đệ nếu có thể giúp ta một chút sức lực, đợi sau khi chuyện thành công, trở lại trong điện ta tự sẽ tại sư tôn trước mặt vì sư đệ nói tốt vài câu, xin mời sư phụ đem cái kia nửa bộ sau cùng phong quyết truyền thụ cho ngươi. Hứa hạo tim đập thình thịch. Hắn mặc dù bái nhập linh hải điện tu hành, nhưng vô luận là thân phận hay là địa vị, đều cùng hồ huân chênh lệch rất xa, nếu nói hồ huân tại linh hải điện là tinh nhuệ đệ tử hạch tâm mà nói vậy hắn chính là thấp nhất đẳng đệ tử bình thường nếu không có như vậy lần này sư môn nhiệm vụ cũng sẽ không lấy hồ huân cầm đầu hắn những năm này chỉ tu hành cùng phong quyết nửa phần trên tu vi miễn cưỡng đến chân nguyên cảnh tầng ba trình độ muốn lại tăng tiếng tu vi nhất định phải đắc đắc đến cái kia nửa bộ sau cùng phong quyết có thể sư tôn mấy năm này một mực không có truyền thụ cho ý đồ giống như còn muốn đối với hắn lại nhiều khảo nghiệm mà lần này nhiệm vụ chính là khảo nghiệm một trong nếu là có hồ huân sư huynh nói tốt, vậy đạt được mình muốn nửa bộ sau cùng phong quyết cũng không thành vấn đề. Nữ tử Mỹ lệ trên đời này không thiếu, chính mình cần công pháp lại chỉ có một bộ. Huống chi, coi như hắn thật cùng hồ sư huynh tranh, cũng chưa chắc tranh đến thắng người ta. Hứa hạo trong lòng dù có một chút không bỏ, nhưng vẫn là rất nhanh phân biệt lợi hại, sản khoái vuốt cầm nói. Sư huynh đối đãi ta như huynh, hữu dụng lấy hứa hạo địa phương, sư huynh cứ mở miệng là được. Hồ Huân mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quả nhiên là sư đệ tốt của ta. Nữ tử kia thụ thương không nhẹ, tối thiểu nhất cũng muốn tu dưỡng một hai tháng. Ân, ừ, ngươi trước hết nghĩ biện pháp giúp ta tìm hiểu một chút nữ tử kia lai lịch. Hứa Hạo ngạc nhiên nói: trước đó cái kia gọi triệu dạ bạch, không phải nói chính mình không có bái nhập sư môn sao? Huynh muội hai người này hẳn là chỉ là có chút cơ duyên mới bước lên con đường tu hành a? À. Hồ Huân nói: nói thì nói như thế, nhưng vẫn là trước thám thính rõ ràng thì tốt hơn. Tốt, sư huynh yên tâm, ta hỏi rõ chính là sau đó mấy ngày thời gian, triệu nhã một mực tại trong sân kia tỉnh dưỡng, Mai Di mỗi ngày đều tới thăm, thường thường đến một lần chính là mấy canh giờ, triệu nhã tỉnh dậy thời điểm nàng liền cùng triệu nhã nói chuyện, triệu nhã mê mang lúc nàng liền bảo vệ ở một bên. Ngược lại để triệu dạ bạch cảm giác thật không tốt ý tứ, cảm thấy có chút quá phiền phức người ta. Trong lúc đó hứa hạo mang theo hồ huân tới qua một lần tìm Mai Di, thuận thế thăm một chút triệu nhã. Bất quá lần này đằng sau, hai người lại đến, Mai Di liền ra phòng cùng bọn hắn gặp nhau, không để cho bọn hắn vào trong nhà quấy rầy Triệu Nhã tu dưỡng. Trên Thanh Ngọc Phong tu hành 13 năm, Triệu Nhã cảnh giới một mực bị Dương Khai tận lực áp chế, cảnh giới không thăng, tăng lên tự nhiên là thể chất. Thể chất của nàng cùng Triệu Giả Bạch một dạng, tại trong cùng tuổi cùng cảnh giới võ giả, đều là đủ để cho người nhìn lên nó tồn tại, chỉ bất quá ngày bình thường mềm mại bộ dáng, để cho người ta nhìn không ra mà thôi. Trước đó mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng bất quá 3 năm ngày công phu, Triệu Nhã liền có thể rời giường, tiếp qua mấy ngày, đã có thể xuống đất đi đường. Thể chất của nàng cường đại là khôi phục nhanh một nguyên nhân, Dương Khai ban thưởng chữa thương linh đang tự nhiên là một nguyên nhân khác. Hứa Hạo được Hồ Huân phân phó, từ chính mình mẫu thân nơi đó nói bóng nói gió, cũng thăm dò một chút liên quan tới triệu dạ bạch tin tức của hai người, bất quá hai người nguyên bản cũng liền không có để lộ ra bao nhiêu, cho nên Hứa Hạo thăm dò cũng cực kỳ có hạn. Thất tinh tập người. Trong sương phòng, dưới ánh nến, Hồ Huân nhíu mày. Sư huynh thất tinh phượng ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nghe người ta nói nhiều năm trước cái kia thất tinh phượng vẫn chỉ là cái nhị đẳng tông môn, bỗng nhiên có một cái đế tôn tam trọng cường giả thành bọn hắn thái thượng trưởng lão, liền nhất cử tấn thăng nhất đẳng tông môn. Hồ Huân vuốt cầm nói, việc này ta cũng hiểu biết, cái này thất tinh tập hẳn là dựa vào thất tinh phượng mà tồn. Nói như thế, hai người này có thể là thất tinh phượng đệ tử. Hồ Huân ngón tay gõ nhẹ cái bàn. Nam tử kia tư chất ngu dốt, người lớn như vậy mới bất quá khí động cảnh, trước đó hắn nói mình không có bái nhập sư môn, nghĩ đến là thật, cùng thất tinh phường hẳn không có quan hệ. Ngược lại là cái kia triệu nhã, có thể là thất tinh phường người, bất quá liền xem như, hẳn là cũng chỉ là đệ tử bình thường. Hứa hạo vuốt cầm nói. Sư huynh nói đúng lắm. Triệu nhã niên kỹ so với hắn phải lớn mấy tuổi, nhưng mà mới bất quá chân nguyên tầng chính, đoán chừng tư chất tốt hơn hắn không đến đi đâu, người như vậy mặc dù bái nhập thất tinh phường, địa vị cũng sẽ không quá cao. Lấy sư huynh tu vi địa vị, cái kia triệu nhã có thể được sư huynh coi trọng, quả thật phúc khí của nàng. Hứa hạo thúc ngựa nói, hồ huân lắc đầu nói. Đáng tiếc nữ tử này tính tình lãnh đạm, thực sự không tốt tiếp xúc. Mấy ngày nay bọn hắn không phải là không có nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp xúc triệu nhã, nhưng chỉ có mấy lần chạm mặt, triệu nhã cũng là thần thái lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, ngược lại là đối với cái kia triệu dạ bạch, cực kỳ để bụng, để hồ huân âm thầm nổi nóng. Thân là linh hải điện tinh nhuệ đệ tử hạch tâm, tuổi còn trẻ liền có thần du tầng ba tu vi trong tông môn bị vô số sư tỷ sư mùi vây quanh lúc nào bị nữ tử lạnh như vậy mắc đối đãi qua còn có mẹ ngươi hồ huân lúc nói lời này trừng hứa hạo một chút cái kia chân tuyết mai cũng không biết phát cái gì thần kinh cơ hồ mỗi ngày đều hậu ở triệu nhã bên cạnh để hồ huân thực sự tay chân bị gò bó tại gia nhân trước mặt triển lộ mị lực của mình hứa hạo biểu lộ ngượng ngùng nói tránh đi cái kia triệu nhã khôi phục ngược lại là thật mau thương nặng như vậy mấy ngày nay có thể xuống giường đi bộ Hồ Huân âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có cách nào ở chỗ này đợi quá lâu, chúng ta còn cần đến tranh thủ thời gian về sư môn, nếu không sư tôn trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Hứa hạo trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, mặt ngoài lại không lộ mảy may, chính hắn mặc dù không có cơ hội đến cái kia triệu nhã ưu ái, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy Hồ Huân có thể có cơ hội, nếu là có thể như thế không công mà lui mà nói, là không còn gì tốt hơn. Hồ Huân sắc mặt âm trầm một trận, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lãnh ý, mềm không được cũng chỉ có thể tới cứng, nữ nhân loại vật này, gạo nấu thành cơm đằng sau nàng tự nhiên là đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Hứa hạo giật mình. Sư huynh ngươi là muốn. Hồ huân trầm giọng nói. Còn muốn sư đệ giúp ta. Hứa hạo một trận kinh hồn tán đảm. Hôm sau, trong sân, chân tuyết mai bồi tiếp triệu nhã nói chuyện, dưới tình huống bình thường đều là nàng đang nói chuyện, triệu nhã im lặng không lên tiếng lắng nghe. Chân tuyết mai cũng nhìn ra triệu nhã không quan tâm, nhưng cũng không thèm để ý, cũng may còn có triệu dạ bạch ở một bên thỉnh thoảng chen vào nói. Mỗi khi lúc này, triệu nhã đều là chuyên chú lắng nghe, thường xuyên còn che miệng mỉm cười. Tiếng bước chân vội vàng truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hứa hạo vội và đi tới. Hạo nhi. Chân tuyết mai đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Hứa hạo mỉm cười nói. Mẹ, cha muốn ngươi đi qua một chuyến. Cha ngươi tìm ta. Chân tuyết mai kinh ngạc. Hứa hạo gật đầu. Từng, cũng không biết chuyện gì, tự hồ rất sốt ruột. Chân tuyết mai đại mi nhíu, rất nhanh triển khai, quay đầu hướng triệu nhã cùng triệu già dạ bạch nói. Các ngươi nghỉ sớm một chút, ta đi xem một chút. Triệu già dạ bạch đứng dậy đưa tiễn. Mai Di đi thông thả. Đưa mắt nhìn chân tuyết mai rời đi, triệu già dạ bạch mới xong hứa hạo chắp tay ông quyền. Hứa sư huynh, những ngày này có nhiều làm phiền, bất quá tiểu nhã thương thế cũng nhanh tốt, mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi. Cái này liền muốn đi rồi. Hứa hạo kinh ngạc, nhìn qua ngồi ở chỗ đó thần sắc lạnh nhạt triệu nhã, trong lòng trào lên một tia không bỏ Triệu già Bạch gật đầu nói Chúng ta lần này tới vốn là muốn tìm người, chỉ tiếc đến nay không có cái gì manh mối, cho nên còn muốn lại tiếp tục tìm thêm tìm Hứa Hạo vô ý thức gật đầu Tìm người mà nói, hồ mẫu ngược lại là có thể giúp một tay, kề bên này dù sao cũng là ta Linh Hải Điện địa bàn, hai vị nếu không chê, có thể theo ta đi Linh Hải Điện làm khách, nhất định có thể giúp hai vị tìm tới muốn tìm người Bên ngoài truyền đến hồ huân thanh âm, sau một khắc hồ huân đã cất bước mà vào Triệu Nhã buông xuống ánh mắt chớp lên. Triệu già Bạch nhướng mày, nơi này là Hứa Hạo nhà, Hứa Hạo không mời mà vào còn nói đi qua, cái này hồ huân như vậy liền có mất thể thống, bất quá hắn cũng không phải ưa thích cùng người vì khó khăn tính tình, y nguyên khách khí chấp tay. Hồ sư huynh. Hồ Huân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chầm chầm vào Triệu Nhã, như muốn ăn người đồng dạng. Tiểu Nhã cô nương, có thể nguyện theo ta cùng một chỗ về Linh Hải Điện. Lăng. Triệu Nhã mí mắt đều không có nhấc một chút, trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ, hồ huân sắc mặt biến hóa hít sâu một hơi nhếch miệng cười nói tiểu nhã cô nương ngươi huệ chất lan tâm ta không tin ngươi nhìn không ra hồ mổ đối với ngươi tình ý hồ mổ đã lớn như vậy thấy qua nữ nhân không ít nhưng chân chính có thể làm cho ta động tâm cũng chỉ có tiểu nhã cô nương một người ta là thật tâm thực lòng muốn mời cô nương theo ta cùng một chỗ về linh hải điện cô nương yên tâm trở lại trong điện ta tự sẽ xin mời sư phụ vì ngươi ta chủ trì đại hôn ngày sau thiên trường địa cửu ta hồ huân bên người nữ tử duy ngươi một người một bên triệu dạ bạch đều nghe choáng váng một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, giống như không nghĩ tới nam nhân tại trước mặt nữ nhân còn có thể nói như vậy, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bất quá trong lòng lại là không hiểu thấu cực kỳ không thoải mái, cuộc đời lần đầu có một loại muốn đánh người xúc động, nguyên bản hắn đối với hồ huân ấn tượng coi như không tệ, nhưng giờ phút này lại nhìn, chỉ cảm thấy người này khuôn mặt đáng ghét, giữ tận phi thường. Người điếc. Để cho ngươi lăng nghe không được. Triệu nhã rốt cục dương mắt màng, ánh mắt lạnh như băng giống như vạn năm không thay đổi ngoan băng. Hồ huân khẽ thở dài một cái, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hứa sư đệ. Hứa hạo sắc mặt có chút vùng vẫy một hồi, trong nháy mắt thân động, đem triệu dạ bạch nắm nơi tay. Triệu dạ bạch mắt trận tròn nói. Hứa sư huynh. Hứa hạo sắc mặt xấu hổ, không nói một lời, dẫn theo triệu dạ bạch liền hướng ra ngoài bước đi.